Hơn 7 năm rồi tôi mới quay lại Hà Nội. Thời tiết tháng 11 lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đối với tôi vẫn chẳng thấm vào đâu, vì suốt 7 năm qua tôi sống và làm việc ở Ottawa, Canada, một trong những thành phố lạnh nhất thế giới. Tuyết thường phủ trắng trên những ngọn cây phong lá đỏ cao chót vót, băng dày kín khắp mọi con đường. Giờ đây tuy đã không còn sợ cái lạnh giá của Hà Nội, nhưng đứng trước ngôi nhà quen thuộc, tôi vẫn chần chừ mãi mới dám tiến lên bấm chuông cửa. Đây là một câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Trí Chí Dương và Thủy Linh. Trong câu chuyện có nhiều yếu tố hư cấu và không liên quan đến bất cứ cá nhân tổ chức nào. Chuyện đọc chỉ mang tính chất giải trí. Người viết không cổ xí cho những hành động sai trái dưới mọi hình thức. Một người phụ nữ ăn mặc khá thời thượng ra mở cổng. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt bà ta đã vội cau có lại rồi đáp. Mày! Tôi không đáp lời mà lướt qua bà ta như không khí. Một người phụ nữ tâm cơ đen tối tìm đủ mọi cách phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì không đáng được tôn trọng. Kéo vali vào trong nhà, trên chiếc ghế sofa ra ý đắt tiền, bố tôi đang ung dung ngồi đọc báo. Hơn 7 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại bố, nhưng cũng chẳng mấy xúc động, miệng chỉ thốt ra một từ đơn giản. Bố, bố tôi đặt quyển sách trên bàn xuống, giọng điệu trầm ổn không rõ vui buồn. Về rồi à? Tôi còn chưa kịp trả lời, mẹ kế đã từ ngoài cửa bước vào, nở nụ cười giả lả. Linh đi đường mệt lắm không? Sao về đến nơi không gọi điện cho mẹ để mẹ bảo tài xế ra đón? Ngồi xe nhà vẫn thoải mái hơn chứ con? Đối diện với nụ cười trướng tai gai mắt của bà ta, tôi không giấu nổi nỗi bực dọc trong lòng, lời nói cũng trở nên nặng nề hơn. Bà trở thành mẹ tôi từ bao giờ vậy? Sao con lại nói thế? 7 năm qua con vẫn chưa chịu chấp nhận mẹ sao? Tôi nở nụ cười đầy dễu cợt. Bà thôi diễn đi, được không? Không phải vậy đâu Linh Con nghe mẹ nói đã Mẹ và bố con đã kết hôn với nhau 7 năm rồi Tuy con không chấp nhận mẹ Nhưng mẹ luôn coi con là con gái của mình Mẹ Mấy giọt nước mắt giả tạo của bà ta Bắt đầu tràn qua khóe mi Khiến bố tôi không thể nào ngồi yên Ông ấy lạnh lùng bảo Con ăn nói cho cẩn thận Đi du học bên nước ngoài chứ không phải từ chạy tị nạn về Mà cư xử như đứa vô văn hóa thế đâu nhá Tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt Mà không biết phải nói gì có chút ấm ức, có chút hờn dỗi trong lòng, rồi tự nhiên lại thấy xa lạ với chính người bố đã đẻ ra mình. Tôi cay đắng nói, "Vậy bố cũng đừng tốn công, bắt con gọi bà ta là mẹ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, con lên phòng đi." Cho đến giây phút này, lòng tôi thực sự đã nguội lạnh, nhớ về chuyện cũ gần 8 năm trước, lúc mẹ tôi vật lộn chiến đấu từng ngày với căn bệnh ung thư vòm họng ở giai đoạn cuối thì bố lại cùng người đàn bà kia bổ bịch bên ngoài. Có một lần bà ta tìm đến tận nhà tôi, nói với mẹ tôi rằng bà ta và bố tôi là mối tình đầu của nhau, vì ông nội không đồng ý mối quan hệ của bọn họ nên bố tôi buộc phải chia tay bà ta để đến với mẹ tôi theo sự sắp đặt của gia đình. Thế nhưng sau khi bố tôi kết hôn, hai người họ vẫn lén lút qua lại với nhau, thậm chí còn có cả con riêng, con gái lớn kém tôi 2 tuổi, con trai út kém tôi 5 tuổi. Mẹ nghe xong sốc quá, lên cơn đau vật vã rồi cứ thế lịm người ra đi trong tức tưởi. Vậy mà cho đến bây giờ, bố tôi vẫn luôn miệng nói mẹ tôi mất không phải do lỗi của bà ta, bà ta không biết chuyện mẹ tôi bị bệnh nên mới đến tận nhà tôi thú nhận mọi việc, sau đó cầu xin mẹ tha thứ. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, tôi và bố lại xảy ra cãi vã, nhưng hôm nay vừa mới về nước, tôi không muốn không khí trong nhà thêm căng thẳng nên đành quay người xách vali lên phòng. Căn phòng ngày trước tôi ở giờ đã chuyển thành phòng riêng của Thanh. Cô ta chính là con gái riêng của bố tôi và bà Hồng. Tôi và cô ta vốn chả ưa gì nhau. Để tránh xảy ra cãi vã, tôi đã tự mang vali quần áo của mình sang phòng đối diện. Chỉ tiếc là oan ra ngõ hẹp, không biết trùng hợp kiểu gì mà đúng lúc này cửa phòng Thanh lại mở toang ra. Cô ta chừng mắt nhìn chằm chằm vào người tôi vài giây rồi buông những lời rác rưởi. Mày biết đường mò về nhà rồi đấy à? Tao tưởng mày chết mất xác bên Canada rồi chứ ngồi trên máy bay gần 20 tiếng đồng hồ, cả người tôi mỏi nhừ đau nhức, lại vừa trải qua mấy cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với bố. Sức lực trong người sớm đã cạn kiệt, không muốn mất thêm thời gian với cái loại người như Thanh, nên tôi tảng lờ coi như điếc. Trần vẫn bước về phía trước, Thanh thấy thế thì nổi cơn điên, chạy đến giữ chặt cửa phòng tôi, làm nhảm không ngừng. Mày nghĩ, mày vẫn là đại tiểu thư của cái nhà này á? Quên đi nhá, giờ mày không khác gì con ăn nhờ ở đậu đâu, đừng có tỏ vẻ kênh kiệu với tao. Mẹ mày thua thảm hại dưới tay mẹ tao Thì sớm hay muộn mày cũng thua thảm hại dưới tay tao Nếu không muốn bị tao dẫm đạp dưới chân như con kiến Thì mau chóng mà biến về Canada đi Ngôi nhà này tuy rộng Nhưng không bao giờ có chỗ thừa cho mày đâu Đúng là cây muốn lặng Mà gió chẳng muốn đừng Loại người không biết phải trái đúng sai Lúc nào cũng coi mình là cái rốn của vũ trụ như thanh Thì cứ phải dạy cho một bài học nhớ đời Tôi nhếch môi cười lạnh ừ, Mày bảo mẹ tao thua thảm hại dưới tay mẹ mày á à? chứ còn sao nữa 12 cặp dây thần kinh sọ não của mày có rơi dụng đi cặp nào không mà mày ảo tưởng nặng thế tao gọi xe đưa mày vào bệnh viện tâm thần để khám nhé mày đừng có đánh chống làng tao nói chúng tim đen nên mày nhột chứ gì mẹ mày là người gây dựng sự nghiệp cùng bố nhưng mẹ con tao mới là người được hưởng thành quả của cái sự nghiệp đấy đấy mày nghĩ thế thật à ừ đấy nếu trách chỉ trách mẹ mày ngu thôi ngay từ đầu tôi đã không có ý định chửi nhau với Thanh Nhưng đến đây thì cô ta quá lắm rồi Tôi không thể nhịn được nữa Nếu mày còn dám động đến mẹ tao Thì đừng trách tao vặn răng mày Vứt xuống gầm giường Tao không nói đùa đâu Mày dám à? Tao dám hay không? Mày cứ thử là biết ngay Mày... Thanh á khẩu không nói thêm được nửa từ Tuy tôi sống bên Canada 7 năm Nhưng vốn tiếng Việt của tôi vẫn còn nhiều lắm Tôi không muốn phí thêm nước bọt với hạng người như Thanh nên dứt khoát đẩy cô ta sang một bên rồi kéo vali vào phòng đóng chặt cửa lại. Hơn 7 năm trước tôi còn quá trẻ, suy nghĩ non dại, mới bị bà Hồng và Thanh tìm cách đẩy sang Canada du học, chứ lần này trở về Việt Nam, nhất định tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Tối hôm đó ăn cơm xong, lên phòng chơi điện thoại được một lúc, thì tôi nhớ tới con bạn thân thiết nhất tên Giang. Chuyện hôm nay tôi về nước, nó vẫn chưa biết, nên giờ đến lúc gọi điện thông báo cho nó rồi. Alo, mày đang ở đâu đấy? Giọng con Giang có vẻ không ổn lắm Tao mới chia tay người yêu Đang ở ba uống rượu một mình Mẹ nó, thằng cờ hó đấy Nó dám cắm lên đầu tao cái sừng dài như cái xào Gần một năm nay mà tao không biết gì Đến tối qua Tao mới phát hiện ra Thế nó có giải thích gì không Nó bảo tại con kia dụ dỗ Chứ vẫn còn yêu tao Nếu tao chịu bỏ qua thì nó sẵn sàng cắt đứt mọi mối liên hệ với con kia Nhưng à, tao chả cần cái loại đã phản bội mình một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba, nên tốt nhất đi, đường ai nấy đi cho khỏe. Mày nghĩ thế là đúng, loại đàn ông cặn bã như vậy không cần tiếc làm gì. Giờ tao chỉ ước mày ở Việt Nam, hai đứa uống một trận đã đời, quên hết mọi thứ đi. Bạn trai con Giang tên Quốc, hai người họ yêu nhau cũng gần 3 năm nay rồi. Ngày trước khi hắn ta mới bắt đầu khởi nghiệp, con Giang phải nhờ bố nó giúp đỡ hắn rất nhiều, vậy mà bây giờ đổi lại kết cục này. Ông trời thật không công bằng Tôi thở dài một hơi rồi bảo nó Mày đọc địa chỉ quán ba đi Tao đến uống rượu với mày Mày định lừa ai đấy Tao còn chưa say đâu nhá Từ Canada về Việt Nam ít nhất cũng phải 18 tiếng Mày á, có mọc thêm cánh Cũng không về uống rượu được với tao đâu Tao vừa về Việt Nam chiều nay Còn chưa kịp nói hết câu Đầu dây bên kia còn giang đã gào ầm lên Thật không? Sao giờ mày mới nói? Tao định tạo bất ngờ cho mày Ai ngờ vớ chúng hôm mày bị cắm sừng Thôi không nói chuyện này nữa để tao nhắn địa chỉ cho nói rồi con giang tắt điện thoại nhắn địa chỉ quán bar cho tôi thay quần áo xong tôi cũng gọi taxi đi luôn xe chạy ngoài đường tầm 20 phút là tới trước cửa quán bar bước vào bên trong tiếng nhạc sập sình cộng thêm ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy không ngừng làm tôi khẽ nhăn mày lại đảo ánh mắt nhìn khắp quán bar một lượt tôi đi nhanh tới cái bàn trong góc quầy con giang ngồi đó uống hết ly này đến ly khác trên bàn vỏ mấy chai rượu đang nằm lăn lóc Nhìn thấy tôi, nó cố vẽ ra một nụ cười méo sạch. Mày đến rồi đấy à? Ngồi xuống đi. Hôm nay nhá, không say, không về. Tôi cầm chai rượu đã vơi một nửa trong tay con Giang, tự rót cho mình một ly, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn. Vị rượu cay nồng chảy xuống cổ họng bỏng rát. Con Giang thấy tôi uống ly đầu tiên dứt khoát như thế, lại rót thêm cho tôi một ly nữa. Tối nay, ấy, tao nhất định phải quên bằng được cái thằng cặn bã kia. Nếu nó không còn yêu tao, chỉ cần nói với tao một câu là xong, Đằng này nó lại biến tao thành con bù nhìn Để nó sỏ mũi cả gần năm nay Tao đúng là ngu quá mà Uống thêm vài ly Đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng Còn con Giang thì gục hẳn xuống bàn Khóc tu tu như một đứa trẻ Nói sao thì nói Tình cảm của nó với tên cặn bã kia Cũng không thể dùng một lời nói Hay vài ly rượu là cắt đứt luôn được Tôi thở dài đứng dậy đi thanh toán tiền rượu Xong xuôi đầu đấy Hai đứa mới loạn choạng đỡ nhau rời khỏi quán bar trong lúc đứng chở xe taxi Con Giang không may bị một người đàn ông va trúng Cả tôi và nó còn chưa kịp phản ứng gì Hắn ta đã chửi um lên Mẹ chúng mày Mắt mũi để trên chán hết à Nghe cái giọng lè nhè của hắn ta Chắc cũng say lắm rồi Đã gần 11 giờ đêm Tôi không muốn gây phiền phức Nên cầm tay kéo con Giang đi trước Ai ngờ hắn ta không cho Còn đứng chắn ngay trước mặt bọn tôi Chúng mày định đi đâu Và phải tao không xin lỗi còn muốn bỏ chạy à Làm gì có chuyện dễ dàng như thế còn Giang tùy say nhưng vẫn biết ai đúng ai sai Nó giằng tay hắn ta ra rồi nói Là anh, va vào tôi trước đấy Người đàn ông kia mặt mũi đỏ phừng phừng giơ tay tát con Giang một phát Mặc dù tôi đã rất cảnh giác nhưng vẫn không kịp đỡ Má con Giang đỏ ửng Tôi nóng máu đẩy hắn ta sang một bên quát rõ to Anh làm cái gì vậy? Hai mắt hắn ta lòng sòng sọc Định lao vào tát tôi như tát con Giang Nhưng nước đi này của hắn ta sai ngay từ đầu rồi Ngày trước tôi từng học qua Tây Quân Đô Tuy chưa thi lên đai đen nhưng xử lý một tên say rượu thì không vấn đề gì cả. Tôi đợi hắn đến gần rồi nhân cơ hội vặn ngược tay hắn ra đằng sau, bị tôi ra đòn bất ngờ, hắn ta đau quá gào lên chửi. Còn danh này, mày dám chửi tao à? Mày dám đánh tao à? Mày biết tao là ai không? Thả tao ra. Anh muốn tôi thả ra thì xin lỗi bạn tôi trước đi. Anh va phải nó còn ra tay đánh nó. Thử hỏi ai là người sai trước? Tao á chẳng phải xin lỗi bố con thằng nào hết nhá mày có giỏi thì đứng yên đây lát mấy thằng em tao ra mày nhừ đòn con ạ à. hắn vừa dứt lời có bốn người đàn ông từ trong quán bar bước ra tên nào tên đấy xăm trổ đầy mình lừ lừ tiến về phía tôi một tên trong số đó còn trợn tròn ngược mắt lên rồi quát con kia, bỏ đại ca tao ra ngay là đại ca các anh va phải bạn tôi trước hắn ta còn ra tay đánh bạn tôi chúng tôi chỉ tự vệ chính đáng mà thôi không nghe tôi giải thích hắn tiếp tục gầm gừ tao không cần biết ai đúng ai sai bây giờ tao chỉ hỏi mày một câu mày có thả đại ca tao ra không thì bảo tôi không thả trừ khi đại ca các anh xin lỗi bạn tôi còn danh này rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt đúng không nói rồi hắn phất tay ra hiệu cho hai tên còn lại hùng hổ lao tới tóm chặt con giang nó vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thoát được còn bị ăn thêm hai phát vả tôi đứng bên này chỉ biết quát các anh làm gì vậy hả sao lại đánh bạn tôi Tao thích thì tao đánh Giờ tao đếm từ 1 đến 3 Nếu mày mà không chịu thả đại ca tao ra Đừng có trách Con Giang đang ở trong tay bọn chúng Nên tôi không dám làm bừa Vì thế mà nghe hắn ta đếm đến 2 Tôi đã phải thả người Vừa lấy lại tự do Tên say rượu lệnh cho đàn em xông tới giữ chặt hai tay tôi Lúc này tôi không còn phản kháng được nữa Hắn cầm tóc tôi giật ngược ra đằng sau Mày bố láo bố tét nữa đi Vắt mũi chưa sạch mà đòi ra xã hội thể hiện á Nay tao cho mày biết hai chữ thể hiện, viết thế nào nhá. Nói xong hắn nhếch môi cười đều giả. Cái mặt này nhìn cũng tạm tạm đấy. Hay là tao cho mày cơ hội phục vụ tao đêm nay, rồi tao xí xóa mọi chuyện cho nhá. Từ ngước đôi mắt cầm phẫn của mình lên nhìn hắn ta, miệng khinh thường nhả ra ba chữ. Đừng có mơ. Hắn bị tôi làm bẽ mặt hết lần này đến lần khác, cuối cùng tức quá đưa tay bóp chặt cổ tôi. Từ trước đến giờ, không có đứa nào dám ăn nói với tao thế đâu mày thích ý, thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là xã hội hiểm ác. Vừa nói hắn vừa tăng thêm lực ở bàn tay khiến cổ họng tôi nghẹn cứng. Hô hấp vì thế mà trở nên khó khăn. Có khi nào hắn muốn giết tôi thật không? Tinh thần tôi bắt đầu hoảng loạn trong lúc còn đang mơ màng suy nghĩ linh tinh. Chợt nghe tiếng động cơ xe vừa tắt. Sau đó tên bóp cổ tôi lãnh chọn một quyền mạnh như vũ bão vào giữa mặt. Người hắn loạn choạng suýt ngã phải bỏ tay ra khỏi cổ tôi khi lấy lại được thăng bằng hắn mới to mồm quát tháo ôn con kia mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao người đàn ông vừa đến chẳng nói chẳng rằng lừ lừ tiến lên cho hắn thêm một quyền lần này hắn không may mắn như lần trước bị ngã lăn ra đất mấy tên đàn em thấy thế vội lao tới tấn công người đàn ông kia nhưng anh ta cũng không phải dạng tầm thường quay đi quay lại chỉ vài động tác đơn giản đã kịp thời tóm cổ tên say rượu và cho hắn vài cái nổ đom đóm mắt chúng mày uống rượu say không biết đường biến về nhà còn đàn đúng gây chuyện đúng không liên quan gì đến mày không liên quan nhưng mà tao ngứa mắt tao cảnh cáo mày biết điều thì thả tao ra nếu không mày sống không nổi ở cái đất cảng này đâu thế à vậy để tao cho mày biết tao có sống nổi ở cái đất này không nhá nói rồi bọn họ lao vào nhau đấm đá không ngừng trong lúc hỗn loạn tôi chỉ biết giữ chặt lấy con giang nó say rượu rồi tôi sợ nó đi đứng không vững lại va vào chỗ người ta đánh nhau sau đó tôi nghe một tiếng va đập rất mạnh theo phản xạ tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông kia hình như anh ta vừa bị một tên du côn đập thanh gỗ vào đầu máu trên trán bắt đầu chảy xuống tim tôi như muốn nhảy ra ngoài cũng may đúng lúc chủ quán ba dẫn bảo vệ chạy ra can ngăn bọn họ lôi mấy tên du côn sang một bên xong anh chủ quán nở nụ cười khá thân thiết với dương mới đến à sao chưa gì đã định phá quán của tao rồi quán mày chấp chứa mấy cái thằng nhãi con kia từ bao giờ đấy thế chúng nó trêu chọc gì mày không trêu gì nhưng mà tao ngứa mắt mày ra đây rồi thì tự xử đi chủ quán hết nhìn dương rồi lại nhìn sang tôi hình như cũng hiểu được chút vấn đề anh ta vung tay tắt mạnh một cái vào má tên cầm đầu đám du côn rồi gằn giọng mày muốn làm loạn chỗ tao à dạ không ạ à, chuyện vừa nãy chỉ hiểu nhầm thôi em mắt mù nên mới đánh nhau với bạn anh chúng em biết lỗi rồi xin anh bỏ qua cho chúng em lần này biết vậy còn không mau xin lỗi người ta đi mẹ mày lần sau còn láo lếu cợt nhả tao đánh gãy chân chứ không đơn giản như này đâu nhá Ờ vâng vâng tên say rượu thấy thái độ của anh chủ quán với dương thân thiết như thế thì khúm núm như một đứa trẻ vừa mới phạm lỗi đang bị bố mẹ trách phạt hắn tiến lên vài bước lý nhí nói lời xin lỗi tôi nói qua nói lại một hồi mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết đâu ra đấy nhưng nhìn máu trên trán dương chảy xuống không ngừng tôi càng thêm sốt ruột muốn cất lời hỏi thăm anh ta vài câu mà trần chừ mãi vẫn không dám Dương đảo mắt liếc qua người tôi một cái, rồi lạnh lùng quay lưng đi về phía chiếc Ferrari màu đen của mình. Sau đó tôi gọi điện cho em gái con giang đến đón nó về nhà. Hai chị em nó rời đi rồi, tôi đưa mắt nhìn sang bên đường, thấy chiếc xe Ferrari của Dương vẫn còn đang ở đó. Anh ta bị thương là do tôi, nên ít nhất cũng phải nói một lời cảm ơn đàng hoàng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đi tới, gõ nhẹ lên cửa kính xe vài cái. Dương nghe tiếng động ngoái đầu nhìn tôi rồi ấn cửa kính xuống. Chuyện gì? Tôi... tôi cảm ơn... cảm ơn anh. Anh ta hử lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ. Tôi thích đánh nhau, không phải vì cô. Đừng có ảo tưởng. Giọng nói quen thuộc của ai đó ăn sâu vào tâm trí tôi. Nó như một vết sẹo dài ngoằn ngoèo mà mỗi lần trời trở gió lại nhói lên đầy đau đớn. Người đàn ông này khiến tôi nhớ nhung điên dại đầu óc cồn cào ruột gan suốt mấy năm qua. Thế nhưng khi đối diện thẳng mặt, tôi lại chẳng biết phải nói gì. Mãi sau mới lắp bắp hỏi được một câu. Vết thương trên chán anh sao rồi? Không chết được, cô khỏi lo. Tôi thấy chảy nhiều máu lắm, có cần đi bệnh viện không? Tôi đi cùng anh. Nói xong chưa? À, xong rồi. Xong rồi thì tránh ra cho tôi đi. Nhưng tránh ra, cô đừng quên ngày trước cô từng nói. Nếu sau này cô và tôi có vô tình gặp lại nhau thì cứ coi như không quen biết. Từng lời nói của Dương như lưỡi dao cứa sâu vào trong tim tôi, vết thương cũ vừa bị toác ra đau đớn thì lại có vết thương mới chồng lên. Thực ra tôi cũng không có tư cách trách móc gì Dương, vì trong quá khứ tôi là người có lỗi với anh ta trước, chỉ là tôi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Anh ta không vội nghe máy nhưng lại đẩy tay tôi khỏi cửa xe rồi đạp chân ga phóng vụt đi. Tôi lang thang ngoài đường thêm một lúc rồi bắt taxi về nhà. Đêm đó lại là một đêm tôi không tròn giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, làm vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ con bà Hồng và bố tôi đã ngồi chờ sẵn. Vừa nhìn thấy tôi, bố đặt cốc cà phê đang uống dở xuống bàn, nghiêm giọng nói: "Bố không biết bên Canada con sống buông thả thế nào, nhưng một khi về nhà, bố cấm tuyệt đối con không được đi chơi quá 11 giờ." Còn không cần mặt mũi nhưng bố cần Tôi không hiểu sao Bố lại biết chuyện tối qua tôi đi bà uống rượu với con Giang Nhưng khi vô tình liếc qua mắt Thành Tôi thấy cô ta nhếch môi cười khiêu khích Sau đó còn giả vờ giả vịt Lên tiếng bênh vực tôi Chắc chị Linh sống ở nước ngoài Quen với lối sống thoải mái bên đó Nên bố đừng trách chị Cứ để chị sửa dần Không có đứa con gái đàng hoàng tử tế nào Mà đi chơi đến 1-2 giờ sáng mới về đâu Dừng lại vài giây Bố tôi nói tiếp Tuần trước bố có nói chuyện với con về chuyện đi xem mắt thì hôm qua bố đã sắp xếp lịch rồi. Thằng bé là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Trường Phong, hơn con 3 tuổi cũng mới đi du học bên Anh về. Con gặp người ta nhớ chú ý thái độ, đừng làm mất lòng ai. Tôi không đồng ý chuyện tình yêu ghép đôi vớ vẩn như thế này nên thẳng thừng từ chối. Bố đừng gán ghép cho con, chuyện tình cảm của con con sẽ tự quyết định. Để con tự quyết định rồi con lại yêu cái thằng đầu đường xó chợ như mấy năm trước à? bố không đồng ý đâu, còn nghe lời bố đi. bố thật sự muốn tốt cho con, hay còn lý do nào khác? bố chẳng có lý do nào cả, bố chỉ muốn tốt cho con thôi. bố muốn tốt cho con, nhưng hôn nhân không tình yêu, làm sao mà có được hạnh phúc? lấy nhau về, từ từ bồi đắp tình cảm cũng được chứ sao? bố điều tra kỹ lắm rồi, thằng này đẹp trai sáng sủa lắm, con yên tâm. đẹp trai sáng sủa, nhưng người ta không yêu con thì có lợi ích gì? con đừng có lý do lý chấu, bố quyết định rồi đấy không nói lôi thôi nhiều lời nữa nếu con không đồng ý lấy chồng thì thu dọn quần áo quay về canada đi bố không dạy được con nữa rồi dứt lời bố tôi đứng bật dậy sách cặp tài liệu rời khỏi bàn ăn trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc hỗn độn không hiểu sao bố luôn muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi tám năm trước cũng vậy lúc tôi và dương còn yêu nhau bố cật lực phản đối thậm chí ông ấy còn làm đủ chuyện gây khó dễ cho dương trong mắt bố tôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa như dương đều thấp kém hèn mọn, không xứng đáng để làm con rể ông ấy. Nếu bây giờ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân thương mại mà bố tôi đã giải công sắp đặt thì sẽ phải quay về Canada. Tôi không muốn như thế, tôi phải ở lại đây còn đòi lại công bằng cho mẹ. Vài ngày sau theo đúng lịch trình, bố dẫn tôi đi gặp chủ tịch tập đoàn Trường Phong và người con trai thứ hai của ông ta. Tuy nhiên tới chỗ hẹn, tôi chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, còn bố tôi thì cúi đầu chào ông ta một cách rất lịch sự. Nhìn thái độ ấy không cần nói tôi cũng đoán được, người đàn ông trước mặt mình là ai, có địa vị như thế nào trong xã hội. Đây là bác Trường, chủ tịch tập đoàn Trường Phong, con chào hỏi bác cẩn thận đi. Tôi gật đầu tiến lên phía trước nở nụ cười xã giao. Cháu chào bác. Ông Trường gật đầu, chỉ tay vào cái ghế trống phía đối diện. Cháu tên Linh đúng không? Ngồi xuống đi. Vâng ạ. Bác nghe bố cháu kể về cháu nhiều rồi. Cháu tốt nghiệp bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh của trường đại học Ottawa nhỉ. Con trẻ tuổi mà giỏi thật đấy, bảo sao bố cháu giấu cháu kỹ thế." Bố tôi nghe ông trưởng nói thế thì khiêm tốn đáp lời, "Anh cứ nói quá, học ở Ottawa thì sao mà sánh được với đại học ở London. Hai cậu quý tử nhà anh mới đáng để tôi ghen tị. Anh đừng nói thế, tôi đang đau đầu với chúng nó đây. Có chuyện gì à? Thằng lớn nhà tôi năm nay cũng 32 tuổi rồi mà chẳng chịu vợ con gì. Nó không thích gỏ bó nên ra ngoài thành lập công ty riêng." đến khi tôi bảo về tập đoàn nhà làm thì nó chỉ hoãn hết lần này đến lần khác còn thằng thứ hai hôm nay tôi phải thay mặt nó xin lỗi anh ơ kìa sao anh phải xin lỗi tôi thì tôi định dẫn nó tới gặp anh và cháu linh nhưng nó vừa gọi điện bảo không đến được còn chuyện xem mắt giữa hai đứa chắc anh và tôi phải suy nghĩ lại thôi ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên đúng không anh ông trường vừa dứt lời cơ mặt bố tôi cứng hết cả vào anh nói đùa gì vậy chúng ta đã thống nhất chuyện hôn nhân của hai đứa rồi cơ mà chiều nay thằng phong gọi điện bảo tôi nó tìm được người thích hợp rồi nhờ tôi xin lỗi anh tôi cũng không còn cách nào khác cháu linh nhà anh xinh đẹp giỏi giang như thế chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi mong anh thông cảm cho tôi nhé lúc đó bố tôi hụt hẫng bao nhiêu thì trong lòng tôi nhẹ nhõm bấy nhiêu tôi bị ép buộc tới đây cuộc hôn nhân thương mại này tôi không hề muốn xảy ra giờ nghe tin con trai ông trường tìm được người thích hợp rồi Tôi vui mừng không hết đấy chứ Sao phải buồn, sao phải hụt hẫng Thế nhưng niềm vui của tôi còn chưa được bao lâu Thì cửa phòng ăn bỗng mở toang ra Một bóng dáng không thể quen được hơn bước vào Vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt không lẫn vào đâu Dương xuất hiện trước mặt tôi một cách điềm nhiên, bình tĩnh Toàn thân tôi từ trên xuống dưới cứ đầu ra như khúc gỗ Chỉ nghe loáng thoáng tiếng ông trưởng hỏi Dương Con đến rồi đấy hả? Vâng, bố giới thiệu chút nhé Đây là chú Thiện, bạn bố Bên cạnh là em Linh, con gái chú ấy, con bé mới từ Canada về, hai đứa gặp nhau lần đầu tiên nhỉ. Vâng, mới lần đầu. Vậy chào hỏi nhau đi. Dương đảo ánh mắt qua người tôi, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can tim phổi, làm cho lồng ngực tôi bị nén chặt lại không cả dám thở mạnh. Tôi nhớ 8 năm trước, anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, mặt bố mẹ như thế nào cũng không còn nhớ, đến năm 18 tuổi Dương thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành tích học tập của anh ta vô cùng xuất sắc, 4 năm liền đều đạt học bổng. Học xong nhà trường có giữ lại làm giảng viên, nhưng anh ta từ chối để nộp hồ sơ vào một công ty nước ngoài. Dù giỏi giang như thế nhưng trong mắt bố tôi, Dương vẫn là thằng đầu đường xó chợ, bởi vì anh ta không có thế lực gia đình chống lưng. Vậy mà bây giờ đây, Dương đã trở thành con trai chủ tịch tập đoàn Trường Phong. Trên đời này đúng là có rất nhiều chuyện không thể lường trước được. Ngày đầu tiên về nước gặp Dương Tôi đã biết thế giới này rất tròn Nhưng hôm nay còn phát hiện ra thêm một điều Thế giới này không chỉ tròn mà còn rất nhỏ Đi đi lại lại một hồi Thể nào rồi cũng sẽ gặp lại nhau Ông Trường gọi Dương đến ngồi cạnh mình Sau đó hướng về phía bố tôi tự tin nói à, Quên chưa giới thiệu với anh Đây là Dương, con trai cả của tôi Cái đứa lì lợm không thích gỏ bó Cả tập đoàn ra ngoài Thành lập công ty riêng đấy Tôi vừa kể với anh xong Khỏi phải nói Bố tôi có bao nhiêu ngỡ ngàng Thậm chí còn ngạc nhiên đến nỗi Đánh đổ cả ly rượu vang ra bàn Nhưng với kinh nghiệm lan lộn trên thương trường rất nhiều năm Rất nhanh sau đó Ông ấy đã lấy lại bình tĩnh Lắp bắp hỏi ông trường Cậu này là con trai Con trai cả nhà anh thật sao Ông trường gật đầu chắc nịch Xong còn giải thích thêm Vợ chồng tôi bị thất lạc nó từ khi nó lên ba Đến hơn 7 năm trước Chúng tôi mới được đoàn tụ với nhau À lúc nãy tới đây xe tôi bị hỏng giữa đường tài xế đưa đi sửa giờ vẫn chưa xong nên tôi gọi thằng dương đến đón tiện cũng muốn giới thiệu nó với anh luôn ờ à, vâng tôi chỉ có hai đứa con trai thằng phong không thích kinh doanh chỉ đam mê với ngành kiến trúc thế nên tập đoàn trường phong sớm muộn gì tôi cũng sẽ giao lại cho thằng dương nhưng tôi khuyên bảo mãi mà nó vẫn chưa chịu về bố tôi nở nụ cười nhạt thanh niên bây giờ chúng nó giỏi lắm anh đừng lo cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy tôi già rồi chỉ đợi thằng Dương về Tiếp quản tập đoàn là tôi sẽ về hưu Giao hết quyền hành cho nó Mặc dù Dương là nhân vật chính Trong câu chuyện giữa bố tôi và ông Trường Nhưng khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh Chẳng có chút cảm xúc Mãi sau ông Trường bảo Dương mời bố tôi một ly Anh ta mới miễn cưỡng đứng dậy rót đầy ly rượu dơ về phía bố tôi Cháu mời chú Tôi nghĩ bố cũng nhận ra Dương Chính là người mà 8 năm trước Ông ấy đã dùng những lời lẽ hết sức nặng nề Sỉ nhục anh ta thế nhưng trưởng phong là một tập đoàn lớn bố tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này nên mới tảng lờ chuyện cũ bảo dương chú cảm ơn dương cư xử với bố tôi rất mực chững chạc và lịch sự nhưng tôi cứ có cảm giác anh ta đang cố tình làm thế thời gian qua đi làm con người ta thay đổi đối diện với dương bây giờ tôi thấy ngột ngạt khó thở lắm không còn chút cảm giác thân thuộc nào đến cuối bữa ăn ông trường đột nhiên nói nhìn dương với linh cũng đẹp đôi đấy chứ hay hai đứa thử tìm hiểu nhau xem thế nào Tôi nghe xong giật nảy cả mình Định từ chối Nhưng bố ngồi bên cạnh đã cất lời nói trước Anh Trường nói đúng ý tôi ghê Nếu cháu Dương không chê Thì tôi hoàn toàn đồng ý để hai đứa tìm hiểu nhau Quay sang Dương Ông Trường vui vẻ bảo Mẹ con ở nhà đang mong được bế cháu lắm đấy Giờ bố với chú Thiện còn có việc phải bàn Con đưa em Linh về trước nhé Dạ không cần đâu Cháu bắt taxi về được ạ à. Bác với bố cháu cứ nói chuyện Để cháu về một mình giờ này Bác với bố cháu không yên tâm Tôi không biết bố tôi vô tình hay cố ý muốn lấy lòng ông Trường Mà không ngừng phụ họa Bác Trường nói đúng đấy Còn về với anh Dương trước đi không muộn Lát bàn xong công việc bố đưa bác Trường về sau Từ chối mãi chẳng có tác dụng Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng đứng dậy Theo Dương rời khỏi phòng ăn Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu Chân dài nên bước đi cũng rất nhanh Nghĩ đến chuyện ngồi xe anh ta về Tôi có chút gượng gạo hay chính xác hơn là không dám đối diện trực tiếp với Dương. Tôi chần chừ mãi mới dám nói. Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi tự bắt taxi về cũng được mà. Dương đột ngột dừng lại, tôi theo phản xạ đầu va trúng vào người anh ta. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi hương quen thuộc man mát từ người Dương Sụp thẳng vào mũi tôi, làm đầu óc tôi tê dại như có dòng điện rất lớn xẹt qua. Tôi sợ anh ta nhận ra sự khác thường, nên vội vội vàng vàng lùi về phía sau, khuôn mặt Dương vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khó gần, cách anh ta nói chuyện cũng rất xa lạ, như muốn vạch rõ ranh giới. Cô nghĩ, "Tôi thích đưa cô về à? Tôi biết anh không thích nên mới nói trước." Nghe xong, Dương quay lưng bước đi thẳng, đúng là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, người đâu mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì như vừa mất sổ gạo. Ai không biết lại tưởng anh ta bị liệt cơ mặt. Hôm nay trời vừa lạnh vừa mưa, lúc nãy trong phòng ăn có điều hòa, tôi thấy bình thường Nhưng bây giờ đứng ngoài trời chờ taxi Cả người tôi đã bắt đầu run lên bẩn bật Mưa càng lúc càng nặng hạt Thấm đẫm cái áo khoác mỏng tôi đang mặc Mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào Từ đằng xa Có ánh đèn ô tô sáng lóa chiếu thẳng vào mắt tôi Sau đó vài giây ngắn ngủi Chiếc xe Ferrari đen tuyển của Dương Đỗ ngay sát cạnh tôi Cửa kính xe hạ thấp xuống Dương hơi ló đầu ra bên ngoài lạnh nhạt nói Lên xe Sao cơ Tôi bảo lên xe Cô điếc à? Cái điệu bộ ngạo mạn của Dương làm tôi tức lắm mà không làm gì được. Ngày trước khi còn yêu nhau, anh ta lầm lì ít nói nhưng không mất lịch sự đến mức này đâu. Tôi không biết 8 năm qua anh ta đã thay ra đổi thịt kiểu gì mà giờ khó ưa thế vậy. Nghĩ đến cảnh tôi và Dương cùng ngồi trong một không gian chật hẹp của chiếc ô tô thì tôi thả chịu lạnh còn hơn. Tôi đang đợi taxi rồi, anh về trước đi. Tưởng đâu sau câu nói đó Dương sẽ lạnh lùng nhấn ga phóng đi như hôm đầu chúng tôi gặp lại. Nhưng lần này anh ta mở cửa xe bước xuống, dứt khoát ấn người tôi vào trong. "Đọc địa chỉ nhà. Anh không cần đưa tôi về thật mà. Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Hỏi gì thì trả lời đi, sống ở nước ngoài lâu quá quên tiếng mẹ đẻ à?" Biết Dương đang mất dần kiên nhẫn, tôi cũng không dài dòng trình bày, dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi, trời còn đang mưa nên cứ trả lời anh ta luôn cho nhanh. "Vậy anh cho tôi về Hoàng Quốc Việt nhé, cảm ơn anh." Dương không nói gì Chỉ chăm chú lái xe Tôi ngồi bên cạnh ghế phụ Có len lén liếc nhìn anh ta mấy lần Phải công nhận một điều Dương rất đẹp trai Sống mũi vừa cao vừa thẳng Đôi mắt đen sầu hồn hút Đường nét khuôn mặt chuẩn từng cm Bảo sao mấy năm qua Tôi có làm cách nào cũng không quên được Người đàn ông cực phẩm này Lúc mới sang Canada Mỗi lần nhớ anh ta tôi lại trốn đi uống rượu Uống nhiều tới nỗi xuất huyết dạ dày Phải vào bệnh viện cấp cứu cứ tưởng như thế sẽ quên được Dương Nhưng mỗi lần say Hình bóng anh ta trong đầu tôi hiện lên càng rõ Bao nhiêu kỷ niệm vui buồn Cũng tranh thủ ùa về hành hạ tâm trí Dày vò con tim tôi đến cùng cực Cuối cùng tôi nhận ra Rượu hay bất cứ chất kích thích nào Cũng không thể xóa bỏ hình bóng Dương khỏi đầu tôi Sau đó tôi điên cuồng lao vào học tập Và làm việc cả ngày lẫn đêm Tôi đạt bằng giỏi Được nhận vào làm ở một công ty khá nổi tiếng ở Canada Mấy năm qua Tôi âm thầm vá vết thương chẳng chỉ trong tim Nhưng đến hôm nay Hình như vết thương đó còn rách to hơn Mày chìm đắm trong thế giới riêng của mình Tôi không để ý Dương đã bắt gặp được ánh mắt phức tạp Xen lẫn mơ hồ của tôi Anh ta cất lời kéo thẳng tôi trở về thực tại Muốn gì thì nói đi À tôi muốn hỏi Sao anh lại đồng ý đưa tôi về Tôi sợ cô chết cóng ngoài đường Lúc về không biết nói thế nào với bố Anh khỏi lo Mạng tôi lớn lắm không chết được đâu cả đoạn đường sau đó tôi và dương không ai nói với ai câu gì ngoài trời mưa vẫn chưa chịu tạnh tiếng gió thổi ào ào nhưng trong khoang xe không khí vẫn ngột ngạt như kiểu tôi đang bị ai đó ép lấy hết oxy cuối cùng vì không chịu được cảm giác ngột ngạt đó nên tôi đành kiếm bừa một câu hỏi dương vết thương trên trán anh đã khỏi hẳn chưa không liên quan gì đến cô mà cô thiếu thốn đàn ông đến mức phải để bố dẫn đi làm mai à nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của dương tôi biết anh ta vẫn còn rất hận tôi nên nói mấy lời khinh bỉ này thế nhưng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân người như con mèo hoang vừa bị thương chuẩn bị dơ móng vuốt để bảo vệ chính mình tôi thiếu đàn ông hay không thì liên quan gì đến anh anh cũng biết tính tôi thực dụng đàn ông càng lắm tiền tôi càng thích nếu không đi xem mắt sao biết được ai lắm tiền hơn ai giờ tôi mới biết cô không những thiếu đàn ông mà nhân cách của cô cũng có vấn đề đấy cảm ơn anh tôi sẽ coi như đây là một lời khen Dường nghe xong lời cảm ơn của tôi, hai đầu lông mày anh ta khẽ cau lại, tay nắm chặt vô lăng như muốn kiềm chế cơn giận dữ chuẩn bị bộc phát ra bên ngoài. Nói vậy nghĩa là cứ người đàn ông nào có nhiều tiền thì cô sẽ dày mặt bám theo đúng không? Đúng, lúc trước cũng vì anh nghèo nên tôi mới chia tay anh, anh quên rồi à? Dứt lời, tôi cảm giác điều hòa trong xe như bị hạ thêm 4 đến 5 độ, người nổi hết cả gai ốc, cảm giác này còn rét hơn cả trời tuyết ở Ottawa. Tốc độ xe cũng tăng từ 60 lên 70 rồi tới tận 80 km/h. Dương không đưa tôi về tận nhà mà thả tôi ở ngay đầu đường, hại tôi phải đi bộ thêm 4500 mét. Quãng đường từ nhà hàng về đến nhà tôi chỉ khoảng 40 phút mà tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua 4 tiếng dài đằng đẵng, đối mặt nói chuyện với người yêu cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng với tôi. Dịu dã mở cửa bước vào trong nhà. Bà Hồng đang ngồi đắp mặt nạ dựa lưng vào sofa xem TV. Nghe tiếng bước chân, bà ta ngẩng đầu lên, thấy tôi về một mình thì tha hổ chọc ngoáy dễu cợt. Bố mày đâu rồi? Sao có mỗi cái mày vác mặt về thế? Hay mày làm gì khiến ông ấy xấu mặt nên bị đuổi về? Nhiều khi tôi thấy bà Hồng còn diễn giỏi hơn cả diễn viên. Trước mặt bố tôi, bà ta lúc nào cũng một điều gì, hai điều con. Ấy vậy mà sau lưng lại mày tao với tôi luôn được. Lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Hồi bố tôi mới lấy bà ta, Công việc của ông ấy cũng khá bận rộn Thường xuyên phải đi công tác Mẹ con bà ta ở nhà Không ngày nào là không gây chuyện với tôi Giờ chỉ cần nhìn thấy mặt bà ta và Thanh thôi Tôi cũng thấy chán ngán lên đến tận cổ rồi Định bụng tảng lờ Coi bà ta như không khí cho xong chuyện Nhưng khi vừa định bước lên cầu thang Thì bà Hồng lại bắt đầu cất cái giọng chửi bới Còn danh con Mày ra vẻ với ai đấy Mấy hôm nay mày cậy bố mày có nhà Nên lếu láo với tao đúng không Mày nên nhớ một điều nhà này bây giờ do tao với bố mày làm chủ sau này bọn tao có già thì cũng tới lượt con thanh thằng bảo thừa kế tài sản chứ tao thề á không để cái loại tôm tép như mày được hưởng nửa nghìn đối với hạng người vô duyên gây cớ như này tôi cũng chẳng muốn nể nang mà thằng thường đáp trả bà còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc phân chia tài sản không mày đừng mang cái đạo đức giả ấy ra nói chuyện với tao nếu không vì tài sản liệu mày có từ canada xa xôi bay về đây không tao thích tiền nhưng mà tao không hề che giấu tao sống thật với bản chất của mình còn hơn mày mới tí tuổi mà bụng dạ đen tối hơn cả nước ở dưới cống rãnh dù tôi có là nước ở dưới cống rãnh thì tôi cũng rất tự hào vì tôi không đi cướp chồng của ai mày nói vậy là có ý gì ý gì bà tự hiểu tao nói lại lần cuối nhá tao không cướp chồng của mẹ mày muốn trách thì trách mẹ mày ngu thôi tôi không muốn gãi nhau với bà hồng nhưng lúc nào bà ta cũng xâm phạm đến giới hạn cuối cùng của tôi khiến tôi không thể chịu được. Bà đang tự hào về chiến tích đi cướp chồng người khác à? Ra mặt bà đắp bao nhiêu tấn phấn mà dày thế? Mày bảo ai mặt dày? Tao với bố mày yêu nhau từ trước. Mẹ mày mới chính là kẻ chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc của bọn tao. Nếu không phải nhà tao nghèo, thì mẹ mày có cửa lấy được bố mày không? Mẹ tôi chưa từng ép buộc bố phải lấy mẹ. Là bố tôi tự nguyện mang nhẫn đến cầu hôn mẹ tôi. Lúc đó bà và ông ấy rõ ràng đã chia tay nhau. Vậy bà lấy cớ gì mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ tôi? Mày, nếu bà là một người phụ nữ đàng hoàng tử tế, khi biết bố tôi đã có vợ, bà đã không tìm cách dây dưa níu kéo. Tôi nhớ có lần, vì muốn bố đến thăm, bà còn lợi dụng cả con trai ruột của mình. Thằng Bảo bị ốm bà không đưa đi bệnh viện mà nhất quyết chờ bố tôi tới, đến nỗi nó sốt cao lên cơn co giật. Người làm mẹ như bà cũng thật là nhẫn tâm. Mày câm mồm lại chưa? Dù mày có nói thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng mẹ mày đã thua, thua thảm hại dưới tay tao. Còn cái loại tép siêu như mày Tao lại càng không sợ 7 năm trước tao đủ bản lĩnh tống cổ mày sang Canada Thì bây giờ tao cũng không thiếu cách Làm cho mày Phải biến khỏi ngôi nhà này đâu Bà nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ 20 tuổi Để bà mặc sức bắt nạt sao Mày cứ chờ đấy Tao không tha cho mày đâu Còn danh con Tùy bà Nói rồi tôi dứt khoát bước lên lầu Mặc kệ mấy tiếng chửi bới tục tiếu của bà Hồng Tắm rửa xong tôi lên giường Nằm chằn chọc mãi không ngủ được lại gọi điện tán gẫu với con rằng tôi kể cho nó chuyện tối nay gặp lại Dương nghe xong nó sửng sốt mẹ ơi ông Dương giờ là đại thiếu gia của tập đoàn Trường Phong á mày có nhầm không đấy không nhầm đâu thật đấy thế lúc gặp lại mày ông ấy có nói gì không cũng không nói gì nhiều hỏi thăm qua loa thôi dù sao mọi chuyện đều là quá khứ rồi mày hâm à tao biết thừa mày vẫn còn tình cảm với ông Dương nhá Chẳng qua hồi trước mày sợ bố mày á Làm gì ảnh hưởng đến công việc của ông ấy Nên mới chấp nhận chia tay Sao mày không nói rõ hết mọi chuyện cho ông ấy nghe Bây giờ tao nói cũng đâu thay đổi được điều gì Nhưng chuyện mày mang thai ngoài dạ con Mày định giấu ông Dương cả đời à Nói thế nào đi nữa đó cũng là con của ông ấy Chưa kể đến việc sau này Tỷ lệ vô sinh của mày lên tới 50% Vừa nhắc đến chuyện đứa trẻ không may mắn đó Tự nhiên lồng ngực tôi lại nhói lên một cái Tao mệt mỏi lắm rồi Giờ chỉ muốn sống cuộc đời bình yên qua ngày thôi Tao chưa thấy ai yêu đương mà khổ sở như mày Ước mơ của mày là trở thành họa sĩ Nhưng vì ông Dương lại sẵn sàng bỏ dở đam mê Chuyển ngành học quản trị kinh doanh Rồi âm thầm chịu đựng đủ mọi hành hạ khổ sở Mày có biết hôm mày phẫu thuật lấy đứa bé ra Tao suýt chút nữa gọi điện mắng cho ông Dương một trận tơi bời không May mà mày vẫn chưa nói đấy Thôi, tao chịu rồi Lì lợm quá, không ai khuyên được Nói chuyện với con Giang đến tận 1 giờ sáng tôi mới ngủ Sáng hôm sau tỉnh dậy những giọt nước mắt tối qua lăn xuống gối này đã kịp khô bao nhiêu đớn đau còn sót lại tôi giấu nhẹm xuống đáy lòng làm vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà ăn sáng như mọi khi hôm nay là chủ nhật bố tôi không phải đến công ty ăn sáng xong ông ấy gọi tôi vào phòng làm việc riêng để nói chuyện bố hỏi thật nhé con yêu thằng dương không sao bố lại hỏi con như vậy nếu con còn yêu nó thì bố sẽ nói chuyện với ông trường để hai đứa quay lại với nhau Đến đây tôi đã biết rõ ý định của bố Nhưng quyết không dễ dàng thỏa hiệp với ông ấy Nếu con không muốn quay lại với anh ta thì sao? Sao lại không muốn? Chẳng phải lúc trước con yêu nó nhiều lắm à? Lúc trước khác, bây giờ khác bố ạ à. Bố thấy chẳng khác gì hết Ngày xưa thằng Dương nghèo Bố sợ con yêu nó phải chịu khổ Nên mới tìm đủ mọi cách phản đối Chứ giờ nó vừa giàu vừa giỏi như thế Thì chẳng có gì phải chê 8 năm trước Bố tìm đủ mọi cách gây khó dễ, sỉ nhục anh ta không tiếc lời. Bây giờ thấy anh ta đổi đời, bố lại quay ngoắt 180 độ. Bố không thấy mình mâu thuẫn à? Có gì mà mâu thuẫn? Thời thế thay đổi thì mình cũng phải thay đổi theo thôi. Với cả bố đang có kế hoạch đưa công ty lên sàn chứng khoán. Nếu con và thằng Dương lấy nhau, sẽ rất tiện cho công ty nhà mình lúc này. Bố nghĩ anh ta đồng ý quay lại với con sao? Nếu thằng Dương không còn tình cảm với con, tối qua nó đã không đưa con về, Thái độ của thằng Dương tuy có chút lạnh nhạt Nhưng bố dám khẳng định 100% Nó còn tình cảm với con Chắc nó vẫn còn cái cú chuyện xưa Nên mới cố tình làm thế Bố nghĩ vậy thật à Hay con chủ động tìm nó Nói vài lời ngon ngọt xem thế nào Nếu không được thì bố con mình lại tìm cách khác Cảm giác của tôi lúc này Không thể miêu tả được thành lời Tôi càng nghĩ càng cảm thấy được cười Và sau đó Đúng là tôi đã nở một nụ cười nhạt Con xin bố hãy giữ lại cho con chút tự trọng cuối cùng đừng biến con thành người phụ nữ vô liêm sỉ thêm nữa thế còn công ty nhà mình con biết bố đợi khoảnh khắc lên sản chứng khoán bao lâu rồi không gần chục năm nay rồi đấy so hạnh phúc của con với việc đưa công ty lên sản chứng khoán đối với bố thì việc gì mới là quan trọng bố không muốn tranh cãi với con về vấn đề này nữa tuần sau bố mời bố con ông trường tới nhà ăn cơm con liệu mà tìm cách lấy lòng thằng dương đấy bố đừng ép con con thực sự đã hết tình cảm với anh ta rồi. Kể cả con không còn yêu nó thì vẫn phải lấy nó. Công ty Hồng Thiện là tâm huyết của bố và mẹ con. Chẳng lẽ con không muốn nhìn nó được đưa lên sàn chứng khoán hay sao? Nếu bố còn nghĩ về mẹ thì đã không đổi tên công ty từ Lan Thiện sang Hồng Thiện. Bố tôi á khẩu thức tối bỏ ra ngoài, còn tôi thì bất lực lững thững bước lên phòng. Tâm trạng đang buồn bực, còn gặp ngay Thanh đứng uốn éo trước cửa phòng. Cái giọng chua lét như vừa uống cả lít sấm của cô ta vang lên nghe bố nói mày sắp lấy chồng đúng không bình thường là tôi không dỗi hơi tiếp con dở người này đâu nhưng nay đang sẵn cơn tức trong người nên tôi xả ra luôn tao lấy chồng hay không ấy liên quan gì đến mày mà mày vặn vẹo tao thích vặn vẹo thế đấy mày làm gì được tao làm gì á mày muốn biết không hôm nay bố ở nhà giờ tao có táng vêu mỏ mày lên thì mày cũng không dám phản kháng lại đâu nhỉ mẹ con mày á thích diễn kịch trước mặt bố thế cơ mà vừa nghe tôi nhắc đến bố, thanh không nổi cơn điên như mọi ngày nữa, nhưng nó vẫn cứng miệng dọa nạt. nay à, tao đang vui nên tha cho mày, nhưng mà đừng hòng có lần sau. mày đừng nghĩ lấy được con trai chủ tịch tập đoàn trường phong là oai nhá, oai hay không ấy thì mặc xác tao. si phải lấy cái thằng gay mà tưởng mình béo bở lắm không bằng. đừng vội mừng nhá, nó lấy mày về chỉ để che mắt thiên hạ thôi, chứ chẳng yêu đương gì mày đâu. tôi hừ lạnh một cái rồi lướt qua người thanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Bảo ai gay tôi còn tin, chứ bảo Dương gay có đánh chết tôi cũng không tin. Tám năm trước, lúc tôi và anh ta còn ở bên nhau, tôi là sinh viên năm nhất trường Đại học X. Vì trường cách nhà quá xa nên tôi phải ở trọ bên ngoài, còn Dương thì đi làm. Công việc của anh ta vô cùng bận rộn, hầu như chẳng có mấy thời gian dành cho tôi. Một tuần nhiều lắm chúng tôi chỉ được gặp nhau có hai lần, và lần nào tôi cũng bị anh ta dụ dỗ ăn sạch sành xanh. Có mấy lần tôi không chịu được còn bị ngất đi luôn Vậy mà bây giờ không biết Thanh nghe được tin đồn đó ở đâu Lại còn nói Dương bị gay Có mà cô ta bị gay ấy Làm gì có ai bị gay mà sức lực lại dồi dào như Dương Chiều hôm đó trên phòng tôi hết nước Phải xuống nhà lấy thêm Ai ngờ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con Thanh Không biết bà Hồng nói gì trước đó Mà Thanh đang ngồi nghịch điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên sừng sốt Mẹ bảo con tìm cách Ngăn cản của hôn nhân của con Linh á Ừ, con làm được không? Sao con phải làm thế? Cái tên gay đấy có gì ghê gớm đâu. Con bảo ai bị gay? Tên Dương chứ còn ai nữa. Con từng gặp anh ta một lần ở quán bar rồi. Đẹp trai, sáng rủa nhưng mà mỗi tội bị gay. Ai bảo con thế? Mấy đứa bạn con, lúc đấy con thấy anh ta đẹp mã, định mang rượu sang mời một ly, nhưng chúng nó bảo anh ta bị gay. Không thích con gái, đừng sang làm gì tốn không? Anh ta chỉ cố gồng bên ngoài thôi, Chứ bên trong không cứng nổi đâu Đang yên đang lành con đi nghe mấy đứa vô công dỗi việc nói linh tinh Thằng Dương mà bị gay Thì đàn ông trên đời này á chẳng có đứa nào thẳng Mẹ đừng để cái vẻ bề ngoài của hắn ta lừa nhá Xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn lắm đấy Con nghĩ mẹ dễ bị lừa thế sao Hôm nọ chính mắt mẹ nhìn thấy Nó dẫn theo một đứa con gái Vào trung tâm thương mại mua bao nhiêu đồ Toàn đồ hiệu đắt đỏ Cái túi hát mở hơn trăm triệu Mẹ dành dụng tiền mấy tháng mới dám mua đẩy nó gật đầu phát mua cho con kia hai cái luôn ban đầu mẹ cũng không biết nó xong lúc về gặng hỏi mấy đứa nhân viên mới biết đấy con thành có vẻ vẫn không tin vào lời bà hồng nói nó vô tư hỏi lại Nhớ đầu lúc đấy anh ta đang đóng kịch che mắt thiên hạ thì sao con lại coi thường mắt nhìn người của mẹ rồi tối qua bố con vừa nói chuyện với mẹ ông trưởng đã quyết định để loại tập đoàn trưởng phong cho thằng dương giờ chỉ đợi thằng dương về tập đoàn làm ấy là ông ấy nghỉ hưu giao toàn bộ quyền hành cho nó đấy Thật không mẹ? Chủ tịch tập đoàn Trường Phong có hai đứa con trai cơ mà. Sao lại giao tập đoàn vào tay đứa bị gây nhở? Thế đứa còn lại đâu? Bà Hồng nhàn nhạt, nhạt trả lời. Thằng kia nó không thích kinh doanh, mới đi du học bên Anh về. Nó học ngành kiến trúc. Lúc đầu bố con định làm mai nó cho con Linh. Nhưng tối qua đi ăn cơm với ông Trường, ông ấy bảo thằng thứ hai có người yêu rồi. Thế nên hai người họ mới chuyển đối tượng sang thằng Dương đấy. Mẹ biết vậy sao không bảo bố cho con lấy anh ta? Lại để con Linh hưởng cái phúc đấy. Cái này là tại mẹ sơ suất không tìm hiểu kỹ. Ban đầu mẹ cứ nóng lòng giúp dục bố con, tìm đại một nhà nào đó để gả con Linh đi cho khỏi ngứa mắt. Ai ngờ ông ấy lại tìm trúng nhà ông trường. Nhưng không sao, thằng Dương với con Linh đã kết hôn đâu, con vẫn còn nhiều cơ hội. Quan trọng là con có biết tận dụng hay không thôi. Mẹ nói rõ hơn đi, cứ úp úp mở mở con không hiểu đâu. Tuần sau bố mời bố con ông trường về nhà ăn cơm, lúc đó con hãy biểu hiện thật tốt trước mặt ông trường, rồi lân la tìm cách làm quen với thằng Dương. Con xinh như thế này á, chẳng lẽ lại để thua con Linh? Con á, còn lâu con mới thua nó nhá. Thế thì phải cố gắng lên, đàn ông ấy ai chẳng thích phụ nữ đẹp. So về nhan sắc á, con Linh chỉ xứng sách dép cho con thôi. Nghe mấy lời ảo tưởng của mẹ con bà Hồng, tôi phát buồn nôn. Nếu Dương là người dễ dàng bị sắc đẹp dụ dỗ như thế, thì quá khứ tôi đã không yêu anh ta. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến ngày bố tôi mời bố con Dương sang nhà ăn cơm. Tối hôm đó đúng 7 giờ, Dương đưa ông Trường sang nhà tôi. Tôi không làm trái được ý bố, nhưng vẫn ngấm ngầm chống đối trong lòng. Còn Thanh thì trái ngược hoàn toàn với tôi, cô ta ngồi trang điểm tỉ mỉ cả nửa buổi chiều, váy cũng phải chọn cái đẹp nhất. Bố tôi muốn gán ghép tôi cho Dương, lúc ăn cơm cố tình xếp tôi ngồi cạnh anh ta. Tôi ngại ngùng muốn đứng dậy, nhưng bị bố liếc một cái cảnh cáo. Sau đó ông ấy nói rất tự nhiên, Linh ngồi cạnh anh Dương đi Không phải ngại đâu Toàn người nhà với nhau ấy mà Ông Trường thấy thế cười rất sảng khoái Bố cháu nói đúng đấy Ngồi đi, ngồi đi Tôi lén lén liếc nhìn Dương một cái Thấy anh ta không có ý định phản đối Mới dám ngồi kế bên Không biết hôm nay anh ta ăn có ngon không Chứ tôi thì chắc chắn chẳng thể nào mà nuốt nổi thức ăn Suốt bữa ăn Thanh liên mồm hỏi Dương hết chuyện này đến chuyện kia Đổi lại mà Dương vẫn lạnh tanh như tảng băng nghìn năm Thanh hỏi chụp câu anh ta cũng chỉ trả lời qua loa ba bốn câu mà không câu nào quá năm từ nhìn cơ mặt thanh cứng ngắc tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng làm thân với ai chưa làm thân với dương á, thì cứ xác định bỏ đi cho đỡ tức trong lúc tôi đang mải suy nghĩ lung tung bỗng nghe tiếng ông trưởng hỏi bố tôi kia là cô con gái thứ hai nhà anh phải không nhìn xinh gái mà khéo ăn khéo nói quá không biết cháu đã có người yêu chưa bố tôi chưa kịp trả lời thanh đã nhanh nhỏ chen ngang cháu vẫn chưa có người yêu bác ạ. À. cháu ra trường mấy năm nay rồi nhưng vẫn đang tập trung vào công việc, chưa dám tính đến chuyện yêu đương. thành niên bây giờ có tinh thần cố gắng như cháu là hiếm đấy. cố gắng lên nhé. vâng ạ. À. cháu học ngành gì ấy nhỉ? cháu học ngành quản trị nhân lực, giờ đang làm việc ở công ty của bố. bà hồng nghe ông trường có vẻ quan tâm đến con gái mình, nụ cười trên môi dạng dỡ hẳn lên, còn không ngừng khoe khoang. em nói trộm vía, con bé cũng khá lắm anh ạ. À. Nhà em không có truyền thống chiều con nên mấy năm hai đại học con bé đã phải tự đi làm thêm để trau dồi kinh nghiệm. Ban đầu em còn tưởng nó đi làm như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, nhưng mà không ngờ 4 năm đại học nó vẫn được học bổng đều đều. Tốt nghiệp xong, bố con bé bảo mãi nó mới đồng ý về công ty nhà làm đấy, mà làm từ vị trí thấp nhất, mấy năm không ngừng cố gắng giờ cũng vươn lên được chức trưởng phòng nhân sự anh ạ. À. Vậy là quá giỏi rồi, chúc mừng anh chị nhé không phải nhà ai cũng có đứa con vừa ngoan vừa giỏi như vậy đâu. Bà Hồng nói xong, tôi không khỏi cười khinh trong lòng. Ở đâu ra chuyện 4 năm liền đều được học bổng, lại còn mới năm hai đại học đã phải ra ngoài làm thêm, trau dồi kinh nghiệm. Ngành quản trị nhân lực người ta đào tạo 4 năm, nhưng tôi nhớ rõ thanh học 6 năm mới được ra trường, còn chưa nói đến việc chạy điểm chạy môn. Khoe khoang con gái chán rồi, bà Hồng lại quay sang bảo Thanh. Ơ kìa, sao con cứ ngồi yên đấy thế? Màu gắp thức ăn cho anh Dương đi, Thành mỉm cười bén lén gắp vào bát xương một con tôm, nhưng còn chưa cả đặt được con tôm vào bát, đã bị anh ta từ chối thẳng thừng. Tôi bị dị ứng với tôm. Mặt Thanh méo sạch, không biết bỏ con tôm vào đâu. Bà Hồng phải mở lời giải nguy cho con. Con bé này, sao chẳng tinh ý gì vậy? Anh Dương bị dị ứng với tôm, thì gắp món khác đi. Thành thù đũa về định gắp món khác cho Dương, thế nhưng cô ta lại bị bẽ mặt thêm một lần nữa bởi thái độ lạnh lùng của Dương. Không cần gắp cho tôi, tôi no rồi ăn cơm xong tôi vào bếp gọt hoa quả một lúc sau thanh cũng vào theo cô ta ngắm nhìn bộ váy trên người rồi cố ý kéo cổ váy xuống sâu hơn một chút nữa để lộ nửa bầu ngực căng tròn trịa ra ngoài tiếp đó thanh cầm chai nước hoa đã chuẩn bị từ trước xịt tứ tung khắp nơi sửa soạn xong một lượt cô ta liếc mắt sang tôi nở nụ cười đáp ý mày đừng mơ tưởng đến anh dương của tao bỏ cuộc đi tôi đã dặn lòng không chấp con dở hơi này thế nhưng nó cứ bám chặt lấy tôi như đỉa đói làm nhàm không ngừng bên tai tôi ép tôi buộc phải lên tiếng mày thần kinh à tao mơ tưởng gì đến anh ta người như tao ấy mới xứng với anh dương còn cái loại tép siêu như mày á chỉ xứng với mấy thằng cái đầu đường xó chợ thôi thế hôm nọ đứa nào bảo con trai cả của chủ tịch tập đoàn trường phong bị gay lấy vợ về chỉ để che mắt thiên hạ nay mày lại đổi ý thích lấy gay rồi à chuyện của tao không đến lượt mày lên tiếng mày chỉ cần ghi nhớ một điều anh Dương ấy là của tao, tốt nhất mày nên yên phận, đừng có tỏ vẻ gì trước mặt anh ấy, không á đừng có trách tao ác. Tôi lừa mắt lườm thanh, tao nhường mày hết đấy, giỏi thì giữ cho chặt vào. Tao mà cần mày phải nhường á, mày chưa đủ tuổi dành đàn ông với tao đâu. Rõ ràng là tôi hơn thanh 2 tuổi, mà chưa bao giờ cô ta gọi tôi là chị, lúc nào cũng chỉ mày tao. Tất nhiên tôi cũng không ham hố gì từ chị của Thanh Nhưng thấy cô ta lộng hành quá tôi cũng không chịu nổi Ai thèm giành đàn ông của mày Đấy là tao cảnh cáo mày trước Chứ tao biết thừa mày muốn giành cũng không được Này mày tiêm phòng dại chưa Tao thấy mày bị bệnh nặng lắm rồi đấy Nói rồi tôi bê đĩa hoa quả ra ngoài Mạc Thanh đang tức xỉ khói đầu Lần này tôi không dại ngồi cạnh Dương nữa Tự biết ý ngồi sang một bên Thanh từ trong bếp đi ra Thấy chỗ bên cạnh Dương còn trống Cô ta vô cùng vui vẻ Không nói nhiều lời ngồi luôn xuống chỗ đó Theo thói quen Tôi lén lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Dương Thấy hai đầu lông mày anh ta cau chặt vào Chắc là bị mùi nước hoa sặc sụa trên người Thanh Làm cho khó chịu Đến gần 9 giờ thì bố con Dương ra về Trước khi về Ông Trường mời cả nhà tôi 3 ngày sau Đến khách sạn nhà ông ấy tham gia bữa tiệc Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tập đoàn Trường Phong Nhà tôi ai cũng vui vẻ đồng ý Chỉ có tôi là chẳng mấy ai quan tâm Chiếc xe Ferrari đen tuyền của Dương Vừa rời khỏi cổng nhà tôi bên trong con thanh đã mể nhau với bố bố ơi anh dương đẹp trai nhỏ bố tôi không trả lời nó lại nấn ná hỏi thêm con nghe nói bác trường quyết định giao lại tập đoàn trường phong cho anh dương đúng không bố đúng nhưng nó còn chưa muốn về tập đoàn trường phong làm việc giờ vẫn đang điều hành công ty điện tử của riêng nó đấy sao anh ấy hay vậy tập đoàn trường phong lớn thế cơ mà bố tôi nhìn thanh xong đưa chén trả lên uống rồi tử tốn nói con thích thằng dương à không phải đâu cứ nói thật đi Lúc này Thanh mới gật đầu thừa nhận với bố Anh Dương vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế Con gái ai chả thích Nhưng bố nhắm nó cho chị con rồi Con không được có ý nghĩ quá phận đâu đấy Bố sẽ tìm một thằng đàn ông khác Thích hợp với con hơn Nghe xong mặt con Thanh xị ra một đống Rồi ngúng quẩy xin phép lên phòng Tôi thì không ngây thơ như nó Tôi biết bố tôi là người vô cùng cẩn trọng Trước khi làm bất cứ việc gì Ông ấy đều tính toán thiệt hơn rất kỹ Biết rõ tính Dương lạnh nhạt Không dễ gì chấp nhận Thanh Nên mới không để cô ta tiếp cận Dương Còn tôi dù sao cũng là người yêu cũ của anh ta Nói gì thì nói Cũng có chút quen thuộc hơn Quan hệ giữa tôi và bố cứ thế trở nên xa cách Hình như sự xuất hiện của tôi Đang có phần thừa thãi trong ngôi nhà này Tôi nở nụ cười chua xót Lững thững bước lên phòng 11 giờ đêm rồi Mà tôi vẫn thấy ấm ức không ngủ được Đúng lúc này con Giang gọi điện cho tôi Alo, Tình hình sao rồi Bố mày còn ép mày kết hôn với ông Dương không Vẫn còn Tao nói mày đừng buồn Tao chưa thấy ai như bố mày đâu 8 năm trước người ta nghèo Thì xỉ nhục thậm tệ Giờ giàu có lại ép con gái lấy cho bằng được Không hiểu trong mắt bố mày Con cái quan trọng hay công ty quan trọng hơn Ừ nói tiếp đi Tao còn chưa kể mấy năm mày du học bên Canada Tiền học phí cũng là ông ngoại mày cho trước khi mất Còn bố mày Một năm có gọi điện hỏi thăm mày quá ba lần không con Giang nói thế không sai chút nào Ông bà ngoại tôi chỉ có một mình mẹ Bà ngoại mất sớm Ông một mình nuôi mẹ tôi khôn lớn Tới khi mẹ lấy bố rồi có ý định mở công ty Ông bán luôn ba căn biệt thự của mình Cộng thêm bao nhiêu cổ phần ở công ty cũ Lấy tiền cho bố mẹ tôi làm vốn Chỉ tiếc Điều ông không ngờ tới Là mẹ tôi lại nối góp theo bà ngoại Rời khỏi thế gian này quá sớm Đồng thời lúc đó ông mới phát hiện ra Mọi việc bố tôi làm Bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa ông chỉ tức đến nỗi bệnh tim tái phát, phải vào viện cấp cứu. Thế rồi 3 tháng sau, ông cũng chút hơi thở cuối cùng. Trước khi mất, ông rúi vào tay tôi một quyển sổ tiết kiệm. Số tiền đó đủ cho tôi đóng học phí và tiền sinh hoạt suốt mấy năm. Mảng ký ức rời rạc ùa về bao trọn tâm trí, lồng ngực tôi không ngừng nhói lên đau đớn. Sống mũi tôi cay sực lên, không tài nào ngăn nổi mấy giọt nước mắt nóng hổi tràn qua khóe mi. Con Giang ở đầu dây bên kia nhận thấy sự khác thường của tôi nên nó lặng im không nói gì một hồi lâu mãi sau mới chậm rãi bảo linh nếu mày cảm thấy ở ngôi nhà đó quá ngột ngạt thì dọn ra ngoài ở riêng đi tao sẽ không ra ngoài ở riêng tao biết mày muốn đòi lại công bằng cho mẹ nhưng mày cũng phải nghĩ đến cảm xúc của bản thân chứ mày bất chấp mọi việc như thế người tổn thương nhất cũng chỉ có một mình mày thôi được rồi nay mày ăn gì mà cằn nhằn như bà già thế tao chỉ sợ mày ở đấy thêm một thời gian nữa lại bị trầm cảm thì khổ mày yên tâm đi, tao vẫn còn chịu được mẹ con bà Hồng sao bắt nạt được tao mày quên bạn mày có đai đỏ Tây Quân Đồ à đai đỏ chứ đai đen á tao vẫn lo mỗi lần nhắc đến chuyện trả thù con Giang lại cầu nhau tôi không ngừng nó sợ tôi bị thiệt thòi nhưng tôi đâu có nhu nhược như thế so về mổ mép tôi chẳng sợ Thanh cũng chẳng sợ bà Hồng còn về sức khỏe tôi càng không lo mẹ con bà Hồng suốt ngày ở nhà ăn chơi sao có thể đánh thắng tôi còn Thanh mà hỗn quá Mày cứ táng vêu mỏ nó lên Học võ mấy năm á chỉ dùng vào lúc đấy thôi đấy Sao mày hổ báo cáo trồn thế Riêng đối với loại người như con Thanh nhá Không hổ báo cáo trồn ấy là không được Tao táng nó rồi Chẳng may bị bố tống cổ ra khỏi nhà thì sao Chẳng sao Lúc đấy đến ở với tao á Nhà tao nhá còn đầy phòng trống Tôi không muốn nói mãi về vấn đề này Nên cố tình chuyển sang chuyện khác cho con Giang đỡ lo Thế mày không định lấy chồng à Hay ế dài cổ rồi còn lâu tao mới ế chẳng qua là tao chưa thích thôi mấy anh soái ca sáu múi đang xếp hàng dài chờ tao kia kìa mày có thích đổi vị không tao điều cho một anh tiên sư mày lại bắt đầu nham nhở đấy không bao giờ nghiêm túc được quá 30 phút nói tới đây điện thoại báo sắp hết pin nên tôi tắt máy trước sáng hôm sau tôi dậy sớm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng tuần trước tôi có đi phỏng vấn xin việc làm với kinh nghiệm làm việc 3 năm bên Canada và tấm bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường đại học của Ottawa. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, tôi được tuyển thẳng vào phòng kinh doanh. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đi làm. Đến công ty, sau khi làm xong một số thủ tục của nhân viên mới, tôi lên phòng kinh doanh ra mắt mọi người. Thế nhưng lúc vào gặp trưởng phòng, tôi lại vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra cô ta chính là người yêu thầm dương 8 năm về trước. Tuy cô ta chẳng lạ lẫm gì tôi, nhưng vẫn cố tỏ ra không quen biết. Cô đến nhận việc đúng không? Tôi lịch sự đáp lời. Dạ à, vâng. Trâm cười khẩy. Trước khi tôi sắp xếp công việc cụ thể cho cô, tôi muốn nói trước với cô vài điều. Thứ nhất, cô có bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường đại học của Ottawa, nhưng điều đó không chứng tỏ được năng lực làm việc của cô xuất sắc hơn người. Thứ hai, dù cô có kinh nghiệm làm việc ở công ty X ở Canada 3 năm, nhưng khi về đây, cô vẫn phải bắt đầu học hỏi mọi thứ từ đầu. Vì mỗi công ty sẽ có một cơ chế hoạt động khác nhau, cô hiểu chưa? tôi hiểu rồi ở đây tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau không có chuyện tôi thiên vị bất cứ ai ai được việc tôi không bao giờ bạc đãi nhưng có một số người kinh nghiệm non nớt còn thích canh kiểu vì tấm bằng đại học ở nước ngoài thì tôi không ngại đuổi cổ khỏi đây đâu cô nhớ cho kỹ vào tôi biết rõ cô ta đang ám chỉ mình nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tôi không muốn để lại ác cảm trong mắt cấp trên nên vẫn lễ phép nói vâng ạ Trâm thấy thái độ của tôi như thế thì khá hài lòng. Giờ cô ra ngoài đứng vô tô tài liệu cho tôi. Mấy ngày tới cô chỉ cần làm thế thôi. Đợi khi nào tôi đánh giá được năng lực làm việc của cô, sẽ sắp xếp công việc khác. Tôi gật đầu rồi xin phép Trâm ra ngoài đứng vô tô tài liệu. Tới khoảng 10 giờ trưa, tự nhiên nghe đằng sau mình có tiếng gọi. Chị Linh, có đúng là chị không? Theo phản xạ, tôi quay người lại xem ai gọi mình. Bạn là... Em Hoài, học lớp K19 đây, chị quên em rồi à? Bấy giờ não bộ tôi mới kịp nảy số Hoài thật à Uầy, Chị suýt nữa không nhận ra em đấy Càng lớn càng xinh thế kia <laughs> Bà chị già của tôi được cái nói chuẩn không cần chỉnh Thôi đi chị nói đùa đấy Đừng có mà ảo tưởng Ô, Chị không để em phỏng mũi thêm tí nữa à Sao mà vũ phảng y như trước thế Vũ vàng là thương hiệu của chị Em quên rồi à Mấy năm nay chị lặn mất tâm ở đâu vậy Em nhớ đợt đấy bố em bị bệnh Phải về quê gấp Hai tháng sau lên trường đã nghe chúng nó nói chị rút hồ sơ xin nghỉ học rồi, em điện mãi chẳng thấy chị nghe máy, lên lớp chị hỏi thăm cũng không ai biết gì. À, đợt đấy chị rút hồ sơ xin nghỉ học là sang Canada du học luôn. Sau khi tốt nghiệp ở lại đấy thêm 3 năm rồi chị mới về nước. Vậy á, chị về lâu chưa? Sao không liên lạc gì với em? Chị bị mất điện thoại, mất luôn cả số, muốn liên lạc cũng chẳng biết làm cách nào. Chị mới về nước được gần tháng thôi. Bảo sao chị trắng thế, em cứ tưởng chị đi tắm trắng. Nhưng mà nghĩ lại thì thấy sai sai vì chị làm gì có tiền mà đi tắm trắng. Hoài <laughs> là đàn em cùng trường đại học với tôi, kém tôi một tuổi. Ngày trước nó là sinh viên năm thứ nhất, tôi năm hai. Hai chị em chơi khá thân với nhau, suốt ngày tiếu ta tiếu tít. Nhưng tôi vẫn chưa kể về gia cảnh nhà tôi cho nó, nên nó tưởng tôi là con nhà nghèo giống nó, chứ không hề biết bố tôi là giám đốc công ty tầm trung. Sau đó có quá nhiều chuyện xảy đến với tôi, khiến tôi không kịp phản ứng. Vừa chia tay Dương được mấy tháng, thì chịu nỗi đau mất mẹ rồi mất cả ông ngoại bầu trời trên cao như đổ sầm xuống trước mặt tôi mọi thứ xung quanh trở nên đen ngòm trái tim và lý trí cảm giác bị ai đó rút cạn hết sức lực tôi quyết định sang Canada du học một phần do mẹ con bà Hồng ép phần còn lại là để trốn tránh nỗi đau của thực tại tôi và cái hoài lâu ngày không gặp lại nói dông dài hết chuyện này sang chuyện kia trầm từ trong phòng đi ra thấy thế hắn giọng trách móc đây là công ty chứ không phải chỗ buôn dưa lê bán dưa chuột của hai cô. Muốn nói chuyện thì dẫn nhau đi chỗ khác. Công ty trả tiền lương để hai cô làm việc, chứ không phải tán gẫu. Tôi biết đây là lỗi của tôi với cái hoài, mà đã làm sai thì phải chịu hậu quả. Vậy nên tôi cúi đầu xin lỗi chân thành. Em xin lỗi chị, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Mới ngày đầu đi làm, cô đã chảnh mảng thế rồi. Không biết những ngày tiếp theo cô làm được trò chống gì không? Nếu không thì nghỉ đi, đừng làm mất thời gian của tôi cái hoài không nỡ nhìn tôi bị mắng nên cất lời xin giỏ thay tôi chị trâm em với chị linh là bạn thời đại học lâu ngày không gặp nên hơi quá lời bọn em biết lỗi rồi chị đừng mắng chị ấy nữa nhé cô cứ liệu đấy để tôi bắt gặp lần nữa thì cả hai cùng nộp đơn xin nghỉ việc đi vâng ạ mắng xong trâm bực bội cầm theo tập tài liệu đi họp nhìn theo bóng lưng cô ta cái hoài thở phì phò nhưng vẫn không quên nháy mắt bảo tôi thôi em về làm đây không bà trâm giết em chết tí nữa đi ăn trưa nhớ đội em nhé Em là em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm đấy Ừ, về làm việc đi Lát chị đợi Cái hoài đi rồi Tôi lại tập trung đứng vô tô và in tài liệu cho cả phòng Mãi đến 12 giờ trưa Mọi người rủ nhau đi ăn hết rồi Tôi vẫn đứng cặm cụi thu xếp đống giấy tờ trước mặt Tới khi cái hoài gọi Tôi mới giật mình Chị Linh, chị chăm thế cũng không được công ty tăng thêm tiền lương đâu Thôi để đấy đi ăn cơm trước đã Chị làm sắp xong rồi Đợi chị thêm 5 phút nữa thôi nhé Nhanh lên nhé, không mang người ta ăn hết món ngon đấy tôi không đáp lời cái hoài mà tập trung xếp tài liệu cho nhanh vừa xếp tôi vừa phân loại thành từng tập riêng cho khỏi bị lẫn xong xuôi đầu đó mới yên tâm đi ăn trưa xuống nhà ăn cái hoài nhanh nhẩu đi lấy phần cơm cho cả tôi và nó vừa đặt khay cơm xuống bàn nó đã liên mồm hỏi trước chị học trường gì bên canada đấy tôi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện nhưng thấy cái hoài nhiệt tình như thế cũng không nỡ làm nó mất hứng nên vẫn trả lời Chị học ở University of Ottawa, ngành quản trị kinh doanh. Sau ra trường thì làm ở công ty X. Ui, bà chị tôi ngầu thật đấy. Công ty X ở Canada là nổi tiếng lắm đấy. Xin vào làm không dễ đâu nhá. Chưa kể tốt nghiệp bằng giỏi trường của đại học của Ottawa. Rốt cuộc trong đầu chị có bao nhiêu sản thế hả? Chia cho em một ít đi. Sao em biết chị tốt nghiệp bằng giỏi? Nãy em nghe mấy bà phòng mình nhá. Thì thầm to nhỏ với nhau. Chắc nghe lỏm thông tin từ phòng nhân sự đấy. Mấy bà ấy không biết chị làm ở công ty X nhưng biết chị làm phó phòng ở công ty gì đó khá lớn bên Canada. Lúc sau không biết cái hoài nghĩ ngợi chuyện gì trong đầu mà ngập ngừng dặn tôi. Em bảo này, tính bà Trâm trưởng phòng không tốt lắm đâu chị đừng làm gì đắc tội với bà ấy nhé không có khó sống ở cái phòng kinh doanh này lắm đấy. Thực ra ngay từ lúc sáng tôi đã biết Trâm không có thiện cảm với mình vì quá khứ cô ta yêu thầm Dương còn Dương lại yêu tôi nên mối quan hệ giữa tôi và cô ta đương nhiên không giống những người bình thường. Hồi đó có mấy lần cô ta tìm gặp tôi, muốn tôi chia tay với Dương, nhưng lần nào tôi cũng thẳng thừng từ chối. Thậm chí còn đứng trước mặt cô ta dõng dạc tuyên bố, tôi sẽ lấy Dương. Giờ nghĩ lại, không biết lúc đó, mình lấy đâu ra can đảm mà dám thốt ra những lời đó. Chớp mắt vài cái một tuần nữa trôi qua, bố tôi không ngừng rục rã, bắt tôi gọi điện nói chuyện với Dương nhiều hơn. Tôi phản đối mãi chẳng được, đành gật đầu cho xong chuyện còn dành sức để đi làm. Nhưng vì không được lòng trưởng phòng nên tôi thường xuyên bị đồng nghiệp chèn ép, nhất là mấy đồng nghiệp nữ. Có mỗi cái hoài là đối xử tốt với tôi. Tôi đứng photo và in tài liệu từ sáng sớm đến tận 8-9 giờ tối mới xong. Lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi. Không những thế, tôi còn bất đắc dĩ trở thành chân say vặt cho cả phòng. Hết pha cà phê rồi lại đi order đồ ăn, đồ uống bên ngoài. Thấy tôi bị xoay như trong chóng, cái hoài không nhịn được mà đứng ra bênh vực tôi trước mặt mọi người. Chị Linh đến đây làm việc Chứ có phải làm chân sai vặt đâu Mà mấy chị quá đáng thế Thích uống cà phê hay gọi đồ ăn uống ý bên ngoài Thì tự đi mà làm chứ Vừa nói khỏi mồm Một đồng nghiệp nữ tên Phương đứng bật dậy Không chút nể nang mắng nó xối xả Mày ăn nói cho cẩn thận vào nhá Bọn tao sai con Linh chứ có sai mày đâu Mà mày lắm chuyện thế Nhân viên mới đứng in tài liệu cho cả phòng là đúng rồi Kêu ca cái nỗi gì nữa Thế còn cà phê với order đồ bên ngoài Chẳng lẽ cũng là việc của chị Linh à Không phải việc của nó nhá nhưng nó tự nguyện làm cho bọn tao không ép. Chị Linh dễ tính nên mới đi lấy hộ mọi người, nhưng mọi người cũng phải biết chừng mực chứ. Một ngày sai chị ấy đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần, công việc hôm nào cũng về muộn nhất phòng. In tài liệu xong còn phải sắp xếp gọn gàng cho mọi người nữa. Từ trước đến giờ có nhân viên mới nào quá cẩn thận như chị ấy không? Mày im đi, đừng có dở giọng đạo đức giả ra để nói chuyện với tao. Mày thương hại thì ở lại mà làm cùng nó đi. Đã chậm chạp còn không biết điều. Phương vừa mắng vừa chỉ thẳng tay vào mặt cái hoài làm nó bực quá phải gắt lên. Này, chị đừng tưởng tôi nhịn chị rồi muốn nói gì cũng được nhé. Chậm chạp mà người ta tốt nghiệp bằng giỏi trường đại học của Ottawa, còn lên tận chức phó phòng công ty X. Chị nhanh nhỏ mà làm cái báo cáo phân tích thị trường, sửa đi sửa lại ba lần không xong. Mày có biết bệnh nó là tự hại chính bản thân mày không? Mày ngu vừa thôi. Tôi ngu á còn hơn chị. Suốt ngày đi sân si với người khác, thấy người ta giỏi hơn mình nên ghen à? Con kia, mày vừa nói gì? Có giỏi nói lại lần nữa tao xem nào dành còn túy tuổi mà láo tét tao vả gãy hết mọi cái răng bây giờ chị dám vả không tôi đai đen karate đấy vừa nghe xong mà tức nghẹn lời nói đi nói lại cũng chỉ được mỗi một từ mày tôi sợ cái hoài cái nhau nữa thì sẽ đến tai châm lúc đấy cô ta lại có cớ chửi bọn tôi nên tôi vội vàng kéo nó về phía mình thôi mặc kệ cô ta em đừng nói nữa chị cứ để em cho cô ta một bài người đâu mà xấu tính xấu nét thế không biết cũng là nhân viên không giúp đỡ nhau thì thôi còn bày trò ma cũ bắt nạt ma mới, chị bảo thôi cơ mà. Tôi nói mãi cái hoài mới chịu dừng lại, tính nó nóng nảy từ hồi học đại học đến nay vẫn thế. 8 năm qua đúng là chẳng có chút thay đổi gì cả. Còn về phần tôi, tôi nhịn Phương là có lý do. Dù sao tôi cũng mới đi làm, công việc chưa đâu vào đâu nên chưa muốn gây gổ với ai. Một bà trưởng phòng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ đã làm tôi đau đầu lắm rồi. Tối hôm đó tôi tăng ca đến tận 9 giờ mới được về nhà. Sau một ngày làm việc vất vả ở công ty, cả người tôi mệt nhoài, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành. Nhưng vừa bước chân vào phòng khách, đã thấy bố tôi ngồi sẵn chờ từ lúc nào. Ông ấy không nói một nửa lời quan tâm tôi, chỉ sẵn giọng hỏi. Sao giờ này mới về? Con tăng ca cho kịp tiến độ công việc. Bố hỏi con đi làm vất vả từ sáng đến tối mịt mới về. Tháng kiếm được bao nhiêu tiền? 7 triệu, 8 triệu hay 10 triệu? còn không bằng tiền tiêu vặt một ngày của cái thanh bố đâu có bắt con phải khổ sở như thế con chỉ cần nghe theo lời bố là được rồi cơ mà hôm nay ông trưởng vừa gọi điện cho bố bảo thằng dương đồng ý lấy con rồi đấy tí nữa con thử gọi điện hỏi nó xem định bao giờ tổ chức đám cưới nhà mình tuy không quyền thế bằng nhà nó nhưng con yên tâm lễ cưới của con bố không tổ chức qua loa đại khái đâu một đứa con gái bình thường nếu được nghe bố nói câu này chắc chắn sẽ rất vui nhưng riêng tôi lại thấy chua xót Bởi vì tôi có lòng tự trọng Có liêm sỉ Nếu tôi đã không thể ở bên cạnh Dương Trong những năm tháng nghèo khổ nhất Thì đến lúc anh ta thành công giàu sang Tôi cũng không đủ tư cách sánh bước cùng Bố tôi ngồi đối diện Đợi mãi không thấy tôi trả lời Thì bắt đầu sốt ruột Còn có nghe thấy bố nói gì không Tôi nở nụ cười cay đắng Thấu tận tâm gan Chuyện này ngay từ đầu do một tay bố sắp đặt Bố muốn thế nào thì nó là thế đấy bố hỏi ý kiến con làm gì còn bướng bỉnh lì lợm vừa thôi nghe lời bố lần này không sai đâu thằng dương được đấy là anh ta được hay tập đoàn trường phong của bố anh ta được sao con cứng đầu cứng cổ thế nhỉ bố nói mãi mà con không hiểu à bố sẽ làm tất cả để công ty nhà mình được lên sàn chứng khoán đúng rồi ngay cả việc đem hạnh phúc của con ra đổi bố cũng sẵn sàng làm cơ mà bố tôi á khẩu không nói lại được câu gì chỉ tức giận đùng đùng rồi bỏ lên lầu. Đến ngày kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Trường Phong, tôi xin về sớm cùng bố và mẹ con bà Hồng đi dự tiệc. Tôi không muốn đặt chân đến nơi đó, nhưng từ sáng đến giờ, bố đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại. Tôi không bắt máy thì ông ấy chuyển sang nhắn tin. Về nhà, tôi đã thấy mẹ con bà Hồng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng ngồi ở ghế sofa, thong thả xem tivi. Bố tôi từ trên cầu thang bước xuống, nhìn tôi vẫn một bộ quần áo công sở đơn giản đầu tóc rối tung rối mù ông ấy không ngừng rục rã biết tối nay có buổi tiệc quan trọng mà sao giờ con mới về mau lên thay quần áo rồi trang điểm đi tôi không muốn tranh cãi với bố nên cứ thế đi thẳng lên phòng tắm thay quần áo trang điểm qua loa cho xong chuyện tầm một tiếng sau xuống dưới nhà bố nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới thấy bộ dạng của tôi không còn lôi thôi lếch thếch như lúc nãy nữa mới gật đầu gọi tài xế chở mọi người đến khách sạn Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối Khi chúng tôi bước vào bên trong hội trường Mọi người hầu như đã có mặt đông đủ Bố tôi nhìn thấy ông Trường và Dương từ đằng xa Vội dẫn mọi người đến đó hỏi thăm và chúc mừng Ông Trường nghe xong mỉm cười đáp lại Anh chị và hai cháu đến rồi đấy à Thế còn cậu quý tử nhà anh đâu Cháu nó đang mải làm đồ án nên không đến được Anh thông cảm nhé Không sao không sao Thanh niên là phải bận rộn như thế <laughs> Từ nãy đến giờ Tôi vẫn đứng nép sau lưng bố không giống Thanh đã sớm tiến lên phía trước, đứng sát Cảnh Dương, nhìn khuôn mặt lạnh như đá chẳng có bất cứ biểu hiện gì của anh ta, tôi lại mất cảm tình, chẳng hiểu sao ngày xưa tôi lại chết mê chết mệt người đàn ông này. Phục vụ bưng rượu đến gần chỗ chúng tôi, vì phép lịch sự tôi cũng nhận lấy một ly, sau đó ông trưởng nói thêm vài câu rồi quay sang Dương dặn dò, "Con đứng đây tiếp chú thiện cho bố nha, bố sang kia mời mấy ông bạn già một ly." Không đợi Dương trả lời, Ông trưởng đã nói xin lỗi bố tôi rồi tiến về phía trước. Bên này còn lại mỗi mình Dương và mấy người nhà tôi, Thanh thấy vậy thì cười tít mắt. Vốn dĩ cô ta đang đứng sát cạnh Dương rồi, giờ còn muốn dính chặt lên người anh ta luôn. "Anh Dương, uống cùng em một ly nhé." Trước lời mời rượu của Thanh, Dương chẳng nói chẳng rằng, cứ để mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi đang nghĩ thầm trong đầu, có khi nào anh ta bị vô cảm không? Người đẹp ở ngay trước mắt thế kia mà vẫn chịu được sao? Tôi vốn dĩ không thích những nơi ồn ào toàn nụ cười thương mại giả dối như này nên nhân lúc bố tôi dẫn bà Hồng đi chào hỏi đối tác tôi đã chuồn ra ngoài hành lang của khách sạn hóng gió. Đến khi ra rồi mới biết mình có biết bao nhiêu ngu ngốc một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm toàn thân tôi khẽ run lên. Hình như dạo này xảy ra quá nhiều chuyện nên đầu óc tôi bị đơ thật rồi. Đang là mùa đông lại còn mặc váy dự tiệc mà đòi ra ngoài hành lang hóng gió. Trên đời chắc có mỗi mình tôi điên điên như vậy thôi. Tôi đứng bên ngoài tầm 20 phút Xong lại nghe thấy tiếng bước chân rồn dập, Còn cả giọng nói quen thuộc của Thanh Anh Dương, chờ em với Em yêu anh thật mà, sao anh không tin em Tôi không hề có ý định rình rập Hay nghe lén hai người đó nói chuyện với nhau Thế nhưng khi nghe đến tên Dương Thì tôi giật nảy mình Không dám ló đầu ra ngoài Mà trốn sau một bức tường lớn Chân Dương dài, bước đi rất nhanh Thanh mặc váy vật vã chạy theo sau Mãi mới bám được vào cánh tay anh ta anh đừng đối xử với em lạnh lùng như thế. Em làm gì có lỗi với anh sao? Anh nói đi, em sẽ sửa. Lúc này Dương không bước tiếp nữa, mà chợt dừng lại đẩy tay Thanh khỏi người anh ta. Sau đó còn làm ra một số hành động rất mất lịch sự. Đó là phẩy tay áo chỗ Thanh vừa chạm vào. Như kiểu chỗ đó rất bẩn, rất ghê tởm. Phẩy áo xong, môi mỏng của Dương khẽ cong lên, nhả ra vài chữ lạnh nhạt. Biến đi, đừng làm bẩn mắt tôi. Sau câu nói phũ phàng của Dương, Tôi tưởng Thanh còn chút liêm sỉ mà biết đường rút lui. Thế nhưng mặt cô ta vẫn dày như mặt đường, bám chặt giường không buông. Rốt cuộc em phải làm gì thì anh mới chịu yêu em? Hay anh thấy em chưa đủ đẹp? Không sao, em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Cô điên đủ chưa? Anh mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng đuổi em đi. Có chết em cũng không từ bỏ tình yêu với anh đâu. Tôi thập thò trốn sau bức tường, sợ ló đầu ra sẽ bị bắt ngay tại trận nên không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt dương chỉ có giọng nói lạnh băng của anh ta là tôi vẫn nghe rõ thần kinh cô không bình thường thì cút vào trại tâm thần cho nhanh tôi không có tính tiền nhẫn với loại người như cô đâu em với chị linh đều là con gái của bố em nhưng em đẹp hơn lại được bố quý hơn sao anh không chọn em mà lại đi chọn chị ấy anh chọn lại đi chọn em đây này em mới là người yêu anh nhiều nhất đến đây dương bực quá không muốn tốn thêm nước bọt với thanh nên dứt khoát đẩy cô ta sang một bên rồi xài bước về phía trước tất nhiên thanh vẫn chưa chịu buông tha cô ta vội vàng đuổi theo nhưng bị dương lử mắt cảnh cáo nếu cô dám bước thêm một bước tôi sẽ cho bảo vệ tống cổ cô ra đường nhân lúc tôi còn chưa nổi điên cút mau cho khuất mắt tôi thái độ của dương vô cùng mạnh mẽ không để thanh có nửa lời phản bác con người này trời sinh bản tính vô tình một khi đã không thích sẽ không nhỏ mắt tới kể cả khi chưa có gì trong tay một ngày làm thêm hai ba công việc thì anh ta vẫn cao ngạo như thế. Sau khi Dương rời khỏi đó, Thành đứng làm nhảm thêm một lúc rồi cũng bước vào trong. Hành lang rộng lớn của khách sạn lại trở về vẻ yên tĩnh như lúc ban đầu. Có lẽ vì đây là tầng VIP chỉ dùng để tổ chức sự kiện nên không có quá nhiều người qua lại. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, thấy mình ra ngoài đã tầm một tiếng đồng hồ rồi. Cũng đã đến lúc phải quay vào trong. Hai chân chậm rãi bước từng bước nhỏ, qua dãy vòng VIP, chiếc điện thoại trong tay không ngừng rung lên. Con đang ở đâu? Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc máy vừa xòa xuống mặt rồi trả lời bố. Con ra ngoài hành lang hóng gió một chút cho thoáng. Giờ không phải lúc để con đi hóng gió. Vào ngay đây, đừng để bố nói nhiều. Vâng. Đầu dây bên kia bố tôi nghe xong thì tắt máy luôn. Tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề. Từng ánh đèn vàng trên tường chiếu xuống người tôi, ngang qua một căn phòng. Tôi bất ngờ bị bàn tay ai đó kéo mạnh vào trong khi cánh cửa phòng vừa đóng lại khuôn mặt không góc chết của dương hiện ngay ra trước mắt tôi cả người anh ta nồng nặc mùi rượu át hết cả mùi nước hoa man mát quen thuộc hàng ngày tay tôi bị anh ta giữ rất chặt thử cử động một chút nhưng không được cuối cùng đành lắp bắp nói thả tôi ra anh định làm gì một nam một nữ trong phòng khách sạn cô nghĩ tôi sẽ làm gì anh đừng có quá đáng thả tôi ra không cứ kêu lên đấy cô thích thì cứ kêu đi khách sạn này là do tôi xây, hiệu quả cách âm như nào, tôi là người rõ nhất. Tôi ghét cái thái độ lạnh nhạt bất cần này của Dương nên vùng vàng đẩy anh ta. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Chẳng phải cô thích đàn ông nhiều tiền hay sao? Liên quan gì đến anh? Không liên quan, nhưng tôi cho cô cơ hội đấy. Ngủ với tôi, giá bao nhiêu tôi sẽ trả gấp 10. Lúc ấy lồng ngực tôi như bị một vật gì đó rất nặng đè lên, muốn thở bình thường cũng khó khăn vô cùng có nằm mơ tôi cũng không ngờ dương nói với tôi những câu này anh ta coi tôi là loại người gì không cần nói chắc mọi người cũng đoán được tôi điên tiết gào lên anh điên rồi đúng không mặt dương thoáng chốc cứng đờ sau đó anh ta bế bổng tôi quẳng lên giường sợ quá tay chân tôi đấm đá loạn xạ nhưng dương rất lì chịu bao nhiêu đòn cũng nhất quyết không buông tôi ra tôi điên hay không ấy tí nữa cô sẽ biết không bỏ tôi ra anh không được làm thế tôi không được làm thế thì cô muốn cho ai làm? Em trái tới sao? Đừng có mơ. Dứt lời, Dương xé toạc bộ váy dạ tiệc trên người tôi. Từng mảnh vảy nhỏ bị anh ta vứt lăn lóc xuống sàn. Lúc này tôi vẫn chưa chịu khuất phục Dương. Nhưng sức lực của tôi so với anh ta cũng chỉ là con kiến so với con voi. Tôi có đai đỏ tây quần đồ, nhưng Dương thì đã lên tới đai đen, còn rất thành thạo mua thái. Tám năm trước, người dạy tôi học võ chính là anh ta. Vì thế mà sao có chuyện đổ đệ đánh thắng được sư phụ cuối cùng vẫn là tôi chịu thiệt chẳng đủ sức mà vùng vẫy nữa cứ nằm trơ ra như khúc gỗ mặc anh ta muốn làm gì thì làm sau cùng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến không có màn dạo đầu đầy mùi mẫn như những cặp đôi yêu nhau bình thường dương mạnh bạo lao vào tôi như con thú bị bỏ đói lâu năm được một lúc thì người tôi co rút mãnh liệt thế nhưng dương vẫn không có ý định buông tha cho tôi hông anh ta di chuyển không ngừng liên tục thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi, như muốn giải tỏa hết nỗi hờn giận trong lòng. Tôi cắn chặt răng chịu đựng từng cơn đau ở phần thân dưới mà không chịu nổi phải mở miệng kêu. "Đau quá." "Cô cũng biết đau à? Vậy cô mau nói cho tôi biết, tại sao 8 năm trước cô lại nhẫn tâm giết chết con tôi? Nếu cô không còn yêu tôi nữa thì hành hạ một mình tôi là đủ rồi, sao phải chút giận lên đầu đứa bé? Nó có tội tình gì?" "Nó không có tội tình gì, nhưng nó là con anh." Tôi không muốn sinh con cho anh Nên mới làm như thế Tôi biết nói ra câu này Chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa Nhưng tôi ấm ức không chịu được Anh ta làm tôi đau đớn về thể xác Thì tôi cũng sẽ dày vò tinh thần anh ta Quả nhiên Dương nghe xong Thì nở nụ cười lạnh đến gai người Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói Cô giỏi lắm Sau đó nhân lúc tôi còn đang thở hồn hển Anh ta bất ngờ ưỡng thẳng lưng Nhấn sâu xuống một cái đợt tấn công này mạnh mẽ thô bạo hơn những đợt trước rất nhiều hình như tôi chọc trúng giới hạn của anh ta rồi tới lúc anh ta chạy nước rút tôi như muốn chết đi sống lại căn phòng khách sạn rộng lớn lại rơi vào trạng thái im lặng chỉ còn lại tiếng va chạm của da thịt và tiếng thở dốc không ngừng đêm đó tôi bị dương hành hạ dày vò không biết bao nhiêu lần anh ta thực sự mất hết khống chế còn tôi sau khi bị vắt cạn hết sức lực thì lịm người đi lúc nào không hay tôi không biết có phải do rượu nên anh ta mới bị mất khống chế hay không nhưng giây phút nhục nhã ê chề này tôi sẽ không bao giờ quên bao nhiêu áy náy với anh ta về chuyện quá khứ đã không cánh mà bay sáng hôm sau tỉnh dậy cả người tôi đau nhức đầu óc mơ màng cổ họng khô khốc bên cạnh không một bóng người nhưng tôi nghe được tiếng nước chảy xóc xách từ nhà tắm vọng ra nhìn mấy mảnh vải vương vãi đầy trên sàn nhà Tim tôi như có thêm một lỗ hồng rất sâu Lỗ hồng đó đang không ngừng dỉ máu Khiến tôi đau đến tím tái mặt mày Một giọt nước mắt không nhịn được Mà tràn qua khóe mi tôi Sau đó đến giọt thứ hai Thứ ba Rồi rất nhiều giọt nước mắt khác Thì nhau chảy xuống Cảm giác của tôi lúc này Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ Tuyệt vọng Tôi loạn choạng muốn đứng dậy rời khỏi đây Thế nhưng váy dự tiệc tôi mặc tối qua đã bị dương xé rách Não bộ tôi suy đi tính lại trăm lần cũng không quyết định được tiếp theo phải làm gì cứ ngồi bần thần trên giường như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa giường từ trong nhà tắm lừ lừ bước ra tóc trên đầu vẫn còn hơi ươn ướt anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi khi nhìn mấy vết xanh đỏ trên cổ tôi thì đôi mắt sâu thẳm của anh ta khẽ biến đổi trong vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ hờ hững vô tình vô nghĩa dương cầm cái ví trên bàn đi đến gần tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn mà rút hết số tiền trên ví vứt tuệt xuống giường. Đôi môi anh ta nhếch lên đầy khinh bỉ, giống như sự có mặt của tôi đã làm mất đi cái vẻ sang trọng quý tộc trong căn phòng VIP năm sao này. Đủ chưa? Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm. Giá mà người tôi còn đủ sức lực thì thể nào tôi cũng sẽ cho Dương vài cái bạc tai rồi sau đó có bị anh ta vặn gãy tay tôi cũng chịu. Chỉ tiếc, bây giờ tôi đứng dậy cũng khó khăn nói gì đến việc vung tay đánh ai dương thấy tôi không nói gì tưởng tôi chê ít anh ta rút luôn chiếc thẻ atm đen xì vứt xuống bên cạnh sấp tiền chê ít thì cầm lấy đi mật khẩu là xxx mặc dù cách phục vụ của cô tối qua không làm tôi hài lòng lắm nhưng tôi đang thừa tiền nên chẳng thèm so đo tính toán với cô đến đây không thể cắn răng nhịn nhục thêm nữa sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn rồi tôi điên tiết cầm cả sấp tiền và chiếc thẻ atm ném thẳng vào người dương tiền rơi là tả xuống đất còn chiếc thẻ ATM tôi không biết Mình ném kiểu gì mà suýt nữa trúng mặt giường Cũng may anh ta nhanh chân lùi về phía sau Ném xong tôi vẫn chưa nguôi giận Còn gào lên rõ to Khốn nạn Đồ khốn nạn Anh nghĩ tôi cần vài đồng tiền sách này của anh à Anh đừng tưởng mình cao giá nhé Cũng chỉ tầm thường thôi Tầm thường sao Đúng kỹ thuật của anh vô cùng tầm thường Còn không bằng mấy người đàn ông tôi từng quen Vậy tôi cho cô thử sự tầm thường thêm lần nữa nhé hay khi nào cô gọi mấy người đó tới đây thử sức cùng với tôi tôi nghe xong càng tập trung cảnh giác cao độ với dương đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật nảy mình trái ngược với tôi dương vô cùng thản nhiên anh ta chậm rãi bước từng bước ra bên ngoài lúc sau quay lại trên tay cầm theo một túi giấy lạnh lùng quẳng xuống giường mặc hay không tùy cô hóa ra dương sai người đi mua quần áo cho tôi nhưng đã mất công mua rồi sao anh ta không nói với tôi một câu tử tế mà cứ gắt gỏng y như ông già khó tính. Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi mở túi lấy quần áo bên trong. Hộp thuốc hình vuông nho nhỏ cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Tôi không phải thiếu nữ 18 chưa trải sự đời nên nhìn qua đã biết hộp thuốc đó là gì. Tất cả những hành động của Dương đã khiến tôi nhận ra một điều. Sau này dù chúng tôi có ràng buộc với nhau bằng một cuộc hôn nhân thương mại thì cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì. Dù trong lòng đau đớn khôn cùng nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ ra vẻ bình thản châm biếm dương tám năm qua anh thay đổi không ít nhỉ anh sợ tôi giết chết con anh lần nữa à vừa nhắc lại chuyện cũ ánh mắt dương đã ngập tràn lừa giận hiển nhiên đây chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng anh ta dương lừ mắt hỏi tôi cô nghĩ cô còn có cơ hội mang thai con tôi sao dứt lời anh ta lạnh lùng quay lưng bước khỏi phòng kể cả anh ta không đưa thuốc tránh thai cho tôi thì tôi cũng rất khó mang thai bởi vì thành tử cung của tôi mỏng hơn bình thường, lại còn bị mang thai ngoài dạ con nên sau này khả năng vô sinh của tôi lên tới 50%. Tôi đợi đẫn trong phòng khách sạn thêm một lúc rồi mới thất thều rời đi. Ngồi trên xe taxi, tôi nhìn đồng hồ đã gần 8 rưỡi, định gọi điện nhờ cái hoài xin châm cho vào muộn mấy tiếng, thế nhưng điện thoại hết sạch pin rồi. Màn hình có bật kiểu nào cũng tối om. Cuối cùng tôi đành bảo tài xế taxi lái xe nhanh hơn chút về nhà tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ rồi mới đến công ty làm việc. Quan hệ giữa tôi và Trâm có hơi nhạy cảm. 8 năm rồi mà cô ta vẫn không vừa mắt với tôi, luôn bắt bẻ soi mói tôi trong từng việc làm nhỏ. Hôm nay tôi đi làm muộn không báo thế này, thể nào tế nữa cũng ăn một trận chửi to đầu. Về nhà, tôi vội vã mở cổng bước vào bên trong. Thanh vừa thấy bóng dáng tôi đã gào mồm lên. Bố ơi, chị Linh về rồi. Tôi chừng mắt nhìn nó một cái rồi đi thẳng vào phòng khách. Bố tôi đang xem tin tức trên TV cũng tắt phụt đi. Tối qua con đi đâu mà không về nhà? Con xin lỗi, tại lúc đó con có việc gấp không kịp báo với bố. Con có não mà không thử suy nghĩ xem việc gấp của con có so được với việc đưa công ty lên sàn chứng khoán không à? Con có hơn mấy cái đứa thiểu năng ở chỗ nào? Nhân lúc tôi không để ý, Thanh bất ngờ lao tới kéo mạnh cổ áo tôi xuống. Tôi không kịp tránh nên mấy vết xanh đỏ trên cổ hiện rõ mồn một, một. Bố thấy chưa? lúc nãy con đã bảo tối qua con nhìn thấy chị linh được kẻ anh nào đến đón mà bố không tin sắc mặt bố tôi lập tức thay đổi ông ấy chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đi đến chỗ tôi giơ cao tay cho tôi một cái bà tai đau điếng đồ mất dạy mày định bôi cho chát chấu vào mặt tao đấy à sức lực trong người tôi vốn đã cạn kiệt Còn lãnh thêm một cái bà tai khiến người loảng choạng lùi về phía sau hôm nay tôi không vì cái tát của bố mà rơi nước mắt bởi tôi cảm thấy mình có rơi nước mắt cũng không ai thương hại tôi chỉ nở một nụ cười chua xót rồi bình thản ngẩng đầu lên gọi một tiếng bố mày đừng có gọi tao tao không có đứa con gái hư hỏng mất nết như mày mày tưởng mày sống như vậy thì mẹ mày ở trên trời sẽ nhắm mắt được hả con làm sai bố mắng một mình con là đủ rồi đừng lôi mẹ vào chuyện không liên quan cái gì mày bảo mẹ mày không liên quan á tao cho mày nói lại một lần nữa nếu bà ấy không quá nuông chiều mày Thì mày có hỗn láo hư hỏng như bây giờ không Mẹ con mày Đúng là khắc tinh của cuộc đời tao Dứt lời Bố tôi vùng vằng bỏ ra ngoài Thanh thấy tôi bị bố đánh thì khoái chí vô cùng Cô ta dở giọng châm biếm Tưởng mày thanh cao thế nào Hóa ra cũng chỉ là loại phụ nữ chờ chẽn Thèm đàn ông đến mức không chịu nổi Phải lén lút trốn ra ngoài tìm Bận sau mà không tìm được Thì nhớ bảo tao một tiếng Tao gọi mấy cái thằng khố rách áo ôm đến thỏa mãn mày nhá. Mày không nói được câu nào tử tế, thì tốt nhất là câm mồm lại. Mồm tao, tao thích nói gì là quyền của tao, mày cấm được tao à? Còn điên, mày chửi ai là con điên? Mẹ mày, có tin tao vả gãy hết mọi cái răng cho mày húp cháo luôn không? Tao thách mày đấy, mày nhắm đánh thắng tao thì hãy to mồm. Biết Thành và bà Hồng không dám tự ý lao vào đánh mình, tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng. Sau đó lết thân xác mệt mỏi của mình vào nhà tắm. Tắm rửa xong tôi xuống uống thêm hai viên thuốc giảm đau. Nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi, tôi lại vội vàng lái xe đến công ty. Vừa trông thấy mặt tôi trầm đã mắng xối xả. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, đây là chỗ làm việc chứ không phải cái chợ, mà cô thích thì đến không thích thì về. Em xin lỗi chị, hôm nay em có việc gấp không kịp báo trước với chị. Thôi, đừng lôi mấy cái văn cũ kỹ đấy ra nói chuyện với tôi. Tôi chẳng biết lúc trước cô giỏi giang xuất chúng thế nào chứ từ ngày cô vào đây tôi chưa thấy cô làm được việc gì ra hồn ngay từ đầu tôi đã nói rồi phòng này không có chỗ cho người vô dụng tôi cho cô thử việc thêm một tháng nữa nếu cô vẫn giữ thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp kiểu này thì đừng trách tôi quá đáng nói xong cô ta bực bội lướt qua người tôi rồi trở về phòng riêng của mình cái hoài bấy giờ mới dám lại gần an ủi chị sao thế nãy em không thấy chị đi làm gọi điện cho chị cũng không được à chị ngủ quên điện thoại hết pin không biết em gọi Chiều qua chị xin về sớm Bà Trâm đã tức lộn ruột rồi Sáng nay chị còn đi làm muộn nữa Nên bà ấy càng điên Thôi chị mặc xác bà ấy đừng chấp làm gì Lỗi cũng tại chị trước Nên chị không trách móc ai đâu Kể cả chị không có lỗi Nhưng một khi bà Trâm đã ghét Thì bà ấy sẽ moi móc đến khi nào ra lỗi thì thôi Bọn con Phương dám bố láo bố tét với chị Cũng là do có bà Trâm chống lưng đấy Nói đến đây Cái hoài tự nhiên dừng lại nhìn ngó xung quanh Rồi thì thầm hỏi Em bảo này, từ ngày chị vào đây đến rồi có làm gì đắc tội với bà trâm không chị không biết bà ấy là con gái của phó giám đốc bình thường nhớ giữ hình tượng lắm nhân viên mới mà có kinh nghiệm và bằng cấp cao như chị đây á không phải là làm mấy cái việc lặt vặt này đâu thôi kệ đi chị sang phòng nghiên cứu sản phẩm lấy tài liệu về chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay đã có gì thì chưa nói tiếp vâng thôi chị đi đi tôi miễn cưỡng rời khỏi phòng kinh doanh sang phòng nghiên cứu sản phẩm lấy thêm tài liệu cho cả phòng bận rộn cả ngày Lúc ngẩng đầu lên đã 8 giờ tối, cả phòng kinh doanh còn lại mỗi mình tôi. Tôi thở dài một hơi, xếp tài liệu gọn gàng rồi chuẩn bị tan làm. Hôm nào tôi cũng là người về muộn nhất phòng, có khi còn bị mấy chú bảo vệ lên nhắc nhở. Công việc không dám lơ là một giây, một phút nhưng vẫn bị châm trách mắng không thôi. Về nhà, thấy bố lại ngồi chờ sẵn bên trong phòng khách, tôi không muốn mỗi lần chạm mặt hai bố con lại xảy ra cãi vã nên miễn cưỡng chào bố một câu đơn giản rồi xin phép lên phòng. Thế nhưng lời chỉ còn chưa nói ra, bố đã bảo tôi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tối qua con đi với thằng Dương, đúng không? Lúc này tôi không biết phải trả lời bố thế nào nên chọn im lặng để bố tiếp lời. Sao sáng nay con không nói với bố? Con nói ra cũng đâu thay đổi được điều gì. Nếu bố biết con đi với thằng Dương thì đã không trách con. Con và nó sắp kết hôn, đi đâu với nhau là chuyện bình thường, bố đâu phải ông già cổ hủ. Đúng bố tôi không phải ông già cổ hủ nhưng chuyện tình cảm của tôi nhất định phải theo ý ông ấy ngọt nhạt không được thì chuyển sang ép buộc dọa dẫm hôm nay thằng dương nói cho bố biết hết mọi chuyện rồi bao nhiêu hiểu lầm trong quá khứ giữa bố và nó cũng đã giải quyết xong con cứ yên tâm mà gả cho nó sản nghiệp nhà nó to thế chắc con không phải chịu khổ đâu cứ sản nghiệp to là không phải chịu khổ hả bố chứ còn sao nữa sống ở cái xã hội trắng đen lẫn lộn này mà không có tiền không có quyền thế thì hèn mọn lắm, không bao giờ ngóc được đầu lên đâu. So với việc phải kết hôn theo sự sắp đặt của bố, con thả chọn hèn mọn còn hơn. Con đừng có sắc sược, thằng Dương trông vậy mà khá lắm, ban đầu bố còn lo nó căm chuyện cũ không chịu lấy con. Ai ngờ nó đổi ý quay ngoắt 180 độ, đến ông Trường cũng phải ngạc nhiên. Xem chừng nó còn yêu con nhiều lắm đấy, đừng để lỡ mất cơ hội. Chuyện tới nước này thì tôi có phản đối cũng không còn tác dụng. Chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của bố Như một cỗ máy đã cài đặt sẵn lịch trình Nhà ông trường xem ngày cho hai đứa tổ chức hôn lễ rồi đấy Là ngày 12 tháng sau Con tự liên lạc với thằng Dương xem bao giờ nó rảnh Thì hai đứa dẫn nhau đi chụp ảnh cưới rồi đăng ký kết hôn Còn cỗ bàn các thứ thì bố và ông trường sẽ lo Dứt lời Bố tôi dập điếu thuốc lá đang hút sở vào chiếc gạt tàn Rồi bỏ lên lầu Nhìn theo bóng lưng ông ấy tôi không khỏi mỉm cười chua xót vốn dĩ nhà là nơi để về sau những dông bão của cuộc đời nhưng với tôi ngôi nhà này bây giờ chỉ đơn giản là chỗ nương thân dù tôi không phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng nhưng phải dùng chính hạnh phúc đời mình để đánh đổi tôi vô thức bước từng bước nặng nhọc lên phòng nghe tiếng mở cửa còn chưa kịp quay đầu lại nhìn đã bất ngờ bị thanh giật ngược tóc ra đằng sau mồm cô ta oang oang chửi mày đúng là con hồ lê tinh rốt cuộc mày đã dùng cách gì để leo lên giường với anh dương Hôm nay cả tinh thần lẫn thể xác tôi đã quá mệt mỏi. Tôi định tảng lờ coi như điếc rồi bỏ vào phòng. Nhưng với tính cách nửa điên nửa khùng của Thanh, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tôi. Cô ta tiếp tục nói với theo. Đứng lại, sao mày không trả lời tao? Có phải mấy chiêu trò mày dùng hèn hạ bẩn thỉu quá nên không dám nói ra đúng không? Mày im mồm được rồi đấy. Đừng để tao phải nóng máu lên. Mày nóng máu thì làm gì được tao? Cái loại mồm lúc nào cũng xen xét nói đạo lý. Nhưng đem so với mấy con đứng ngoài đường kiếm khách Tao thấy chúng nó sạch sẽ tử tế hơn mày nhiều đấy Tới đây Thanh dừng lại một chút Rồi tiếp tục trầm chọc Ít nhất chúng nó còn có chút nhan sắc Chứ mày vừa già vừa xấu Chỉ được cái lòng dạ rắn rết là không ai bằng Chuyện của tao có thế nào Cũng không cần mày quản Tao không quản chuyện của mày Nhưng chuyện của anh Dương tao nhất định phải xen vào Tao không thể trơ mắt đứng nhìn anh ấy bị mày đưa vào bẫy Muốn xen vào thì đi mà tìm anh ấy nói chuyện Đừng đứng đây cắn bậy Mày bảo ai cắn bậy Tao yêu anh Dương lần trước anh ấy đến nhà mình ăn cơm rõ ràng tao với anh ấy đẹp đôi hơn mày nếu không phải tại mày tối qua rụ rỗ gạ gẫm anh ấy lên giường thì người kết hôn cùng anh ấy là tao chứ không phải là mày cái thư đàn bà xấu xí dơ bẩn như mày sao xứng với anh dương mày mau bảo bố từ chối cuộc hôn nhân này đi tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn nghe thành nói thêm vài câu nữa sợ không nhịn được mà lao vào vả và cho cô ta vài cái tôi ghét thành nên chỉ cần nghe tiếng thở của cô ta thôi cũng đã thấy bực bội trong người từ sáng đến giờ mới có bao nhiêu thời gian mà chúng tôi đã đấu khẩu với nhau hai lần. Mặc dù lần nào Thanh cũng bị tôi chọc cho á khẩu, nhưng cứ thấy bóng dáng tôi ở nhà là cô ta lại bâu đến như mấy con ruồi con nhặng, đuổi mãi không chịu đi. Cuối cùng bực quá tôi quát lên rõ to. Mùa hè nóng nóng chó nó mới nổi điên, chứ đang mùa đông mà mày cũng lên cơn à? Sủa thêm cầu nữa tao đeo dọ mõm mà mồm mày đấy. Tao có đai đỏ tây quân đô, đeo dọ mõm cho mày, chắc không phải chuyện quá khó đâu. Mày... Mặt thanh hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ Mắt cô ta trợn trừng lên lườm tôi Nhưng không dám nói thêm câu gì Bây giờ tôi mới bình yên đi vào phòng Tắm rửa xong Tôi lên giường nghĩ thế nào cũng không ra lý do Vì sao Dương lại đồng ý lấy tôi Nếu nói anh ta còn yêu tôi Chắc chắn là không phải Mọi chuyện càng ngày càng vượt xa tầm kiểm soát Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao Giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi Đầu óc tôi mơ mơ màng màng Hai mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà ghi chặt chiếc điện thoại trong tay. Một dãy số quen thuộc khắc sâu trong não bộ, mặc dù 8 năm nay tôi chưa từng một lần gọi vào số đó. Thời điểm hiện tại, không biết anh ta còn dùng số này không? Thôi cứ thử vận may một lần xem thế nào. Bàn tay tôi bất giác ấn từng phím nhỏ trên màn hình, tới khi tiếng alo lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên, tôi mới giật nảy mình. Hóa ra Dương vẫn dùng số điện thoại cũ của 8 năm trước. Không khí xung quanh bỗng chốc như đóng băng lại, làm tôi hít thở không thông, cơ mặt cứng đờ muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng đủ can đảm thốt ra lời nào. Cứ thế cả tôi và Dương đều chìm vào im lặng, thậm chí tôi còn nghe được tiếng hít thở đều đều của anh ta. Mãi sau không chịu được nữa tôi mới ấp úng hỏi, anh tại sao lại đồng ý lấy tôi? Cô đoán xem, bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ trong tay, muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, sao cứ phải là tôi? Tôi già rồi, nhan sắc cũng thuộc dạng tầm thường, không có gì nổi bật so với mấy em hot girl nóng bỏng ngoài kia tôi còn kém xa rõ ràng tôi đã đồng ý nghe theo sự sắp đặt của bố chuẩn bị tinh thần lấy dương nhưng khi nói chuyện với anh ta tự nhiên tôi lại cảm thấy sợ không biết là vì sao tôi cố hít vào một hơi thật sâu ổn định hô hấp rồi nói thêm tôi nghĩ đám cưới giữa tôi và anh hay là dừng lại đi dừng lại hay không không đến lượt cô quyết định bản chất cô như nào tôi đã biết rõ bớt giả vờ thanh cao trước mặt tôi đi anh nhận ra rồi à? 8 năm trước dù chia tay, nhưng tôi vẫn còn chút tôn trọng nhất định dành cho cô. Nhưng bây giờ ấy, tôi cảm thấy cô thật bẩn thỉu. Lời nói sắc bén hơn dao của Dương đâm thẳng vào tim tôi, làm tôi khó chịu đến mức chỉ muốn tắt luôn điện thoại. Cũng may tôi và anh ta không đối diện thẳng mặt, nên vẫn có thể lừa mình dối người, đáp trả lại mấy câu vô tình vô nghĩa. Đừng quên, anh từng yêu người bẩn thỉu này gần 2 năm trời, tối qua anh cũng lên giường cùng người bẩn thỉu này đấy nói ra hai câu này tôi đã xác định mình sắp phải chịu đựng cơn phẫn nộ từ dương nhưng anh ta vẫn giữ được vẻ điềm nhiên như lúc ban đầu chỉ có giọng nói lạnh hơn vài phần nếu thế thì tôi càng muốn thực hiện cuộc hôn nhân này tôi nhất định sẽ khiến cô vui không được mà buồn cũng không xong tôi thích tiền thích quyền thế mà bây giờ anh lại có đầy đủ những thứ đó thì việc gì tôi phải buồn khéo khi tôi còn bám chặt lấy anh sống chết không buồn ấy chứ chờ ở chẽn Dương dứt khoát tắt máy Như kiểu nói chuyện với tôi khiến anh ta rất ghê tởm Tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt Cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Dương lại đồng ý lấy tôi Không phải vì anh ta còn tình cảm với tôi Mà sự thật là anh ta đang muốn dựa vào Cuộc hôn nhân thương mại này Để giày vò tôi Có lẽ anh ta đang muốn trả thù cho đứa con đã mất của mình Đêm hôm đó tôi có cố gắng thế nào Cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ Tới gần 4 giờ sáng Người mệt mỏi quá mới chịu thiếp đi Sáng hôm sau tỉnh dậy Đầu đau như búa bổ Chân tay muốn rụng rời hết nhưng vẫn cố lết xác đi làm Đầu giờ chiều tôi mang báo cáo phân tích thị trường vào cho châm duyệt Thấy cô ta đang mải nói chuyện Điện thoại với thái độ rất ôn nhu Tử tốn Khác hẳn những lúc phòng mang trợn má mắng tôi Tôi chưa kịp xin phép ra ngoài Cô ta chỉ tay xuống ghế sofa cách đó không xa ra hiệu cho tôi ngồi chờ Mệnh lệnh của cấp trên tôi không thể từ chối nên cũng ngồi xuống chờ một cách tự nhiên. Ai ngờ Trâm lại mở loa ngoài điện thoại, làm tôi vô tình nghe được mấy lời cô ta nói với ai kia. Tối nay anh ta làm sớm rồi qua đón em nhé, đừng có mà quên đấy. Ừ. Đầu dây bên kia chỉ ở ừ một tiếng rất khẽ nhưng cũng đủ để tôi nhận ra chủ nhân giọng nói nó là ai. Thì ra Trâm cố ý để tôi nghe được cuộc nói chuyện này, bởi vì người vừa nói là Dương chứ không phải ai khác. Đạt được mục đích rồi. Trâm cố nói với anh ta vài câu mùi mẫn nữa để thử lòng tôi. Tới khi Dương Bảo sắp vào họp, cô ta mới chịu tắt máy. Sau đó khóe miệng trầm khẽ nhếch lên, mang đậm vẻ tự đắc. Cô bất ngờ lắm nhỉ? Tám năm trước dám hoành hoàng tuyên bố sẽ lấy anh Dương, mà bây giờ người anh ấy yêu là tôi chứ không phải cô. Hồi đó cô còn trẻ suy nghĩ nông cạn tôi không thèm chấp, chứ không phải tôi thua cô nên cô đừng có tự đắc. Chuyện giữa tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, giờ anh ta yêu chị hay người nào khác cũng chẳng liên quan đến tôi. Tất nhiên, chuyện tình cảm của chúng tôi không liên quan đến cô, bởi vì hạng phụ nữ chỉ biết đến tiền như cô ấy, sao có thể sánh vai chung bước cùng anh Dương. Nhìn mặt tôi cứng đờ, nụ cười trên môi châm càng lúc càng đậm. Nghe nói nhà cô cũng có một công ty tầm trung, ngày trước cô chia tay với anh Dương, vì chê anh ấy không xứng đáng với đẳng cấp gia đình cô đúng không? Tôi bảo này, cái công ty còn con nhà cô chưa là cái đinh gì gì đâu, mà lên mặt vênh váo. Trước cô chê anh Dương nghèo, không xứng với đẳng cấp gia đình cô. Thế bây giờ cô có biết anh ấy là ai không? Không đợi tôi trả lời, Trâm tự nhiên nói thêm: nếu không ấy, thì để tôi nói cho mà biết, anh Dương chính là con trai thất lạc của chủ tịch tập đoàn Trường Phong, tương lai là người thừa kế tập đoàn. Cô thử mang cái công ty nhà cô so với tập đoàn Trường Phong xem có giống con kiến với con voi không? Tôi chẳng còn kiên nhẫn nghe Trâm lải nhải nên tự đứng dậy đi đến trước mắt cô ta, đặt bản báo cáo xuống bàn rồi lạnh nhạt nói. Báo cáo phân tích thị trường tôi vừa làm xong Chị xem rồi cho tôi xin ý kiến Còn chuyện riêng tư của tôi Lần sau mong chị đừng mang ra suy diễn linh tinh Trâm tự nhiên ồ lên một tiếng Vẻ mặt kiểu cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à Sau đó cô ta chăm chú nhìn vào bản báo cáo tôi vừa đưa Nhưng miệng vẫn độc địa như lúc ban đầu Tôi suy diễn linh tinh Hay tôi nói chúng tim đen cô mới nhột Chị nghĩ thế nào cũng được Cô hám tiền thích mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa là cô vô sỉ trơ chẽn nhưng một người mẹ nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con còn chưa thành hình người lúc chết ý chắc chắn sẽ phải vào địa ngục nghe trầm nhắc đến nỗi đau sâu thẳm trong lòng hai mắt tôi đỏ ngầu lời nói cũng trở nên sắc bén hơn tôi có ra sao cũng không cần chị quan tâm chị quản tốt việc của chị là được rồi nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài nói xong tôi dứt khoát quay lưng ra ngoài bước đi không cần đợi châm cho phép. Theo lời cô ta nói thì Dương và cô ta đang yêu nhau. Nhưng tôi thắc mắc một điều, liệu cô ta có biết tôi và Dương một tháng nữa sẽ kết hôn không? Chắc là không, nên mới mạnh miệng nói những lời này. Mẹ kiếp! Tự nhiên tôi lại muốn văng ra một câu chửi thề. Không biết hôm đi nộp hồ sơ xin việc, gặp phải xui xẻo đen đuổi gì mà vào chúng cách công ty này để mua thêm rắc rối. Từ lúc rời khỏi phòng châm, đầu óc tôi không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì từng luồng suy nghĩ trong não bộ cứ chồng chất lên nhau thành một mớ bòng bong dối tung dối mù mãi chẳng gỡ được phải đến hơn một tiếng sau cái hoài thấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn nó mới đập nhẹ tay vào người tôi rồi hỏi chị linh chị sao đấy lúc nãy mang báo cáo vào nộp bà trâm lại nói gì à không có nói gì đâu thế sao em nhìn chị như người mất hồn vậy à chị đang nghĩ mấy chuyện linh tinh mà nghĩ mãi chẳng thông không thông thì đừng nghĩ nữa tống khứ nó ra cho nhẹ đầu tối nay phòng mình tổ chức liên hoan ăn mừng vượt kpi 3 tháng liên tiếp đấy chị đi cùng em và mọi người cho vui nhé vì không muốn chạm mặt trâm tránh xảy ra xung đột vô nghĩa nên tôi khéo léo từ chối cái hoài chị không đi đâu nay chị có việc bận rồi em đi cùng mọi người đi ồ sao lại không đi chị bận việc thật mà việc bận ấy thì để hôm sau nay đi ăn liên hoan cùng phòng cho đoàn kết không mọi người lại đồn đoán lăng nhăng phòng mình chỉ có bà trâm với con phương không vừa mắt chị thôi Chứ mọi người vẫn quý chị lắm đấy Cái hoài nhiệt tình quá cũng làm tôi ngại Chỗ tập thể ngày nào cũng giáp mặt nhau Mọi người đi liên hoan mà mình không đi Thì đúng là không hay Cuối cùng tôi đành tặc lưỡi gật đầu cho xong chuyện Nhận được sự đồng ý từ tôi Cái hoài mừng hẳn lên Miệng nó luyên thuyên không ngừng Em nghe nói nhá Tối nay bà Trâm còn đưa cả bạn trai đi liên hoan cùng phòng mình đấy Thế là lại được chiêm ngưỡng xoái ca trong truyền thuyết rồi Chị không biết chứ Anh ấy đẹp trai lắm ý Đẹp đến nỗi mới nhìn lướt qua thôi đã muốn dụng chứng ý Em chưa nghe câu Càng đẹp trai càng nguy hiểm à Tỉnh mộng đi Không đến lúc bị lừa lại than thân trách phận Chị chưa gặp anh ấy nên mới nói vậy thôi nhá Chưa gặp rồi á Em cá 100% chị cũng u mê giống như em Người gì đâu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền Riêng cái con siêu xe đen tuyển anh ấy đi Đã gần hai chục tỷ Em làm cả đời á còn chưa mua được cái bánh xe Mà kể cũng hơi lạ Em nghe mấy chị đồng nghiệp cũ nói Bà Trâm với anh ấy yêu nhau lâu lắm rồi đấy từ hồi sinh viên cơ Bà Trâm kém anh ấy 2 tuổi Vậy cũng phải 7-8 năm rồi Mà sao hai người đó chưa kết hôn nhỉ Nói thật lúc này tôi đâu có tâm trạng Ngồi tán dóc với cây hoài Nên chỉ biết ẩm ử qua loa Thôi chuyện của nhà người ta mình quan tâm làm gì Về làm việc đi Lỡ ngớ bà Trâm ra lại mắng cả chị lẫn em bây giờ đấy Ôi đấy Em còn cái báo cáo đang làm dở Chị không nhắc các khéo em ngồi đây luyên thuyên với chị đến tối còn chưa hết chuyện Em về làm tiếp đây Tí nữa ta làm nhớ đợi em đi cùng cho có khí thế nhá ừ. Cái hoài vừa rời khỏi Cũng là lúc tôi quay cuồng trong đống tài liệu chất cao như núi Thời gian thấm thoát thoi đưa Chẳng mấy chốc đã đến 5 giờ chiều Hôm nay cả phòng đi ăn liên hoan Nên ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình Rồi ta làm sớm Sau cùng chỉ còn lại mỗi tôi và cái hoài Con bé đứng bên tôi không ngừng cào nhào Chị sắp xong chưa? Có cần em giúp không? Không cần đâu, chị sắp xong rồi Cho chị xin 5 phút nữa thôi Mấy cái số liệu này đã cần luôn đâu mà chị phải làm gấp thế Để mai á, kia làm cũng được Chị chăm vừa thôi Tôi vừa nhập vào số liệu máy tính vừa trả lời à, Chị tiện thì chị làm luôn Nhân viên chăm chỉ như chị Lẽ ra phải được động viên khen thưởng Chứ ai như bà Trâm á, đã không biết trọng dụng người tài Còn cậy quyền thế soi mói sách mé người ta Lần sau ấy bà ấy mà mắng người vô cớ nữa Chị cứ cãi lại đi Mình không làm sai á, việc gì phải sợ Chị biết rồi em xuống lấy xe trước đi vậy em ra cổng chờ chị trước nhé ừ, đi đi dứt lời tôi cố gắng làm thêm vài phút nữa cho công việc hoàn chỉnh rồi mới yên tâm rời đi trùng hợp thế nào xuống lấy xe lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của phương với vài người cùng phòng công nhận nhé người yêu bà trâm á đẹp trai thật đấy tao mà được ở bên ông ấy một ngày có chết cũng cam lòng mày bớt ảo tưởng đi có muốn bà trâm xé tan xác không năm ngoái cả phòng đi liên hoan con hoa giả vờ say rượu ngã ngay cạnh chỗ ông dương ngồi hôm sau đi làm á bị bà trâm viện cớ chửi cho to đầu được vài tuần không chịu nổi phải nộp đơn xin nghỉ việc đấy mày quên rồi à chẳng hiểu bà trâm yêu đương kiểu gì mà dám sát chặt thế chuyện người yêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền không dám sát chặt á à? để con khác nó nẫng tay trên à bà trâm đâu có ngu ồ nhỉ bà trâm với chị họ tao là bạn thân nhá tao nghe chị họ tao kể hồi đại học bà trâm yêu ông dương nhưng ông dương lại yêu con khác nên từ chối bà trâm thẳng thường đấy uầy thật á à? Không thật chẳng lẽ đùa Vụ đấy nhá nổi tiếng lắm Mày biết thì kể tiếp đi Phương gật đầu thêm thắt Ông Dương yêu con kia được gần 2 năm Thì bị nó đá Vì nhà nó giàu Còn ông này á chỉ là trẻ mồ côi mới ra trường Kiểu môn đăng hậu đối đấy hả Ừ bố con kia nhá Con thuê cả xã hội đen Đến chỗ ông này làm phá phách ý Nhưng mà giờ ông ấy giàu lắm mà Mày có biết con siêu xe của ông ấy đi bao nhiêu tiền không Gần 20 tỷ đấy Chuyện loàng ngoằng về sau ta không rõ nữa chỉ biết ông Dương đột nhiên Trở thành con trai chủ tịch tập đoàn Trường Phong Rồi lại yêu bà Trâm Tập đoàn Trường Phong có phải là cái tập đoàn Chuyên kinh doanh bất động sản đúng không Chính là nó đấy Mấy người kia đứng nghe Không biết thực hư câu chuyện thế nào đã nhao nhao lên chửi Mẹ con kia ngủ thế nhỉ Đang yên đang lành đi chơi tay với cái mỏ kim cương di động Tao mà là nó Chắc không tập cắn lưỡi tự tử cho đỡ tiếc Đáng đời cái loại phụ nữ thực dụng Cũng may ông Dương sớm nhận ra bộ mặt thật của nó chứ để nó biết nhà ông dương giàu khéo khi nó còn bám dai hơn đỉa này chúng mày biết vậy thôi nhá đừng có mà đứa nào bép xép gì ra ngoài đấy người ta là con gái cưng của phó giám đốc dạng tôm tép như mình không dây được đâu biết rồi mày cứ làm như bọn tao ngu lắm ý tôi không muốn phí thêm thời gian và mấy cái tin tức bát quái nên vội vàng lái xe rời đi ngoài cổng công ty cái hoài đã đứng đợi sẵn vừa thấy bóng dáng tôi nó vẫy tay gọi to chị linh chị linh nhanh lên Tôi gật đầu lái xe lại gần chỗ nó Rồi hai đứa cùng nhau đi tới nhà hàng Khi mọi người trong phòng có mặt đông đủ Đã là chuyện của lúc nửa tiếng sau Hôm nay chỉ riêng nội bộ phòng kinh doanh đi ăn liên hoan Nên mọi sự chú ý đổ dồn hết về phía Trâm và Dương Mở đầu là giọng nói ngọt sớt của Phương Lâu lắm rồi mới thấy anh Dương đi liên hoan cùng phòng em Nhân cơ hội này em chúc anh chị sớm về chung một nhà Cho bọn em được uống rượu mừng Sau đó mọi người thi nhau lên tiếng chúc tụng nịnh nọt anh dương với sếp em đúng là trai tài gái sắc không lệch đi đâu phân nào ai nói chuyện tình đẹp á chỉ có ở trong phim nhỏ anh chị á là bọn em ngưỡng mộ lắm đấy mỗi người một câu thao thao bất tuyệt chỉ có tôi ngồi lặng yên ở góc trong cùng lúc bước vào căn phòng này ánh mắt sắc bén như dao của dương có dừng lại trên người tôi vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh thâm trầm vốn có hành động đó không cần suy nghĩ cũng biết anh ta đang cố tình phủi sạch mối quan hệ với tôi yên tĩnh được một lúc thì trâm chủ động dơ ly rượu về phía tôi nay phòng mình vừa liên hoan ăn mừng vượt kpi 3 tháng liền vừa chào đón nhân viên mới theo tục lệ của phòng kinh doanh linh đứng dậy mời mỗi người một ly đi chứ nhỉ trâm nói mà không cho tôi cơ hội từ chối phòng kinh doanh có hơn chục người mới xong một lượt không biết tôi còn trụ nổi không mấy năm trước tửu lượng của tôi rất tốt uống hơn chục ly là chuyện bình thường nhưng từ sau đợt vào bệnh viện cấp cứu vì xuất huyết dạ dày tôi đã không còn uống rượu được nữa. Bây giờ bị ép tới mức này, không còn cách nào khác buộc phải đứng dậy rót rượu mời từng người. Được nửa vòng tầm năm sáu ly thì Dương có điện thoại. Nghe xong anh ta quay sang nói nhỏ với Trâm vài câu. Trong phút chốc, hai đầu lông mày của cô ta khẽ cau lại rồi vội vàng đứng dậy rời đi cùng Dương. Hai người đó vừa rời khỏi phòng ăn, cái hoài nhanh trí giả vờ đau bụng bảo tôi đưa về nhà, nhưng thực chất là nó vừa cứu tôi khỏi màn thua trông thấy. Công nhận nhá, bà trâm chơi chiêu hiểm thật đấy chị có phải ma men đâu mà mắt chị đi mời rượu từng người chị tưởng đấy là tục lệ của phòng kinh doanh tục lệ gì chị ơi bà trâm viện cớ ép rượu chị thôi lúc chưa em hớn hở rủ chị đi cho vui giờ lại thấy hối hận thôi kệ đi dù sao chị em mình cũng thoát nạn rồi em tức thay chị ý. cứ bị bà trâm chèn ép khắp mọi nơi hôm nay bà ấy có ông người yêu uống hộ nên mới to mồm chứ bình thường á thì đứ đừ từ lâu rồi nghe cái hoài nhắc đến dương Tôi lại buột miệng hỏi thêm một câu Người yêu bà Trâm hay đi liên hoan cùng phòng mình lắm à? Không, ít lắm Em vào đây làm lâu rồi Mà mới thấy anh Dương đi liên hoan cùng phòng mình một lần Nay là lần thứ hai đấy Mà này, đừng nói với em nhá Là chị mê anh ấy rồi nhá Em đã bảo anh Dương thuộc hàng cực phẩm Hiếm có khó tìm rồi còn Cực phẩm chị cũng không thèm Chị đúng là con người không biết thưởng thức cái đẹp Người hoàn hảo như thế không thích Thì thích ai Thích ai ngày mai chị nói Giờ có về không hơn 9 giờ rồi đấy Về chứ À quên nhá, lúc nãy em thấy chị uống hơi nhiều Có cần em đưa chị về không Không cần đâu, chị tự về được Vậy em về trước đây Dứt lời, cái hoài vặn khóa nổ máy phóng đi Tôi thấy thế cũng nhanh chóng đội mũ bảo hiểm Rồi lái xe về nhà Một tháng nữa tôi và Dương sẽ kết hôn Thế nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến Anh ta dành hết sự quan tâm Che chở cho một người phụ nữ khác Mà không làm được gì chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu Đi thêm một đoạn nữa Tự nhiên đầu xe lảng rồi sóc mạnh lên mấy cái Đại não tôi cảm nhận được sự khác thường Vội tạt xe vào ven đường ngó đầu xuống kiểm tra Thấy cả hai bánh xe cùng lẹp kép Chẳng còn hơi tí nào Tôi đưa mắt nhìn xung quanh Một lượt tìm tiệm sửa xe mà chẳng thấy Sau đó định lôi điện thoại ra gọi người giúp đỡ Nhưng lục tung cả túi sách lên Cũng không thấy bóng dáng chiếc điện thoại đâu Lúc này mới chợt nhớ ra Mình đã để quên điện thoại ở công ty rồi dắt xe đi bộ thêm một đoạn nữa hy vọng sẽ tìm được tiệm sửa xe tới khúc đường vắng vẻ tôi phát hiện đằng sau lưng mình có ánh đèn vàng màu nhạt chiếu theo ngoái đầu thấy bóng dáng chiếc siêu xe đen tuyền và biển số quen thuộc tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng không khỏi thắc mắc sao xe của dương lại xuất hiện ở đây chẳng phải khi nãy anh ta đưa châm về rồi sao sau cùng tôi đành giả vờ không nhìn thấy anh ta rồi tiếp tục bước thế nhưng lúc này dương đã lái xe đỗ sát cạnh tôi anh ta mở cửa bước xuống một cách hiền ngang cô ở canada ăn tuyết thay muối à câu nói lấp lửng của dương làm tôi nghệt mặt ra cái gì đúng là đồ thiếu muối ai quy càng ngày càng thấp tới đây thì tôi đã hiểu anh ta đang muốn chửi khéo tôi tại sao xe hỏng không biết đường gọi cứu trợ mà phải rát bộ bình thường tôi không dỗi hơi chấp anh ta nhưng hôm nay đang cơn sẵn khó chịu trong người nên chẳng nể năng mà tuôn ra một tràng tôi không ăn muối hay ai quy tôi thấp cũng mặc xác tôi liên quan gì đến anh đường rộng thanh thang anh không đi mà dừng lại châm biếm tôi làm gì đừng nói với tôi anh dừng lại để giúp tôi nhé nói xong tôi dừng lại vài giây chờ phản ứng của dương cứ tưởng những lời này sẽ chọc tức được anh ta ai ngờ khuôn mặt dương vẫn chỉ có duy nhất một biểu cảm lạnh lùng như cũ anh ta đúng là đồ sắt thép nhôm kính thà cứ mắng tôi vài câu để tôi cãi lại cho đỡ tức chứ cứ như khúc gỗ thế này làm tôi càng bực tôi không biết do lúc tôi uống rượu tâm trí không ổn định hay tại nhìn thấy màn tình cảm nồng thắm giữa Dương và Trâm nên mới khó chịu trong người. Có điều cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn tôi sẽ phát điên nên cố mạnh miệng nói. Nếu anh muốn giúp tôi thì không cần đâu, lòng tốt của anh tôi không dám nhận, anh mang về cho người yêu anh dùng đi. Dương nghe tôi làm nhảm từ nãy đến giờ, hai đầu lông mày anh ta khẽ cau lại quát. Cô không để miệng ăn ra non được một phút à? Ai nói tôi dừng lại giúp cô? Thế anh dừng lại làm gì? để chơi, được chưa? Lần nào cãi nhau với Dương, tôi cũng bị mấy cái lý lẽ cùn của anh ta chọc cho cứng họng. Để tránh mua thêm bực bội vào người, tôi không nói thêm câu gì mà tự gạt chân trống xe rát đi. Dù hôm nay không tìm được tiệm sửa xe, phải dắt bộ về nhà, tôi cũng nhất quyết không bày ra bộ dạng thảm hại để nhận lấy sự thương hại từ Dương. Tuy nhiên tôi còn chưa đi được mấy bước, đã nghe giọng nói lạnh lùng của ai đó vang lên. Biết lái xe ô tô không? Sao cơ? Tay cô ngãnh ngãng à? Tôi hỏi cô có biết lái xe ô tô không À biết Không để tôi nói hết câu Dương đã tung chiếc chìa khóa xe ô tô về phía tôi Hành động của anh ta rất nhanh Rất dứt khoát Tôi theo phản xạ dạ đỡ vội lấy còn không quên thắc mắc Anh đưa chìa khóa xe cho tôi làm gì Đoạn trên có tiệm sửa xe Cô mang lên đấy rửa giúp tôi nhé Tôi thực sự cạn lời với người đàn ông Đang có cái tính tình quái gở này Gần nửa đêm rồi còn bắt mang tôi đi rửa xe Anh ta bảo tôi ăn tuyết thay muối Chơi tôi ai quy thấp nhưng theo tôi thấy anh ta mới là người có vấn đề về thần kinh ấy. Anh điên rồi đúng không Tôi không dỗi hơi chơi đùa với anh đâu nhé Cô lắm lời thế Bảo sao thì làm vậy đi Nhưng tôi không cần ai thương hại Tôi cũng chẳng dỗi hơi thương hại cô Chẳng qua xe bẩn quá, nhìn ngứa mắt Xe anh bẩn thì tự đi mà rửa Chứ sao lại sai tôi Tiện mồm nên sai Mặt dương đen kịt Hiện rõ vẻ bất mãn kiểu tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy Còn tôi chỉ ước bây giờ có ai đó Giúp tôi cho anh ta nhát búa vào đầu xem xe rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì dương thấy tôi trần chừ mãi thì mất hết kiên nhẫn túm lấy đằng sau áo tôi lôi sành sạch đến xe anh ta tống cổ tôi vào trong tôi bị một loạt hành động điên rồ của dương dọa cho xanh mắt chỉ biết ú ớ nói còn còn xe của tôi thì sao dương không trả lời lừ lừ tiến về phía trước dắt xe của tôi đi một cách tự nhiên nhìn theo bóng lưng cao giáo bước chân vững vàng của anh ta trong lòng tôi không khỏi ấm lên một chút sau đó vì không muốn tranh cãi nhiều với Dương Nên tôi vặn khóa khởi động xe lái đi Đi tầm 10 phút đúng là có tiệm sửa xe khá lớn Tôi tạt vào ven đường Ngồi đợi một lúc Mới thấy Dương dắt con xe cả tàng của mình vào tiệm sửa Chủ quán sửa xe kiểm tra xong Phán một câu xanh dờn Xe tôi bị mấy chiếc đinh đâm vào Giờ phải thay cả lốp cả xăm Mà thay xong hai bánh cũng mất cả tiếng mới xong Thế nên tôi bảo Dương Anh về trước đi Để mình tôi chờ đây thôi Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé Dương liếc mắt nhìn tôi một cái lạnh lùng rồi dứt khoát quay lưng bước về phía xe của mình. Vài phút sau, tôi đã thấy chiếc siêu xe đen tuyển lao vút trong màn đêm. Tối hôm đó tôi ngồi đợi sửa xe đến tận 11 giờ mới xong. Về nhà, bố tôi và bà Hồng đã đi ngủ từ lâu rồi. Còn con Thanh thì tôi đoán chắc nó đang mải bay nhảy trong một quán bar nào đó, chẳng thèm quan tâm đến việc sống chết của tôi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, tự chấn tĩnh bản thân, rồi leo lên phòng, tắm rửa sạch sẽ xong mới nằm vật ra giường hai mắt vừa nhắm lại hình ảnh thân mật của dương và trâm hiện rõ mồn một trong đầu tôi tôi biết dương đồng ý kết hôn với tôi là có mục đích khác nhưng nếu anh ta thật lòng yêu trâm thì sao phải làm thế không có người phụ nữ nào chịu để yên cho người mình yêu kết hôn với tình cũ hay trâm vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và dương tôi nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia thế nhưng càng nghĩ càng rối bời cuối cùng không chịu được phải đứng dậy ra ban công hút thuốc. Chất nicotine trong thuốc lá không thể giúp tôi giải quyết mọi vấn đề. Nhưng ít nhất vào thời điểm này, chỉ có mình nó đủ khả năng làm đầu óc tôi thanh tịnh. Tôi bóc lớp giấy bóng bọc bên ngoài, rút ra một điếu châm lửa, sau đó đưa lên miệng chậm chậm, rít vào một hơi. Lồng ngực chặt cứng chẳng khác gì bị đá đè lên. Bao lâu rồi tôi mới hút lại thuốc lá nhỉ? Không nhớ nữa chỉ biết lần đầu tiên tôi hút nó là vào ngày dỗ đầu mẹ tôi lúc ấy tôi mới sang canada mấy tháng còn chưa thích nghi được thời tiết lạnh giá nơi đây cứ đêm về là nỗi cô đơn lạnh lẽo lại bùa vây lấy tôi tôi một thân một mình ở nơi xa lạ học đủ mọi cách khiến bản thân mạnh mẽ hơn trong đó có cả hút thuốc tuy nhiên tôi vẫn biết rất rõ tác hại của thuốc lá nên một năm chỉ hút vài ba lần hút xong hai điếu thuốc tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay đã gần một giờ đêm còn Thành sắp đi chơi về rồi Tôi không muốn nhìn nó thấy bộ dạng thảm hại của mình Nên mới miễn cưỡng vào trong phòng Đêm đó tôi chỉ ngủ khoảng 3 tiếng Nhưng sáng hôm sau vẫn cố thức dậy đi làm đúng giờ Được đào tạo trong môi trường làm việc chuyên nghiệp khắt khe suốt mấy năm trời Tôi đã sớm rèn cho mình thói quen Phân định rạch ròi giữa việc công và việc tư Đến công ty tôi tự pha cho mình một cốc cà phê Rồi cắm đầu cắm cổ và làm báo cáo cho tới 11 rưỡi trưa Cái hoài mà không gọi đi ăn cơm khéo khi tôi còn chết dí trong số liệu chất cao ngập đầu. Thời gian sau đó Dương không liên lạc gì với tôi, như kiểu anh ta bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình. Hàng ngày tôi vẫn đến công ty làm việc đều đặn, cho tới một hôm cuối tuần, đang ở nhà rảnh giang thì Dương gọi điện. Nay rảnh không? Vì đã sớm quen tính kiệm lời của Dương, nên tôi chẳng thèm chấp nhặt với anh ta, chỉ bình tĩnh đáp lời. Tôi đang ở nhà, có việc gì thế? Đi mua nhẫn với chụp ảnh cưới. Bây giờ á? Ừ, tôi chưa thấy người đàn ông nào nói chuyện mua nhẫn và chụp ảnh cưới đại khái như dương, dù anh ta không còn yêu tôi, lấy tôi về chỉ để giày vò hành hạ, nhưng ít nhất anh ta cũng phải để tâm vào việc này một chút chứ. Thế nhưng lúc suy nghĩ lại tôi thấy, ngày cưới giữa tôi và Dương đang dần đến gần, việc mua nhẫn và chụp ảnh cưới là chuyện sớm muộn. Hôm nay tôi từ chối không đi thì ngày mai, ngày kia vẫn phải đi, vậy nên tôi quyết định chọn luôn ngày hôm nay. Tắt điện thoại, tôi lên phòng thay một bộ quần áo khác tôi thêm chút son rồi xuống nhà đợi dương đến đón khoảng nửa tiếng sau anh ta tới nơi bố tôi đang ngồi đọc báo trong phòng khách vừa nhìn thấy bóng dáng dương ông ấy vội vàng đặt tờ báo trên tay xuống ra tận cửa đón anh ta vào như khách quý đến nhà dương mới đến hả vào trong này đi chú mới được biếu ít chè khô ngon lắm để chú đi pha thái độ của dương đối với bố tôi y hệt như những lần đầu mới gặp không quá thân mật nhưng vẫn lịch sự không cần đâu cháu sang xin phép chú đưa linh đi môi nhẫn với chụp ảnh cưới ôi thế à vậy mà con bé linh chẳng nói gì với chú thôi hai đứa đi mau đi không muộn trên đường đi tôi và dương thống nhất lại với nhau một vài vấn đề mấy ngày nữa anh ta cũng sẽ đưa bố mẹ sang để bàn bạc với bố tôi kỹ càng hơn bố anh ta là chủ tịch tập đoàn lớn lễ cưới của con trai không thể tổ chức quá sơ sài ông ấy yêu cầu tiệc tùng tiếp khách phải đầy đủ bởi vì đó còn là bộ mặt của tập đoàn trường phong trong giới thương trường kết hôn xong Chúng tôi sẽ ra ngoài ở riêng, Dương. Dương không thích ở chung cư nên đã mua một ngôi nhà khác. Tôi ngồi nghe cho biết vậy thôi, chứ không có ý kiến gì, kệ, muốn làm thế nào thì làm. Đến studio chụp ảnh, nhân viên giúp tôi thay váy cưới rồi make up gần 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trong khoảng thời gian đó, Dương vẫn ung dung ngồi trên ghế sofa làm việc. Năm 19 tuổi có ngủ mơ, tôi cũng ước mình được khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, cầm hoa chụp ảnh cùng Dương trong lễ đường hiện tại tôi đã đạt được ước mơ đó nhưng trái tim vẫn còn cảm giác thủng một lỗ rất sâu tôi và dương chụp qua loa vài kiểu ảnh chưa đến nửa tiếng cũng đã xong sớm muộn gì cũng ly hôn chụp nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi rời khỏi studio dương đưa tôi đi chọn nhẫn cưới nhân viên bán hàng thấy anh ta đến gọi hẳn quản lý ra tiếp đón đứng trước mặt tôi và dương chị quản lý lấy ra một loạt thiết kế mới tôi nhìn mấy viên kim cương lấp lánh hòa hết cả mắt giá tiền thì khỏi phải nói, cái nào cũng mấy chục triệu đến cả hơn trăm triệu. tôi ngắm nghía một hồi, cuối cùng xót tiền quá không nỡ mua, nên ấp úng bảo Dương. tôi không cần lấy mấy mẫu thiết kế riêng này đâu, anh mua cho tôi loại bình thường là được rồi. Mì tầm Dương khẽ nhăn lại, rồi lạnh lùng buông lời. chẳng phải cô thích tiền lắm sao? tôi đang thỏa mãn ước nguyện của cô đấy. cứ bộc lộ đúng bản chất đi. ở đây không ai trả tiền cát xê xem cô diễn đâu. anh không sợ làm thế tôi sẽ sinh ra ảo tưởng rồi bám chặt anh không buông à? cô yên tâm, chính tay tôi sẽ xé tan ảo tưởng đó. hiện đây tôi cũng nói luôn, cuộc chơi này do tôi làm chủ, cô đừng tốn công mà phản kháng. đợi tôi chơi chán rồi sẽ nghĩ đến việc buông tha cho cô hay không. chỉ cần tiền của anh đủ nhiều, thì cứ việc làm những gì anh thích, tôi tuyệt đối không phản kháng đâu. nghe tôi nói xong câu đó, ánh mắt dương trở nên đỏ ngầu, nhìn vô cùng khủng bố, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. tốt nhất là như thế tôi nhìn một loạt biểu cảm trên khuôn mặt không góp chết của dương đoán chắc anh ta rất muốn nói cùng ngứa đỏ lắm hả nhưng vì đang ở bên ngoài nên anh ta mới nhịn cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt được câu gì sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nhạt rồi chỉ tay vào chiếc nhẫn để gần tôi nhất anh đã nói vậy thì tôi không giả vờ nữa tôi lấy chiếc này dứt lời chị quản lý hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang dương như đang ngầm hỏi ý kiến của anh ta thấy anh ta gật đầu Chị ấy mới cẩn thận rút chiếc nhẫn có viên kim cương to lấp lánh không ngừng đưa đến trước mặt tôi, điệu bộ vô cùng lịch sự. Đây là hàng thiết kế giới hạn của cửa hàng, được cắt từ khối kim cương tự nhiên. Tay em vừa nhỏ vừa thon dài, đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Từ bé tới lớn không phải tôi chưa được nhìn thấy kim cương bao giờ, nhưng chiếc nhẫn này thực sự rất đẹp, thiết kế không quá cầu kỳ mà vẫn làm nổi bật lên sự sang trọng sắc nét. Có điều tôi vừa nhìn qua giá, thấy nó tận 150 triệu suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ, đeo chiếc nhẫn 150 triệu trên tay, tôi sợ nặng quá, ngón tay bị gãy lúc nào không hay. Đang phân vân không biết có nên đổi sang chiếc khác rẻ hơn không thì tiếng chuông điện thoại của Dương bất ngờ vang lên. Nhìn tên người gọi nhấp nháy không ngừng trên màn hình, tuy cơ mặt Dương không thay đổi gì nhiều, nhưng ánh mắt anh ta bừng lên một tia ấm áp nhẹ nhàng. Sau đó Dương không thèm để ý đến tôi mà ấn nút nghe một cách tự nhiên. "Ừ, anh nghe. Giờ anh qua nhé." thế nhá anh tắt máy đây đang ở ngoài đường nên hơi ồn tắt điện thoại dương quay sang bảo tôi cô chọn đi tôi có việc đi trước lát tự bắt xe về dứt lời anh ta lạnh lùng quay người bước đi còn không quên dặn chị quản lý gửi hóa đơn đến công ty cho tôi tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của mình trong chốc lát nó đã không còn đẹp đẽ như lúc ban đầu không khó khi đoán được người vừa gọi cho dương là trâm tôi không biết trong cuộc tình này châm và tôi ai mới là người đáng thương hơn nhưng xét về tình yêu của dương thì tôi biết mình thua ngay từ ban đầu dương vừa rời khỏi cửa hàng tôi cũng không còn tâm trạng đứng nghe chị quản lý giới thiệu hết chiếc này đến chiếc kia mà chọn luôn chiếc nhẫn mình đang đeo sau đó gọi điện cho con giang đến đón tư vị của việc kết hôn với người đàn ông không còn thương mình quả thật rất là cay đắng tôi tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười chua xót giờ mà có bao thuốc lá ở đây chắc chắn tôi sẽ hút đến khi nào hết mới thôi tôi đứng đợi thêm khoảng một tiếng nữa thì con giang lái xe đến ngồi trên xe tôi lặng yên đưa ánh mắt nhìn ra ngoài đường đại não vẫn không ngừng đặt ra hàng trăm hàng nghìn câu hỏi tại sao tại sao tôi và dương lại đi đến mức đường này nếu thật sự là có duyên không vận thì ông trời còn cố tình sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau làm gì cứ suy nghĩ mông lung như thế một đoạn đường dài mãi sau con giang mới cất lời hỏi tôi giờ mày thay đổi quyết định vẫn còn kịp đấy đừng tự giày vò bản thân nữa hủy hôn đi nhẫn cưới tao cũng đeo rồi giờ mày bảo tao hủy hôn bằng cách nào tôi giơ chiếc nhẫn trong tay cho con giang xem tiện kể luôn mọi việc vừa xảy ra nghe xong nó gắt mù lên mày đúng là con đầu heo kết hôn với người mình yêu còn chẳng ăn ai nữa là người hết yêu mình rồi tao biết mày muốn đòi lại công bằng cho mẹ nhưng phải đánh đổi hạnh phúc cả đời mày có thấy xứng không kệ đi đến đâu hay đến đó tao cũng hết cách rồi tao chịu mày Nói thêm vài câu nữa Thể nào cũng bị mày chọc cho tức nổ phổi Đồ bốc phét Có ai nổ phổi mà vẫn ngồi lái xe như mày không Đừng có đánh chống lảng Mày hiểu tính ông Dương nhất Nhưng ông ấy giờ á, giờ mấy cái trò biến thái với mày thì sao Làm gì đến mức đấy Con Giang nhìn tôi chằm chằm Chả không à Tao nói thật nhá Nhìn khuôn mặt không sắc thái của ông ấy Tao đã không dám đến gần rồi ấy Chứ đừng nói đến việc sống chung Nếu không chịu được tao sẽ ly hôn Bố tao bảo chỉ cần tao đồng ý kết hôn thôi còn khi nào ly hôn ông ấy không quan tâm mày có ông bố với bà mẹ kế tốt quá nhỉ tốt đến nỗi á tao lạnh sống lưng đây này tôi biết con giang nói mấy lời này cũng chỉ muốn tốt cho tôi thế nhưng mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi muốn quay lại cũng không kịp nữa tôi chỉ có thể mạnh mẽ tiến về phía trước đi thêm một đoạn nữa con giang tiếp tục hỏi tôi mày đã gặp mẹ ông dương lần nào chưa ý tao là phu nhân chủ tịch tập đoàn trường phong ý tao gặp rồi Đợt trước hai gia đình có đi ăn cơm cùng nhau, thấy bà ấy thế nào? Tao nghe nói mấy phu nhân nhà giàu khó tính lắm đấy. Cái gì cũng phải theo lễ nghi quy củ cơ. Mày lại vơ đũa cả nắm rồi, mẹ mày đâu có khó tính. Ơ, ờ, con hâm này, mẹ tao phải khác chứ. Trả lời câu hỏi của tao đi xem nào, nếu bà ấy khó tính quá, tao còn biết đường bày mưu tính kế cho mày. Không cần đâu, mày cất kỹ mấy cái mưu mẹo vớ vẩn của mày đi cho tao nhờ. Tao mới gặp mẹ ông Dương một lần, chưa biết có khó tính hay không. Nhưng mới tiếp xúc thì tao thấy bà ấy bình thường. Vậy là may rồi, chứ không mấy nữa mày vừa bị ông Dương hành, vừa bị mẹ chồng chèn ép thì chỉ có nước đập đầu vào gối mà tự tử thôi con ạ." À. Mổ mép con giang lúc nào cũng oang oang như thế nên tôi đã sớm quen. Nó đưa tôi về tận cổng nhưng nhất quyết không vào chơi. Nó bảo nhìn thấy mặt con Thanh, sợ không nhịn được mà lao vào cấu xé một trận đã đời. Vào trong nhà, tôi thấy mấy cái thùng lớn nhỏ xếp đầy trên ghế sofa còn con thanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng kiêng nể bố không dám ý kiến gì bố tôi cắt lời nói trước đi chụp ảnh với mua nhẫn cưới mà sao nhanh vậy thằng dương đâu anh ấy bận nên đi trước rồi ừ đàn ông càng bận càng thành đạt con đừng giận hờn nó vô cớ vâng con hơi mệt con lên phòng trước đây không đợi bố trả lời tôi đã bước lên phòng có những lúc thực sự không muốn nói chuyện với bố cảm giác rất áp lực rất khó chịu thêm một tuần nữa trôi qua Dương vẫn rất hạn chế liên lạc với tôi Khi nào có việc gấp lắm anh ta mới gọi điện Còn toàn bộ lễ cưới đều do ông trường và bố tôi làm chủ Chiều hôm đó tôi đang chăm chú đọc tài liệu Thì Trâm gọi tôi vào phòng riêng nói chuyện Vừa bước chân vào Trâm đã ném thẳng bàn báo cáo vào người tôi Cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi Cô không có não à? Sao lần nào làm báo cáo cũng sai hết cái này đến cái kia vậy? Đồ vô dụng Tôi cúi người nhặt bản báo cáo lên xem lại một lượt Từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào bất thường. Số liệu thống kê tôi cũng tính toán rất tỉ mỉ chi tiết. Không biết châm bắt lỗi ở đâu. Lần nào tôi nộp báo cáo cô ta cũng chửi lên chửi xuống. Tôi nhịn một hai lần chứ sao nhịn được mãi. Nếu báo cáo của tôi có vấn đề, tôi sẽ mang về sửa. Nhưng hiện tại tôi chưa tìm thấy lỗi sai ở đâu. Chị biết thì chỉ cho tôi. Cô làm báo cáo không ra gì, nhưng dụ dỗ và mồi trái đàn ông lại rất giỏi. Tôi nói có đúng không? Lời châm nói tuy chói tai, nhưng đây là chỗ làm việc tôi không thể cãi nhau tay đôi với cô ta nên cố nhịn đáp lời. "Chị Trâm, tôi không biết chị ghét tôi đến mức nào, nhưng mong chị đừng xúc phạm đến danh dự của tôi." "Sao? Tôi nói chúng tim đen nên cô nhột đấy à? Hạng người hám danh hám lợi như cô, tôi thấy còn bẩn thỉu hơn gấp trăm lần so với mấy con giáp thứ 13 đấy." Trâm nói rồi đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt tôi nở nụ cười khinh bỉ. "Hơn chục ngày nữa là cô kết hôn với anh Dương, đúng không?" Đến đây tôi có hơi giật mình vì trâm đã biết chuyện giữa tôi và dương tuy nhiên thái độ của cô ta vô cùng bình tĩnh không hề có ý động tay động chân với tôi phong thái này khác hẳn với tính cách hàng ngày của trâm nên tôi càng phải đề phòng hình như việc tôi và dương kết hôn không làm chị bất ngờ lắm nhỉ cô nghĩ ba cái trò mèo của cô có thể chọc tức tôi sao cô coi thường tôi quá rồi đấy anh dương kết hôn với cô vì mục đích gì cô là người hiểu rõ nhất những gì cô nợ anh ấy cô nhất định phải trả gấp đôi, thậm chí là gấp 10 lần. Tháng ngày sau này của cô sung sướng hay khổ sở, chưa ai nói trước được đâu. Cô đừng thấy tên mình trên tờ giấy đăng ký kết hôn mà vội vui mừng. Thủ tục ly hôn bây giờ, nhanh gọn lắm đấy. Thì ra đây chính là nguyên nhân, Trâm không nổi cáo khi biết tôi sắp kết hôn với Dương. Mọi chuyện cô ta đều nắm trong lòng bàn tay nên mới bình tĩnh như vậy. Tôi cảm giác mình như con dối, mặc sức để bọn họ chơi đùa, bố tôi vì muốn đưa công ty hồng thiện lên sàn chứng khoán ông không ngại ngùng đem tôi gà cho dương dù đã hết yêu nhưng anh ta vẫn chấp nhận lấy tôi về để hành hạ giày vò còn trâm không để ý chuyện người mình yêu kết hôn với tình cũ cô ta chỉ muốn nhìn thấy kết cục thảm hại nhất của tôi tôi biết bây giờ mình mà tỏ vẻ hoang mang hay lo lắng thể nào cũng khiến trâm tự đắc thế nên tôi càng kiên cường chống lại cô ta cảm ơn chị đã nhắc trước tôi sẽ ghi nhớ trong lòng cô biết sao tôi không làm khó cô không vì tôi tin tưởng anh dương vậy nên cô cứ việc làm vợ trên danh nghĩa còn việc yêu và chăm sóc anh dương cứ để tôi lo trâm nói câu nào câu nấy như muốn móc thẳng vào cổ họng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu phải kiếm bừa một cái cớ để rời đi chứ đứng đây thêm vài phút nữa thể nào tôi cũng bị tăng sông ban đầu tôi không muốn vì khúc mắc với trâm trong quá khứ mà phải xin nghỉ việc nhưng đến bây giờ mối quan hệ giữa tôi và cô ta càng trở nên rối bời Nhìn mặt nhau đã thấy bực bội Nói gì đến làm việc cùng với nhau Có lẽ tôi phải tính đến phương án xin nghỉ việc thôi Càng gần đến ngày cưới Thời gian trôi qua càng nhanh Tôi làm đơn xin nghỉ phép một tuần Mọi người trong phòng cứ tưởng nhà tôi có việc bận Chỉ mình chăm biết tôi nghỉ để làm gì Lúc duyệt đơn xin nghỉ cho tôi Dù chị ta đã cố tỏ ra bình thản Nhưng sâu trong ánh mắt đó tôi vẫn thấy sự dao động Gần tới giờ về cái Hoài đi lấy số liệu Ngang qua chỗ tôi nó vỗ nhẹ vào vai thì thầm Nhà chị có việc gì mà suy nghỉ nhiều thế Cả phòng kinh doanh ai cũng biết Dương là người yêu châm Giờ tôi đột nhiên lại cưới anh ta Chắc chắn sẽ bị mọi người đồn đoán lung tung Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức vào người Nên không mời ai đến dự đám cưới Nhưng cái hoài thể khác Nó đối với tôi rất tốt Tôi không thể không mời nó Ngập ngừng một hồi Cuối cùng tôi cũng quyết định nói Chị Chị nghỉ đám cưới Cưới ai? Mà chị nghỉ những một tuần Cưới chị Tôi chỉ nói hai từ ngắn ngủi Nhưng cũng đủ khiến cái hoài trợn to mắt Lắp bắp không ngừng Cưới chị? Cưới chị á? Chị lấy ai? Mới tháng trước còn bảo với em đang ế dài cổ cơ mà Cái bà này, đừng có bảo đùa kiểu đấy nhá Em sốc mà em ngất ra đây Chị không cõng em đi được bệnh viện đâu đấy Không tin à? Không, có chết cũng chả tin Biểu cảm trên khuôn mặt cái hoài bây giờ nhìn rất buồn cười, làm tôi phải mở điện thoại cho nó xem mấy tấm ảnh cưới mà studio mới gửi cho tôi bà hôm trước. Xem đến đầu mắt nó mở to đến đấy. Ô, đây là anh Dương người yêu bà Trâm mà, đúng không? Ừ. Sao chị lại chụp ảnh cùng anh ấy thế này? Chị cưới anh ấy à? Ừ. Thế còn bà Trâm? Mà không, bỏ qua bà ấy đi. Bây giờ ấy, em chỉ quan tâm đến chị thôi. Chuyện này là thế nào? Chị thông não hộ em với Cái hoài hỏi tôi một chàng Đến nỗi tôi không kịp trả lời Thì mời nó đến dự đám cưới là tôi đã xác định Sẽ kể qua loa vài chuyện giữa tôi và Dương cho nó nghe Nghe xong nó không khỏi thốt lên Ui, bà chị già của tôi Tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết trâu Thật không thể nào mà tin nổi Còn giờ này Tầm ngầm tầm ngầm đấm chết voi chứ trâu gì Ừ thì voi em quên Em không ngờ anh Dương lại là người yêu cũ hồi học đại học của chị đấy. Thế giới này á còn điều gì bất ngờ hơn không? Nhưng em cứ có cảm giác chuyện này phức tạp thế nào ấy. Phức tạp cũng phải chịu chứ biết sao bây giờ. Hôm ấy nhớ ăn mặc đẹp còn đưa chị về nhà chồng đấy. Tưởng gì chứ chuyện này chị em làm được. Chị yên tâm đi. Hai đứa tôi thì thầm thêm một lúc nữa cũng đến giờ tan làm. Ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép nên hôm nay không ở lại tăng ca mà về từ năm rưỡi. Ở nhà chuẩn bị thêm 2 ngày Sang tới ngày thứ 3 là đám cưới chính thức của tôi và Dương Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm Làm vệ sinh cá nhân xong Tôi lặng lặng lên phòng thờ thắp cho mẹ một nén hương Sau đó quay về phòng thu dọn vài món đồ bỏ vào ba lô Rồi mang xuống dưới nhà ngồi chờ tài xế đến đón Thành ứa nẹo từ trên cầu thang bước xuống Thấy mặt tôi cô ta bắt đầu mỉa mai Trên đời này không phải ai Làm cô dâu cũng xinh đẹp đâu Có vài người dù đắp cả tấn phấn lên mặt mà vẫn không che nổi vẻ xấu xí phèn lúa của mình. Mày cầm đi, nay tao không rảnh để cãi nhau với mày đâu. Ô kìa, tao nói đúng sự thật chứ làm nhảm cái gì. Mày đừng tưởng cưới được anh Dương là có cơ hội lên mặt với tao. Chẳng qua tao không thích tranh giành nên mới nhường mày đấy. Giữ cho chặt vào, tao mà đổi ý cướp anh ấy về á thì mày chỉ có nước đi ăn mày thôi. Hôm nay là ngày cưới của tôi mà Thanh vẫn bám dai như đỉa đói. Cô ta điên nặng lắm rồi Tôi càng nhịn cô ta càng tưởng mình hay Nên dứt khoát đáp trả Mày cướp hộ tao cái Tao thách đấy Không phải thách Cứ chờ xem À tao cảnh cáo mày nhá Lấy chồng rồi thì đừng quay về ngôi nhà này mà la liếm nữa Tốt nhất là cút luôn đi Cho khuất mắt tao Mày có tin Nói thêm câu nữa Tao lấy băng dính dán chặt mổ mày lại không Mày định làm phản à Tao gọi bố xuống giờ đấy Gọi đi Tao cho mày gọi thoải mái đấy Mày giỏi lắm để xem má mày to mồm được đến bao giờ. Tôi lửa mắt lườm thanh, định chửi thêm vài câu cho bỏ tức. Nhưng nghe tiếng động xe ngoài cổng, biết chú tài xế đến nên tôi nhắm mắt cho qua. Cầm ba lô bước ra ngoài, người tôi khẽ run lên vì lạnh. Buồn cũng buồn đủ rồi, giờ nhường chỗ cho sự mạnh mẽ thôi. Tôi biết một câu nói này rất hay. Đằng sau không có người chống lưng thì tuyệt đối không được gục ngã. Vì thế mà tôi càng ngày càng phải cố gắng nỗ lực. Công ty Hồng Thiện có một nửa số vốn là của mẹ và ông ngoại tôi. Tôi sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay mẹ con bà Hồng. Tôi đứng trước cổng khách sạn năm sao nhà Dương, bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, rồi tự đi vào phòng chờ để chuyên viên tới trang điểm. Ngồi gật gù đến tận 10 giờ trưa mới xong, vừa xong là con Giang và cái hoài cũng kịp tới. Cái hoài mồm mép nhanh nhạy, chưa kịp chào hỏi đã reo lên. Ôi, ai mà đẹp thế này, không phải em hoa mắt nên nhìn nhầm đấy chứ. Đây là hoa hậu mới đăng quang Chứ không phải bà chị ăn mặc lôi thôi hàng ngày của em đâu Em biết ngay mà Thôi đừng trêu chị nữa Em xin nghỉ đi ăn cưới chị Có bị bà châm mắng không Có mắng á em cũng chả sợ Đám cưới của chị cơ mà Nói chuyện với cái hoài một hồi Con Giang mới quay sang hỏi tôi Ông Dương đến chưa Sao tao không thấy mặt mũi ông ấy đâu nhở Tao cũng chả biết Cái số mày đúng là khổ đú đường Có ai cưới xin kiểu này không Đến giờ đãi tiệc rồi Còn không thấy mặt mũi chú rể đâu Tí nữa ai tiếp khách cùng mày Tới đây tôi còn chưa kịp trả lời con Giang Thì có một nhân viên phục vụ mở cửa Bước vào hỏi tôi chuẩn bị xong hết chưa Dương đang chờ tôi ở bên ngoài Nếu xong rồi thì ra tiếp khách cùng anh ta Tới phòng tổ chức tiệc Không biết bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn hết về phía tôi Tầm mắt của tôi đào quanh hội trưởng một lượt Rồi dừng lại ở chiếc bàn đặt ngay gần trung tâm Dương đang mời rượu mấy người bạn Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm Như kiểu người làm chú rể hôm nay không liên quan gì đến anh ta. Lúc ngẩng đầu lên thấy tôi, Dương mới xài bước lại gần. Chúng tôi cùng nhau đi mời rượu mọi người. Đầu tiên là bố mẹ chồng, sau đó đến bố tôi và bà Hồng. Tuy tôi không muốn mời bà Hồng uống ly rượu này, nhưng đang ở chỗ đông người, tôi không thể bày tỏ thái độ quá gay gắt. Mời rượu xong một lượt, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng đau nhức, bước đi lảo đảo không vững, may mà có người bên cạnh âm thầm đỡ. Ngày hôm ấy tôi vô cùng chật vật mệt mỏi, miệng cười nhiều đến nỗi đơ hết cả da Tới 4 giờ chiều khách hứa về hết, tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm. Bây giờ không chỉ có đầu đau, mà khắp người tôi chỗ nào cũng đau cũng mỏi. Trước khi về nhà chồng, bố tôi còn không quên dặn dò. Con lớn rồi, bố không muốn lải nhải nhiều lời, nhưng có vài chuyện vẫn phải dặn con. Vâng, tuy con và thằng Dương quyết định ra ngoài ở riêng, nhưng con vẫn phải cư xử đàng hoàng tử tế với bố mẹ chồng. Con khôn khéo được lòng ông bà ấy thì muốn gì cũng dễ, còn thằng Dương, bố tin Nó vẫn yêu con nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này Chuyện xấu trong quá khứ Nó chưa quên hoàn toàn Đối xử với con có phần lạnh nhạt Con cố mà lấy lòng nó Rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi Nói xong Bố tôi quay người cùng bà Hồng rời đi Để lại mình tôi đứng bơ vơ Dương đến lúc nào tôi cũng không biết Chỉ khi anh ta cất lời tôi mới giật mình Có về không? À có chứ Nhanh lên, tôi không dỗi hơi để chờ cô đâu tôi bĩu môi nhìn dương một cái nhưng cũng vội vàng bước theo anh ta ngày tháng sau này tôi hạnh phúc hay khổ đau đều do người đàn ông phía trước quyết định chỉ mong đến cuối cùng tôi và anh ta không ai nở ai cũng không ai hận ai tối hôm đó chúng tôi ăn cơm bên nhà bố mẹ chồng suốt bữa ăn mẹ chồng không ngừng hỏi han gắp thêm thức ăn cho tôi bà ấy nói tuy hai vợ chồng tôi ra ở riêng nhưng nếu tôi có việc gì khó khăn thì cứ đến bảo bà bà sẽ tìm cách giúp Tôi gả về đây rồi Cũng coi như người một nhà Không cần phải ngại Đến gần 9 giờ tối Dương đưa tôi về nhà Ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng cũng tới nơi Cả ngày hôm nay đi đi lại lại trên giày cao gót quá nhiều Hai chân tôi như muốn rụng rời hết cả ra Mở cửa xe bước xuống Thấy trước mắt mình là căn biệt thự Rộng khoảng mười mấy mét mặt tiền Từ màu sơn bên ngoài cho đến từng đường nét Thiết kế đều vô cùng sang trọng Tôi tự tính toán thầm trong bụng Chắc Dương đã bỏ ra không ít tiền để mua ngôi biệt thự này. Vào bên trong, tôi gión rén từng bước từng bước nhỏ. Đợi Dương cất xe xong, anh ta mới đưa tôi lên tầng. Nhìn thấy mấy phòng ngủ tôi ngập ngừng hỏi Dương. Anh có thể cho tôi một phòng được không? Dương nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tôi không biết anh ta đang suy nghĩ gì, cũng không dám đoán bừa, đành hỏi lại lần nữa. À, tôi muốn xin anh một phòng, phòng nào cũng được. Tại sao tôi phải làm theo ý cô Tại vì tôi biết Anh không muốn tôi xen vào cuộc sống của riêng anh Nên tốt nhất là tôi và anh cứ ở phòng riêng đi Cô nghĩ tôi sẽ cho cô ở phòng riêng à Đừng làm ra vẻ cô hiểu tôi lắm Nhưng tôi là đàn ông Cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý Thì anh có thể ra ngoài tìm người yêu anh Hoặc mấy cô hót gơn chân dài nóng bỏng Anh nhiều tiền như thế Chắc không khó tìm đâu Mặt dương lập tức đen lại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ Sau đó anh ta lạnh nhạt cầm tay tôi kéo bừa vào một phòng. Cửa phòng còn chưa kịp đóng, Dương đã ném tôi lên giường. May mà ở đó có chiếc đệm rất dày và rất êm, chứ không mấy cái xương đằng sau lưng tôi đã bị gãy rời. Tôi nhịn đau lồm cồm bò dậy, hỏi anh ta một câu thừa thãi. Anh làm gì vậy? Làm việc nên làm. Tất nhiên tôi không ngu ngơ đến nỗi, không biết việc nên làm của anh ta là việc gì. Nhưng hiện tại cả người tôi chẳng còn mấy sức lực. Giờ mà bị anh ta làm thêm vài lần nữa, ngày mai chắc chắn tôi sẽ không thể dạy nổi có thể để đến mai không nay tôi hơi mệt dương không quan tâm đến lời từ chối của tôi anh ta bước lại gần cứ thế nằm đè hẳn lên người tôi cô không có quyền phản kháng nhớ chưa dứt lời hai tay dương vội vàng cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi một hai chiếc đầu anh ta còn kiên nhẫn cởi đàng hoàng tử tế chứ sang tới mấy chiếc cuối cùng anh ta dứt khoát giật luôn cho nhanh tôi biết Dương là người rất thích chinh phục, chiếm hữu, càng phản kháng anh ta càng thêm quyết liệt. Vậy nên cứ nằm yên một chỗ chịu trận, đợi anh ta làm chán chê rồi sẽ tự khắc dừng lại. Lần này cũng giống hệt lần trước, không có màn dạo đầu tình tứ mà Dương cứ thế đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Vì cơ thể còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn nên không thể tránh khỏi những cơn đau đớn về thể xác. Móng tay tôi khảm sâu lên tấm lưng trần rộng lớn của anh ta, Bên ngoài trời hôm nay rất lạnh Nhưng trong phòng Từng giọt mồ hôi của tôi và Dương Bắt đầu vã ra hòa quyện vào nhau Cơn khoái cảm không dừng ở đấy Mà tiếp tục diễn ra điên cuồng Thi thoảng còn trào lên như những cơn sóng mạnh mẽ Dương không để tôi nghỉ quá lâu Anh ta giày bỏ tôi đến hơn một giờ sáng Mới chịu dừng lại Tôi nằm thẫn thờ trên giường Nhìn bóng lưng anh ta lạnh lùng bỏ ra ngoài Bấy giờ mới dám để vài giọt nước mắt Chảy qua khóe mi sáng hôm sau tôi thức dậy trong tình trạng cả người đau ê ẩm nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo ở nhà xuống phòng khách tôi thấy dương đang thong thả ngồi xuống cà phê xem tin tức tài chính trên chiếc tv to khổng lồ cứ vậy bỏ vào bếp nấu nướng thì không lịch sự cho lắm vì trên danh nghĩa tôi và dương đã là vợ chồng từ hôm qua nên tôi dừng lại hỏi anh ăn gì để tôi nấu Hai mắt Dương vẫn chăm chú nhìn lên màn hình tivi, Không chút quan tâm đến câu hỏi của tôi Tôi bị anh ta coi như không khí Lúc này bực quá Không nhịn được nữa nên lừ lừ bỏ vào bếp nấu đồ ăn Anh không trả lời Thì chị đây cho nhịn nhé Ai thèm dỗ dành nhiều Thế nhưng tôi vừa bước được ba bước Đã nghe tiếng nói đằng sau lưng của ai kia Thịt kho trứng cút Hả? Cô điếc nặng thế cơ à? Không nặng lắm Nhưng thịt kho trứng cút làm rất lâu Mà bây giờ đã 7 rưỡi rồi để trưa tôi nấu cho anh ăn được không? Dương nghe tôi trình bày xong Anh ta chẳng nói chẳng rằng đứng phát dậy Tắt tivi rồi bỏ lên phòng Hành động giận dỗi Y như đứa trẻ con đòi ăn gà rán Mà người mẹ sợ ăn nhiều quá không tốt Nên không cho ăn Nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Dương Tôi lại không nỡ Nhớ ngày trước anh ta cũng rất thích ăn món thịt kho trứng cút Lần nào đến phòng trọ của tôi Anh ta cũng chỉ bảo tôi nấu món đó Thời gian qua đi Tôi cứ tưởng anh ta quên rồi không ngờ vẫn còn nhớ đến tận hôm nay tôi đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng cũng quyết định nấu thịt kho trứng cút đầu tiên đi lấy gạo cắm cơm sau đó mới mở tủ lạnh xem có đầy đủ nguyên liệu không thịt lợn có sẵn nhưng trứng cút không có nên tôi thay bằng trứng gà ai cũng biết món thịt kho trứng này làm rất lâu tôi loay hoay trong bếp đến gần 8 rưỡi mới xong sau đó tôi dọn thức ăn ra bàn sẵn rồi lên phòng gọi dương xuống ăn tôi không biết anh ta có đói hay không mà thái độ rất thờ ơ kiểu ăn cũng được mà không ăn cũng chẳng sao. Cho đến khi ngửi thấy mùi thịt kho trứng thơm ngào ngạt, anh ta mới có chút cảm xúc. Tuy nhiên hai mắt vẫn để ý đến mấy quả trứng gà trong bát thịt, như kiểu chúng nó có thủ hàn gì với anh ta vậy. Tôi thấy thế thì giải thích. Trong tủ lạnh hết trứng cút rồi, chỉ còn trứng gà thôi, anh ăn tạm đi, chiều tôi đi siêu thị mua thêm. Nói rồi tôi tự sới cho Dương một bát cơm, đẩy đến trước mặt anh ta. Anh ta kiệm lời không thèm cảm ơn tôi, chỉ đỡ lấy bát cơm ăn một cách ngon lành Suốt cả bữa ăn Tôi và Dương chẳng ai nói với ai cầu gì Bởi vì anh ta có thói quen không nói chuyện khi ăn cơm Và 8 năm trước Anh ta cũng đã rèn cho tôi thói quen đó Ăn cơm xong Tôi mang bát đũa đi rửa Còn Dương lên phòng làm gì tôi không biết Lúc sau thấy anh ta từ trên cầu thang bước xuống Tay cầm chiếc chìa khóa ô tô đưa cho tôi Tôi không hiểu gì mặt mũi cứ đơ hết cả ra Sao anh lại đưa chìa khóa xe cho tôi anh không muốn lái thì gọi tài xế chứ hôm nay tôi còn phải về nhà lấy thêm đồ đạc không rảnh rỗi làm tài xế cho anh đâu dương nghe tôi nói xong mi tâm anh ta khẽ cau lại ra vẻ cô nói tiếng việt bình thường xem nào làm nhàm cái quái gì đấy nhìn biểu hiện trên khuôn mặt dương tôi cũng nhanh chóng nhận ra không phải anh ta muốn tôi làm tài xế mà là có ý khác nhưng ý gì thì tôi chịu không đoán được nhiều lúc tôi cảm tưởng suy nghĩ của dương chẳng giống người thường chút nào y như là người ngoài hành tinh vậy. Một hồi Dương cũng bất lực với bộ não mụ mị của tôi nên tự nói cho nhanh. Nhà tôi không có chỗ cho con xe rách của cô. Cầm lấy chìa khóa xe, xe trong gara, đi thì tự lấy. Đến đây tuy tôi đã hiểu rõ ý trong lời nói của Dương nhưng vẫn bán tín bán nghi. Anh cho tôi chiếc xe này á? Không cần đâu, nếu anh không muốn nhìn thấy xe tôi thì tôi để nó ở nhà bố rồi đi làm bằng xe buýt cũng được. Cô nói lắm thế, bảo sao thì làm vậy đi đang nói chuyện bình thường thế mà cái lão này tự nhiên lại nổi cáu với tôi tám năm không gặp tính cách của dương ngày càng ngang ngược vừa khiến tôi nổi điên lại vừa làm tâm trí tôi rối bời tôi lười cãi nhau với người đàn ông không nói lý lẽ kia nên cầm luôn chiếc chìa khóa trong tay anh ta đợi mà kia rảnh tôi sẽ trả lại sau dọn dẹp xong một hồi tôi lên phòng thay bộ quần áo khác chuẩn bị về nhà bố mẹ lại mặt sở dĩ dương lấy tôi để xả cơn giận trong lòng chứ không phải vì anh ta còn yêu tôi nên tôi không dám rủ về lại mặt cùng Sợ anh ta cảm thấy khó chịu khi đối diện với bố Vì ngày trước bố tôi đã sỉ nhục anh ta rất thậm tệ Tuy bây giờ Dương đối với bố tôi khá lịch sự Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài Còn trong lòng anh ta nghĩ gì thì không ai biết Tôi đeo túi sách lên người chuẩn bị rời đi Nhưng còn chưa ra khỏi phòng khách Dương đã hỏi với theo Đi đâu? Tôi về nhà bố lại mặt Chỉ đi một lúc thôi Anh yên tâm tôi không muốn trốn mất đâu mà sợ Dương hừ lạnh một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài Không biết anh ta định đi đâu Nên tôi cứ đứng trơ mắt ra nhìn Lúc sau thấy Dương lái chiếc siêu xe quen thuộc Tới trước cửa phòng khách Còn thò đầu ra rụp giã tôi Cô lề mề vừa thôi Có đi không thì bảo Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng Anh đưa tôi về nhà bố lại mặt thật à Đừng chở tôi ra giữa đường rồi vứt tôi xuống đấy nhá Ai chứ người đàn ông coi trời bằng vung này Tôi nghi ngờ lắm Cứ phải mặc cả trước cho chắc ăn Về phía Dương anh ta vẫn ngồi nguyên trong xe lười biếng nâng mắt lên nhìn tôi cô hết lời để hỏi rồi à thấy anh tốt đột xuất như thế tôi phải nghi ngờ chứ thần kinh dương mắng xong cũng tiện tay mở cửa xe cho tôi tôi thấy anh ta đi mà chẳng thèm khóa cổng hay là anh ta nhiều tiền quá trộm có vào lấy vài thứ cũng không đáng để tâm cho đến vài ngày sau tôi mới biết cổng nhà dương là cổng tự động cao cấp điều khiển đóng mở từ xa chỉ có đứa mù công nghệ như tôi mới sợ trộm vào khuân hết đồ nhà anh ta. Cuộc sống bây giờ của Dương so với 8 năm trước khác nhau một trời một vực, người ta hay nói mỗi người một số phận, chứ tôi thấy Dương một người hai số phận mới đúng. Đi qua siêu thị, tôi bảo Dương dừng lại một chút để mua ít hoa quả mang về lại mặt, chứ về tay không thì không ổn cho lắm. Tới nhà tôi, Dương mở cửa xe xách hai túi to vào trước, còn tôi lỉnh kỉnh xách ba bốn túi nhỏ theo sau. Thấy vợ chồng tôi về, khỏi phải nói bố tôi vui đến mức nào chưa bao giờ tôi thấy ông cười nhiều đến như vậy hai đứa mới về à mau vào đây tí nữa ở lại ăn cơm cùng với bố và dì nhé dì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp sắp xong rồi đấy bình thường bố tôi sẽ bắt tôi gọi bà hồng là mẹ nhưng lần nào tôi cũng từ chối thẳng thừng vì vấn đề này mà bố con tôi rất hay xảy ra tranh cãi thậm chí ông ấy còn xuống tay đánh tôi hôm nay ông ấy không bắt tôi gọi bà hồng là mẹ bởi vì có dương sang chơi Bố tôi không muốn bị mất mặt trước con rể Nên mới thế Tôi biết tất cả những câu chuyện này Nhưng không hề vạch trần Dù sao hôm nay cũng là ngày lại mặt của tôi Tôi không muốn hai bố con lại đấu khẩu gai gắt với nhau Thái độ của bố tôi đối với Dương nồng nhiệt bao nhiêu Thì thái độ của Dương đối với ông ấy lạnh nhạt hở hững bấy nhiêu Anh ta kiệm lời đến mức Chỉ nói mấy từ ngắn gọn kiểu như Vâng, con không rõ Hay con cảm ơn bố Hai người họ cùng ngồi uống trà trên một chiếc bàn Nhưng nếu nhìn lướt qua sẽ không ai phát hiện ra đây là con rể và bố vợ. Bọn họ giống đối tác làm ăn, nói chuyện với nhau dựa trên tiền bạc chứ không phải tình cảm. Thấy bầu không khí trong phòng khách càng lúc càng yên ắng, tôi nở nụ cười nhạt bảo bố, bọn con không ở lại ăn cơm đâu, lát nữa anh Dương còn có việc bận phải đi luôn. Vậy à, tiếc thật đấy. Bố tôi vừa dứt lời thì bà Hồng và Thanh Từ trong bếp bước ra, nụ cười giả tạo làm nên thương hiệu của bà Hồng không ngừng nở rộ hai con về chơi với bố và dì là được rồi sao phải tốn công mua thêm quà cáp làm gì người một nhà với nhau cả mà các con khách sáo quá cả dương và tôi đều không nói gì bà hồng thấy thế thì đen mặt lại nhưng vẫn quay sang tôi diễn nốt vở kịch còn giang dở hai đứa không ở lại ăn cơm với bố và dì thật à hôm nay dì nấu nhiều món ngon lắm đấy còn có cả món gà ác hầm ngải cứu con thích nhất đấy đúng thật là tôi thích món gà ác hầm ngải cứu nhưng để bà hồng nấu cho tôi ăn thì chắc chắn tôi không nuốt nổi để lần sau bọn con sang ăn một thể Ừ công việc ấy là quan trọng nhất Phụ nữ mới lấy chồng về nhà lại mặt Thế nào cũng được mẹ đẻ quan tâm dặn dò đủ điều Nhưng tôi chẳng có ai dặn dò hỏi han Lúc nào cũng thui thủi một thân một mình Tự nhiên tôi lại cảm thấy cô đơn lạc lõng Giữa dòng đời bao la rộng lớn Tính thời gian mẹ tôi mất được hơn 8 năm rồi Tôi sớm đã quen với nỗi đau mất mẹ Thi thoảng nhớ mẹ Cũng chỉ đờ đẫn trong phòng Chứ không tuổi thân xót xa như lúc này Tôi xin bố lên phòng thờ thắp hương cho mẹ Rồi thu xếp đồ đạc cá nhân mang về nhà bên ấy Bố thấy tôi chủ động như thế cũng vui vẻ gật đầu đồng ý Thắp hương cho mẹ xong Tôi ra ban công hóng gió một lúc Rồi mới vào phòng thu dọn đồ đạc Đang chuẩn bị cho mọi thứ vào vali Thấy cứ thiếu thiếu mới sực nhớ ra Mình để quên túi sách dưới nhà Giờ lại phải xuống lấy Dưới phòng khách Thanh không ngừng bốc từng miếng hoa quả mời cho Dương Giọng điệu nghe phát tờm Anh ăn xoài đi Xoài này á ngọt lắm đấy Trước lời mời mọc đầy ẩn ý của Thanh Dương vẫn ung dung ngồi nói chuyện điện thoại Anh không thích ăn xoài à Vậy ăn cam nhá Cam Mỹ em vừa mới mua sáng nay đấy Em bóc hết hạt ra cho anh rồi Lần nào Thanh đưa miếng hoa quả đến gần miệng Dương Anh ta cũng ngồi lùi về phía sau Coi sự xuất hiện của Thanh Giống hệt một loại côn trùng gây bệnh Cần phải tránh xa thành bị dương từ chối liên tục như thế thì phải thay đổi chiến thuật cô ta ưỡn nẹo giả vờ giả vịt dựa đầu vào cánh tay dương tự nhiên em thấy đau đầu quá anh dìu em vào phòng được không chỉ trong phút chốc tôi để ý thấy cơ mặt dương cứng hết cả vào nếu tôi đoán không nhầm giới hạn của anh ta sắp bị thành phá vỡ rồi và sau đó vài giây đúng như dự đoán của tôi dương đứng bật dậy hất thanh khỏi người anh ta lực đạo mạnh đến nỗi thành suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau ánh mắt cô ta ngập tràn niềm đau anh dương sao anh lại đẩy em em bị đau đầu thật mà hình như còn sốt nữa anh không tin thì sờ thủ chán em mà xem dù thanh đã dở đủ mọi trò nhưng dương vẫn rất lạnh lùng cô lại lên cơn à em không lên cơn chỉ là em quá yêu anh thôi biến ngày trước khi tôi nổi điên nói rồi dương dứt khoát quay người bước ra ngoài tôi đứng nấp bức tường nghe toàn bộ câu chuyện khóe miệng bất xác lại cong lên Tôi đã cảnh cáo Thanh ngay từ đầu rồi Dụ dỗ ai chứ đừng dụ dỗ Dương Chỉ tồn mua thêm bực vào người thôi Tôi ra phòng khách lấy túi sách Thanh nhìn tôi muốn thủng cả con người Thấy Dương chở tôi về nhà Bằng chiếc Ferrari gần 20 tỷ Cô ta hậm hực suốt từ nãy đến giờ Mới có cơ hội xỉa sói Hôm qua tao đã cảnh cáo mày Lấy chồng rồi thì đừng về đây la liếm nữa Mày nghe không hiểu tiếng người à Thế mày đang nói với tao bằng tiếng gì đấy Lần sau muốn chửi người khác Nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi chửi Nhắm mắt nhắm mũi vào chửi Có ngày tao phải đi tìm răng thay mày đấy Không phải tôi thích cãi nhau với Thanh đâu Nhưng cô ta ám quẻ tôi mọi lúc mọi nơi Chẳng biết kiếp trước cô ta cầm tinh con gì Mà bám dai vậy Mày đừng có tinh tướng Đuổi được mày đi rồi Thì tất cả tài sản của bố sau này sẽ thuộc về hai chị em tao Đến lúc đấy Tao sẽ lấy một người chồng giàu hơn anh Dương Xem cuối cùng Ai hơn ai Thần kinh của Thanh đúng thật là có vấn đề Hôm qua cô ta bảo tôi giữ chặt Dương vào Không cô ta cướp lúc nào không hay Thế mà hôm nay đã mơ tưởng Lấy người chồng khác giàu hơn Dương Đúng là không còn gì để nói Tôi đưa tay dày dày thái Dương mình Xong mở điện thoại giả vờ Ấn vài nút gọi đi Rồi đưa lên tai nghe Alo, chạy tâm thần đúng không Nhà tôi có một đứa đang lên cơn dại Đề nghị mấy anh cho người xuống đưa nó đi luôn nhé Để lâu nó lại cắn người bây giờ đấy Tôi vừa dứt lời hai mắt thanh trợn ngược lên như một con ngáo ộp chân dậm bình bịch xuống nền nhà mày bảo ai lên cơn dại đừng tưởng mày biết võ là tao không dám làm gì mày nhá tao nói cho mày biết đợt này tao cũng đăng ký học karate rồi đấy đợi mấy tháng nữa xem mày còn dọa được tao không tao không chỉ thích danh mày mà mày cứ sửng cổ lên thế nhỉ hay là mày có tật giật mình mày lần thứ n thanh bị tôi chọc cho cứng họng không thốt ra lời nhưng cô ta vẫn vênh vênh váo váo lướt qua người tôi Còn huyết vào tay tôi một cái rõ đau Hôm nay tôi mà không về nhà Lại mặt cùng Dương Thể nào cũng sắn tay sắn chân Cho thành vài đường quyền Thế nhưng tôi sợ Dương đợi lâu lại cầu nhau Nên coi như mình gặp xui Đi ngang qua đường không may bị chó cắn một cái Chờ Thanh đi rồi tôi mới lên phòng Kéo hai chiếc vali ra xe về cùng Dương Ngồi trên xe Tôi len lén nhìn Dương vài lần Mãi cho đến khi anh ta dừng lại chờ đèn đỏ Tôi mới rẻ dặt nói cảm ơn anh đã đưa tôi về lần sau có việc gì cần tôi nhất định làm hết lòng dương quay sang tôi nở nụ cười châm biếm nói tôi nghe xem cô giúp gì được cho tôi ở đời không ai nói trước được điều gì biết đâu vài ngày hay vài tháng nữa anh lại có việc cần tôi giúp thì sao đúng là tôi có việc cần cô giúp đây hai mắt tôi sáng như sao không biết người vừa tài giỏi vừa giàu có như dương cần tôi giúp gì nên chẳng ngần ngại hỏi anh cần tôi giúp gì thì cứ nói ra đi tôi sẽ cố gắng. Cô có chắc không? Tùy tính tôi thực dụng, yêu tiền, nhưng một khi đã hứa chắc chắn sẽ làm. Vậy lần sau lên giường với tôi, cô đừng ngất giữa chừng, mất hết cả hứng. Tôi khá tự tin về vốn từ tiếng Việt của mình, nhưng đến hôm nay mới biết thế nào là đỉnh cao của việc chơi chữ. Dương nói rất ít, chỉ là mỗi lời anh ta nói ra đều có thể khiến tôi cứng họng. Liệu đây có phải là điểm khác biệt giữa cao thủ và người thường không? Ngồi chờ đèn đỏ một phút, mà mặt tôi nóng gian lên dương thấy tôi không nói gì ánh mắt anh ta liếc qua người tôi một cái rồi nhấn chân gà phóng đi thẳng vì công việc của dương rất bận nên chúng tôi không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật đổi lại anh ta phải cho tôi một phòng riêng khi nào anh ta cần giải quyết nhu cầu thì mới sang tìm tôi tôi thấy điều kiện này cũng khá hợp lý khoảng cách vô hình giữa tôi và dương người ngoài không ai nhìn thấy nhưng người trong cuộc chúng tôi cảm nhận rất rõ tốt nhất là càng ít trung đụng càng đỡ phiền phức Tối hôm ấy con Giang lại gọi điện cho tôi Câu trước câu sau đã vội vàng hỏi Thế nào mấy ngày nay ông Dương có dở trò biến thái gì với mày không Tôi đến sang chấn tâm lý với cái tính như đàn ông của con Giang May mà Dương không nghe thấy Chứ để đến tay anh ta Khéo ngày mai á người tôi chỉ còn lại mỗi bộ xương Con dở này Bớt bớt lại cho tao nhờ Mày cứ làm như ông Dương biến thái lắm không bằng Thế tao hỏi mày với ông ấy đã ò ý e chưa đừng có nói với tao mày không biết ò ý e là gì nhá, tao không tin đâu. Ờ thì... Con Giang không đợi tôi nói hết câu đã vội chèn ngang. Thôi, không cần nghe mày nói hết đi tao cũng biết là mày bị ông Dương xử đẹp rồi, đúng không? Đứng trước đứa ngon từ thịt ngọt từ xương như mày, ông Dương mà nhịn được thì khác gì hòa thượng. Có mỗi mày bảo tao ngon từ thịt ngọt từ xương thôi, chứ ông Dương bảo tao trắng khác gì khúc gỗ. Sao mày không hỏi lại ông ấy xem, có khúc gỗ nào biết nói biết đi lại biết hôn như mày không? tiền sư mày con mất dạy này à quên tao bảo này mày với ông dương dù gì cũng thành vợ chồng rồi ngày một ngày hai chưa thể ly hôn được luôn đâu có chuyện gì từ từ giải quyết chứ mày đừng suy nghĩ tiêu cực quá không trầm cảm ra đấy lại khổ đấy biết rồi biết rồi mày cằn nhằn tao mãi không mệt à mệt tao cũng phải nói ai bảo tao có con bạn đầu heo như mày tao đầu heo mà ngày trước đi học toàn đứng thứ nhất thứ hai mày thông minh cũng đứng thứ nhất thứ hai nhưng mà từ dưới lên thôi tao tắt máy đây Nghe mày làm nhảm thêm lúc nữa Khéo mày á, tao phải vào bệnh viện khám tai Cái giọng oang oang của mày không khác gì tiếng bom nguyên tử nổ đâu Tắt máy Khóe miệng tôi không khỏi mỉm cười Nói chuyện với con Giang một hồi Tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi nhiều Đêm hôm đó chẳng hiểu sao Tôi lại ngủ hơn mọi ngày Hết thời gian nghỉ phép Tôi quay lại công ty làm việc Dự định sẽ làm thêm một tháng nữa rồi viết đơn xin nghỉ Thế nhưng tôi vừa tới chỗ làm Phương cùng mấy đồng nghiệp khác đã chỉ trỏ bàn tán không ngừng này, nhìn cái mặt tưởng hiền lành tử tế lắm Không ngờ là cáo giả nai Khổ thân chị Trâm Yêu anh Dương thế mà giờ á bị nó dở trò cướp mất đấy Loại này thành tinh rồi Bọn trà xanh gọi nó bằng cụ Chứ chẳng đùa đâu Nhân viên mà cướp người yêu của sếp Thì đúng là trơ trẽn bẩn thỉu thật đấy Bảo sao hôm đi liên hoan á Cứ liếc mắt nhìn về phía anh Dương cơ Xã hội bây giờ trắng đen Thật giả lẫn lộn hết rồi Con giáp thứ 13 mà cũng dám ra đi làm không biết á à, nó có dây thần kinh xấu hổ không nhở mày hỏi ngu vậy nếu mà có dây thần kinh xấu hổ thì đã không làm thế mấy người đó sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ nặng nề khó nghe nhất tôi chưa từng nói cho bọn họ biết việc tôi xin nghỉ phép để làm đám cưới với dương cả phòng kinh doanh có đúng hai người biết chuyện là cái hoài và bà trâm khả năng cái hoài nói cho mấy người đó biết là rất thấp vậy chỉ còn mình bà trâm tôi dùng đầu ngón chân cũng biết ai đang đứng sau thao túng chuyện này Đến khi tôi không chịu được nữa Quay đầu lại nhìn Thì mấy người đó đồng loạt im lặng Chỉ có ánh mắt sắc bén như dao Như muốn băm vằm tôi thành trăm ngàn mảnh Là vẫn còn nguyên Tôi thở hắt ra một hơi rồi cắm cúi xem số liệu Mặc cho bọn họ xì xào sau lưng Nhưng cái hoài không nhịn được Mà lên tiếng bênh vực tôi Mấy người không biết rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao Thì đừng ngồi đó mà nói lung tung Cẩn thận không đến lúc bị nghiệp quật Lại trách tôi không báo trước Phường bĩu mồi đáp lời Nghiệp có quật ý thì cũng quật mấy con giáp thứ 13, chứ bọn tao chẳng làm gì trái với lương tâm đạo đức nên bọn tao chẳng sợ. Chị bảo ai là con giáp thứ 13, chị có bằng chứng không? Bằng chứng á, tao chỉ hỏi nó một câu đơn giản thôi nhá. Thứ năm tuần trước nó làm đám cưới với anh Dương ở khách sạn X, đúng không? Làm gì là việc của người ta, chị không có quyền tra xét. Tao không có quyền tra xét hay nó có tật giật mình, hôm ấy mày cũng nghỉ, vậy là mày đi ăn cưới nó đúng không? Hai đứa mày đúng là trời sinh một cặp, ti tiện, bẩn thỉu giống hệt nhau chị im đi đừng có nói bừa kể cả chị linh và anh dương có cưới nhau thì cũng là do họ tự nguyện liên quan gì đến chị không liên quan đến tao nhưng mà tao tức thay cho chị trâm cả phòng này có ai không biết chị trâm và anh dương yêu nhau lâu lắm rồi bây giờ đột nhiên anh dương lại kết hôn với con linh không phải tại nó dụ dỗ anh ấy thì là gì đủ đàn bà lắng lơ cái hoài trợn mắt nhìn phương một cái rồi gào toáng lên nói tới lẳng lơ phòng này á làm gì có ai vượt mặt được chị bị vợ người ta đến tận cổng đánh ghen cơ mà mày con danh Mày nói lại lần nữa tao xem nào phương và hoài mỗi người một câu không ai nhường ai thậm chí còn suýt chút nữa lao vào đánh nhau mày có mấy người trong phòng cản lại những ngày tiếp theo tôi đi làm vô cùng mệt mỏi bất lực với những lời đồn đoán lên tận mây xanh có tin đồn tôi chơi bùa ngải với dương anh ta mà không lấy tôi sẽ bị điên còn có tin đồn tôi nhân lúc dương và trâm xảy ra xích mích tìm cách trèo lên giường dương sau đó quay clip mang đến tận nhà anh ta ăn vạ. Bố anh ta không muốn tập đoàn trưởng phong bị xấu mặt mới miễn cưỡng chấp nhận để lấy tôi. Mới đầu mấy tin đồn đó chỉ có ở phòng kinh doanh thôi nhưng một hai ngày sau đã lan rộng ra khắp công ty đến nỗi tôi không cả dám đi ăn cơm. Cho đến buổi chiều hôm đó tôi đang cặm cụi xếp lại đống tài liệu cao ngất ngường thì châm từ trong phòng bước ra trước mặt mọi người cô ta hắng giọng nói nay tôi có việc phải về sớm 7 giờ tối cô thay tôi đi ký hợp đồng cùng phó giám đốc giọng điệu của trâm rất bình thường nhưng tôi cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng bởi vì phó giám đốc công ty tên hưng cũng chính là bố trâm đang yên đang lành sao cô ta lại cho tôi một cơ hội béo bở thế này tôi không tin nên rè rặt bảo trâm hạng mục này tôi chưa có kinh nghiệm sợ xảy ra sơ suất gì lại ảnh hưởng đến công ty chị để cho người khác đi thay tôi có được không vì chưa có kinh nghiệm tôi mới cho cô đi theo để học hỏi không lại nói tôi chèn ép người mới trâm đã nói đến mức này rồi Tôi không còn cơ hội từ chối đành gật đầu đồng ý Vậy để tôi chuẩn bị thêm tài liệu Đến lúc cô chứng minh cho mọi người thấy Tấm bằng đại học bên Canada của cô có tác dụng rồi đấy Chứ không phải tờ giấy lộn vứt trong sọt rác Làm cho tử tế vào Vâng tôi sẽ cố gắng Trầm không đáp lời tôi Mà dứt khoát sách túi rời khỏi văn phòng Ngày trước ở bên Canada Không phải tôi chưa đi ký hợp đồng với sếp bao giờ Nhưng những hạng mục đó tôi đều đã làm qua rất nhiều lần Chỉ có hạng mục này hôm nay Là tôi chưa có kinh nghiệm nên không tự tin vào bản thân mình lắm. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng đọc tài liệu thật kỹ càng, không bỏ sót chữ nào. Cái hoài ngồi bên cũng quay sang hỏi, chị biết sao tối nay bà Trâm lại để chị đi ký hợp đồng cùng sếp không? Chắc tại chị chưa có kinh nghiệm ở hạng mục này nên bà ấy cho chị đi để học hỏi. si, sì, bà Trâm nhá, không tốt với chị thế đâu, đừng có mà tưởng bở. Em tìm hiểu rồi, hôm nay phó giám đốc đi ký hợp đồng với công ty Thanh Bách, mà em nghe đồn á, giám đốc bên đấy có nhiều tai tiếng với nhân viên nữ lắm đấy, chị phải cẩn thận nhá. em sợ bà Trâm đang muốn mượn tay ông Hưng để trả thù chị đấy. Thực ra những góc khuất đằng sau chuyện ký hợp đồng trên bàn rượu, tôi đã không còn lạ lẫm, tuy nhiên công việc gì cũng có mặt trái của nó, nếu chỉ vì một vài tin đồn mà không dám đi ký hợp đồng thì rất thiếu chuyên nghiệp, thế nên tôi bảo cái Hoài, chị biết rồi, chị sẽ cẩn thận. Hơn 6 giờ tối, anh trợ lý phó giám đốc xuống tận phòng tìm tôi, nhắc tôi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi xuống cổng chờ. 15 phút sau cùng phó giám đốc đi ký hợp đồng. Tôi bảo mình có thể tự lái xe đi, nhưng anh ấy không đồng ý vì sợ tôi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Ngồi trên xe ô tô, ông Hưng không ngừng dặn dò tôi, chú ý thái độ, tuyệt đối không được làm gì mất lòng đối tác. Tôi nghe nhiều đến nỗi vắng hết cả đầu óc, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đến cửa khách sạn năm sao, tôi bước xuống xe cầm hợp đồng đi sau lưng ông Hưng. Vào trong phòng VIP, ngồi chờ khoảng 10 phút thì đối tác tới. Bên họ cũng đi hai người, sau màn chào hỏi nồng nhiệt, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng thức ăn lên. Trong phòng có mỗi mình tôi là con gái, cảm giác rất ngột ngạt khó chịu. Tôi còn để ý ông giám đốc bên kia, từ nãy đến giờ cứ lén lén liếc mắt nhìn tôi mấy lần. Ánh mắt của lão ta không chỉ dừng lại trên khuôn mặt tôi, còn rời xuống cả phía dưới. Sau đó lão ta bất chợt sót một ly rượu dơ về phía ông Hưng, nở nụ cười khà khà nghe mất hết cảm tình. Lần này anh Hưng dẫn ai đi cùng đây, giới thiệu chút chứ nhỉ? vì ông hưng rất muốn lấy lòng lão ta nên không ngần ngại giới thiệu đây là linh nhân viên mới của phòng kinh doanh hôm nay tôi đưa đến đây để học hỏi kinh nghiệm quay sang tôi ông hưng hất cảm ra hiểu tôi biết ý tự rót rượu hướng về phía lão giám đốc kia rồi cố nở nụ cười thương mại đúng tiêu chuẩn lần đầu gặp mặt cháu xin mời chú một ly mong được chú chiếu cố nhiều hơn vừa nói khỏi mồm lão giám đốc công ty thanh bách đặt mạnh ly rượu xuống bản hắng giọng hỏi Nhìn tôi già thế cơ à? Tôi nghĩ thầm trong bụng. Ông không già nhưng cũng ngoài 50 tuổi rồi. Mỗi lần cười hai khóe mắt đều xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Tôi gọi chú là lịch sự cho ông lắm rồi đấy. Tuy nhiên với kinh nghiệm đi tiếp khách hàng cùng xếp nhiều lần bên Canada, tôi biết lão ta đang không vừa ý với tôi. Cứ tiếp tục thế này, bản hợp đồng tối nay sẽ khó mà ký được. Trong lúc tôi đang suy nghĩ cách giải quyết, ông Hưng ngồi bên thấy vậy nhanh trí lên tiếng giải vây cho tôi. Thực chất là ép tôi làm theo ý ông ta, ở kể linh Sao lại gọi anh Bách là chú Nhìn anh ấy trẻ trung phong độ thế cơ mà Màu tạ lỗi với anh ấy đi Tôi cười khinh trong lòng Xét về tuổi tác Ông Bách chỉ kém bố tôi vài tuổi Vậy mà vẫn muốn tôi gọi bằng anh Thì đúng là vô liêm sỉ Không còn gì để nói Nhưng dưới con mắt cảnh cáo của ông Hưng Tôi không thể không gọi Cuối cùng đành cắn răng cắn lợi nói Cháu, à không, em xin lỗi anh Em lỡ lời Ông Bách cũng vẫn nhìn tôi chầm chầm cái nhìn xoáy sâu vào cơ thể khiến tôi nổi hết gai ốc Lỡ lời thì phải phạt ba ly Em đưa ly đây anh rót cho Uống hết rồi chúng mình tiếp tục bàn chuyện Giá mà lúc này ngồi trước mặt tôi không phải là đối tác làm ăn Chắc chắn tôi sẽ hất thẳng ly nước vào mặt ông ta Càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy ghê tởm con người này Đúng là càng già thì càng đổ đốn Tay tôi nắm chặt ly rượu Không muốn dơ ra phía trước một chút nào Thế nhưng ông Hưng cố tình đẩy tay tôi Cho ông Bách rót rượu đẩy không được thì tự đổi chỗ để ông bách sang ngồi cạnh tôi chẳng mấy chốc lão già đó thành công ép tôi uống hết ba ly rượu đầy ạc đến đây tôi tưởng bọn họ sẽ dừng việc chúc tụng vô bổ để bàn vào việc chính nhưng không ngờ ông bách và ông hưng vẫn tiếp tục tán gẫu những chuyện không liên quan lần trước anh hưng dẫn em nào đi ký hợp đồng cùng ấy nhỉ à em ấy tên phương đúng rồi đúng rồi xem cái trí nhớ của tôi tệ hại chưa kìa Hôm đó tôi nhìn em Phương đã thấy xinh đẹp dịu dàng động lòng người Nhưng hôm nay được gặp em Linh mới biết Thế nào là mỹ nữ trên đời Dừng lại một chút lấy hơi rồi lão bách tiếp tục đánh giá Người gì đâu mà vừa trắng vừa cao Thân hình chuẩn hơn cả hoa hậu Nhìn ba vòng ấy không khác gì chiếc đồng hồ cát Ngồi cách xa thế này mà tôi vẫn ngửi thấy hương thơm ngào ngạt Điệu bộ của ông Bách trông cũng rất gợi đòn Nhưng ông Hưng càng đáng ghét hơn Khi tiếp tay cho ông Bách xăm soi cơ thể tôi rồi buông những lời thô tục khó nghe. Anh có mắt nhìn người lắm nhá. Em Linh du học bên Canada mấy năm trời, mới vào công ty tôi làm được mấy tháng thôi, giờ đang là hoa khôi của vòng kinh doanh đấy. Làm tôi cứ tưởng công ty RM âm thầm giấu người đẹp, không muốn cho chúng tôi biết. Ôi anh Bách đừng nói thế, oan cho công ty tôi quá. Để tôi bảo em Linh mời ông vài ly cho ngọt giọng nhá. Chúng ta cứ ăn uống xả láng đi, chuyện công việc tí bản sau. Nói rồi ông Hưng quay sang tôi bảo Linh sao cứ ngồi đờ người ra đấy thế Không rót rượu mời anh bác đi Được lọt vào tầm mắt xanh của anh bác ấy Không phải là chuyện dễ dàng đâu nhá Tôi ghê tởm cái không khí này lắm rồi Hiện tại chỉ muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay lập tức Nhưng còn cái hợp đồng trên bàn thì sao Tôi biết hôm nay Trâm cố ý để tôi đi ký hợp đồng cùng ông Hưng Nếu tôi cứ thế bỏ về Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ không để tôi yên Đến phút chót tôi đành cắn răng rót rượu cho lão Bách nhìn đôi mắt ti hí mắt lươn của ông ta tôi chỉ muốn đấm cho bầm dập mới ở cạnh dương mấy ngày mà tôi đã lây tính cục xúc của anh ta rồi quả nhiên là gần mực thì đen chuyện tốt không học toàn học chuyện xấu xa tuy nhiên bây giờ đang trên bàn ăn cùng với đối tác nên trong lòng có ghét cay ghét đắng thì miệng vẫn phải mỉm cười em mời anh bách em xin chúc sức khỏe anh tốt lắm tốt lắm được người đẹp như em linh đây mời rượu anh thật có phúc lát nữa em mà đồng ý đi chơi tăng hai cùng anh á thì cái hợp đồng em mang đến anh ký phút mốt là xong à, à em đừng hiểu nhầm anh háo sắc nhá anh chỉ là người biết thưởng thức cái đẹp của em thôi nhớ đừng đánh đồng anh với mấy tên dê già mất dạy đấy mẹ kiếp tôi không thể ngồi nghe lão bách làm nhảm thêm được ông ta là dê cụ chứ dê già cái gì từ nãy tới giờ lão cứ kéo ghế dịch sát vào chỗ tôi mùi nước hoa nồng nặc trên người lão sắp làm tôi ngạt thở đến nơi rồi Hai tay lão cứ giang rộng ra rồi giả vờ vô tình khoác lên vai tôi. Chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc tất cả, vặn mạch một phát cho tay lão đi đời nhà ma luôn. Tôi bàn chuyện làm ăn với bao nhiêu đối tác, già trẻ đều có, nhưng chưa thấy người nào vô liêm sỉ cặn bã như lão này. Có cháu nội cháu ngoại cả rồi mà còn mất nết. Hôm nay em hơi bận, hẹn anh bách khi khác được không ạ? À? Em như vậy là không tôn trọng anh rồi, vì thế anh nghĩ cái hợp đồng em mang đến đây... Hay là... Thôi đi, Sao lại thôi hả anh? Anh có thể cho em biết lý do được không? Lão Bách nhếch môi hử lại một cái, xong mới nói, lý do là điều kiện bên RM đưa ra, không có lợi cho công ty anh lắm. Anh ngồi đây đến tận bây giờ, ấy, chẳng qua là vì quý em, muốn rủ em đi chơi, tiện thể hai bên á, bàn bạc lại một chút. Tôi không trả lời, lão tà cố nói thêm, đáng tiếc em không tôn trọng anh, nên anh sẽ phải cân nhắc phương án chuyển hợp đồng sang cho công ty khác Lão Bách mới dọa nhẹ một câu Mà ông Hưng đã rúng gió hết cả vào Ông ta lườm tôi muốn cháy cả mắt Kiểu như tôi vừa gây ra đại hỏa gì Khiến trời đất vô cùng phẫn nộ Tiếp theo ông ta lại bày bộ mặt giả tạo Xoa dịu lão Bách À ấy không anh Bách ơi Em Linh sao dám không tôn trọng anh Nếu anh đã có hứng đi chơi tăng hai Tất nhiên tôi sẽ để em Linh đi cùng Và phục vụ anh hết mình Lời ông Hưng vừa nói như một cú vả mạnh vào thẳng mặt tôi Tôi không biết tại sao một vị xếp cao cao tại thượng lại có thể thốt ra những lời đáng khinh như thế vẻ bề ngoài đạo mạo của ông ta trái ngược hoàn toàn với tâm lý vặn vẹo bên trong thế nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng phản đối ông hưng đã tiếp tục gầm gừ cảnh cáo tôi việc của cô hôm nay là tiếp đãi anh bách thật đàng hoàng ký xong hợp đồng tôi sẽ xem xét thăng chức cho cô lên làm phó phòng nếu cô không nghe cố tình làm hỏng việc của tôi thì ngày mai cô dọn đồ cuốn xéo khỏi công ty ngay lập tức thực sự tôi rất muốn đứng lên hét vào mặt ông hưng rằng ông thích ý thì đi tự mà tiếp cái lão ngựa được kia chứ cái chức phó phòng của ông to quá tôi không dám nhận men rượu ngấm vào người làm cho đầu óc tôi bắt đầu choáng váng tôi cố mở mắt thật to giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng tránh để bản thân chịu thiệt nhưng ông hưng và lão bách đứng bên cạnh không ngừng nở những tiếng cười đều cáng em đi chơi với anh một đêm vừa được thăng chức vừa được sung sướng dại gì mà từ chối lão bách nói rồi giả vờ giả vịt đánh đổ ly rượu vào người tôi Chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người Bỗng chốc có một mảng ố đỏ ở ngay trước ngực Theo phản xạ tôi đứng bật dậy Lão Bách cũng đứng theo Tiếp đó còn đưa bàn tay bẩn thỉu sở soạn khắp ngực tôi Tôi nóng máu không nhịn được nữa Hất thẳng tay lão ra Ông làm cái gì vậy? Bỏ tay ra ngay Lão Bách không những không bỏ Còn vô liêm sỉ xoa nắn mạnh hơn Hơi thở sặc mùi rượu của lão phả hết vào mặt tôi Thôi cô em đừng giả vờ thanh cao trước mặt anh Nhìn ba vòng của em phổng phao đầy đạn thế này Chắc cũng được nhiều thằng massage miễn phí cho rồi. Nhí. Ông đừng có nói bừa. Tôi không nể ông nữa đâu. Không nể thì em làm gì được anh. Hôm nay anh Hưng đưa em đến đây để em chiều chuộng và phục vụ anh cơ mà. Em yên tâm. Trông anh vậy thôi. Chứ kinh nghiệm kỹ thuật giường chiếu hơi bị cao đấy. Anh đảm bảo có thể đưa em lên tận mây xanh. Nào, mau đến đây chiều anh đi. Nhanh lên. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh mà hài lòng thì cái gì cũng có thể cho em. Một cái hợp đồng chứ 10 cái hợp đồng anh cũng ký. Em thấy nhá, anh yêu ái em chưa? Bàn tay lão bách bắt đầu di chuyển đến đâu, tôi buồn nôn đến đấy. Sau cùng tôi điên quá chẳng nhẫn nhịn ai nữa, cầm cốc nước hất thẳng vào mặt lão ta rồi gào lên rõ to. Tôi không bán thân đổi lấy hợp đồng, loại người như ông tôi khinh. Khuôn mặt lão bách hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ. Hai con mắt tí hí của lão cố trợn trừng lên để thị uy với tôi. Tay đập dầm dầm xuống bàn. Mày vừa nói cái gì cơ? Đừng tưởng ông đây cho mày chút mặt mũi Thì mày muốn nói gì cũng được nhá Mày nghĩ hợp đồng của ông dễ sơi thế á Nằm mơ đi Một con quát miệng còn hôi sữa như mày Biết mẹ gì mà đòi đàm phán chuyện công việc với ông Mày chỉ xứng đáng á Nằm dưới thân ông thôi Nhìn Lão Bách nổi khủng lên Ông Hưng vội ngăn lại Ở ấy anh Bách ơi anh bình tĩnh đã Có chuyện gì từ từ để tôi giải quyết Lần này á là lần đầu em Linh đi tiếp khách Không hiểu luật ngầm của anh em mình Tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh mặc dù ông hưng đã rất nhún nhường nhưng lão bách kia vẫn không chịu bỏ qua lỗi phải con mẹ gì anh để nhân viên của anh chửi tôi như thế mà nghe được à anh đừng nóng về công ty tôi sẽ dạy bảo cô ta ngay tôi không quan tâm về công ty anh dạy bảo cô ta như thế nào giờ tôi chỉ hỏi anh một câu thôi rốt cuộc rm có muốn hợp tác cùng thanh bách nữa không có chứ có chứ vậy anh bảo con đĩ kia đêm nay hầu hạ tôi cho tử tế nếu không từ nay thanh bách và rm không có quan hệ gì hết Nghe xong lời nói bỉ ổi của lão Bách Máu trong người tôi sôi lên sùng sục Lão già này Hôm nay tôi không cho lão một trận thì không tên Linh Lão dám chửi tôi là đĩ cơ đấy Tôi có thế nào cũng đàng hoàng tử tế Hơn cái đồ dê cụ nhà lão gấp trăm ngàn lần Tay tôi nắm chặt thành quyền Miệng nghiến răng kèn két Ông chửi ai Là con đĩ Ông chửi mày đấy Con đĩ Linh Con đĩ Linh Đến giây phút này Mà lão Bách vẫn chưa chịu tỉnh ngộ đã thấy còn hất cả đĩa thức ăn vào mặt tôi. Vậy là hôm nay, lão ta tới số với tôi rồi. Tôi bình thản đẩy lão ra, sau đó giơ chân đạp chúng đúng quần lão một cái thật mạnh. Rất nhanh sau đó lão khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy chỗ tôi vừa đạp chúng miệng rên rỉ chửi rủa Mẹ con mất dạy kia, mày chán sống rồi đúng không? Sao mày dám đạp ông? Mày, mày... Trước con mắt của Hưng và tên trợ lý đi cùng lão Bách, tôi không chút sợ hãi đáp trả lại lão ta không phải người phụ nữ nào cũng ngoan ngoãn để ông sỉ nhục đâu. Ông già rồi, rảnh rỗi không có việc gì đi làm ấy thì tích thêm chút phúc đức cho con cháu được nhờ. Đừng hở tí là đi trêu ghẹo người ta. Cẩn thận, không có ngày á, thành thái dám đấy. Nói xong tôi dứt khoát quay người bước ra ngoài, nhưng còn chưa kịp bước ra cửa phòng đã bị ông Hưng đóng chặt lại. Tên trợ lý của Lão Bách cũng vừa đỡ Lão ta dậy, ba người đó nhìn tôi như hổ đói. Lão Bách vừa bị tôi tặng cho một cú đạp trúng trung tâm, nhưng vẫn còn ngang ngược mày đạp ông rồi định trốn đi đâu hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ không đợi lão bách nói hết câu tên trợ lý của lão đã lừ lừ tiến về phía tôi hắn định tóm cổ tôi lôi đến trước mặt lão bách nhưng không ngờ tôi lại biết võ thoát khỏi bàn tay hắn là chuyện rất đơn giản tất nhiên hắn cũng không dễ dàng bỏ qua tôi đầu tiên hắn ném cái bình hoa về phía tôi sau đó là cốc chén bát đĩa trên bàn phòng ăn của nhà hàng năm sao chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn loạn Ông Hưng và tên trợ lý của Lão Bách liên tục tấn công về phía tôi. Vừa nãy tôi bị ép uống khá nhiều rượu, sức lực trong người tiêu tan không ít. Mới vận động một hồi, cả người đã thấm mệt. Cứ tình trạng này, thể nào tôi cũng bị hai người kia tóm gọn. Đang định tìm cơ hội bỏ trốn, thì cửa phòng bỗng chốc mở toang. Con bạn thân của tôi lao vào như siêu nhân, nhìn bộ dạng lôi thôi lết thách của tôi. Giang không nói không rằng lao thẳng vào, cào cấu đấm đá tên trợ lý của Lão Bách như đúng rồi. Mày vừa làm gì bạn tao? có phải mày bắt nạt nó không? mấy tên đàn ông mà đi bắt nạt một người phụ nữ à? đồ khốn kiếp! đừng tưởng bạn tao hiền cho làm xăng làm bậy nhá, bà không tha cho mày đâu. Sau một hồi hỗn chiến quyết liệt, tên trợ lý của lão bách và ông hưng bị con giang xử đẹp. đừng nhìn cái thân hình nhỏ con của nó mà coi thường, nó khỏe lắm đấy. mấy người kia chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu. Sau khi ông hưng và tên trợ lý của lão bách nằm bẹp thẻ lè dưới đất, không còn sức phản kháng, con giang mới yên tâm kéo tay tôi rời đi chỉ tiếc vừa ra đến cửa đã có hai anh công an từ đâu đi tới không biết là do ai gọi đến một anh ngó đầu vào bên trong thấy cảnh tượng hỗn loạn bát đũa vỡ tung tóe trên sàn hai người đàn ông nằm nhăn nhó còn một người khác đang cố dựa đầu vào tường thở hổn hển lão bách nhìn thấy công an như thấy phao cứu sinh cố mở miệng rên to hết cỡ kết cục cả năm người chúng tôi đều bị đưa về đồn tôi và con giang ngồi trong phòng khai báo hai đứa thỉnh thoảng liếc nhìn nhau Đến khi công an hỏi lý do vì sao bọn tôi lại xảy ra tranh chấp, tôi mới bình tĩnh trả lời là bọn họ trêu chọc tôi trước. Họ dùng lời lẽ sỉ nhục tôi, còn hất thức ăn vào mặt tôi. Ngồi bên kia, Lão Bách và ông Hưng nghe tôi khai vậy thì dãy nảy lên như đỉa phải vôi. Không phải đâu, còn đi đấy vu khống chúng tôi. Chúng tôi không sỉ nhục, cũng không hất thức ăn gì vào người nó hết. Nó muốn ký hợp đồng, định lấy thân ra tráo đổi. Tôi không đổi ý thì nó nổi cơn điên lao vào đánh tôi. Anh nhìn nó đấm tôi chảy cả máu mồm đây này Đề nghị các anh cho tôi đi khám giám định thương tật Để tôi kiện bỏ mẹ nó đi Dành còn Mới nứt mắt ra mà láo tuét Lần này ông cho mày ngồi tù mọt gông Buổi tối nay tôi phí nhiều nước bọt với lão bách lắm rồi đấy Giờ lười không thèm cả cãi lại Nhưng con già ngồi bên cạnh Không thể bình tĩnh như tôi Nó chỉ tay vào người lão bách gầm gừ Lão già kia Ông chửi ai là con đĩ Rằng gãy mấy cái rồi mà còn chưa chữa tật nói bừa Tao chửi ai liên quan mẹ gì tới mày Mày cứ đợi đấy Tao nhớ mặt mày rồi Để xem sau này tao có để mày yên thân không Anh công an ngồi ghi lời khai Nghe con Giang với lão Bách cãi qua cãi lại Không chịu được phải cất giọng nghiêm khắc Tôi đề nghị hai người ăn nói cho cẩn thận Đánh nhau chán chê rồi Lên đây còn muốn làm loạn tiếp đúng không Nhưng lão ta chửi bạn em Thế cứ ai chửi bạn cô là lại lau vào đánh nhau với người ta à? Cô có biết luật pháp sinh ra để làm gì không Chú kia nữa chú bao nhiêu tuổi rồi còn đi gây sự với hai người đáng tuổi con chú thế này bị mắng một thôi một hồi cuối cùng con giang và mấy người bên phía lão bách cũng chịu im lặng lấy xong lời khai có tôi con giang và đám người lão bách đều chưa được về phải đợi người đến bảo lãnh ban đầu tôi cho công an số điện thoại của bố tôi nhưng họ gọi mấy cuộc đều báo máy bận xong không còn cách nào khác tôi buộc phải cho số của dương nửa tiếng sau dương dẫn luật sư riêng đến đồn công an bảo lãnh cho tôi từ lúc dương đến anh ta chưa mở lời nói với tôi một câu một chữ nào chỉ lạnh lùng liếc qua người tôi thấy chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc sớm đã nhàu nát phía trước ngực bị rượu vang hắt vào ố đỏ cả một mảng hai đầu lông mày anh ta khẽ cau lại xong tự cởi áo khoác vứt ngay trước mặt tôi mặc vào tự biết bộ dạng bây giờ của mình rất chật vật nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều cầm áo của dương khoác lên người xong anh ta ung dung ngồi một góc để chờ luật sư đến làm việc Ban đầu đám người lão bách nhất quyết không chịu hòa giải Còn muốn đi giám định thương tích Để kiện tôi và con Giang Lão bách mạnh miệng tuyên bố không tống tôi với con Giang vào tù Thì lão ấy bé bằng con kiến Thế nhưng khi luật sư của Dương đến nói chuyện Thái độ của lão thay đổi một trời một vực Mới nói có mấy câu Lão đã đồng ý ký vào biên bản hòa giải Xong tinh tươm hết một loạt thủ tục Cuối cùng công an cũng cho chúng tôi ra về Lúc ra khỏi đồn Tôi chợt nhớ tới điều gì đó nên hỏi luôn con Giang Mày loạn chọn đi đâu mà nay lại đến nhà hàng này đấy Tao đi ăn sinh nhật con em họ Nó bảo tao là nó gặp mày ở nhà vệ sinh Hình như mày uống rượu nhiều lắm ấy Nó cứ thấy mày đứng vốc nước lên mặt Tao sợ mày chảy máu dạ dày Chết ngất trong đấy mới vào xem thử Ai ngờ vào non chẳng thấy bóng ma nào Sốt ruột quá đành đi tìm Ngang qua phòng mày Nghe tiếng đổ vỡ nhiều quá mới tò mò thò đầu vào xem Thấy mày đang bị mấy cái lão già kia vồ như hổ đói Tao nổi máu điên cứ thế xông vào thôi Mấy lão già ấy già cả rồi Mày đánh như thế nhỡ xảy ra chuyện gì bất chắc Thì sao Đàn bà phụ nữ mà chẳng có tí thục nữ nào cả Còn rằng bĩu môi lườm tôi Này Mày thích ăn cháo đá bát không đấy Lúc đó chị không vào kịp Khéo giờ mày đã trở thành mồi nhắm cho mấy lão già dê cụ đó rồi nhá Còn cái công ty khốn kiếp của mày Bắt nhân viên đổi thân xác lấy hợp đồng Thì nghỉ mẹ đi cho khỏe Tao biết rồi Thôi nhá không tán phét nữa Tao về trước đây Toàn thân tao từ trên xuống dưới khó chịu lắm rồi Về phải tắm 3 tiếng người mới thơm được như cũ. Ừ, thôi về tắm đi, ngâm nước vừa thôi không lại bị cảm. Con Giang lịch sự quay sang Dương chào anh ta một tiếng. Nhìn chiếc taxi chở nó đi mỗi lúc một xa, tôi rẻ dặt bảo Dương. Anh với tôi cũng về thôi. Dương gật đầu đồng ý. Tôi đi lấy xe. Nói chung tôi không có kinh nghiệm tìm trẻ lạc đâu. Cô mà chạy linh tinh thì cứ xác định đi bộ về nhà. Cái lão này, cứ làm như tôi ngớ ngẩn lắm không bằng ấy. Đây là đồn công an, tôi cũng hơn 27 tuổi rồi, Sao có chuyện đi lạc Rõ ràng là Dương đang kiếm chuyện nói móc mỉa tôi Thế nhưng tôi nể mặt anh ta Vừa vào làm thủ tục bảo lãnh cho tôi ra khỏi đây Nên tôi cắn răng nhịn Anh có thấy đứa trẻ con nào To lớn như tôi không To lớn mà không biết suy nghĩ thì có tác dụng gì Cô tưởng mình là du cô à Mà giải quyết được mọi chuyện bằng nắm đấm Mặc dù tôi đã biết hành động này của mình Có phần tùy hứng Nhưng vẫn giả mồm cãi dương Ai bảo lão ta trêu tôi trước Lão ta trêu sao cô không biết đường chạy ra ngoài gọi nhân viên phục vụ hay quản lý nhà hàng vài ba chiêu mèo cào của cô ra oai được với ai lần sau còn đánh nhau nữa tôi để cô ngồi tù chứ không dỗi hơi đến bảo lãnh đâu tự nhiên lại bị dương đè ra mắng như trẻ con nên mặt tôi xị ra một đống tôi biết rồi dương đứng lặng yên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi một hồi chắc cũng nhìn ra sự hối lỗi chân thành của tôi thế nên anh ta mới miễn cưỡng dừng việc tra tấn hai lỗ tai tôi lại ngày trước tôi điên nên mới dẫn cô đi học võ Nói xong Dương không đợi tôi trả lời Mà lù lù bỏ đi lấy xe Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta Chỉ biết chửi thầm trong bụng vài câu Đứng chờ Dương khoảng 5 phút Thì đám người lão bách ra tới nơi Hoàn già ngõ hẹp quả đúng là không sai Lão bách tôi đã ký vào biên bản hòa giải với tôi Nhưng đi qua người tôi vẫn cố dọa nạt Còn dành con Chuyện ngày hôm nay chưa xong với ông đâu Cứ đợi đấy Ông sẽ xử mày sau Tối nay lão bách trêu ghẹo tôi thì cũng bị tôi và con Giang cho một bài học nhớ đời rồi. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, không còn liên quan đến công ty RM nữa. Bây giờ lão ta có nói gì, tôi cũng coi như gió thoảng qua tai, không thèm chấp cái đồ dở hơi. Tới khi Dương lái xe đến, lão ta không biết hối cải, còn gân cổ lên chửi luôn cả anh ta. Thằng kia, mày là con cái nhà nào mà đi bênh vực con danh này? Hay mày được nó cho sơ mối gì rồi nên mới há miệng mắc quay? Tao bảo này, con này không biết qua tay bao nhiêu thằng rồi đấy, Mày cẩn thận nhé, không nhiễm HIV lúc nào không biết đâu. Hai chân tôi đang bước về phía xe của Dương, bỗng chốc đứng khựng lại. Tự nhiên tôi thấy hối hận vì lúc tối không ra tay mạnh thêm chút nữa. Cho lão ta ăn cháo luôn vài ngày, khỏi phải phát ngôn ra những lời bẩn thỉu. Lúc này cửa xe của Dương cũng mở toang, Anh ta bình tĩnh bước xuống, lướt qua người tôi như không khí. Sau đó đi một mạch tới chỗ lão Bách, giờ chân đạp cho lão ta một cái. Bị tấn công quá bất ngờ, nhưng lão Bách vẫn tránh được, chỉ bị sượt qua người miệng lão lắp bắp mãi được mỗi từ mày mày dương hơi cúi đầu cười khẩy nói tiếp đi ông nói một câu tôi đạp một phát xem miệng ông cứng hay chân tôi cứng mày giỏi mày biết ông mày là ai không mày dám đá ông mày để bênh con kia khốn nạn mày có tin ngày mai ông cho mày mất xác luôn không thách ai không thách lại đi thách dương thì đúng là nước cờ sai ngay từ đầu của lão bách chân anh ta dài bước lên hai bước đã tới gần chỗ lão ta cú đạp thứ hai cứ thế giáng xuống lần này lão bách không được may mắn như lần đầu nên ngã sõng xoài ra đất ông hưng và tên trợ lý của lão ta hốt hoảng chạy tới đỡ dậy thấy dương không phải dạng người dễ đối phó ba người họ mau chóng dìu dắt nhau rời khỏi tầm mắt anh ta trong tích tắc như sợ chậm thêm vài phút nữa thôi anh ta nổi điên lên thì chạy không kịp tôi đứng nhìn một loạt hành động bạo lực của dương không khỏi bĩu môi xem thường Thế mà lúc nãy ai đó vừa nói không phải lúc nào nắm đấm cũng giải quyết được vấn đề. Anh ta không giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, nhưng giải quyết vấn đề bằng những cú đạp như trời giáng thì còn dã man hơn tôi gấp chục lần. Ngồi trên xe ô tô, nhìn bộ dạng lôi thôi lách thách của tôi, mặt dương càng lúc càng lạnh. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc anh ta sợ tôi làm bẩn xe nên mới có biểu cảm khó chịu đó. Ngập ngừng mãi tôi cũng nói, mai tôi sẽ giặt áo rồi lau xe cho anh. Tôi giặt áo bằng tay nên anh yên tâm, không sợ bẩn đâu. Áo tôi không bẩn, tay cô mới bẩn. Tôi biết ngay mà. Con người này không bao giờ tử tế với tôi được quá vài phút đồng hồ, kể cả khi anh ta vô tình hay cố ý giúp tôi. Nhưng tôi cứ định nói lời cảm ơn là anh ta lại dở trứng dơ còng dơ gọng lên. Kiểu à, tôi khóc thèm lời cảm ơn vô bổ của cô. Lần sau đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được rồi. Tôi biết tính Dương nên quyết định không làm nhảm thêm nữa, cứ ngồi lặng yên bên cạnh anh ta. Đi thêm một đoạn Dương mới lạnh lùng hỏi tôi công ty cô thiếu hợp đồng đến nỗi phải để nhân viên nữ lấy thân xác ra đổi à cô lên bảo tên giám đốc không làm được thì dẹp luôn đi không phải đâu có mỗi lão bách này vô liêm sỉ vậy thôi nhìn cái mắt tì hí như mắt lươn của lão đã biết không phải hạng người tử tế hết rồi cô còn cố tình ngồi tiếp rượu với lão làm gì thì đây là lần đầu tiên tôi được xếp chiếu cố cho đi ký hợp đồng với đối tác nên muốn biểu hiện tốt một chút thôi biểu hiện tốt trong công việc khác với biểu hiện tốt trên bàn rượu cô có biết không tôi hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của dương nhưng chẳng biết phải trả lời anh ta thế nào nên cứ ngồi đờ ra chờ anh ta nói tiếp trước khi tôi và cô ly hôn nếu cô dám để người khác động vào tôi nhất định sẽ khiến cô không được yên thần nhớ đấy tối hôm đó về tới nhà việc đầu tiên tôi làm là lao ngay vào phòng tắm gột sửa hết mùi rượu trên người sau đó ra ngoài viết sẵn đơn xin nghỉ việc tôi không thể tiếp tục làm việc ở công ty rm nữa mâu thuẫn với trâm là một chuyện nhưng có cấp trên như ông Hưng là điều tôi không chấp nhận Sáng hôm sau Tôi vẫn đến công ty như bình thường Nhưng vừa tới nơi cái hoài đã nhanh nhỏ gọi lại Chị Linh, chị Linh Bà Trâm vừa tìm chị đấy Bà ấy bảo em à khi nào chị đến vào phòng gặp bà ấy ngay Chị biết rồi Lát chị vào Tối qua chị đi ký hợp đồng với sếp Xảy ra chuyện gì à Mà hôm nay em nhìn mặt bà Trâm à cứ đen như đít nổi Bình thường có bao giờ bà ấy đến công ty sớm như này đâu Để chị vào trong xem thế nào đã có gì lát chị ra rồi nói sau vâng chị nhớ cẩn thận nhé dứt lời tôi quay người bước thẳng vào phòng trâm cửa phòng cô ta không đóng nên từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sát khí của trâm tới nơi tôi hơi ngẩng đầu lên chậm rãi nói chị gọi tôi đóng cửa lại tôi lùi về phía sau hai bước đóng kín cửa phòng lại trâm chưa biết tôi chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc nên vẫn giữ thái độ khó đăm đăm với tôi cô còn mặt mũi đến đây đi làm à cô không có nhiều kinh nghiệm thì tôi đã tạo điều kiện cho cô đi ký hợp đồng cùng phó giám đốc để học hỏi xã giao thế nhưng tối qua cô đã làm cái quái gì vậy cô bị mất trí rồi đúng không trâm hỏi nhưng không để tôi trả lời đã mắng xối xả cô có biết bên thành bách đang đòi thanh lý toàn bộ hợp đồng với bên mình không rồi tổn thất của công ty ai sẽ là người chịu trách nhiệm cô nhận lương của công ty mà quay cổ lại cắn trộm công ty một phát đau thế à cô để ông bách động chân động tay một chút nhưng đổi lại hợp đồng và lợi ích cho công ty thì cũng xứng đáng lắm Hạ người như cô còn giả vờ giả vịt thanh cao với ai không biết đủ vô dụng trước giờ tôi luôn cố gắng nhẫn nhìn trâm bởi vì tôi nghĩ cô ta là sếp của tôi dù có sai thì tôi cũng phải tôn trọng thế nhưng mấy lời cô ta vừa nói nghe vô cùng chói tai hình như tôi càng nhịn thì cô ta càng được đà lấn tới sau cùng tôi hít vào một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt trâm không chút sợ hãi nói Tôi không bao giờ đánh đổi thân xác lấy hợp đồng Tôi đi làm Tự cố vươn lên bằng chính thực lực của mình Nên cô không có quyền sỉ nhục tôi Cô nghĩ thực lực của cô Được tới đâu Dù không được tới đâu Thì tôi cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm Đã vậy Tôi không còn gì để nói với cô nữa Mau ra thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây ngay Công ty này không có chỗ cho loại người đã rốt nát Còn bảo thủ như cô Vậy là tôi chưa cần nộp đơn xin nghỉ việc Đã bị châm đuổi thẳng lúc ra ngoài thu dọn đồ đạc cái hoài và mấy người trong phòng cũng vô cùng bất ngờ nó hỏi tôi liên tiếp mấy câu liền chị sao thế sao tự nhiên lại đi thu dọn đồ đạc bà trâm tìm chị có việc gì nói em nghe xem nào tôi coi cái hoài như đứa em thân thích từ lúc vào công ty này làm nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cũng không có ý định giấu giếm nó về chuyện tối qua tôi kéo ghế ngồi xuống kể cho nó nghe mọi chuyện nghe xong mặt cái hoài đỏ bừng bừng tay đập mạnh xuống bàn miệng không nhịn được mà phát ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, cái lão giả mặt như cái mâm, mắt tí hí mắt luôn mà dê cụ thế không biết. Em mà là chị lúc đấy cũng nổi khùng lên, tẩn cho lão một trận, chứ ai thèm cái chức phó phòng. Chị nghỉ là đúng đấy, tí về em cũng viết đơn xin nghỉ việc. Sao em lại phải nghỉ, đang làm bình thường mà. Có người xếp như ông Hưng á, em cũng không yên tâm mà làm việc. Không phải em thấy chị nghỉ nên bắt trước nghỉ theo đâu. Công việc thì có nhiều, không làm chỗ này mình xin chỗ khác. Chứ bảo em phải phục tùng người sếp sẵn sàng đẩy nhân viên của mình lên giường với đối tác để đổi lấy hợp đồng thì em không làm được. Tôi sợ trong lúc nóng giận cái hoài quyết định vội vàng. Tới khi bình tĩnh, nó lại thấy hối hận nên tôi vẫn cố khuyên nhủ nó. Em suy nghĩ kỹ lại một lần nữa đi. Em quyết rồi, không phải nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chị thu xếp đồ đạc rồi về đi, em viết đơn đây. Nghe kế hoài nói thế, tôi cũng không cố làm nhảm nhiều lời. Chỉ tập trung vào thu xếp đồ đạc, bàn giao công việc cho người khác rồi rời khỏi công ty vừa bước chân ra chỗ để xe điện thoại trong túi đã rung lên không ngừng nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình không cần suy nghĩ mà tôi ấn nút nghe luôn tao đây đầu dây bên kia con giang không ngại ngùng vào hỏi luôn vấn đề tối qua về ông dương có làm gì mày không không chỉ nói qua loa vài câu thôi bảo tao sau này còn đánh nhau thì ông ấy mặc cho ngồi tù chứ không đến bảo lãnh nữa làm cả đêm qua tao cứ lo cho mày chỉ sợ nhá, cái ông Dương ấy á, ăn tươi nuốt sống mày tại chỗ. Còn giờ, ông Dương là người chứ có phải yêu quái đâu mà ăn tươi nuốt sống được tao. Con Giang ở đầu dây bên kia nghe tôi nói thế, nó khúc khích cười. Lúc ở đồn công an á, tao nhìn cái mặt lạnh như tảng băng ngàn năm của Dương, tao á, lạnh hết cả sống lưng. Mày biết lúc đấy trong đầu tao có suy nghĩ gì không? Suy nghĩ gì? Tao nghĩ ông Dương mà đi đóng phim kinh dị thì hợp lắm nhỉ? Mấy cái vai ma cả rồng quý tộc ít đẹp trai nhưng mà ai cũng sợ chỉ khác nhau ở chỗ ma cà rồng có hai cái răng nanh còn ông dương thì không có cái nào tôi đang buồn bực trong người nghe con giang nói thế cũng phải bật cười thành tiếng dám đem dương đi so sánh với ma cà rồng thì con bạn thân của tôi cũng ngáo ngơ quá rồi nói chuyện với nó thêm vài câu tôi mới tắt máy lái xe rời đi trên đường về nhà tôi tạt qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn tươi sống cuộc đời trước giờ vốn không dễ dàng với bất cứ ai nên càng rơi vào nghịch cảnh tôi càng phải mạnh mẽ vượt qua tối hôm đó tôi quyết định nấu vài món ngon một phần muốn cảm ơn Dương vì hôm qua đã đến đồn công an bảo lãnh cho tôi ra ngoài phần còn lại là vì tôi nghỉ việc rồi nên chân tay quá rảnh nấu nướng xong tinh tươm nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ đoán chắc Dương sắp về nên bày biện hết các món ăn ra bàn đợi thêm 15 phút nữa cuối cùng anh ta cũng xuất hiện rồi dừng dưng hỏi tôi một câu chẳng mấy liên quan mà không, phải dùng từ lạc quẻ mới đúng. Nghỉ chưa? Sao cơ? Dương nhìn tôi, mặt cau lại kiểu, đầu cô chỉ để mọc tóc thôi hả? Não có nếp nhăn không mà xử lý thông tin chậm vậy? Tôi không biết Dương có bị mắc chứng sợ nói nhiều không, mà lúc nào nói chuyện với tôi cũng cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi. Tôi phải suy nghĩ cả mấy phút đồng hồ mới hiểu rõ ý. Đến khi lấy lại tinh thần tôi mới ấp úng trả lời. À, tôi nghỉ rồi. Bấy giờ cơ mặt Dương mới chịu giãn ra vài phần, nhưng vẫn không quên châm chọc tôi vài câu. Tai cô đã ngãy ngãng rồi nhỉ? Giờ còn thêm mắt mờ nữa à? Sao bao nhiêu công ty đàng hoàng tử tế thì không làm? Lúc mới nộp hồ sơ xin việc vào công ty RM, tôi đâu biết ông Hưng là người như nào. Nói xong tôi mới biết chuyện này có gì đó không đúng. Ông Hưng là bố ruột của Trâm. Nếu Trâm và Dương đúng thật là có quan hệ yêu đương, thì tại sao ông ta lại không biết ông Hưng? Lúc anh ta giờ trần đạp lão bách, ông Hưng cũng đứng ngay gần đó cơ mà. Từ tối qua đến giờ tôi cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện này Nhưng Dương không có ở nhà nên tôi không hỏi ai được Giờ anh ta về rồi Tôi có nên hỏi rõ mọi chuyện không nhỉ Não bộ tôi nhảy số một hồi Cuối cùng quyết định hỏi Anh có biết phó giám đốc công ty RM Người đàn ông ký hợp đồng cùng tôi tối hôm qua là ai không Tại sao tôi phải biết Dương trả lời tôi một cách dứt khoát Không cần suy nghĩ nhiều Tôi tin chắc không phải anh ta đang cố tình nói dối Để đánh lừa tôi đâu Có thể anh ta là người kiệm lời nhưng sẽ không vô cớ nói dối. Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương nói thêm, "Ông Hưng chính là bố ruột của người yêu anh đấy, anh không biết thật sao?" Ánh mắt Dương trong phút chốc liên tục biến đổi trạng thái, có bất ngờ, có khó hiểu, nhưng tuyệt nhiên không một chút sợ hãi hay lo lắng, môi mỏng khẽ nhả ra hai từ ngắn gọn, "Thì sao?" Giọng điệu của anh ta vô cùng bình thản, kiểu như ông Hưng có là bố ai đi chăng nữa cũng chẳng hề liên quan gì đến anh ta. Tôi thấy thế mới ngạc nhiên hỏi, Tối qua anh đến đồn công an bảo lãnh cho tôi. Anh không sợ người yêu anh buồn à? Chuyện của tôi cô không cần quan tâm. Tôi... Nói tới đây tôi thực sự đã bị Dương chọc cho á khẩu. Bản thân từng là học sinh giỏi môn văn trong suốt 3 năm học cấp 3. Nhưng khi cãi lý với Dương tôi vẫn bị anh ta vùi dập không thương tiếc. Thấy tôi mặt nghệt ra, miệng cũng không còn nhanh nhẩu như trước nữa. Dương hử lạnh một cái, lướt qua người tôi xách cặp tài liệu lên phòng. Mãi một lúc sau anh ta mới xuống ăn cơm bộ quần áo vét chỉnh chu nghiêm túc trên người anh ta sớm đã được thay bằng bộ quần áo rộng rãi ở nhà suốt cả bữa ăn chúng tôi không ai nói với ai câu nào ăn xong tôi mang bát đũa đi rửa dọn dẹp lại lên phòng bếp một chút thì thấy dương mất thình lình xuất hiện đằng sau lưng tự lúc nào công ty đang thiếu người thích thì làm hồ sơ nộp vào tôi tưởng mình nghe nhầm lời dương nói có chút bán tín bán nghi nên quay đầu hỏi lại anh ta cho chắc công ty nào đang thiếu người cơ anh nói rõ hơn chút được không bấy giờ đến lược dương cạn lời với tôi anh ta nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ chắc đang hối hận sao lại cưới một người ất ơ như tôi về làm vợ sau một hồi yên lặng dương không đủ kiên nhẫn đứng nhìn tôi nữa nên mới bảo cô bị thần kinh à còn công ty nào nữa lỗi là tại anh ta nói câu không đầu không đuôi làm tôi không hiểu hết ý phải hỏi lại vậy mà bây giờ tự nhiên anh ta còn nổi cáu với tôi sao ngày trước tôi không biết dương ngang ngược tới mức này nhỉ Tôi mấp máy môi nói Anh trai ơi, anh có biết mỗi lần nói chuyện với anh ấy Nơ thần kinh của tôi Đều muốn nổ tung ra không Từ nãy đến giờ ấy Anh không hề nói cho tôi biết công ty nào đang thiếu người Thiếu ở bộ phận gì Thì tôi làm sao mà biết đường mang hồ sơ đến nộp Nhớ người ta thiếu lao công hay bảo vệ Thì anh cũng bảo tôi đến làm à Tôi nói liền mạch không cả cần nghỉ lấy hơi Nói xong đã chuẩn bị tinh thần Hứng chịu cơn phẫn nộ của Dương Nhưng không ngờ anh ta lại hất cầm về phía bàn Trên đó có một mẩu giấy nhỏ Tôi đến gần cầm lên xem, hóa ra là địa chỉ công ty và email để nộp hồ sơ xin việc. Bây giờ tôi mới biết, vừa rồi mình có bao nhiêu ngu xuẩn, còn dày mặt hỏi thêm một câu thừa thãi. Đây là công ty anh đúng không? Tôi từng nghe bố tôi nói qua rồi, nhưng mà anh không cần làm thế đâu, tự tôi có thể đi xin việc mà. Tự xin việc? Đúng vậy, anh đừng thương hại tôi. Tôi không rảnh thương hại cô, cuối năm công ty nhiều dự án, phòng kinh doanh đang thiếu vài người cô thích thì nộp hồ sơ không thì thôi nói xong dương dừng lại uống vài ngụm nước lọc rồi mới nói tiếp tôi không thừa tiền nuôi nhân viên vô dụng đừng nghĩ cứ nộp hồ sơ là sẽ được nhận nếu cô không vượt qua vòng sơ tuyển thì không có cửa bước chân vào công ty tôi đâu lời dương nói rất rõ ràng rành mạch anh ta không hề có ý định thiên vị tôi biết được điều này tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện nộp hồ sơ vào công ty dương nghe bố tôi nói anh ta rất giỏi công ty của anh ta làm bên mảng điện tử Tuy mới thành lập được hơn 4 năm nhưng thành tích vô cùng xuất sắc. Thời điểm hiện tại đã có chỗ đứng khá vững trên thị trường, được làm việc dưới trướng của một người xếp năng lực xuất chúng như Dương, chắc chắn bản thân tôi sẽ phát triển hơn rất nhiều. Đằng nào bây giờ xin việc cũng khó khăn. Thôi, cứ chơi liều một phen, đến công ty Dương làm một thời gian xem thế nào. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi ngập ngừng bảo Dương. Anh không sợ tôi đến công ty anh làm, mọi người sẽ phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh à? cô nghĩ tôi sợ không lại là cái điệu bộ chẳng mấy quan tâm đến sự đời của dương những việc khiến tôi sợ hãi lo lắng đối với anh ta đều rất tầm thường không đáng nhắc tới vậy ngày mai tôi sẽ gửi hồ sơ vào email của công ty anh yên tâm nếu được nhận vào làm tôi không dại mà công khai mối quan hệ giữa tôi và anh đâu tùy cô dứt lời ánh mắt dương đột nhiên chuyển tầm nhìn xuống phía dưới cổ tôi rồi sâu hơn một chút tôi cảm thấy không thoải mái với cái nhìn này nên đã quay người vào phía trong giả vờ lấy khăn lau bàn bếp nhưng mọi hành động của tôi đều trở nên muộn màng dương vòng tay luồn qua eo tôi tôi giật nảy mình như có một dòng điện rất lớn vừa chạy qua khoảng cách giữa tôi và dương bây giờ gần như là không có cằm anh ta đặt khẽ lên đỉnh đầu tôi thi thoảng còn cọ cọ vào tóc mùi hương quen thuộc trên người dương xộc thẳng vào mũi tôi sau đó anh ta bế bổng tôi đặt lên bàn bếp tiếp theo anh ta định làm gì tôi không cần nghĩ chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Dù thân thể tôi đã không còn lạ lẫm với những hành động cản rỡ, vô pháp vô tiên của Dương, nhưng lý trí vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi cố đẩy anh ta ra, miệng lý nhí nói, để tôi lau dọn xong chỗ này đã. Câu nói của tôi vô cùng trong sáng, nhưng lọt vào tai Dương đã bị biến chứng. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười vô cùng mờ ám. Tí nữa tôi cho cô lau chỗ khác. Lời vừa nói khỏi mồm, tay dương đã bắt đầu đưa lên xử mấy chiếc cúc áo của tôi chỉ những lúc như này tôi mới thấy rõ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của dương tôi không muốn làm chuyện mờ ám đó trong bếp nên hai tay vẫn kiên trì giữ chặt lấy phần áo còn lại bỏ tôi ra đợi chút chuyện gì tôi không thích ở đây chúng ta có thể vào phòng ngủ được không không ở đây ấy, tôi mới có hứng đến mức đường này thì tôi đã biết hôm nay dù có thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói gian manh này nên ảnh cắn răng chấp nhận số phận. Hai mắt tôi khẽ nhắm chặt lại, mặc kệ sự xâm lấn mạnh mẽ của Dương. Ai ngờ sau đó, Dương không nói không rằng, bế tôi đi một mạch thẳng vào phòng ngủ của anh ta. Trên chiếc giường rộng lớn, anh ta mặc sức trêu đùa thân thể tôi, hô hấp của tôi mỗi lúc một khó khăn. Tôi và Dương là vợ chồng, làm chuyện này cũng là điều đương nhiên, tôi không có quyền từ chối anh ta. Thế nhưng sau mỗi lần bị giày vò không thương tiếc, trong lòng tôi lại ngập tràn chua xót cảm giác đó len lỏi vào từng tế bào ăn sâu vào tận gốc rễ máu thịt trên người tôi tới khi tôi không chịu được mới buột miệng kêu lên từ từ chút tất nhiên dương sẽ không nghe theo lời tôi anh ta vẫn tiếp tục ra vào sâu trong cơ thể tôi một cách mạnh bạo không để cho tôi lấy một phút nghỉ ngơi hình như anh ta muốn mượn chuyện này để bộc phát nỗi hận thù bên trong nằm yên nhưng tôi không chịu nổi dương nhích môi cười khẩy rồi lạnh nhạt nói là cô tự chuốc lấy. Tối hôm đó tôi bị Dương quẩn thảo không biết bao nhiêu lần mới chịu buông tha. Cơn kích tỉnh qua đi, Dương để mặc tôi nằm co do trên giường, còn anh ta thì xài những bước dài đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vọng ra. Tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà một lúc, rồi cố đứng dậy, trở về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau tôi mở mắt tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, Cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mỏi, tôi không nhịn được mà mắng thầm Dương mấy câu trong bụng, rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cũng may tôi nghỉ việc rồi, chứ không lại mất một hôm đi làm muộn. Sáng hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy đã hơn 8 giờ, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mỏi. Tôi không nhịn được mà mắng thầm Dương mấy câu trong bụng, rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, cũng may tôi nghỉ việc rồi, chứ không lại mất một hôm đi làm muộn. Sang đầu giờ chiều tôi ở nhà soạn sẵn một bản cv xin việc gửi vào email công ty dương ba ngày sau nhận được thư phản hồi tôi đã vượt qua vòng sơ tuyển ngày mai đến công ty phỏng vấn lại một lần nữa nếu chúng tuyển có thể sẽ được đi làm luôn tối hôm đó tôi cũng nói với dương tôi vượt qua vòng sơ tuyển công ty anh rồi đấy ngày mai sẽ đi phỏng vấn lại một lần nữa chị nhân sự có nói với tôi nếu chúng tuyển thì sang đầu tuần sau là có thể đi làm luôn dương nghe xong thái độ vẫn dửng dưng như cũ nếu cô tự tin vào năng lực của mình thì cứ đến làm. Nói rồi anh ta bỏ lên phòng chứ không mất công đứng nói chuyện tiếp cùng với tôi. Đến ngày tôi đi phỏng vấn, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tôi cứ thế được nhận vào phòng kinh doanh của công ty Dương. Chị quản lý nhân sự dẫn tôi lên chào hỏi mọi người, tiếc là hôm nay trưởng phòng kinh doanh lại nghỉ nên tôi chưa có cơ hội được gặp mặt. Chị phó phòng xếp cho tôi vào một vị trí khá hợp lý, cũng coi là đúng chuyên môn trình độ chứ không phải đứng vô tô tài liệu hay là mấy việc lặt vặt linh tinh như hồi mới vào công ty rm ngày đầu tiên tôi đi làm ở công ty dương cảm thấy rất thoải mái đồng nghiệp trong phòng cũng không có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới cạnh chỗ tôi ngồi có một chị gái nhìn rất hiền tôi còn chưa kịp bắt chuyện chào hỏi chị ấy đã quay sang tôi nở nụ cười tươi tắn ngày đầu đi làm có bị quá tải công việc không cần chị giúp gì cứ bảo nhé đáp lại thái độ niềm nở của chị gái kia tôi vui vẻ nói vâng ạ à, em cảm ơn chị vào phòng kinh doanh công ty nào chị không biết, chứ công ty mình thì em cứ tự nhiên, không phải xét nét bản thân quá đâu. Mọi người đều đến đây làm công ăn lương, sẽ không có ai cố tình gây khó dễ cho em cả. À, từ sáng đến giờ chị cứ quên không hỏi, em tên gì ấy nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn em trẻ ghê. Em tên Linh, 27 tuổi ạ. À. Ôi, chị không ngờ đấy, cứ tưởng á mới chỉ 22, 23 tuổi thôi. Chị tên Vân Anh, hơn em 1 tuổi. Để chị giới thiệu qua cho em biết về phòng nhân sự mình nhé trưởng phòng là anh Đức hơn em 3 tuổi năm nay tròn 30 tuổi trẻ tài cao chinh chiến cùng xếp từ những ngày đầu thành lập công ty đấy nhưng mà hôm nay nhà anh Đức có việc bận không đi làm nên em chưa được gặp mặt cố đợi đến mai nhé còn cái chị tóc dài vừa nãy sắp xếp công việc cho em là chị Trang phó phòng đấy nói tới đây chị Vân Anh dừng lại nghỉ lấy hơi một chút rồi nói tiếp công ty mình chuyên sản xuất và kinh doanh đồ điện tử giám đốc là anh Dương phòng anh ấy ở cùng tầng với phòng mình luôn Trước khi vào đây không biết em đã tìm hiểu chưa Xếp mình gần như là người hoàn hảo đấy Vừa đẹp trai, nhà giàu Lại giỏi giang xuất chúng Trên thương trường người ta toàn gọi là cá mập Vì một khi xếp đã nhắm chúng dự án nào Thì các công ty khác đừng hòng mà tranh được Chính tai nghe chị Vân Anh Kể từng chiến tích lừng lẫy của Dương Trên thương trường Tự nhiên tôi lại thấy mình kém cỏi Ngày trước vốn dĩ không phải là người tự ti như thế Nhưng từ khi gặp Dương tôi đã thay đổi rất nhiều Cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực nói chuyện với chị vân anh thêm một lúc hai chị em càng bộc lộ ra nhiều điểm chung vì thế mà cũng thân nhau hơn một ngày làm việc trôi qua êm ả tối hôm đó dương phải đi tiếp khách nên tôi cũng không cần nấu cơm chở anh ta về ngang qua quán gà tần ở vỉa hè tôi vào đó đánh một bát là no căng bụng về khỏi phải nấu nướng tắm rửa xong tôi lên giường nằm chơi điện thoại một lúc thì facebook báo có tin nhắn của cái hoài bà chị già của tôi ơi chị xin được việc chưa tôi nhắn trả lời nó chị xin được rồi nay mới đi làm buổi đầu tiên em thì sao hôm nay bà trâm cũng ký đơn cho em nghỉ việc rồi bà ấy chửi em ngu nên mới nghe theo lời chị bình thường em chẳng thèm cãi đâu nhưng bà ấy nói dai quá em điên lên em quát cho vài câu tức xỉ khói cuối cùng không làm gì được thì đuổi em ra em đang đi làm mà nghỉ như vậy có ảnh hưởng gì không ui không sao đâu em nghỉ xả hơi một hai hôm nữa rồi đến công ty bà chị họ nộp hồ sơ xem thế nào nghe nói công ty ấy tuyển người kỹ lắm hên xui thôi nhưng được cái lương cao kèm theo chế độ đãi ngộ cực tốt. Ừ, có gì gọi chị nhá. Tôi nhắn tin nói chuyện với cái Hoài đến 11 một giờ mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đặt đồng hồ dậy rõ sớm, còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và Dương. ăn xong tôi lại lóc khóc đi làm bằng xe buýt Mặc dù hôm nọ Dương đã vứt cho tôi một chiếc chìa khóa ô tô, nhưng tôi không dám đi nó tới chỗ làm. Một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng được bảy tám triệu mà đi hẳn BMW thì thế nào cũng bị mọi người bàn tán xì xầm. Hôm nay đường tắt cả một đoạn dài, xe buýt đi mãi mới đến cổng công ty. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 7 giờ, nhân viên mới mà đi làm muộn e rằng không tốt. Tôi vội vàng chạy thẳng lên phòng kinh doanh. Ai ngờ va trúng một người đàn ông làm rơi cả cặp tài liệu của anh ta xuống đất. Biết mình sai, tôi không nhiều lời nói nhăng nói cuội mà tự giác cúi người xin lỗi người ta. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Vừa nói tôi vừa nhặt cặp tài liệu đưa cho anh ta. Lúc anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi Bốn mắt đối diện nhau Tôi không khỏi ngỡ ngàng Sau đó cả tôi và anh ta cùng đồng thanh lên tiếng Linh, anh Đức, đúng không? Đúng rồi Hóa ra tôi lại gặp người quen Anh Đức từng là hàng xóm nhà tôi Nhưng đến năm học lớp 10 Cả nhà anh ấy dọn đi đâu thì tôi không biết Hơn chục năm gặp lại Ai cũng đã thay đổi rất nhiều Còn suýt chút nữa thì không nhận ra nhau Thấy tôi đứng bẩn thần mãi Anh Đức mới cất tiếng hỏi thăm Sao em lại ở đây? lúc ấy tôi thoáng giật mình miệng lắp hắp một hồi em em tới đây để làm em làm ở bộ phận nào xin vào công ty lâu chưa hôm qua chị vân anh có nói với tôi trưởng phòng kinh doanh tên đức tuổi trẻ tài cao chẳng lẽ chính là anh đức hàng xóm nhà tôi một thời nghĩ ngợi vài giây tôi đáp em làm ở phòng kinh doanh hôm qua mới là ngày đầu tiên em đi làm à hôm qua anh nghỉ nên không biết em tới nhận việc vâng ạ dạo này hai bác có khỏe không anh bố mẹ anh vẫn khỏe cảm ơn em Chuyện của mẹ em anh cũng nghe rồi, nhưng đợt đấy anh đang bên Úc không về được, xin lỗi em nhé. Không sao ạ, à, cũng gần 8 năm rồi. Hôm trước anh nghe trang báo cáo có một ứng cử viên sáng giá cho phòng kinh doanh, CV xin việc khủng lắm, tốt nghiệp bằng giỏi quản trị kinh doanh, trường Đại học Ottawa, còn lên tới cả chức phó phòng ở công ty X bên Canada. Không ngờ người đó lại là em đấy. Em gặp may thôi, chứ không giỏi giang gì đâu. Giờ đến đây làm lính của anh, anh đừng có mà bắt nạt em đấy nhé. Trước giờ anh đã bắt nạt em lần nào chưa Hay toàn là em bắt nạt anh Ngày trước ai là người suốt ngày léo đéo theo anh Bắt anh phải mua chuyện Doraemon Còn mấy lần đứng trước nhà Đợi anh đi qua là thò đầu ra ném đá vào người anh rồi đứng cười Tự nhiên bị anh Đức bóc phốt bao nhiêu tật xấu Tôi đỏ mặt hơi cúi đầu xuống lý nhí Em biết tội của mình rồi Mong anh dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho em nhé Còn lâu anh mới bỏ qua Cứ đợi đấy Anh sẽ tìm cơ hội trả thù Cho em chừa cái tật hổ báo cáo trồn hồi nhỏ dứt lời hình như anh đức nhớ ra điều gì đó nên tiếp tục hỏi tôi hôm qua trang đã sắp xếp công việc cho em chưa rồi ạ à, công việc đó có đúng chuyên môn của em không có nhưng em vẫn phải học hỏi thêm vì công ty x bên canada có cơ chế hoạt động hơi khác công ty mình một chút ừ có gì không hiểu thì hỏi anh nhé vâng ạ à, thôi em vào làm đi khi nào rảnh anh dẫn đi ăn pizza hải sản tôi khá ngạc nhiên khi biết anh đức vẫn còn nhớ tôi thích ăn pizza hải sản ngày bé tôi rất nghịch thường xuyên đi chiêu chọc mấy đứa trẻ con gần nhà, có lần bị chúng nó đánh cho ngã lăn lóc ra đường, sợ về nhà bị bố mẹ mắng nên chạy hẳn đến cổng trường Anh Đức khóc mếu rồi ăn vạ. Anh Đức biết tôi đánh nhau là sai, nhưng nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt rằn rụa của tôi, anh ấy không nỡ mắng, chỉ dẫn tôi đi mua chuyện Doraemon rồi đưa về nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, hai anh em cũng không gặp nhau cả chục năm rồi, vậy mà anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi. Nhìn bóng lưng Anh Đức đi mỗi lúc một xa cảm giác trong lòng bỗng dưng bị trùng xuống thời gian chính là thứ vô tình nhất trên cuộc đời này nó phá hủy đi biết bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ của con người vào chỗ làm tôi tập trung tinh thần vùi đầu nghiên cứu tài liệu vừa xem xong một lượt chị vân anh bất ngờ quay sang hỏi tôi từ sáng đến giờ em đã gặp anh đức chưa tôi thành thật trả lời em gặp rồi mới sáng nay xong anh ấy có nói gì không dạ không anh đức chỉ bảo em chịu khó học hỏi các chị thôi chị vân anh nghe tôi nói xong thì cười cười con bé này sao ăn nói khách sáo với chị thế hôm qua chị đã bảo cư xử bình thường thoải mái rồi cơ mà tới đây chị vân anh phải đi khảo sát thị trường nên cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế bị gián đoạn những ngày tiếp theo tôi bắt đầu quen dần với công việc ở công ty dương mối quan hệ với đồng nghiệp trong phòng cũng tốt hơn nhiều hàng ngày tôi đi xe buýt đến công ty dương có biết nhưng mặc kệ miễn sao tôi không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh ta thì anh ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua Những lúc vô tình gặp Sương ở công ty Tôi đều chào qua loa như nhân viên bình thường chào xếp Rồi cắm đầu cắm cổ chuồn đi nơi khác Nhưng có một hôm tôi phải ở lại tăng ca Để làm cho xong bản báo cáo phân tích thị trường trong quý tới Cả phòng kinh doanh còn mỗi mình tôi Tôi tập trung làm đến nỗi quên cả giờ giấc Lúc ngẩng đầu lên đã gần 9 giờ Tôi cẩn thận xem lại báo cáo một lượt Rồi mới yên tâm tắt máy tính chuẩn bị ra về Vừa đeo túi sách lên người còn chưa cả đi được mấy bước cửa phòng kinh doanh đã mở toang ra anh đức xuất hiện ngay trước mặt tôi thấy có mỗi mình trong phòng anh ấy khẽ cau mày lại hỏi tôi sao giờ này em còn ở đây em làm nốt bản báo cáo phân tích thị trường quý tới để ngày mai còn nộp cho anh anh quên gì ạ à? ừ anh quên điện thoại nên quay lại lấy mà em đi làm bằng phương tiện gì em đi xe buýt thôi tắt điện đi rồi xuống anh trở về giờ muộn rồi bắt xe buýt cũng khó lắm đấy tôi không muốn anh đức biết mối quan hệ giữa tôi và dương nếu bây giờ để anh ấy trở về thể nào điều tôi che giấu bấy lâu cũng bị bại lộ cuối cùng tôi đành tìm cơ hội chối từ không cần đâu anh để em tự về cũng được chín rưỡi có chuyến xe buýt em ra ngoài đợi một lúc thôi để em mà đi xe buýt ý thì anh không yên tâm chút nào vào cái giờ này đâu không nói nhiều nữa xuống anh đưa về nhưng nhà em cũng mới chuyển đi nơi khác ngõ bây giờ hẹp lắm không có chỗ quay đầu xe ô tô đâu vậy anh đưa em đến đầu ngõ rồi về anh Đức nói tới mức này, tôi cũng không tiện từ chối thêm nữa nên gật đầu theo anh ấy xuống cổng công ty. Ngồi trên xe ô tô, tôi nghe anh Đức kể, hơn 10 năm trước, bố anh ấy bị phá sản, cả nhà phải chuyển khỏi khu nhà ở cao cấp. Sau đó bố mẹ dồn hết tiền bạc cho anh Đức sang Úc du học. 4 năm trước về nước, anh Đức đã được một công ty nước ngoài mời vào làm trưởng phòng nhân sự, nhưng một lần đi ba tình cờ gặp lại Dương, hai người đó vốn có quen biết từ trước, nên Dương chỉ cần nói mấy câu anh đức đã đồng ý về công ty dương làm làm từ ngày mới thành lập cho đến tận bây giờ đang chăm chú nghe nốt câu chuyện của anh đức bỗng tự nhiên bụng tôi kêu ỏng ọc khiến tôi xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào để chui xuống về phần anh đức thấy tôi như vậy không khỏi bật cười đói lắm rồi đúng không em anh biết rồi để anh đưa đi ăn gì ngon ngon nhé Xuân từ trưa đến giờ tôi chưa được bỏ miếng gì vào bụng nên nó làm phản là cũng đúng thôi hôm nay dương cũng phải đi tiếp khách Giờ tôi về nhà lại lủng củng nấu nướng Thì đến bao giờ mới được ăn Đằng nào cũng thế rồi Thôi ăn ở ngoài luôn đi cho tiện Quyết định xong tôi quay sang bảo anh Đức Em thèm ăn cháo sườn Anh đưa em đi ăn nhé Anh Đức ngật đầu đồng ý Nhưng vẫn hỏi lại tôi Lớn rồi nên không đòi anh mua pizza hải sản cho nữa à Vâng giờ em đi làm có tiền rồi Không bắt anh đập lợn mua pizza hải sản cho em nữa đâu Mới cả hôm nay trời lạnh Em muốn ăn cháo sườn cho ấm bụng anh Đức không đáp lại lời tôi Chỉ chăm chú lái xe đến một cửa hàng cháo sườn khá có tiếng ở Hà Nội Tuy chỉ là quán vỉa hè Nhưng mới bước chân xuống xe Tôi đã ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt Ngồi vào bàn ăn Tôi nhanh nhỏ gọi hai bát cháo sườn rõ to Chỉ vài phút sau Cô chủ quán đích thân bưng cháo ra cho chúng tôi Tôi bị bệnh tay chân lạnh giá quanh năm Đến mùa đông lại càng lạnh hơn Trước mặt bây giờ là bát cháo sườn đang bốc hơi nghi ngút Tôi không nghĩ ngợi nhiều đưa tay đặt ngay lên thành bát để sưởi ấm đợi cháo nguội dần rồi tôi bắt đầu ăn một cách ngon lành mùi vị ở đây qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi tôi ăn loáng cái đã hết cả bát cháo sườn to đùng trong khi đó anh đức mới ăn được một nửa nhìn bộ dạng tham ăn của tôi anh ấy cười cười không ngừng anh gọi cho em bát nữa nhé ăn từ từ thôi không ai đi qua đi lại tưởng em lại bị bỏ đói cả năm nay rồi đấy em không bị bỏ đói cả năm nay nhưng mà bị bỏ đói từ trưa đến giờ đấy anh nhớ nhé là mình không hề bóc lột sức lao động của nhân viên Tại em nghiện công việc quá thôi Để anh xem xét rồi làm bằng khen thưởng nhé Bằng khen em không cần Nhưng thi thoảng anh cứ đưa em đi ăn cháo sườn như này là được Tưởng gì Chứ chuyện này nhỏ như con kiến Em ăn xong chưa Ra anh đưa về Muộn rồi đấy Vâng ạ Ăn xong bát cháo sườn Cơ thể như vừa nạp đầy năng lượng Cảm giác thoải mái dễ chịu vô cùng Anh Đức đứng dậy trả tiền Còn tôi lon ton chảy theo sau Ai ngờ tự dưng chân tôi bị chuột sút cơ thể mất cân bằng ngã nhào về phía trước. May mà anh Đức phản ứng nhanh đỡ được tôi, chứ không lại sấp mặt xuống đất. Em sao đấy? Mặt tôi nhằn nhó y như ăn phải gừng. Em bị chuột rút. Ở đâu thế? Ở cổ chân. Em cố đi được không? Hay để anh đỡ đến cái ghế kia ngồi tạm một lúc rồi về nhá? Thực sự lúc này cổ chân tôi rất đau. Cố đi cũng chẳng được mấy bước. Anh Đức phải dìu tôi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi nghỉ ngơi. Ngồi tầm 20 phút, đợi cơn chuột rút qua rồi, anh Đức mới lái xe đưa tôi về nhà. Lúc nãy tôi đã cố tình nói dối rằng ngõ và nhà tôi rất hẹp, không có chỗ quay đầu xe ô tô nên anh ấy chỉ chở tôi đến đầu ngõ. Tôi phải đi bộ 15 phút mới về được đến nhà. Nhìn vào gara, thấy chiếc siêu xe đen tuyển quen thuộc của Dương yên vị trong đó. Tôi biết Dương đã đi tiếp khách về rồi, nhưng trong phòng khách lại tối om, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt của chiếc đèn treo tường. Phải đi thêm vài bước nữa tôi mới nhìn rõ Dương đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài Dựa đầu vào tường hút thuốc Mùi rượu vang trên người Dương Hòa cùng mùi khói thuốc Có chút khó chịu nhưng không đáng sợ bằng ánh mắt của anh ta Tôi không biết Dương đang tức giận chuyện gì Nên vẫn cố kéo ra một nụ cười nhạt Giả vờ giả vịt hỏi Này anh đi tiếp khách về sớm thế Có cần tôi pha cho cốc trà giải rượu không Cô vừa đi đâu Anh nói gì vậy Tôi tăng ca ở công ty chứ đi đâu Hai mắt Dương đỏ ngầu tay anh ta dập điếu thuốc lá đang hút dở xuống chiếc gạt tàn rồi lạnh lùng nói Cô ở công ty tăng ca làm báo cáo hay cùng đàn ông tăng ca làm việc khác Sau một ngày làm việc mệt nhoài cả người tôi mệt mỏi dã rời giờ chỉ muốn đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc đến tận sáng mai mới tỉnh chứ còn tâm trạng đâu mà cãi nhau với Dương Anh đừng có quá đáng nếu không tin lời tôi ngày mai có thể đến công ty kiểm tra lại camera Tôi vừa dứt lời thì Dương đứng bật dậy bước đến chỗ tôi khoảng cách giữa tôi và anh ta càng lúc càng gần mặc dù tôi không làm gì sai nhưng đối diện với bộ dạng như ôn thần của dương bây giờ tôi vẫn rất sợ nên anh ta tiến một bước thì tôi lại lùi một bước về sau lùi đến khi lưng chạm vào tường không còn đường lui tôi mới miễn cưỡng dừng lại dương đặt một tay lên tường không cho tôi cơ hội trốn thoát rồi cúi đầu khẽ nói vào tai tôi cô nghĩ cô xứng đáng để tôi phải đi kiểm tra camera sao nếu tôi đã không xứng đáng thì anh còn quan tâm đến đời sống riêng tư của tôi làm gì Tôi đi đâu, với ai Cũng không liên quan đến anh Cơ mặt Dương thoáng chấp cứng đờ Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại nở nụ cười nhạt Có phải cô quên lời cảnh cáo của tôi rồi Phải không Tôi từng nói mình rất ghét thái độ thờ ơ Bất cần này của Dương Tuy tôi và anh ta đang tiếp xúc nói chuyện với nhau Ở cự ly rất gần Nhưng cảm giác cách xa cả muôn trùng đại Dương Anh ta dùng lời lẽ sắc bén Làm tổn thương tôi Thì tôi không phải ngại phản bác lại anh ta bằng những lời cay độc thấu tận vào tim phổi. Chúng tôi đều là những kẻ điên, không còn thuốc chữa, tự làm tổn thương nhau rồi tự gặm nhấm chịu đựng nỗi đau một mình. Anh chê IQ của tôi thấp, thì sao tôi có thể nhớ được lời anh cảnh cáo? Lời vừa nói khỏi mồm tôi, Dương nổi giận đùng đùng, anh ta bất chấp mọi thứ xung quanh, đưa tay chế ngự cơ thể tôi, để tôi không thể dãy rủa rồi cúi xuống cắn vào cổ tôi một cái. Tôi vừa đau vừa giật mình nên gào toáng lên, anh điên à, bỏ tôi ra Bây giờ Dương mới chịu thả tự do cho tôi Nhưng không quên hỏi lại Cô nhớ ra chưa Nếu chưa tôi giúp cô nhớ lại lần nữa Tính cách quái dị của Dương tôi đã sớm lĩnh ngộ qua Muốn đùa với lửa thì cũng đùa đến mức độ nào đấy thôi Chứ đừng giải đùa dai Có ngày bị chết cháy Nghĩ thông suốt rồi tôi nhẹ giọng bảo Dương Tối nay đúng là tôi ở lại công ty Làm báo cáo phân tích thị trường đến 9 giờ mới xong đang định về thì gặp anh Đức quay lại văn phòng lấy điện thoại Tiện đường nên anh ấy cho tôi về nhờ xe Chứ anh nhiều tiền như thế Tôi dạy gì phải đi tìm thêm đàn ông bên ngoài Phục vụ một mình anh á Tôi đã mệt lắm rồi Tôi phí hơi giải thích với Dương một hồi Mà mặt anh ta vẫn không chút biến đổi Chỉ hờ lạnh một tiếng rồi chậm rãi Nhả ra mấy câu Trên người cô Chỉ được phép có mùi nước hoa của tôi Khi nào tôi chơi chưa chán Thì cô phải giữ bản thân cho cẩn thận vào đừng hòng dở trò sau lưng tôi Tôi sẽ không tha cho cô đâu Nói rồi Dương lạnh lùng bỏ ra ngoài Tôi thấy anh ta không tiếp tục truy cứu chuyện tối nay Thì cũng thở phào nhẹ nhõm Tôi sẽ không ảo tưởng Vì Dương ngửi thấy mùi nước hoa của anh Đức trên người tôi nên mới ghen Mà có lẽ một người ưa sạch sẽ như Dương Không thể chấp nhận việc dùng chung đồ với người khác Nên mới nổi điên lên như thế Lên phòng Tôi mở túi sách ra lấy điện thoại mang đi sạc pin ngón tay vô tình lướt qua nút nguồn màn hình sáng bừng lên thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bố tôi gọi đến chắc lúc nãy mải cãi nhau với dương nên tôi không nghe được tiếng chuông báo đành phải gọi lại cho bố đầu dây bên kia chuông vừa reo đã có người bắt máy sao lúc nãy bố gọi cho con không được con để quên điện thoại dưới nhà nên không biết bố gọi ừ bố gọi để thông báo với con công ty nhà mình chính thức được lên sàn chứng khoán rồi đấy nghe bố tôi thông báo công ty nhà mình đã được lên sàn chứng khoán mà tôi không có lấy nửa điểm vui mừng, tôi chỉ bình tĩnh chúc mừng bố một câu nhạt nhẽo, giọng điệu của tôi không vui cũng chẳng buồn, nhưng bố tôi ở đầu dây bên kia chắc cũng nhận ra điểm khác thường. Con vẫn còn giận bố, chuyện bố ép con kết hôn với thằng Dương à? Tôi lặng im không đáp để bố tiếp lời. Mấy tháng trước, bố có hứa với con, nếu con đồng ý kết hôn với thằng Dương thì khi nào công ty nhà mình lên sàn chứng khoán, bố sẽ cho con 10% cổ phần con còn nhớ không tất nhiên tôi vẫn còn nhớ lời hứa đó muốn đòi lại công bằng cho mẹ thì tôi buộc phải có cổ phần trong tay tham vọng của bà hồng không chỉ dừng lại ở mấy ngôi nhà bố tôi đứng tên mà xa hơn nữa còn là cả công ty hồng thiện và tôi sẽ không để bà ta đạt được mục đích bố tôi nói thêm vài ngày nữa bố sẽ làm việc với luật sư để làm thủ tục chuyển cổ phần sang tên cho con coi như là bố bồi thường việc ép con kết hôn với thằng dương con biết rồi Khi nào bố làm xong thủ tục thì bảo con Cuộc nói chuyện giữa tôi và bố chỉ ngắn ngủi vài câu vậy thôi Đến thời điểm hiện tại Quan hệ giữa tôi và bố Sớm đã không thể trở lại như hồi còn bé Tắt điện thoại xong Tôi vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm Tính đến chuyện tiếp theo Bố tôi có tất cả 45% cổ phần công ty Hồng Thiện Cho tôi 10% Thì ông ấy vẫn còn 35% Con đường đi đến mục đích đòi lại công bằng cho mẹ của tôi Còn xa lắm Tôi thở hắt ra một hơi rồi lấy quần áo đi tắm rửa Bao nhiêu mệt mỏi trong cơ thể Chỉ muốn để nước cuốn trôi đi hết Sáng hôm sau tỉnh dậy Làm vệ sinh cá nhân xong Tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng như mọi khi Ngày trước ở bên Canada Tôi không có thói quen ăn sáng Mới về Việt Nam tôi ăn uống cũng rất quà loa Hôm nào nhớ thì ăn Không lại nhịn Thế nhưng từ ngày lấy dương Ngày nào tôi cũng phải dậy nấu đồ ăn sáng cho anh ta Tự nhiên thành thói quen nay nấu xong lên phòng gọi anh ta xuống ăn mà không thấy bóng dáng đâu lúc ấy tôi mới biết đêm qua dương đã không về nhà tự nhiên trong lòng nhói lên một cái không biết lý do vì sao đến công ty tôi đi pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo ai ngờ lại vô tình gặp dương gặp giám đốc mà không chào thể nào cũng bị đánh giá nọ kia nên tôi miễn cưỡng mở lời nói trước chào sếp dương đảo ánh mắt nhìn về phía tôi nhưng anh ta không hề đáp lời mà lướt nhanh qua người tôi như không khí. Đến giữa buổi sáng hôm đó, tôi mang báo cáo phân tích thị trường vào nộp cho anh Đức. Trong báo cáo có một vài số liệu chưa chính xác lắm, anh ấy chỉ cho tôi sửa luôn. Hai anh em đang tập trung làm việc thì Dương từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước cửa phòng anh Đức, cao ngạo nhìn vào trong. Lúc này khoảng cách giữa tôi và anh Đức khá gần, tôi trột dạ vội lùi về phía sau hai bước, còn anh Đức hơi ngẩng đầu lên nói chuyện với Dương. Xếp tìm em có chuyện gì đấy? Dương lạnh nhạt nói, Phương án tiêu thụ sản phẩm chuẩn bị ra mắt đâu, cậu làm xong chưa? Hôm qua sếp bảo cho em 3 ngày để làm phương án tiêu thụ sản phẩm chuẩn bị ra mắt, nay mới là ngày đầu tiên sao em đã làm xong? Tôi đổi ý rồi, trong ngày nay cậu phải nộp bằng được phương án đó cho tôi. Sếp à, em có phải là người máy đâu. Tôi không cần biết, nay không xong thì cuối tháng đừng lấy tiền thưởng. Quay sang tôi, ánh mắt Dương thêm phần sắc bén. Cô là người phụ trách làm báo cáo phân tích thị trường quý tới đúng không? Mang báo cáo vào phòng tôi ngay tôi ú ớ nhìn dương không biết anh ta định dở cái trò gì hết làm khó anh đức rồi lại quát nạt tôi tôi nhớ từ sáng đến giờ mình không hề trêu chọc anh ta mà sau khi dương đi rồi anh đức quay sang dặn tôi hình như hôm nay sếp có chuyện gì đó không hài lòng từ sáng đến giờ anh bị sếp mắng mấy lần rồi đấy em vào phòng sếp nhớ cẩn thận đấy mấy số liệu bị sai anh vừa chỉ em nhớ hết chưa em nhớ rồi anh yên tâm ừ vào đi Tôi gật đầu rồi cầm bản báo cáo mang vào phòng Dương. Trước khi vào tôi giơ tay gõ lên cửa mấy phát. Trong phòng vọng ra tiếng nói lạnh nhạt của ai kia. Vào đi. Tới khi tôi vào bên trong, Dương không hề nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tay anh ta không ngừng gõ liên hồi trên bàn phím. Tôi rè dặt bước lên phía trước, đặt bản báo cáo xuống bàn. Đây là bản báo cáo phân tích thị trường tôi vừa sửa, mời sếp xem qua. Lúc ấy Dương mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn vào bản báo cáo tôi vừa đưa. Anh ta lầm lì nhìn một hồi lâu, nhưng vẫn kiên quyết không hé răng nói nửa lời. Tôi đứng từ nãy đến giờ cũng hơi sốt ruột. Đỏ độ gan lì, đương nhiên tôi sẽ không thắng được Dương. Cuối cùng vẫn là tôi, dơ cờ trắng đầu hàng nói trước. Xếp xem xong rồi có thể cho tôi ý kiến được không? Nếu chưa được tôi sẽ mang về sửa lại. Đây là nơi làm việc, chứ không phải nơi để cô liếc mắt đưa tình với đàn ông. Sao cơ? nếu cô còn tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đừng trách tôi cho cô ba ngày không xuống được giường đang ở công ty anh đừng có mà nói lăng nhăng sao cô sợ à tôi không mặt dày như anh dương tự nhiên bật cười nụ cười lạnh đến gai người không dày mặt như tôi nhưng giữa ban ngày ban mặt lại có gan vào phòng cấp trên cười nói vui vẻ cô mới vào công ty được một thời gian ngắn mà đã định tìm cách câu dẫn trưởng phòng kinh doanh cô làm tôi mở rộng tầm mắt đấy Tôi biết bây giờ có nói gì Lọt vào tay Dương cũng là vô nghĩa Nên dứt khoát bỏ mặc anh ta Với bản báo cáo phân tích thị trường rồi bỏ ra ngoài Những ngày sau đó Dương đi gặp đối tác Rồi ký hợp đồng triển miên Buổi tối anh ta thường về rất muộn Có khi còn không cả về nhà Sáng hôm sau lại đi làm sớm Mỗi lần giáp mặt nhau Dương đều tỏ ra không quen biết với tôi Quan hệ của chúng tôi sau một thời gian chung sống Dưới cái vỏ bọc vợ chồng Nay lại trở về vạch xuất phát ban đầu là người dưng, từng có một thời chung lối. Cho tới đêm hôm đó, hơn một giờ sáng, tôi đang ngủ thì bất chợt tỉnh giấc, cổ họng khô khốc, ngồi dậy vươn tay rót cốc nước lọc, nhưng trong bình hết sạch nước rồi. Giờ muốn uống, chỉ còn cách xuống nhà lấy. Phòng khách tối om, vừa bật công tắc điện, nhìn vật thể nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tôi giật nảy mình lùi về phía sau mấy bước, còn suýt chút nữa hét lên. Vài giây sau định thần lại, tôi mới lò dò tiến đến gần chỗ dương hôm nay dương không có lịch đi tiếp khách nhưng đến bây giờ anh ta mới về nhà trên người thoang thoảng mùi rượu vang hòa lẫn với mùi nước hoa thơm phức của phụ nữ một mùi hương nồng đậm mà trâm rất hay dùng mấy hôm trước người tôi không may dính chút ít nước hoa của anh đức về về nhà dương lồng lộn lên còn anh ta hôm nay thì sao có chết tôi cũng không tin dương chỉ đi uống rượu nói chuyện phiếm với trầm lồng ngực tôi bỗng nhói lên một cái đầy đau đớn định bỏ mặc dương nằm đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không nỡ trời lạnh dương còn đang say rượu nằm ở đây nhớ anh ta lăn đùng ra đấy thì tôi lại trở thành đàn bà quá chồng thế nên tôi thử cất tiếng gọi này tỉnh dậy vào phòng anh đi ở ngoài đây lạnh lắm đấy mặc kệ tôi gọi thế nào dương vẫn yên không nhúc nhích hình như anh ta ngủ say lắm rồi giờ bảo dìu vào phòng anh ta chắc chắn tôi không làm được vì trọng lượng cơ thể tôi kém rất xa trọng lượng cơ thể Dương. Cuối cùng tôi đành vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp lên người anh ta. Xong xuôi đầu đấy tôi mới yên tâm, quay lưng bước lên phòng. Nằm trên giường chằn chọc mãi mới thiếp đi, nhưng lúc sau cứ có cảm giác cơ thể mình bị một vật gì đó rất nặng đè lên. Ban đầu tưởng là mơ ngủ nên không mở mắt ra nhìn, tới khi cảm nhận rõ bàn tay ai đó đang không ngừng làm loạn trên cơ thể tôi. Tôi mới mở to hai mắt ố ớ. Anh, anh làm gì vậy dương nhếch môi cười khẩy nhưng động tác ở phía dưới vẫn không hề dừng lại thậm chí còn tăng thêm sức lực làm gì chẳng lẽ cô không biết rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh ta ngủ say lắm rồi sao giờ lại xuất hiện trong phòng tôi có khi nào anh ta giả vờ ngủ để thử tôi không nếu đúng là như vậy thì con người này quá mức thâm hiểm đi muộn rồi để tôi ngủ tôi đã nói cô không có quyền phản kháng tôi bình thường nghe anh ta nói câu này tôi sẽ nhắm hai mắt lại chịu đựng sự dày vò chứ chẳng thèm phản kháng nhưng hôm nay nghĩ đến cảnh dương ngủ với trâm rồi lại về nhà ngủ với tôi người tôi như phát điên không thể khống chế được cảm xúc đẩy mạnh dương xuống giường tránh ra đừng có động vào tôi nói lại lần nữa đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi trước đến giờ toàn là dương chê tôi bẩn nhưng hôm nay tôi lại cả gan chê anh ta biết anh ta sẽ nổi giận nhưng tôi không cách nào nhẫn nhịn như mọi khi anh ta cứ làm như trên đời này có mình anh ta biết sạch sẽ không bằng nếu tôi cứ thích động thì sao tôi ghê tởm anh mặt dương trong phút chốc bỗng cứng đờ lại chán anh ta lấm tấm mồ hôi như đang cố chế áp cơn giận dữ trong người tôi có bẩn thì cũng vẫn là chồng cô đấy lời vừa nói khỏi mồm dương đưa tay xé toạc chiếc áo phông trên người tôi toàn thân tôi bắt đầu thấy lạnh thế nhưng hôm nay tôi nhất quyết không để anh ta động vào người tay chân tôi đấm đá loạn xạ miệng liên tục gào lên Cút đi, máu cút đi, tránh ra tôi ra Bỏ ngoài tai những lời tôi nói Dường như con thú hoang gặm nhấm khắp nơi trên cơ thể tôi Sau một hồi vùng vẫy kịch liệt Chân tay tôi bị anh ta chế ngự Đến nỗi không thể nhúc nhích được Bình thường Dương đã rất khỏe Hôm nay còn có thêm cả hơi men kích thích trong người Nên chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực Đã đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tôi Tôi đau quá khẽ rên lên một tiếng tưởng đâu Dương sẽ dừng lại cho tôi thời gian thích ứng. Nhưng không, anh ta tiếp tục gia tăng tốc độ để hành hạ tôi, còn âm hiểm bắt tôi gọi tên anh ta. Gọi tên tôi, nhanh lên! Không! Dưới sự ngang bướng lỉ lợm của tôi, Dương lạnh lùng ấn mạnh hông một cái làm tôi căng cứng. Sau cùng tôi vẫn không chịu nổi sức mạnh của anh ta, nên buộc phải cắn răng gọi. Dương! Gọi to lên. Dương! Dương ơi! Tôi là gì của cô? Là... là... Nói mau, là, là chồng, anh là chồng tôi Nhớ kỹ vào nhá Vâng Từng cơn kích tình mạnh bạo qua đi Hơn 2 tiếng sau Dương mới chịu buông tha cho tôi Đêm đó cũng là đêm đầu tiên Dương ở lại phòng tôi Nhìn sườn mặt đẹp không góc chết của anh ta Các khớp tay tôi nắm chặt thành quyền Tôi hận anh ta Với tất cả những gì anh ta gây ra cho tôi Trong tối hôm nay Tôi sẽ không bao giờ quên Trước khi kết hôn Dương từng nói nhất định khiến tôi nếm trải qua mùi vị của đắng cay khổ sở thì giờ anh ta đã đạt được mục đích rồi đấy sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bên cạnh trống không biết dương đã rời khỏi phòng tôi từ lâu tôi cố đứng dậy lê lết đi vào phòng tắm nhìn đồng hồ trên tay không nhịn được mà thốt ra một câu chửi tục khốn kiếp hôm nay lại đi làm muộn rồi tắm rửa xong tôi không kịp ăn sáng nhưng vẫn có thời gian uống hai viên thuốc giảm đau sau đó tìm một chiếc áo len cao cổ mặc vào rồi vội vàng ra bến xe buýt. Đến công ty, tôi gặp ngay anh Đức ở ngoài hành lang nên kiếm bữa một cái cớ xin đi làm muộn. Anh Đức thoáng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường mới gật đầu bảo tôi vào làm. Ngồi xuống bàn tôi mở máy tính lên, còn chưa làm ăn được gì, đã thấy chị Trang phó phòng dẫn cái hoài đến gần chỗ tôi nói. Đây là hoài, nhân viên mới của phòng mình. Em với hoài anh giúp đỡ bạn ấy thêm nhé. Mặt tôi đỡ đẫn hết cả ra, không biết sao cái hoài lại xuất hiện ở đây nhưng tôi vẫn trả lời chị trang vâng ạ à, cái hoài đứng lấp ló đằng sau lưng chị trang không ngừng nháy mắt liên tục với tôi đến khi chị ấy đi rồi nó mới cười hớn hở chị bất ngờ chưa bất ngờ đến nỗi gần ngất xỉu rồi em nộp hồ sơ vào đây từ bao giờ thế em đã nộp nửa tháng rồi đấy nhưng mà hôm nay mới được gọi đi phỏng vấn rồi vào làm luôn may thật đấy mới đầu em định nộp hồ sơ vào công ty bà chị họ nhưng ở nhà lốt facebook lại thấy công ty này đăng thông tin tuyển dụng nên là em chớp thời cơ luôn vừa nói cái hoài vừa kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc riêng của mình ban đầu em cũng không hy vọng gì nhiều đâu vì tỷ lệ trúng tuyển ở đây thấp lắm ai ngờ lại mèo mù với cá rán à mọi người ở đây có biết anh sương là chồng chị không không có mỗi mình em biết thôi đấy em hỏi trước để phòng trường hợp lỡ lời làm ảnh hưởng tới chị tôi với cái hoài nói thêm vài câu rồi cũng quay người vào làm việc. Cho tới khoảng 3 giờ chiều hôm ấy, điện thoại để trong túi sách reo lên không ngừng. Nhìn tên người gọi trên màn hình tôi dứt khoát tắt máy luôn. Tuy nhiên sau đó lại có tin nhắn gửi đến. Còn chó kia, mày nghe điện thoại của tao mau, nếu không tao đến tận công ty tìm mày đấy. Tin nhắn mang giọng điệu trở búa láo tuét này là của Thanh gửi đến. Không biết hôm nay dây thần kinh của cô ta bị chập mà lại nhắn tin cho tôi giờ này. Sợ cô ta lên cơn khủng điên tìm đến tận đây gây rối nên tôi buộc phải đứng dậy ra ngoài nhà vệ sinh nghe điện thoại chuyện gì mày đúng là cái đồ cháo trở miệng nam mô bụng một bồ dao găm trước mặt lúc nào cũng nói đạo lý dạy đời người khác nhưng sau lưng thì không từ thủ đoạn bẩn thỉu để đạt được mục đích chưa gì thanh đã chửi phủ đầu tôi một thôi một hồi thời gian này tôi rất ít về nhà bố cũng không hề gây thù chuốc oán với thanh tự nhiên cô ta gọi điện đến chửi làm tôi có chút bực mình mày lại quên uống thuốc nên mới đi cắn bậy đúng không Đầu dây bên kia thành nghiến răng nghiến lợi Mày đừng có đánh chống lảng Cái loại rắn rết độc địa Mày đã làm gì mà bố đồng ý sang tên cho mày 10% cổ phần công ty Tao có làm gì đi chăng nữa cũng là việc của tao Không liên quan đến mày nhá Sao lại không liên quan 45% cổ phần công ty Hồng Thiện Đều phải thuộc về mẹ con tao Mày là cái thá gì mà đòi lấy 10% Nếu mày thắc mắc Thì tự đi mà hỏi bố ấy Chắc chắn mày đã dùng cách gì thí dỗ bố Để bố sang tên cổ phần cho mày trước khi lấy anh dương tao đã cảnh cáo mày không được về nhà la liếm bất cứ thứ gì rồi cơ mà sao mày không chịu nghe lời tao có phải mày muốn chiến đấu đến cùng với tao không trái ngược với thái độ nóng bừng bừng của thanh tôi vô cùng bình tĩnh chậm rãi nói từng câu chữ tao không chiến đấu với mày tao chỉ bảo vệ những thứ thuộc về tao thôi mày đừng quên người cùng bố gây dựng nên công ty hồng thiện là mẹ tao chứ không phải là mẹ mày nghe tới đây thanh bật cười hà hà Mày mang một người đã chết từ lâu ra nói chuyện với tao đấy à? Có phải mày được bố cho cổ phần nên sướng quá hóa điên không? Mày không nói được câu gì tử tế. Cầm mồm đi. Ô sao thế? Sao sao thế? Tao động chúng vào chỗ ngứa nên mày nhột à? Nếu bố thực sự có tình cảm với mẹ mày thì ông ấy đã không đưa mẹ con tao về nhà chỉ sau 2 tháng khi mà mẹ mày chết. Tôi chưa kịp trả lời Thanh đã nói thêm. Vậy nên ấy, mày đừng có mà hoanh hoang với tao nhé bởi vì người vợ hợp pháp duy nhất của bố ấy, bây giờ là mẹ tao, sau này quyền thừa kế công ty hay bất cứ tài sản nào khác mẹ tao cũng sẽ là được ưu tiên hàng đầu. lúc này tôi thực sự rất muốn kiếm cái rẻ nhét vào mồm thanh nhưng bây giờ đang nói chuyện qua điện thoại, tôi có tức giận hơn nữa cũng không thể làm gì được cô ta. đành nắm chặt tay cảnh cáo, nếu mày còn dám động đến mẹ tao một lần nữa, tao về tao vặn răng mày luôn đấy. mày nghĩ tao sợ mày à? ôi tao sợ mày quá đấy. Cứ cho là mày có trong tay 10% cổ phần công ty Nhưng tao nói cho mày biết nhá Sớm muộn gì Tao cũng sẽ tìm cách cướp lại Mày cứ cẩn thận đấy Cãi nhau với Thanh một hồi Cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì Nên tôi tắt máy luôn đi cho nhanh Loại người lúc nào cũng chỉ biết đến tiền Và tiền như mẹ con cô ta Thấy tôi được bố cho 10% cổ phần công ty Đương nhiên sẽ nổi khủng lên Tôi rửa tay sạch sẽ Rồi rời khỏi nhà vệ sinh Quay về làm việc như bình thường vừa đọc xong đống tài liệu ngổn ngang cái hoài quay sang gọi tôi liên mồm chị linh chị linh chị linh kia có phải là bà trâm không nhìn theo hướng cái hoài vừa chỉ tôi thấy trâm lướt qua phòng kinh doanh đi thẳng tới phòng dương tất nhiên cái hoài cũng nhìn ra điều đó sao bà trâm lại đi thẳng vào phòng anh dương đừng nói với em là hai người đó đến tận bây giờ vẫn còn mập mờ với nhau đấy nhá mặc dù tối qua trên người dương tôi có ngửi thấy mùi nước hoa thơm nồng nàn của trâm nhưng tôi không thể nói cho cái hoài biết tôi sợ với tính cách nóng này của nó lại chạy ra nắm tóc châm đòi công bằng cho tôi hôm nay là ngày đầu tiên cái hoài tới đây làm tôi không muốn nó vì tôi mà gây gổ với bất cứ ai nên tìm tạm một câu trả lời cho có chị không biết em bó tay với chị luôn rồi đấy người yêu cũ của chồng đến tận công ty tìm mà chị vẫn bình chân như vậy thế á chị không sợ mất anh dương à chị phải đứng lên để bảo vệ hạnh phúc của mình đi chứ giờ bà trâm có phải là cấp trên của chị nữa đâu mà sợ thật ra tôi không hề sợ trâm chẳng qua khúc mắc giữa tôi và dương cái hoài không hiểu hết nên mới nói như thế trên danh nghĩa tôi và dương là vợ chồng nhưng người anh ta yêu bây giờ là trâm chứ không phải là tôi tôi chỉ là một phần thừa tãi trong mối quan hệ hạnh phúc của hai người đó nghĩ vậy tôi thở hắt ra một hơi thôi kệ đi chuyện của người ta mình đừng quan tâm chán chị lắm ý cứ như thế này á thì có khác gì chị dùng hai tay dâng anh dương lên cho bà trâm cái hoài nói mãi mà tôi vẫn không thay đổi quyết định nó chán quá chẳng phí lời nữa Quay về làm việc luôn Nửa tiếng sau chị Trang mang đến chỗ tôi một tập văn kiện Bảo tôi mang vào xin chữ ký giám đốc Tôi định từ chối Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy chị ấy đi được một đoạn khá xa Vì là văn kiện gấp Nên tôi buộc phải đi luôn Phòng kinh doanh chỉ cách phòng giám đốc một đoạn ngắn Bình thường đi bộ chưa đến 2 phút là tới nơi Nhưng hôm nay tôi đi kiểu gì Mà mất tận 5 phút Cửa phòng dương không hề đóng kín Chỉ khép hờ để đấy Tôi không cố ý nhìn trộm nhưng qua khe hở phòng dương Cảnh tượng mập mờ bên trong Cứ thế đập vào mắt tôi Trâm đang ngồi trên bàn làm việc của Dương Mặt quay ra phía cửa Chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan không thể mỏng hơn của Trâm Đã bung gần hết cúc từ lúc nào Chân váy công sở bị vén lên cao Tay Dương đặt trước ngực cô ta Khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức Có thể cảm nhận rõ được cả hơi thở Lẫn nhịp tim của đối phương Không biết vô tình hay cố ý Ánh mắt Trâm tự nhiên đảo qua chỗ tôi Nhìn thấy tôi, cô ta không hề trột dạ hay xấu hổ, còn nhếch môi nở nụ cười đắc thắng tỏ vẻ. Tôi và chồng cô đang làm tình đấy. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Chúng tôi đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Còn cô ấy chỉ là món đồ chơi rẻ rúm. Thích thì chơi, không thích thì mặc sức vứt bỏ. Tiếp đó trầm dướn người đặt lên môi dương một nụ hôn mãnh liệt để khiêu khích tôi. Có lẽ tôi là người vợ duy nhất trên thế gian này Nhìn thấy chồng đang say sưa làm tình với người phụ nữ khác trong phòng làm việc Mà không có tư cách chạy vào bắt gian Lúc ấy khoang miệng tôi nhớ hớp về một ngụm khí lạnh cực độ Nó chảy xuống lồng ngực Đè lên trái tim chẳng chịt vết sẹo Làm cho hô hấp của tôi như muốn dừng lại Cảm giác đau đớn thấu vào tận xương tủy Tôi không thể đứng đây thêm một giây một phút nào nữa Hai chân cố bước đi từng bước nặng nề Vào trong nhà vệ sinh tôi vốc bao nhiêu nước lạnh lên mặt cho thật tỉnh táo ít phút sau trầm cũng lửa lửa bước vào nhìn bộ dạng có phần chật vật của tôi cô ta không khỏi nhách môi khinh thường tận mắt chứng kiến chồng mình làm tình với người phụ nữ khác ngay trong phòng làm việc cảm giác thế nào ban đầu tôi định bỏ mặc mấy lời châm nói ngoài tai nhưng nghĩ lại thấy chẳng việc gì phải làm như vậy tôi đứng thẳng lưng nhìn cô ta không chút sợ hãi cô thật sự muốn biết sao đúng vậy Tôi đang rất muốn biết cảm giác của cô thế nào đấy <laughs> Được Vậy tôi nói cho cô nghe Ngoài việc bẩn mắt ra Tôi chẳng có cảm giác gì hết Thấy tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh trầm tức đến nghiến răng nghiến lợi Thế sao Coi như tôi vừa xem một bộ phim 18 cộng Mà diễn viên đóng chẳng chuyên nghiệp chút nào Trầm bật cười ha hà, hà Đương nhiên Tôi không thể chuyên nghiệp bằng cô Vì tôi chỉ có một mình anh Dương Chứ đâu như cô qua tay bao nhiêu người đàn ông theo khi còn chẳng nhớ nổi tôi liếc mắt nhìn trâm một cái cảnh cáo đừng có vượt quá giới hạn của tôi nhưng cô ta chẳng thèm để ý cứ làm nhảm hết chuyện này đến chuyện kia khiến tôi đau hết cả đầu sau đó tôi mặc kệ cô ta tự nói tự nghe một mình rồi quay người rời đi ai ngờ trâm vẫn không biết điều đứng chắn ngay trước mặt tôi đứng lại tôi đã cho phép cô đi chưa cô thần kinh à tránh ra Trầm không nói không rằng, vén vạt áo sơ mi của mình lên, lộ rõ vết sẹo lồi khá to trên bụng. Chứng kiến hành động điên rồ của cô ta, tôi có hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh. "Cô muốn làm gì?" "Nhìn rõ chưa?" "Sao? Tôi hỏi cô nhìn rõ vết sẹo này chưa? Là do bố cô ban cho tôi đấy." "Bố tôi liên quan gì đến chuyện này?" "Ai bảo không liên quan? Hơn 8 năm trước, chính bố cô là người thuê xã hội đen đến nhà trọ của anh Dương quậy phá, đúng không?" Dù có thế thì bố tôi cũng không liên quan đến vết sẹo trên người cô Nụ cười trên môi Trâm càng lúc càng sâu Cô ta nói mà như hét vào mặt tôi Cô đúng là ngu dốt thật đấy Cô có biết ngoài việc thuê xã hội đen đến quậy phá Bố cô còn 5 lần bảy lượt muốn mạng anh Dương không? Câu nói của Trâm như một cái tát thẳng thừng, dáng mạnh xuống má tôi Tôi biết bố từng thuê người đến nhà trọ của Dương quậy phá Cũng biết ông ấy nhờ mối quan hệ trong giới thương trường Mà đi anh ta đến nỗi phải nghỉ việc nhưng nói ông ấy năm lần bảy lượt muốn lấy mạng dương thì không phải đâu tôi tin bố tôi không độc ác đến mức như thế trâm thấy tôi đứng im bất động cô ta càng đắc ý bố cô từng thuê người đâm anh dương vết sẹo này là do tôi đỡ sao thay anh ấy đấy thời điểm đó nếu anh ấy không chịu bỏ qua có lẽ bây giờ bố cô đã ngồi tù mọt gông rồi đấy viền mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe miệng lắp bắp mãi mới hết câu cô Cô đừng nói linh tinh, bố tôi chưa chưa bao giờ muốn anh ta phải chết." Tôi nói Linh Tinh, hay là cô không dám chấp nhận sự thật? Hơn 8 năm trước sau khi chia tay với cô, cô có biết anh Dương phải sống khốn khổ khốn nạn như thế nào không? Công việc thì bị mất, rõ ràng có tấm bằng giỏi trong tay, nhưng đi xin bao nhiêu công ty không nơi nào nhận. Về nhà trọ cũng không yên, cứ vài ba hôm bố cô lại cho người sang đập phá. Đập phá chán rồi thì dở thói côn đồ đánh người Tới khi anh Dương đánh trả Thì cả lũ mang dao ra đâm ra chém Như thế không phải bố cô Muốn lấy cả mạng anh Dương thì là gì Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt Mà nửa đêm anh ấy vẫn bị chủ trọ đuổi ra ngoài đường Tôi đang thắc mắc một điều Rốt cuộc trong mắt bố cô Có còn có pháp luật nữa không Lương tâm của bố cô Bị quạ tha đi nơi nào rồi Lúc nãy Trâm nói câu nào Tôi đáp trả lại câu ấy có khi còn chọc cho tâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cơ mà tôi chỉ còn biết giật giật, chứ không nói được gì khác ngoài. Không phải đâu, không phải đâu. <laughs> cô đừng bày cái bộ mặt giả tạo ra với tôi. Bố con cô đúng là độc ác thâm hiểm giống y hệt nhau. Bố cô muốn hai người chia tay, thì cô cũng đã chia tay với anh Dương rồi. Sao ông ta vẫn nhẫn tâm, dồn ép anh ấy vào chân đường cùng? Càng nghe tôi càng cảm thấy tim mình như bị ép chặt vào đến tận cùng. Cổ họng nghẹn đắng. Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Trầm tiến về phía tôi, cô ta như phát điên mà gào to hết cỡ. Cô phải nghe. Anh Dương không dám ăn, không dám mặc. Một ngày làm thêm 3-4 công việc. Thời gian ngủ không có đêm nào quá 5 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn đi bán máu để tiết kiệm tiền lấy vốn đầu tư. Hy vọng sau này thành công rồi sẽ được bố cô công nhận. Anh ấy làm tất cả mọi thứ chỉ vì cô đấy. Cuối cùng đổi lại thì được gì? Được một tình yêu tầm thường rách nát. Còn suýt chút nữa thì bị mất mạng. Nếu cô còn liêm sỉ hay tự trọng thì ly hôn đi. Đừng làm khổ anh ấy thêm nữa. Loại người như cô, cả đời này, không xứng đáng có được tình yêu đâu. Dứt lời trầm lạnh lùng lướt qua người tôi, còn tôi cứ đứng im như pho tượng trong nhà vệ sinh. Tôi không tin hoàn toàn vào lời Trâm nói, nhưng nếu điều đó đúng là sự thật, thì tôi thực sự chẳng biết phải làm sao. Đầu tôi nhói lên một cơn đau, toàn thân loạn choạng suýt ngã xuống sàn lạnh băng. Khó khăn lắm tôi mới lê lết ra đến phòng kinh doanh, nhìn mặt mũi tôi tái mép, cái hoài không ngừng hỏi. Chị Linh, chị sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Chị không sao, đầu hơi choáng chút thôi. Để em đi lấy thuốc nhé Chị ngồi yên đấy nhé Ừ Sau khi uống hai viên Panadol Cơn đau trong đầu tôi cũng dần giảm đi Nhưng cả ngày hôm đó chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì Chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ đợi đến giờ tan làm Thậm chí tôi còn vội về mất đến mức Quên cả việc tắt máy tính Ra cổng công ty Tôi dứt khoát bắt xe taxi về thẳng nhà bố đẻ Có thể ông ấy chưa đi làm về đâu Nhưng tôi sẽ đợi Đợi đến khi nào ông ấy về để hỏi rõ ràng mọi chuyện mới thôi. Tôi vừa mở cổng bước chân vào nhà, Thanh đang cầm vòi nước tưới cây. Tiện thể xịt lên người tôi, vừa xịt cô ta vừa quát. Còn khốn, mày còn vác mặt về đây làm gì? Cút mau, nhà này bây giờ không ai chào đón mày đâu. Tôi mải chìm đắm trong những lời châm nói trưa nay, nên không để ý vòi nước trên tay Thanh. Toàn thân cứ thế bị cô ta xịt cho nước đẫm. Trời mùa đông, tôi mặc áo khoác dày, nhưng bị nước ngấm vào vẫn lạnh đến run người. Lúc sau hoàn hồn tôi mới bực mình nói Mày làm cái gì thế hả? À? Tao làm gì mặc xác tao? Vòi nước không có mắt Trách mày số đen bị xịt chúng thôi Mày không gây gỗ với tao thì không chịu được à? Rảnh rỗi đi mà kiếm việc làm Ở nhà ăn bám bố mãi không biết nhục Tao mà có nhục ý Cũng không bằng cái loại tâm cơ đen tối bốc mùi như mày Tôi với Thành khắc khẩu Nói chuyện tử tế với cô ta không bao giờ được quá ba câu Cứ phải gắt lên mấy yên Mày im mồm chưa? Mồm tao tao nói mày không thích nghe thì bịt tai lại đủ không có mẹ dạy dỗ mỗi lần thanh nhắc đến mẹ tôi tôi lại không nhịn được mà nổi máu nóng trong người tôi trừng mắt quát thanh tao không có mẹ dạy dỗ nhưng ít nhất tao cũng không mất hết liêm sỉ đi dụ dỗ anh rể thanh bị tôi nói trúng tim đen nên bực lắm mặt mũi cô ta đỏ bừng bừng tay vặn mạnh vòi nước xịt về phía tôi liên tục vừa nãy tôi không để ý mới bị ướt hết người chứ bây giờ tôi chẳng dại đứng yên một chỗ cho cô ta muốn làm gì thì làm Tôi nhanh chân tránh sang một bên Nhân lúc Thanh không để ý chạy đến cướp luôn vòi nước trong tay cô ta Rồi cứ thế xịt thẳng vào người Thanh Không chút nể nang Chẳng mấy chốc Người cô ta cũng ướt sũng giống hệt người tôi Nhưng mồm mép Thanh vẫn rất chùa ngoà Còn danh kia Sao mày dám dịt nước vào người tao Mày chán sống rồi đúng không Tao lấy chồng giàu Lại vừa được bố chia cho 10% cổ phần công ty Yêu đời còn không hết ấy chứ sao phải chán sống Mẹ nhà mày Còn dám chọc tức tao đúng không Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học nhớ đời." Lời vừa nói khỏi mồm, Thanh Lao luôn tới chỗ tôi, định giơ tay đánh người, nhưng hình như cô ta lại quên mất việc tôi có đai đỏ Tây Quân Đồ. Đối phó với người mới học võ như cô ta, đương nhiên tôi sẽ nắm thế thượng phong. Tôi khẽ tránh người rồi nắm chặt tay Thanh, còn cố ý dùng lực bóp mạnh một cái. Hai mắt cô ta trợn to, không ngờ tôi ra đòn nhanh như thế, miệng la lối om sòm. "Ai ôi, mày bỏ tay tao ra, bỏ ra ngay!" Hồ hét chán chê mà tôi vẫn không chịu bỏ tay ra Nên Thanh buộc phải dùng đến hạ sách cuối cùng Đó là cầu cứu bà Hồng Mẹ ơi, cứu con, cứu con với Con Linh, con Linh nó vặn gãy tay con rồi mẹ ơi Tôi không biết bà Hồng đang làm gì trong nhà Thế nhưng vừa nghe tiếng Thanh gọi Bà ta đã vội lao ra nhanh như một cơn gió Đầu tiên là cầm cán chổi đánh túi bụi vào người tôi Còn mất dậy, sao mày dám đánh con bà Mày muốn bà lột xa mày không hả Bà Hồng suốt ngày ở nhà ăn chơi với làm đẹp sức lực cũng chẳng đáng bao nhiêu tôi xoay cho một hồi cuối cùng mệt quá ngã ngồi phịch xuống đất thở hổn hển bấy giờ tôi mới thả tay thanh ra lanh giọng cảnh cáo lần sau muốn động đến mẹ tao thì nghĩ tới mấy cái răng của mày trước đã tao không nói đùa đâu nói rồi tôi đàng hoàng lách qua người mẹ con con thanh đi thẳng lên phòng tìm bừa một bộ quần áo khác mặc vào ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa bố tôi mới đi làm về vừa thấy mặt tôi ông ấy đã hỏi luôn sao hôm nay con lại về nhà giờ này thằng Dương đâu Anh ấy bận, có mình con về thôi Bố nghe nói con mới đến công ty điện tử của thằng Dương làm à Vâng, con quyết định đúng đấy Mấy nữa thằng Dương về hẳn tập đoàn Trường Phong Thế nào nó chẳng đưa con lên làm giám đốc công ty điện tử bây giờ Vợ chồng không tin tưởng nhau thì biết tin tưởng ai Vấn đề có được làm giám đốc hay không tôi chẳng quan tâm Hôm nay tôi về đây là vì chuyện khác Tôi theo bố vào tận phòng làm việc hỏi cho ra nhẽ Khi cửa phòng vừa đóng Bố tôi cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi nhìn tôi mở lời. Con có chuyện gì muốn nói riêng với bố, đúng không? Nói đi. Đầu óc tôi bây giờ đang rối tung rối mù, làm gì còn thời gian vòng vo tam quốc. Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Tại sao 8 năm trước, bố nhất quyết ép Dương vào đường cùng? Tại sao bố không giữ lời hứa với con? Hai đầu lông mày của bố tôi khẽ nhíu lại. Con đang nói cái gì vậy? Tôi không tin, bố không hiểu ý trong lời nói của tôi. Chỉ là ông ấy vẫn cố tình che giấu điều gì đó sau khi con và dương chia tay bố vẫn thuê xã hội đen đến nhà anh ta đập phá gây dối đúng không đôi con người của bố tôi khẽ biến động nhưng rất nhanh sau đó ông ấy đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu mọi chuyện đều đã là quá khứ cả rồi con nhắc lại làm gì bố cứ trả lời cho con biết đi bố làm tất cả là chỉ vì con thôi lúc ấy thằng dương quá nghèo nó không xứng đáng với con nếu còn để lại nó ở thành phố này chắc chắn con sẽ không quên được nó nhưng bố từng nói nếu con đồng ý chia tay với dương thì bố sẽ không làm khó anh ta nữa. Lời hứa của bố không có giá trị nào sao? Con bình tĩnh nghe bố nói. Con là con gái bố, bố không thể nhìn con chịu khổ của một thằng đầu đường xó chợ, con hiểu không? Vậy bố chỉ cần gặp anh ta nói chuyện đàng hoàng là được rồi. Sao phải thuê xã hội đen đến đâm anh ta? Chẳng lẽ bố không biết làm như vậy là phạm pháp? Cuộc sống của anh ta đã khổ cực lắm rồi, bố cứ phải đuổi cùng giết tận mới vừa lòng sao? Bố xin lỗi, tai tôi bắt đầu ủ đi, khi nhận ra tất cả những lời châm nói trưa nay đều là sự thật. Vì muốn tôi và Dương mãi mãi không thể ở bên nhau, bố tôi đã không từ thủ đoạn ép buộc anh ta phải rời khỏi thành phố này. Một người cao ngạo với cuộc đời như Dương mà sẵn sàng nhìn ăn nhịn mặc, thậm chí còn đi bán máu tiết kiệm tiền làm vốn đầu tư. Với hy vọng sau này thành công, bố tôi sẽ chấp nhận tình yêu của anh ta dành cho tôi. Một người yêu con gái ông ấy nhiều như thế, nhưng vẫn bị ông ấy dồn vào đường cùng. Cố gắng thế nào cũng không ngóc đầu lên được. Ngay lúc này tôi rất muốn hỏi bố xem Trái tim ông ấy có phải bằng da bằng thịt không Mà còn cứng hơn cả đá Tôi loạn choạng rời đi Khi trời đã nhá nhem tối Về đến nhà Dương tôi mới dám thả lòng cơ thể Để hô hấp trở lại trạng thái bình thường Trong nhà tối om không một bóng đèn Có lẽ Dương vẫn chưa đi làm về Tôi bình thản tháo giày bước vào bên trong Không có tâm trạng ăn uống Nên cũng lười nấu nướng Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt tôi bấy giờ chỉ có chai whisky Iceland trong tủ rượu của Dương. Hôm nay tôi nhất định phải uống thật say. Hai chân tôi không nhanh không chậm bước đến gần tủ rượu, lấy chai whisky mang thẳng lên phòng, thậm chí còn chẳng cả thẻ mang theo ly. Tôi ngồi trên chiếc ghế đơn ngay cạnh cửa sổ, lưng hơi ngả ra phía sau, tay cầm chai rượu đưa lên miệng tu ửng ực. Vị rượu cay nồng đi qua khoang miệng, chảy xuống cổ họng tôi bỏng rát, nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Cậu nói thân xác đau thì tim sẽ không đau Chỉ là nói dối mà thôi Hóa ra tôi từng có một thời thanh xuân thất bại thảm hại như thế Hóa ra tôi đã đánh mất một người vì yêu tôi Mà sẵn sàng thay đổi cả bản tính Thực chất tôi chỉ là kẻ điên cuồng kém cỏi Không thể bảo vệ nổi tình yêu của mình Tôi ngồi uống hết ngộm này đến ngộm khác Uống tới nỗi khắp người bây giờ toàn là mùi rượu Chai whisky trong tay tôi giờ chỉ còn hơn nửa Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má từ lúc nào không biết. Tới khi cánh cửa phòng tôi bị ai đó mở toang ra, chai rượu đang uống bị giật mạnh lấy, chất lỏng bên trong đổ cả xuống sàn. Dương nhìn tôi chằm chằm, "Cô muốn chết à?" Ngày hôm nay, Dương là người thứ hai hỏi tôi câu này, nhưng tôi không thể trả lời anh ta giống trả lời Thanh. Men rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể tôi, làm hai bả vai bắt đầu run lên vì lạnh. Thế nhưng hình ảnh thân mật tình tứ của Dương và Trâm trong phòng làm việc sáng nay không ngừng bùa vây lấy tâm trí tôi. Cảm giác ghen tị khuếch tán khắp cơ thể nên vẫn cứng đầu cứng cổ nói Tôi muốn chết hay không? Liên quan gì tới anh? Khuôn mặt Dương thoáng chốc sững sờ tuy nhiên anh ta vẫn lạnh lùng kéo tôi đứng dậy quát. Ai bảo không liên quan? Cô đang ở nhà tôi. Việc sống hay chết của cô do tôi quyết định. Lên giường ngủ mau, đừng để tôi phải nói nhiều. Bình thường tôi sẽ nghe lời Dương nhưng những chuyện hôm nay làm tôi quá sốc cố gắng thế nào tinh thần cũng không thở trở về trạng thái bình thường vài giọt nước mắt tràn qua khóe mi còn chưa kịp khô giờ đã có những giọt khác tràn ra ngoài dương thấy vậy không tiếp tục quát tôi nữa chỉ hỏi sao lại khóc dương từng rất yêu tôi vì tôi làm ra đủ mọi chuyện vậy mà tình yêu đó bây giờ chẳng còn thuộc về tôi nữa đã vậy anh ta cố quan tâm tôi làm gì chẳng lẽ anh ta không biết gieo hy vọng tình cảm cho phụ nữ là một việc rất nhẫn tâm thà anh ta cứ để mặc tôi uống cho say hẳn đi như thế tôi còn thấy dễ chịu hơn tôi vùng vằng đẩy tay anh ta ra khỏi người tôi rồi to mồm gào lên như đứa dở hơi tôi không khóc bỏ ra ai cho anh động vào người tôi nói lại lần nữa tôi uống say nên gan cũng to hơn bình thường chẳng còn biết sợ dương nữa anh ta càng quát tôi càng được đà cãi lại anh điếc à đẹp trai như thế mà điếc mới tiếc chứ Tôi nói anh đừng động vào người tôi Thích động á thì đi mà tìm cô người yêu ngực khủng của anh ấy Mặt Dương đen xì Có lẽ anh ta vẫn đang cố nhẫn nhịn tôi Nói lắm thế Lên giường ngủ đi Tôi không ngủ Không muốn ngủ Không ngủ Tôi bắt cô làm việc khác đấy Nghe Dương nói Ánh mắt tôi lờ đờ liếc nhìn anh ta Xong ấm ức thốt ra một chàng dài Ai thèm làm với anh Sáng nay anh và cô người yêu ngực khủng của mình Chơi trò vận động mạnh trong phòng làm việc Chưa chán à nếu anh không còn tình cảm với tôi nữa, sao còn đồng ý cưới tôi làm gì? Anh muốn giày vò, anh muốn hành hạ tôi tới mức nào thì mới vừa lòng đây? Cô say rồi thì đừng nói linh tinh, tôi cứ nói đấy, anh làm gì được tôi nào? Khoảng cách giữa tôi và Dương bây giờ chỉ cách nhau một khe hở nhỏ, thậm chí tôi còn cảm nhận được từng hơi thở đều đặn và mùi nước hoa thoang thoảng trên người Dương. Tôi không muốn anh ta nhìn thấy vẻ yếu đuối chật vật của mình Nên hai chân bất xác lùi về phía sau mấy bước Tuy nhiên bụng dưới của tôi lại xuất hiện những cơn đau đớn quen thuộc Như muốn báo hiệu giả dạ dày tôi sắp không chịu nổi Mặt tôi trở tái nhợt đi Người cứ thế là dần xuống Dương đưa tay ra đỡ tôi Nhưng còn chưa kịp đỡ tôi đã gục hẳn xuống sàn Cô sao thế? Khó chịu chỗ nào? Tôi cố đưa tay ôm chặt lấy bụng Miệng lắp bắp Đau, đau dạ dày Dương không nói không rằng Cuối người xuống bế tôi đặt trên giường Xong rồi đầu đấy anh ta quay người định bước ra ngoài Tôi sợ quá vội bám lấy một góc áo sơ mi của Dương Có lẽ do tôi say Nên lớp vỏ bọc mạnh mẽ trên người bị phá vỡ Giây phút này tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông này thêm một lúc nữa Môi tôi không ngừng mấp máy Đừng Đừng đi Dương nhìn tôi Ánh mắt anh ta như có muôn vàn điều muốn nói Nhưng cuối cùng chỉ vụng về nói một câu Tôi xuống nhà lấy thuốc cho cô Không cần đâu Nghe lời uống thuốc xong sẽ đỡ đau Rõ ràng câu nói của Dương rất bình thường Nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nổi cáu với anh ta Đã bảo không cần mà Anh cứ đứng yên đấy đi Một lúc thôi Thấy tôi gắt mổ lên như thế Dương cũng không xuống nhà lấy thuốc cho tôi nữa Anh đứng lặng yên như một pho tượng Để mặc tôi nắm chặt vạt áo sơ mi Được khoảng 10 phút Dương lại đưa tay lên sờ chán tôi Thấy nóng hầm hập Anh ta bắt đầu hoàng hốt Chân tay luống cuống hết cả lên Cô sốt rồi Bỏ tay ra để tôi đi lấy thuốc Bướng bỉnh nữa tôi lôi cổ ra xe Trở thẳng đến bệnh viện đấy Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt anh ta Cùng một lúc có nhiều biểu cảm khác nhau như này Khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên Anh đang quan tâm tôi à Lắm lời thế Sốt rồi thì nói ít thôi Thời điểm còn ở bên Canada Mỗi lần tôi say sẽ nằm co do so một góc Gặm nhấm cơn đau trong sự tuyệt vọng Của màn đêm u tối nhưng hôm nay có thêm sự xuất hiện của dương nên tôi mới dở thói ngang ngược điên khùng tôi không đi bệnh viện đâu đến đây dương không chịu thỏa hiệp với tôi nữa anh ta dứt khoát kéo tay tôi ra rồi sải bước chân dài xuống nhà lấy thuốc ít phút sau dương mang lên phòng tôi mấy gói thuốc giả dày và một cốc nước ấm tôi sợ mình uống thuốc xong dương sẽ rời đi nên nhất quyết quay mặt vào tường dương có gọi như thế nào tôi cũng không thèm thưa anh ta bực quá mấy lạnh giọng bảo tôi Giờ cô có chịu uống thuốc không Hay để tôi phải đút Tôi nhíu mày nức nở nói câu được câu chăng Ngày xưa Anh yêu tôi thế cơ mà Sao giờ lại quá hất tôi Anh hết yêu tôi thật rồi à Thế tôi và anh ly hôn nhá Tôi không xen vào mối quan hệ tốt đẹp Giữa anh và người yêu anh nữa đâu Tôi làm nhảm một thôi một hồi Cuối cùng Dương không chịu được Phải pha gói thuốc giả dày ra một cái cốc khác Rồi tự hớp lấy một ngụm Ấn môi anh ta lên môi tôi Chân tay tôi giãy rụa Thì Dương trực tiếp giữ chặt Ép tôi phải nuốt thuốc xuống bụng Uống xong một ngụm Dương hớp thêm ngụm khác Dùng cách cũ đút thuốc cho tôi Cứ thế đến khi thuốc trong cốc cạn sạch Anh ta mới chịu dừng lại Tiếp đó Dương chẳng thèm mang cốc xuống dưới nhà cất Mà leo lên giường nằm cạnh tôi luôn Nằm yên Nhắm mắt lại ngủ đi Mai dậy sẽ hết đau Tôi quậy phá cả một buổi tối Giờ cũng thấm mệt rồi Không muốn nói nhiều nữa nằm gọn trong lòng Dương Hai mắt tôi khẽ nhắm lại Trước khi chìm vào giấc ngủ Tôi còn thì thầm nói với anh ta Xin lỗi Tôi xin lỗi Cả đêm hôm đó tôi không biết Dương có ngủ được chút nào không Nhưng riêng tôi ngủ rất ngon Đây là lần đầu tiên sau hơn 8 năm nhung nhớ sống trong rằn vật Tôi được Dương ôm ngủ trọn vẹn sau một đêm dài Sáng hôm sau tôi cựa người vài cái rồi mới mở mắt tỉnh dậy Dạ dày đã không còn đau Nhưng đầu lại như búa bổ Cổ hỏng tôi đắng ngắt Miệng khô khốc Cố cắn răng ngượng người dậy đứng lên để đi vào nhà tắm Làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo Nghĩ lại chuyện xảy ra Tôi chỉ muốn tìm lại một cái lỗ nẻ nào Chui xuống cho đỡ xấu hổ Chắc chắn tại rượu whisky của Dương nặng quá Nên tôi uống vào mới quậy phá Tanh bành đến mức ấy Từ trên cầu thang bước xuống Tôi đã ngửi thấy mùi cháo thịt băm thơm ngào ngạt Thân hình cao lớn của Dương đang đứng trong bếp Múc từng môi cháo nhỏ đổ ra bát Nghe tiếng bước chân Anh ta mới quay đầu lại hờ hững nói Ngủ chán chưa Chán rồi thì xuống ăn nhanh lên Đừng làm mất thời gian của tôi Tôi bĩu môi bỏ qua mấy lời Dương nói Đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống Dương đẩy bát cháo thịt bằm đến trước mặt tôi Cô sang Canada 7 năm để trở thành con sâu rượu à? Mắt phải tôi nháy nháy hai cái Rồi khẽ hắng giọng trả lời Dương cho có Không Tôi thấy anh có nhiều rượu ngon quá Nên nổi hứng muốn uống thử ấy Ai ngờ lại uống hơi quá ly Nên bị say Hôm qua cô có uống rượu bằng ly sao Tới đây thì tôi cứng họng Tự mình giấu đầu hở đuôi mới giải Có mỗi cái chuyện đơn giản như thế Cũng không biết đường nói dối Đành cúi gằm mặt xuống Lặng yên ăn hết bát cháo thịt bằm Ăn xong tôi tự biết đường mang bát đi rửa lúc ngang qua phòng khách lên tầng thay quần áo đi làm tôi liếc mắt nhìn qua tủ rượu của dương rõ ràng tối hôm qua tôi còn thấy rất nhiều chai rượu quý vậy mà chỉ sau một đêm giờ đã chẳng còn lại chai nào tôi nghĩ thầm trong bụng chắc dương sợ tôi lại uống trộm nên mang đi cất hết đúng là cái đồ keo kiệt thay quần áo xong tôi đeo túi sách lên người rồi lại xuống nhà chuẩn bị đi làm từ nhà Dương ra bến xe buýt, tôi phải đi bộ 15 phút mới tới nơi. Hôm nay trời còn mưa phùn, không khí lạnh tăng cường xuống Hà Nội. Vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió từ đâu thổi đến làm cả người tôi khẽ run lên. Đúng lúc này Dương lái xe từ trong gara đến trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống, anh ta hơi thò đầu ra ngoài lạnh nhạt nói. Lên xe. Mặc dù tôi đang rất lạnh, nhưng đi cùng Dương đến công ty, chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu lầm, nên buộc phải từ chối không cần đâu anh cứ đi trước đi tôi ngồi xe buýt quen rồi cô phiền phức vừa thôi không lên xe thì hôm nay nghỉ ở nhà luôn đi tính cách cộc cằn cả thế giới của dương tôi không còn lạ gì nữa nên chẳng hơi đâu mà chấp nhận với anh ta quyết định lên xe ngồi luôn cho ấm cả đoạn đường đi dương tập trung lái xe còn tôi quay mặt nhìn ra đường không ai nói với ai câu gì cho đến gần công ty tôi mới bảo anh ta dừng lại để tôi xuống đi bộ cho mọi người khỏi đồn thổi lung tung Vừa bước chân vào phòng làm việc Cái hoài đã vỗ nhẹ lên vai tôi Miệng nó tủm tỉm cười Chết nhá Hôm nay em thấy sếp chở chị đi làm rồi đấy Chị với sếp tháo gỡ được khúc mắc trong quá khứ rồi à Không phải đâu Chị với anh Dương vẫn như vậy thôi Vẫn như vậy Mà hôm nay á chị lại có tâm trạng để trang điểm đi làm Con đánh cả má hồng kìa Này khai màu Đêm qua chị với anh Dương A à, bơ cơ z rồi Đúng không? Thực ra sáng nay tôi trang điểm đi làm vì không muốn để lộ khuôn mặt nhợt nhạt sau một đêm say rượu cho mọi người thấy. Chưa làm gì có chuyện A bờ cờ X Z với Dương như lời hoài nói. Đêm qua Dương chỉ ôm tôi ngủ bình thường thôi. Tôi chậm rãi bảo Em xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Tối qua chị đau đầu không ngủ được hai mắt thâm quầng như gấu trúc nên sáng nay mới phải trang điểm đi làm. Chứ A bờ cờ X Z gì chỉ được cái suy diễn là nhanh. Nói tới đây cái hoài mới chịu bỏ qua cho tôi Được rồi Em tạm tin chị lần này nhá Sau có chuyện gì nhớ kể với em đấy Không giúp được á, thì em cổ vũ tinh thần chị hết mình Ừ chị biết rồi Cái hoài gật đầu xong ngập ngừng nói Em không biết hết mọi chuyện Trong quá khứ của chị với anh Dương Nhưng mà em thấy chị còn yêu anh ấy nhiều lắm Bây giờ hai người đã là vợ chồng hợp pháp của nhau rồi Sao chị không thử mở lòng Bắt đầu lại với anh Dương Biết đầu anh ấy vẫn còn yêu chị thì sao Chuyện giữa chị và anh ấy không đơn giản như vậy đâu. Có những cuộc tình đã bỏ lỡ một lần thì mãi mãi không thể quay về được như lúc ban đầu. Thôi, chị em mình làm việc đi, muộn rồi đấy. Vâng, em lỡ mồm nói lung tung, chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Dương cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ta sống cuộc sống của riêng mình, tôi sống cuộc sống của riêng tôi, không ai động chạm đến ai. Khi nào Dương cần giải quyết nhu cầu sinh lý mới sang phòng tìm tôi. Lần nào làm xong việc anh ta cũng rời đi rất nhanh Như kiểu sợ ở lại phòng tôi thêm vài phút nữa Thì người anh ta sẽ bị nhiễm bẩn Tuy nhiên dạo gần đây tôi không phải ngồi xe buýt tới công ty nữa Mà Dương cho tôi đi nhờ Đến gần chỗ làm anh ta thả tôi xuống đi bộ một đoạn Để mọi người trong công ty không xỉ xào bàn tán Kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài Tôi xách túi rời khỏi công ty rồi đi bộ thêm một đoạn Vừa đi vừa chờ Dương tới đón Rất nhanh sau đó Chiếc siêu xe đen tuyển đắt đỏ của Dương Đã đỗ sát cạnh tôi Tôi quen rồi nên không cần đợi anh ta nói gì Đã biết ý mở cửa xe bước lên Ngồi trên xe Tôi và Dương vẫn kiệm lời như mọi ngày Nếu không có chuyện gì quan trọng Chúng tôi sẽ không mở miệng nói chuyện với nhau Qua đường cao tốc sẽ vào đoạn đường mới khá vắng vẻ Tôi liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu Bỗng phát hiện ra một chiếc xe bán tải ở phía sau Đang bám theo xe Dương Tôi giật mình quay sang anh ta nói nhỏ hình như xe anh bị người ta bám đuôi kìa dương nghe tôi nói vẫn rừng dưng như thường còn chừng mắt quát tôi ngồi im một chỗ không được dãy dụa, cũng không được thò đầu ra ngoài sau đó chân anh ta nhấn mạnh xuống bàn ga chiếc xe như con báo đen hùng dữ lao vùn vút trên đường xe dương tăng tốc độ thì chiếc xe bán tải phía sau cũng tăng theo màn rượt đuổi kịch tính chẳng khác gì phim hành động tôi ngồi bên ghế phụ không cả dám thở mạnh cũng may tay lái của dương rất chắc anh ta đi với tốc độ cao như thế mà xe không bị rung lắc nhiều sau một hồi chạy đua tốc độ cuối cùng dương cũng cắt đuôi được chiếc xe kia lúc này tôi tưởng mọi việc sẽ kết thúc tại đây tôi sẽ được trở về nhà an toàn nhưng không tôi đã nhầm to rồi ở phía ngược chiều với xe dương có một chiếc xe ô tô khác cứ nhằm thẳng về phía bọn tôi lao tới hình như người lái cố tình muốn đâm vào bọn tôi hắn điên cuồng điều khiển vô lăng dương nhanh chóng đánh tay lái sang bên phải để đánh lạc hướng tên kia nhưng chiếc xe đó vẫn lao tới bọn tôi với tốc độ kinh hoàng. Khi khoảng cách giữa hai xe chỉ còn mấy chục mét, tôi nghe tiếng dương quát to. Ngồi vững vào, chứng kiến khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim tôi muốn bay luôn ra ngoài. Chiếc xe lắc lư, tôi cố ngồi vững cho khỏi ảnh hưởng đến. Phán đoán của Dương, còn anh ta thì mím môi chửi thề. Mẹ kiếp! Sau đó Dương vẫn kiên quyết chuyển hướng xe, một tiếng sầm đinh tai nhức óc vang lên. Chiếc xe ô tô phía trước quẹt mạnh vào thành xe Dương, rồi mất đà đâm thẳng vào giải phân cách ven đường tôi nhắm chặt hai mắt đưa tay ôm đầu sẵn sàng tiếp nhận cú va đập mạnh nhưng đúng lúc bay cấn nhất toàn thân tôi lại được người ngồi bên cạnh dùng lực kéo mạnh qua tôi bị mất thăng bằng cả người cứ thế ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của dương hai tay anh ta bao trọn lấy tôi lạnh nhạt cất lời chấn an không phải sợ cô không chết đâu tôi chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường rơi vào hoàn cảnh này làm sao có thể không sợ chỉ là động tác bất ngờ của dương làm tôi lấy lại được chút lý trí bản năng và ý thức sống còn trong tôi trỗi dậy tôi dùng hết sức ôm chặt lấy anh ta đầu tôi bị đập vào đâu đó rất đau rồi trước mắt tối mịt đi cảnh tượng cuối cùng tôi trông thấy trước lúc ngất đi là khuôn mặt đầy máu me của dương nhịp thở trên lồng ngực anh ta càng lúc càng yếu dần khi tôi mở mắt tỉnh dậy nhìn lên trần nhà trắng xóa mới biết bản thân mình vẫn còn sống trong không khí mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào mũi tôi, đầu óc tôi mông lung mơ hồ nhưng cũng kịp thời nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Dưới ánh đèn sáng trắng, tôi thấy một vị bác sĩ trung niên và hai chị y tá đứng ngay trước đầu giường. "Cháu thấy trong người thế nào rồi? Phía sau đầu còn đau không?" Cổ họng tôi vừa khô vừa đắng, toàn thân nặng như đeo chì, tôi thều thào đáp lời bác sĩ. "Vẫn còn hơi đau ạ." À? Bác sĩ gật đầu quay sang phía bố tôi từ tốn nói, Kết quả chụp MRI cho thấy phía sau đầu bệnh nhân do bị tác động mạnh của vật cứng đập vào nên dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh, nhưng trong màng não không có hiện tượng tụ máu nên gia đình yên tâm. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm 1-2 ngày nữa, không có gì bất thường sẽ được xuất viện về nhà. Nghe đến đây, mặt con giang và bố tôi mới chịu giãn ra vài phần, vị bác sĩ trung niên dặn dò hai người đó thêm vài câu rồi mới yên tâm dẫn y tá rời đi. Đúng lúc này bố chồng tôi cũng từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn ở hai khóe mắt càng thêm đậm. Còn thấy trong người thế nào rồi? Nghĩ lại sự việc xảy ra tối hôm qua, lồng ngực tôi bất xác nhói lên một cái. Bình thường Dương hay bảo anh ta không còn yêu tôi nữa, lấy tôi về chỉ để giày vò hành hạ. Bắt tôi phải đền tội cho đứa con còn chưa thành hình người của anh ta. Thế nhưng vào lúc nguy cấp nhất, Dương lại lấy thân mình ra che chắn cho tôi, mặc kệ an nguy của bản thân. Tôi không biết tại sao Dương phải làm thế Sống mũi tôi bỗng cay sực lên Viền mắt đỏ hoe ấp úng trả lời bố chồng Con không sao Bố ơi anh Dương đâu Bố chồng nhìn tôi một lượt rồi thở dài nói Thằng Dương vẫn còn chưa tỉnh Đang nằm trong phòng cấp cứu Bác sĩ nói nó bị chấn động não Có khối máu tụ trong màng cứng Phải theo dõi thêm mấy ngày nữa Nếu máu không tan ra Sẽ tiến hành phẫu thuật hút máu ra ngoài Lời bố chồng nói vừa lọt vào tai tôi như một tiếng nổ rất to làm môi tôi run lên bẩn bật anh dương anh dương sẽ không sao đúng không bố ừ nó không sao đâu con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ gì nhiều không tại con nên anh dương mới bị như thế con xin lỗi bố tất cả tội lỗi đều do con mà ra con đừng nói thế chuyện này là ngoài ý muốn không ai mong nó xảy ra như vậy cả toàn thân tôi lạnh toát máu trong người tưởng chừng sắp đông hết cả vào thấy tôi bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc bố tôi tìm cớ dẫn bố chồng ra ngoài để lại mỗi mình tôi với con giang ở trong phòng hai mắt con giang đỏ hoe không nhịn được mà nắm chặt tay tôi an ủi mày mới tỉnh đừng khóc nhiều anh dương chắc chắn sẽ không sao đâu bác sĩ còn đang theo dõi anh ấy trong phòng cấp cứu chứ chưa đưa ra quyết định phẫu thuật biết đâu qua mấy ngày nữa khối máu tụ trong não lại tan ra thì sao nhưng tối qua tao thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm lúc chiếc xe kia đâm vào vì ôm tao chặt quá nên mới bị thương nặng như vậy lẽ ra tối qua tao không nên về nhà cùng dương mày lại nói linh tinh rồi đấy tao biết mày lo cho anh dương nhưng cứ khóc thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì nín đi nghe lời tao đừng khóc nữa không lại ảnh hưởng đến vết thương tôi lắc đầu nhất quyết không chịu nghe theo lời con giang nói còn định vực người dậy đi thăm dương nhưng nó nhanh tay giữ chặt lấy người tôi mày muốn đi đâu tao phải đi thăm anh dương mày bảo bác sĩ cho tao vào thăm anh ấy một lúc thôi có được không không được đâu mày đang như thế thì đi làm sao được hơn nữa anh dương ở trong phòng cấp cứu bác sĩ làm gì cho mày vào thăm thôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm chút đi có gì lát nữa tao đi nghe ngóng tình hình rồi về nói cho mày khỏi sốt ruột ừ tí mày đi luôn nhé đừng quên đấy tao biết rồi nhận được sự đồng ý của con giang tôi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi lần thứ hai tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau không gian trong phòng yên ắng lạ thường Tôi còn chưa kịp ngó nghiêng xem con Giang đi đâu rồi Thì cửa phòng bệnh đã mở toang ra Trầm từ đâu lao tới giơ tay Tắt mạnh một phát vào má tôi Rồi nghiến răng nghiến lợi chửi Thậm chí còn sưng luôn cả mày tao Tại sao người nằm trong phòng cấp cứu là anh Dương Chứ không phải là mày Có phải vì mày nên anh ấy mới bị tai nạn không Nói đi Sao mồ mày cứ câm như hến thế Tao đang hỏi mày đấy Tôi vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy Đã ăn ngay phát tát của Trâm nếu còn chút sức lực thể nào tôi cũng đánh trả lại cô ta nhưng hiện tại tay tôi còn đang cắm kim truyền cả người đau nhức muốn ngồi dậy cũng khó nói gì đến việc đánh ai tôi chỉ có thể dùng ánh mắt không chút sợ hãi để trả lời trâm tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ chuyện gì với cô nếu cô muốn biết tại sao anh dương bị tai nạn thì tự đi mà hỏi người lái xe đâm vào bọn tôi mày nghĩ tao ngu lắm à mà bảo tao đi hỏi một người đã chết cái gì cô nói ai chết cơ Tên tài xế tối qua lái xe đâm vào anh Dương Hắn chết ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu Đừng nói với tao Mày không biết gì nhá Não bộ tôi chợt nhớ về chuyện tối qua thêm một lần nữa Chiếc xe ô tô ngược chiều Muốn đâm thẳng vào đầu xe Dương Nhưng Dương lại đánh tay lái chuyển hướng sang bên phải Vì thế mà nó chỉ va mạnh vào thành xe Dương Rồi đâm chúng giải phân cách ven đường Tôi cảm giác người lái xe cố tình đâm vào chúng tôi Đang định đợi một hai hôm nữa Sức khỏe ổn định tôi sẽ đến đồn công an khai báo và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Ai ngờ anh ta lại tử vong trên đường đến bệnh viện. Mục tiêu của anh ta là tôi hay là Dương, tôi còn chưa kịp hỏi. Vậy mà người đã mất rồi, manh mối duy nhất coi như bị xóa bỏ. Tôi đang tập trung suy nghĩ, tự nhiên châm lại gào toáng lên chửi. Mày đúng là cái loại sao chổi hại đời anh Dương mọi lúc mọi nơi. Hơn 8 năm trước, nếu không có tao, anh Dương đã mất mạng vì bố mày rồi. Vậy mà bây giờ mày vẫn như âm hồn bất tán Không chịu buông tha cho anh ấy Bố con mày đúng là đồ quỷ dữ Không có tính người Cô nói đủ chưa Đủ rồi thì về đi Phòng bệnh của tôi không chào đón cô Bị tôi đuổi thẳng thừng như thế trâm càng thêm tức tối Cô ta định tát tôi thêm vài cái nữa Cho hạ cơn giận trong người Nhưng đúng lúc này con sang từ ngoài cửa bước vào Chứng kiến cảnh đó mặt mũi nó đỏ phừng phừng Chân không ngừng bước tới gần chỗ châm Cầm tay cô ta hất mạnh ra phía sau Cô định làm gì bạn tôi Bạn mày là con phò rẻ tiền Nó cướp người yêu tao Người yêu tao vì nó mà đang phải nằm trong phòng cấp cứu Nếu mày biết phải trái đúng sai Thì biến ngay ra chỗ khác Để tao cho nó một bài học Loại người bẩn tuổi như mày Không đáng để mày phải bênh vực đâu Tới đây con Giang không để châm mở miệng Nói thêm câu nào Mà trừng mắt quát Cô ngậm mồm lại được rồi đấy Ai là con phò rẻ tiền Bạn tôi và chồng nó bị tai nạn thì liên quan gì đến cô Mà cô vác mặt đến đây chửi rủa làm trà xanh lâu ngày nên tưởng mình là chính thất à có cần tôi cho vài cái bạt tai vào mặt để tỉnh táo ra không à hóa ra mày và nó là cùng một ruột nên bênh vực nhau chúng mày giỏi lắm đã vậy á à, tao đánh cả hai luôn con giang nghe xong lời dọa nạt của trâm nó không những không sợ hãi còn nở nụ cười thách thức cô thích đánh nhau à đánh đi nhưng mà nói trước nhá tôi có đai đen tây quân đô đấy muốn gãy răng á thì cứ tự nhiên biết mình không đánh lại con giang châm lửa mắt lườm nó một hồi rồi lùi về phía sau, chỉ tay thẳng vào mặt tôi. Nếu anh Dương có chuyện gì, tao nhất định sẽ giết mày, giết chết mày. Mày cứ đợi đấy, tao không thèm dọa đâu. Đợi bóng dáng châm đi khỏi phòng bệnh của tôi, con Giang mới kéo ghế lại gần chỗ tôi, ngồi xuống thở phì phò. Tiền sư con điên, mày bị nó đánh phát nào chưa? Giờ mà tôi thành thật trả lời con Giang rằng châm đánh tôi rồi, thì thế nào nó cũng lầm lên đi tìm cô ta đòi lại công bằng cho tôi mà tôi lại không muốn nó gây chuyện trong bệnh viện nên lắc đầu nói dối chưa lúc nó định đánh thì mày xông vào tao tưởng nó đánh mày rồi thì lần sau gặp bác tao đánh lại gấp đôi thôi đi mày cứ như vậy á còn lâu mới lấy được chồng chiều hôm đó anh đức với cái hoài có vào thăm tôi vừa nhìn thấy tôi cái hoài đã chạy đến hỏi han không ngừng chị thấy sao rồi đồ còn đau không chị không sao chỉ bị chấn động nhẹ nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm một hai ngày nữa thôi sau em biết chị bị tai nạn mà vào đây. Em nghe chị Giang nói chứ sao chăng cái gì, chị bị như thế mà chẳng nói với em tiếng nào. Sáng nay em không thấy chị đi làm, em gọi điện mấy cuộc toàn thuê bao, sốt ruột quá mới hỏi chị Trang phó phòng xem chị có gọi điện đến xin nghỉ không thì chị ấy bảo không thấy gì. Đến 2 giờ chiều, chị Giang mới nhắn tin bảo em, chị với anh Dương bị tai nạn, em cuống cuồng hết cả lên, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng anh Đức xin về. Ai ngờ anh ấy chở em một mạch đến thẳng đây luôn trên đường đi á, anh Đức còn sốt ruột hơn cả em, suýt chút nữa thì bị công an giao thông phạt tội đi quá tốc độ đấy. Nói đến đây, cái hoài quay sang anh Đức tủm tỉm cười, giờ anh yên tâm được rồi nhá, chị Linh không sao rồi đấy. Anh Đức bị cái hoài kể tội, ngại ngùng quá nói được mỗi chữ ừ. Hai người họ hỏi han tôi chán chê rồi mới nhớ tới Dương. Nghe xong tình trạng của Dương, cái hoài thở dài nói, chắc cái lão tài xế kia uống rượu trước khi lái xe rồi. Con Giang lắc đầu vỗ vai cái hoài Ý muốn nói không phải như thế Nhưng cái hoài không hiểu nói càng hăng hơn Uống say rồi không ở nhà Còn lái xe ra đường làm ảnh hưởng đến người khác Đúng là vô trách nhiệm Người tài xế tối qua lái xe đâm vào tôi với Dương đã mất rồi Tôi không muốn bàn tán qua nhiều về hắn nữa Nghĩa tử là nghĩa tận Bây giờ mọi chuyện cứ để cơ quan chức năng điều tra làm rõ thôi Không nói chuyện này nữa Người ta mất rồi Mình nói cũng đâu thay đổi được điều gì Hãy để cho họ yên nghỉ đi Hả? Chị bảo cái lão tài xế xe đâm vào chị với và anh Dương mất rồi á? À? Con Giang trả lời cái hoài thay tôi. Hắn mất từ tối qua cơ, mất ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Vừa nãy bác trai có đến đồn công an làm việc, nghe nói tên đó bị nghiện. Trong lúc lái xe chắc lên cơn thèm thuốc nên mất khống chế mới tông vào xe Dương. Trong phòng, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, thì tự nhiên mẹ con bà Hồng xách một giỏ hoa quả vào thăm tôi. Anh Đức với quái hoài biết ý nháy mắt nhau ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, con giang bày ngay bộ mặt cảnh giác nhìn về phía bà hồng bà đến đây làm gì bà hồng nhếch môi cười nụ cười nhìn thế nào cũng thấy vẻ thâm hiểm mày là cái thá gì mà dám hỏi tao câu đấy dành còn vắt mũi chưa sạch mà láo tuét. bố mẹ mày ở nhà không biết đường mà dạy mày à ngày trước con giang sang nhà tôi có chạm mặt mẹ con bà hồng mấy lần tôi khắc khẩu với mẹ con bà hồng thì con giang cũng là kỳ phùng địch thủ của hai người đó có lần bà Hồng còn bảo với bố Cấm tôi không được chơi với con Giang Vì nó quá láo tét không biết tôn trọng người lớn tuổi Nhưng bản thân tôi Tôi chơi Bà ta có quyền gì mà bảo bố cấm đoán tôi không được chơi với nó Chẳng lẽ tao sang thăm con gái riêng của chồng tao Cũng phải xin phép mày Linh Nga à, nó không cần mẹ con bà đến thăm Các người mau về đi Mày đừng xía mõm vào chuyện nhà người khác Con Giang kiên định đáp trả lại bà Hồng Tôi không xía mõm vào chuyện nhà người khác Tôi xía mõm vào chuyện của bạn thân tôi Bình thường bà đối xử với nó như nào Trong lòng bà rõ nhất Đừng giả vơ giả vịt làm người tốt trước mặt tôi Bạn tôi bị tai nạn nhưng vẫn khỏe mạnh Chắc bà thất vọng lắm nhỉ Ừ Tao phải thất vọng chứ Thất vọng vì con danh kia Vẫn chưa đi theo mẹ nó Bà Hồng vừa dứt lời Con răng tức quá sắn tay áo hùng hùng hổ hổ Bước lên phía trước Bà bảo ai đi theo ai Tấm địa bà độc ác như thế không sợ quả báo à Tao đang mở to mắt chờ ngày ấy đây Chúng mày đừng vội vui mừng May mắn chỉ đến một lần Chứ không theo ai suốt đời đâu Cứ đợi đấy Tôi mệt không muốn nói nhiều lời với bà Hồng Nhưng bà ta cứ bám dai như đĩa đói Không để tôi được yên Bực mình quá đành phải nói Hai mẹ con bà về được rồi đấy Làm nhảm nữa tôi gọi bảo vệ lên thì đừng trách Tất nhiên bà Hồng và Thanh Sẽ không để lời cảnh cáo của tôi lọt vào tai Thế nhưng bố tôi vừa xuất hiện Hai con người đó đã thay đổi 180 độ Bà Hồng vừa rồi còn dơ còng dơ gọng lên cãi nhau với con Giang ấy thế mà bây giờ đã trở thành một người mẹ kế hiền lành tử tế quay sang bố tôi bà ta khẽ nói em mới đưa cái thanh vào thăm linh nghe tin đã chị bị tai nạn cả buổi sáng nay con bé đứng ngồi không yên còn thằng bảo thì gọi điện về nhà liên tục ừ linh không sao rồi bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ thôi không ảnh hưởng gì đến não bộ nên hai mẹ con cứ yên tâm mày quá anh ạ à, để mai em mua lễ lên chùa tạ ơn trời phật tiện thể nhờ thầy cầu bình an cho cả nhà mình Bố tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của bà Hồng Còn không quên bảo Thôi đến thăm chị như vậy là được rồi Hai mẹ con về đi Không lát nữa trời mưa đấy Hướng mắt về phía tôi bố nói Phòng dịch vụ có bác sĩ với y tá túc trực 24 trên 24 Con cần cứ bấm chuông gọi Bố với dì Hồng về đây Ngày mai bố đi công tác trong Sài Gòn 5 ngày Không vào thăm con được rồi Bên công an bố nhờ ông trường làm việc thay rồi Có gì khi nào thằng Dương tỉnh lại rồi tính tiếp Nói xong bố tôi dẫn hai mẹ con bà hồng rời khỏi phòng bệnh trước khi đi bà hồng còn cố tình ngoái đầu lại diễn cho hết màn kịch dì với em thanh về nhé mai con ăn uống gì cứ gọi điện về nhà dì nấu rồi mang vào cho không phải ngại đâu dì coi con là con gái gì từ lâu rồi đợi bóng lưng ba người họ khuất dần sau cánh cửa con ra nghĩ ngợi một lúc rồi bảo tôi tao cứ có cảm giác ấy bà hồng liên quan đến vụ tai nạn tối qua của mày đấy tao nghĩ không phải đâu bà ta thâm hiểm nhưng làm sao dám thuê người giết tao? Mạng người đâu phải chuyện nhỏ. Mày thử nghĩ đi, mày mới được bố chuyển nhượng cho 10% cổ phần. Trong lòng bà Hồng bây giờ khéo quá còn đang muốn băm bằm mày thành trăm ngàn mảnh ấy chứ. Đáng tiếc tên nghiện kia mất rồi, không còn manh mối mà điều tra nữa ấy chứ. Mấy ngày sau Dương vẫn còn hôn mê và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng đến ngày thứ tư, cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. May mắn máu tụ trong đầu đã tan gần hết nên không phải phẫu thuật. Theo dõi thêm 24 giờ thấy không có hiện tượng bất thường, bác sĩ mới chuyển Dương xuống khoa hồi sức. Hôm ấy cũng là ngày tôi được xuất viện, nhưng cứ nghĩ đến việc Dương vì che chắn cho tôi nên mới bị thương nặng, là tôi lại không nỡ về. Sau một hồi vân vân, tôi quyết định đi thăm anh ta thêm một lần nữa. Trên đầu Dương vẫn còn băng bó trắng xóa, trái ngược với cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi, anh ta bình thản hỏi: "Sao chưa về?" Tôi chẳng biết phải nói thế nào cho Dương dễ hiểu nên cứ ngập ngừng mãi. À tôi chuẩn bị về đây Anh thấy trong người thế nào rồi Đầu còn đau nhiều không Cô lắm lời vừa thôi Về đi cho tôi nghỉ ngơi Bị Dương làm cho tụt cảm xúc Tôi cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa Đành đứng dậy quay người ra về Ngoài hành lang Trâm đã đứng đó chờ sẵn từ bao giờ Nhìn mặt tôi không được tự nhiên Cô ta nhếch môi châm chọc Cô bị anh Dương đuổi về Nhục quá không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi à Tôi đã nói rồi loại vợ hờ như cô chỉ là món đồ chơi tầm thường của anh ấy thôi tôi lười đôi co với trâm nên cố tình lách qua người cô ta nhưng cô ta cầm tay tôi kéo lại cô cũng tận mắt chứng kiến thấy tình cảm của tôi với anh dương sâu đậm đến mức nào rồi giờ cô không còn hy vọng gì nữa đâu ly hôn với anh dương đi cuộc hôn nhân của anh ấy với cô càng kéo dài người chịu khổ chỉ có mình cô thôi trâm nói đến đây dừng lại quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi một chút rồi mới tiếp lời Ngày trước tôi ghét cô Nên mới đồng ý cho anh Dương kết hôn với cô Để tự tay anh ấy trả thù những việc hai bố con cô đã gây ra Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi Cô với tôi đều là phụ nữ Cầm ghét nhau mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì Nên chọn cách giải quyết êm đẹp nhất đi Chỉ cần cô ly hôn với anh Dương Thì tôi sẽ bỏ qua cho cô Tôi không muốn mình là con dối trong tay châm Mặc sức để cô ta sai gì làm nấy Nên kiên quyết nói Tôi và anh ta có ly hôn hay không Không tới lượt cô quyết định trầm bật cười khinh bỉ tôi đã cho cô một con đường lui mà cô còn không biết điều thì đừng trách tôi ác loại phụ nữ tầm thường như cô không bao giờ đủ tuổi dành đàn ông với tôi đâu tôi cũng nở nụ cười nhưng nụ cười của tôi đậm vẻ không quan tâm hờ hững nói thêm hai câu tôi không đủ tuổi tranh giành đàn ông với cô nhưng tôi là vợ hợp pháp của người đàn ông cô yêu tính riêng cái danh phận này tôi đã hơn cô nhiều rồi đấy trầm nghe xong tức đến mặt mũi đỏ au hai tay nắm chặt thành quyền nhưng biết tôi học võ nên cô ta không dám lao vào túm tóc đánh tôi, chỉ cắn răng cắn lợi. "Mày, bây giờ tôi không còn gì để nói với trầm nữa." Dứt khoát quay người bước đi. Mấy ngày sau tôi có vào bệnh viện thăm Dương thêm vài lần, nhưng bản tính anh ta vẫn lầm lì khó ưa, hệt như lúc chưa bị tai nạn. Tôi nói chục câu, anh ta chỉ trả lời vài ba câu, còn lại là chê tôi nói lắm nhiều lời và không để cho miệng ăn ra non. Tôi tức mình không nói nữa cứ ngồi im nhìn anh ta chằm chằm một lúc lâu rồi về. Dương nằm viện thêm vài ngày rồi cũng xuất viện về nhà. Tôi sợ vết thương của anh ta chưa khỏi hẳn nên cố khuyên. Vết thương trên đầu anh hết đau hẳn chưa mà đã đòi về. Nhỡ xảy ra biến chứng gì thì sao? Cô mong tôi xảy ra biến chứng lắm à? Rõ ràng là tôi đang quan tâm đến sức khỏe của Dương nhưng anh ta cứ thích dở chứng hạnh hỏe tôi. Tôi thức điên người, trong lòng cứ phải niệm thần chú. Không được chửi người bệnh, không được chửi người bệnh vì mình anh ta mới bị thương nặng như thế phải cố nhịn phải cố nhịn đầu dương tuy đã được tháo băng nhưng tóc bị cắt đi cả mảng nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nham nhở chẳng nhịn được cười dương thấy tôi tự nhiên bật cười như con dở hơi anh ta cau mày hỏi cô điên à cười cái gì đâu tôi có cười đâu anh nhìn nhầm rồi thần kinh dương mắng tôi rồi lừ lừ đi trước để mặc tôi theo sau anh ta xuống cổng bệnh viện bắt taxi về nhà vừa bước chân vào phòng khách thì điện thoại của tôi reo nhìn tên người gọi trên màn hình là anh đức tôi cứ thế ấn nút nghe mà không để ý dương đang đứng bên cạnh alo em nghe đây đầu dây bên kia giọng nói trầm ấm của đức vang lên lúc nãy anh nghe hoài nói ngày mai em đi làm đúng không người khỏe hẳn chưa mà đã đi làm anh yên tâm khéo khi bây giờ em còn khỏe hơn cả anh ấy chứ em xuất viện nghỉ ngơi ở nhà mấy hôm nay buồn chân buồn tay lắm rồi anh để em đi làm đi vậy mai đi làm cho đỡ buồn để anh bảo chị trang cho em làm mấy hạng mục bình thường thôi không được giấu anh tăng ca làm thêm đâu nhé đợi khi nào khỏe hẳn hãy tham công tiếc việc phòng kinh doanh đâu phải chỉ có mỗi một mình em là nhân viên vâng em biết rồi ừ sáng mai có uống sữa ngô không anh mua mang đến công ty cho sống lưng tôi bất giác lạnh toát bấy giờ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn đành vội vội vàng vàng bảo anh đức em không uống đâu em đang giảm béo anh làm việc đi em ra ngoài chút nhé cốp máy tôi liếc mắt nhìn sang dương thấy mặt anh ta chẳng khác gì tảng băng ngàn năm thì ra đây chính là nguyên nhân làm sống lưng tôi lạnh từ nãy đến giờ tôi sợ anh ta hiểu nhầm lại lên cơn giày vò tôi như đêm hôm trước nên biết điều giải thích luôn tôi và anh đức là hàng xóm lâu năm không gặp anh đừng hiểu lầm hiểu nhầm cái gì anh không hiểu nhầm là tôi yên tâm rồi thôi anh cứ lên phòng nghỉ ngơi đi để tôi vào nấu cơm tôi nấu món thịt kho trứng cốt nhé Tôi cười nhạt Dương không trả lời tôi mà lạnh lùng bước lên phòng Nhìn bóng lưng to lớn của anh ta Tôi chỉ muốn hét lên rằng Anh vô duyên, mất lịch sự vừa thôi nhé Trả lời tôi thêm một câu Thì anh sụt mất cân thịt nào à Mà lúc nào cũng để tôi tự độc thoại một mình thế Nghĩ là nghĩ trong bụng vậy thôi Chứ tôi cũng không dám ho hè nói nửa lời Mà lặng lẽ vào bếp nấu cơm Nấu nướng xong tinh tươm Tôi lên phòng gọi Dương Lúc này anh ta đã thay bộ quần áo thoải mái ở nhà Ngồi trên bàn ăn Chúng tôi vẫn duy trì thói quen không ai nói chuyện với ai Đến khi ăn xong Tôi mới ngập ngừng hỏi Dương Tại sao hôm đó anh lại tránh cho tôi Lẽ ra anh có thể tránh được cú va chạm mạnh đó mà Dương liếc mắt nhìn tôi rồi ung dung hỏi Cô ảo tưởng à Cái gì Tôi không dỗi hơi tránh cho cô Tại cô ngồi cứ ngoáy như con sâu Làm tôi khó lái nên mới kéo cô sang một bên Biết Dương lại sắp dở trứng Nên tôi không nói về chuyện này nữa Mà chuyển sang chuyện khác công an nói tên tài xế đâm vào anh mới tôi hôm nọ bị nghiện ma túy giờ hắn cũng mất rồi anh định làm gì không làm gì là làm gì hay để tôi đền tiền sửa xe cho anh nhé cô nhiều tiền thế cơ tôi không nhiều tiền bằng anh nhưng mà tiền sửa xe ấy, thì tôi có đủ đấy nghe xong dương ngắt ôm lên nay cô ăn nhầm thứ gì mà làm nhảm mãi thế có im miệng không thì bảo đấy chẳng biết sao tôi lại có thể nhớ nhung một người khó tính khó chịu như dương suốt bao nhiêu năm qua đúng là khi yêu vào rồi thì sức chịu đựng của con người sẽ vượt qua mọi giới hạn tôi bĩu môi không nói gì nữa tập trung làm nốt công việc còn giang dở đến tối khi tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cửa phòng tự nhiên mở toang ra dương đi vào rất tự nhiên như kiểu đây là phòng của anh ta chứ không phải phòng tôi tôi tròn mắt nhìn anh ta hỏi anh có việc gì sao đây là phòng tôi mà phòng cô nhưng mà nhà tôi tôi vào đây ngủ thì liên quan gì đến cô lại một câu hỏi đi vào lòng đất đến từ vị trí của chồng tôi. tôi không biết kiếp trước mình có nợ nần gì anh ta không, mà kiếp này anh ta cứ hành hạ tôi mãi không buông. cái gì? anh muốn ngủ lại phòng tôi á? không được đâu. vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn. nhớ anh không kiềm chế được lại ảnh hưởng đến nó thì sao? anh về phòng đi. đợi khi nào khỏe hẳn á, hãy nghĩ đến chuyện ấy có được không? Dương lửa mắt lườm tôi lạnh giọng nói. tôi không phải ngựa được. ừ thì tôi biết anh không phải ngựa được. Nhưng mà anh vẫn phải nghe tôi lần này Về phòng anh trước đi Dương chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói Mà nằm xuống giường từ lúc nào Thậm chí còn kéo chăn lên đắp rất đàng hoàng Im miệng cho tôi ngủ Vậy là đêm đó tôi lại phải chia sẻ Một nửa chiếc giường yêu quý của mình cho Dương Sáng hôm sau tỉnh dậy Việc đầu tiên tôi làm là quay đầu sang phía bên cạnh Xem ai đó tỉnh chưa Thấy anh ta vẫn nhắm nghiền hai mắt Ngũ quan cân đối tương xứng hai bên Sống mũi cao thẳng tắp Nhân trùng rõ ràng sườn mặt đẹp đẽ đến mê người. Chỉ trừ mái tóc có phần hơi lộm cộm trên đầu ra, thì vẻ đẹp trai của Dương vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhìn say sưa đến mức quên cả việc thức dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Lúc sau Dương tự nhiên mở hai mắt lạnh lùng hỏi. Nhìn gì? Tôi giật nảy mình theo phản xạ, cũng đưa tay lên cầm. May mà biết dừng lại kịp thời, chứ không chẳng giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Sau đó tôi ngồi bật dậy lắp bắp nói, tôi 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 xuống nhà nấu đồ ăn sáng đây anh cứ ngủ thêm một lúc nữa đi khi nào xong tôi lên gọi dương hử lạnh một cái rồi tiếp tục nhắm hai mắt vào khoảng nửa tiếng sau khi đã nấu xong đồ ăn sáng tôi mới lọ mọ lên phòng gọi dương xuống ăn mối quan hệ giữa tôi và dương sau vụ tai nạn kia cũng bớt căng thẳng hơn phần nào ít nhất mỗi lần đối diện với anh ta tôi không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa ăn sáng xong Dương chở tôi đi làm bằng chiếc BMW i8 màu trắng, do chiếc siêu xe yêu quý của anh ta chưa sửa xong. Đến gần công ty, tôi vẫn bảo Dương cho xuống đi bộ một đoạn. Thời gian sau đó, mọi việc lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Cho tới một hôm, tôi đang cắm cúi vào làm thì cái hoài ngớn người vỗ nhẹ vào tay tôi. Chị Linh, chị Linh, bà Trâm lại đến tìm anh Dương kìa. Đúng là cái đồ mặt dày, người ta đã có vợ rồi sao cứ bám dai như đỉa đói thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc trâm xách cả giỏ hoa quả to vào phòng kinh doanh đưa cho chị trang chị ơi em mua chút hoa quả sang thăm mọi người chị nhận cho em vui nhé chị trang mỉm cười nhận lấy giỏ hoa quả từ trong tay trâm chị thay mặt cả phòng kinh doanh cảm ơn em sang chơi với bọn chị là được rồi lại còn mất công mua quà cáp làm gì cho tốn kém trâm nở nụ cười bẽn lẽn so với những lần cô ta phòng mang trợn má lên trời tôi thì đúng là khác nhau một trời một vực chị lại khách sáo với em quá rồi chút quà này có đáng bao nhiêu đâu hả à chị Ừ, vậy chị không khách sáo nữa Em đẹp người đẹp nết thế này Bảo sao xếp chị cứ mê em mãi Bao giờ hai người về chung một nhà Nhớ mời bọn chị đến uống ly rượu mừng nhé Chắc chắn rồi, em làm sao mà quên được các chị Ừ, nhớ giữ chặt xếp chị đấy Chị thấy mấy con trà xanh trà đỏ Bây giờ bố láo mất dậy lắm Chúng nó không có liêm sỉ tự trọng đâu Chỉ cần có tiền, á chuyện gì cũng dám làm Em phải sát sao vào Thấy con nào bén mảng lại gần nó xếp ấy Thì phải tiêu diệt ngay không được để nó đẻ trứng em biết rồi em vào phòng anh dương đây mọi người ăn hoa quả vui vẻ nhé ừ em vào đi xếp vừa họp xong đấy trâm gật đầu cúi chào chị trang nhưng ánh mắt cô ta vẫn liếc qua người tôi khiêu khích tôi nhìn thấy nhưng cũng tảng lờ cho qua đang ở chỗ làm việc hơi đâu mà đi so đo từng ly từng tí với trâm đợi cô ta đi rồi mấy người trong phòng tôi mới xúm lại ăn hoa quả chỉ có tôi với hoài là không ăn cái hoài còn bảo tôi em ghét bà trâm nên nó có chết đói cũng không thèm ăn hoa quả bà ấy mang đến, tâm địa thì đen tối, lúc nào cũng thích đi sân si với người khác, thấy ai hơn mình là ghen ghét rồi tìm cách hãm hại. Vậy mà bên ngoài, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hiền lành tử tế, <cười> <cười> em khinh. Thôi, đang trong giờ làm việc đấy. Trong giờ làm việc em cũng phải nói, lúc chị Trang nhắc đến mấy con trà xanh, bà Trâm chẳng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn rồi còn gì. Chị cứ im im như thế đến lúc mất chồng lại tiếc mất chị kiếm người khác lo gì xích bây giờ kiếm đâu được người như anh dương chị nghe lời em đừng dại mà buông tay anh ấy chị biết rồi thôi làm việc đi cái hoài khuyên tôi mãi mà không được đành phụng phịu quay vào bàn làm việc tôi cũng cắm mặt nghiên cứu phương án kinh doanh quý tới thế nhưng đầu óc cứ treo lơ lửng trên không trung nghĩ nát óc chẳng được ý tưởng nào ra hồn hình ảnh thân mật trong phòng làm việc của trâm và dương hôm nọ lại ùa về bám vào chặt lấy tâm trí tôi mặc dù tôi đã tự dặn lòng phải khống chế cảm xúc không được để nó bộc phát ra ngoài nhưng hiện tại tôi không làm được người chồng người đàn ông tôi yêu điên cuồng sắp sửa làm tình với người phụ nữ khác lồng ngực tự nhiên nhói lên vài cái cảm giác ghen tỉ ăn mòn từng tế bào trong cơ thể tôi sắp phát điên mất rồi các khớp tay tôi bất giác nắm chặt lại từng chiếc móng đâm sâu xuống da thịt nhưng vẫn chẳng hề biết đau đến khi chuông điện thoại kêu inh ỏi tôi mới giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần. Nhìn tên người gọi đến là Thanh, tôi chần chừ mãi mới nhấn nút nghe. Chuyện gì? Mày đang ở đâu? Về đưa bố vào viện cấp cứu ngay. Bố bị đột quỵ rồi. Tai tôi ủ đi, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại Thanh. Mày nói gì? Bố bị đột quỵ á? Sao đang nhiên lại bị đột quỵ? Mày gọi cấp cứu chưa? Tao gọi rồi, mày lết xác về nhanh lên mà cùng ông ấy vào bệnh viện. Mẹ tao đi du lịch đến chiều mai mới về, còn tao chuẩn bị đi thử vai đây. Mày điên rồi đúng không Bố đột quỵ mà mày còn tâm trạng đi thử vai à Kệ mẹ tao Cơ hội thử vai này khó khăn lắm tao mới giành được Mày không về á à? Tao để ông ấy vào viện một mình đấy Thanh nói đến đâu chân tay tôi buồn rùn đến đấy Thường ngày bố tôi thiên vị mẹ con cô ta nhất Vậy mà đến lúc nguy cấp Cô ta còn có tâm trạng đi thử vai Đúng là gia môn bất hạnh Mày không đi cùng bố vào viện cũng được Nhưng mày phải đợi khi nào xe cấp cứu đến Hỏi xem người ta đưa bố vào viện nào Rồi nhắn địa chỉ cho tao sao mày phiền phức thế nhở nói mãi mà con dở hơi kia vẫn cứ lằng nhằng tôi bực mình quá quát lên mày im đi người bị đột quỵ là bố mày chứ không phải ai khác đâu còn điền tự nhiên mày nổi cáu với tao làm gì tao có làm bố đột quỵ đâu mày giỏi á thì lết xác về đây luôn đi giờ tao về mày không phải lắm mồm cúp máy xong người tôi run lẩy bẩy còn suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau cái hoài ngồi bên cũng nhận ra điểm khác thường nó vội đứng dậy đỡ lấy tôi chị linh chị sao thế Miệng tôi há to hết cỡ Ấp úng mãi mới nói thành câu Chị, chị phải đi về Bố chị bị đột quỵ rồi Đang đưa đi cấp cứu Vậy để em gọi taxi cho chị Chị bình tĩnh đã, đừng cuống quá Tôi gật đầu Ừ, em gọi hộ chị với Để chị đi xin chị Trang Nói xong tôi cố đứng dậy Lấy lại thăng bằng cơ thể Đi tìm chị Trang xin về Thế hoài cũng vội vã gọi taxi cho tôi Xuống cổng công ty Tôi chỉ chờ thêm khoảng 5 phút là đã có xe tới Ngồi trên xe, lòng tôi nóng như lửa đốt, tuy mối quan hệ giữa tôi và bố không còn được thân thiết như lúc nhỏ, nhưng dù sao đấy cũng là người đẻ ra tôi. Vào những lúc ốm đau như này, tôi không thể để ông ấy một mình. Tôi cuống cuồng xin bác tài xế lái nhanh hơn một chút, nhưng hiện tại đường đang rất đông, có muốn lái nhanh cũng không được. Ngồi trên xe tầm 10 phút thì con Thanh nhắn tin cho tôi, "Tao đưa bố vào bệnh viện X cấp cứu rồi, mày ngủ ở đâu mà giờ còn chưa thấy mặt mũi." Đọc xong tin nhắn của con Thanh, biết được địa chỉ bệnh viện bố tôi đang nằm. Tôi định không trả lời nó, nhưng sợ nó không thấy tôi nhắn lại, tưởng tôi không đến rồi lại lên cơn bỏ bố tôi một mình ở viện thì khổ. Tôi miễn cưỡng nhắn lại: "Tao sắp đến rồi, mày chờ thêm chút nữa đi, đừng để bố ở viện một mình." Nhắn xong, tôi tiếp tục quay qua bác tài xế xin dò: "Bác ơi, bố cháu đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, bác đi nhanh hộ cháu với." Tôi cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng đường đông thế này không đi được đâu. Bố cô nằm bệnh viện nào? Bố cháu nằm viện X ạ à? à? viện X thì tôi có biết một lối đi khác Để tôi rẽ vào đường đấy đi cho nhanh Vâng vâng bác giúp cháu với Bác tài xế gật đầu rồi rẽ vào một con đường khác Đường này đỡ đông người Nên tốc độ đi cũng nhanh hơn Tầm 15 phút sau tôi đã đến cổng bệnh viện X thanh toán tiền taxi xong Tôi chạy thẳng vào khu cấp cứu Thấy con Thanh đang ngồi nghịch điện thoại Ở hàng ghế chờ Bố thế nào rồi Nghe tiếng tôi Con Thanh mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại còn thế nào nữa? Mày ngu à? Bác sĩ đang cấp cứu. Tôi nhìn bộ dạng thờ ơ của con Thanh, chỉ muốn cho nó một cái bạt tai. Bố bị đột quỵ mà mặt nó cứ nhơn nhơn ra. Thế nhưng bây giờ đang ở trong phòng bệnh, tôi mà ra tay đánh nó lại ảnh hưởng đến việc khám bệnh của các bác sĩ, nên tôi cố nhịn. Con Thanh đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi sách rồi quay qua tôi nói. Mày ở lại đây với bố nhé, tao đi thử vai đây. Nếu mà không có chuyện gì quan trọng, thì đừng phiền đến tao. Bố đang nằm trong kia Mà mày vẫn chưa từ bỏ ý định đi thử vai à Lương tâm mày để ở đâu Tao không phải bác sĩ Ở lại cũng chẳng giúp được gì Mày hay nói đạo lý lắm cơ mà Có giỏi ở lại đây luôn đi Còn không ấy từ lần sau á tao cấm mày mở mồm ra Nói mấy lời đạo lý với tao Nghe buồn nôn lắm Dứt lời con thanh lù lù bỏ đi Để mình tôi ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu Ngồi yên một chỗ lâu quá Tôi sốt ruột không chịu được Thì đứng dậy đi đi lại lại Hơn 2 tiếng sau cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra, tôi chạy đến hỏi han không ngừng. "Bác sĩ ơi, tình hình bố cháu sao rồi ạ? À? Có bị ảnh hưởng đến tính mạng không?" "Bệnh nhân có khối máu đông ở tim, sau đó di chuyển lên não, nhưng do khối máu tụ quá lớn nên bị tắc, dẫn đến hiện tượng vỡ tĩnh mạch. Hơn nữa do bệnh nhân không được đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã làm hết sức để ông ấy vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên khi nào tỉnh lại thì phải theo dõi thêm." dạ vâng cháu cảm ơn bác sĩ nghe tin bố đã vượt qua được cơn nguy kịch tôi mới thở phào nhẹ nhõm bác sĩ để bố tôi theo dõi trong phòng cấp cứu thêm vài tiếng nữa rồi chuyển ông ấy xuống phòng chăm sóc đặc biệt tôi tranh thủ thời gian này đi làm thủ tục nhập viện cho bố vừa làm xong thì bảo tới chị linh ơi bố sao rồi vừa nãy chị thanh mới gọi điện cho em em chạy đến khoa cấp cứu thấy bác sĩ bảo bố được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi vì tôi ghét cay ghét đắng thanh và mẹ cô ta nhưng đối với người em trai cùng cha khác mẹ này tôi lại không có cảm giác đấy chỉ là thái độ của tôi với cậu ta cũng không được thân thiện lắm tôi nói qua loa về tình hình của bố cho bảo nghe bình thường tôi và bảo rất ít khi chạm mặt nhau bởi vì tôi mới về nước được gần một năm lại đi lấy chồng luôn còn bảo thuê nhà trọ học đại học bên ngoài nói chung chúng tôi nước sông không phạm nước giếng cậu ta không động đến tôi tôi cũng không động chạm tới cậu ta đến khoảng sáu rưỡi tự nhiên tôi thấy bảo mang vào hai hộp cơm đưa cho tôi một hộp. Chị ăn cơm đi cho nóng, em vừa mua đấy. Thực ra bụng tôi đã kêu ỏng ọc từ lúc nãy mà không dám bỏ bố một mình đi ăn cơm nên cố nhịn đói. Giờ bảo đưa cho hộp cơm, tôi cũng chẳng giả vờ giả vịt làm gì cho tốn công. Cứ thế nhận lấy hộp cơm trong tay bảo, cảm ơn cậu ta một tiếng rồi ăn ngon lành. Ăn xong nhìn ra ngoài trời đã nhá nhem tối, tôi quay sang bảo nói, cậu về đi, để mình tôi ở lại đây với bố là được rồi. Thế nhưng bảo lại từ chối, Em là con trai, khỏe mạnh hơn chị Chị để em ở lại đây cho Tôi không yên tâm để một mình bảo ở lại đây Nhưng nói mãi mà cậu ta vẫn chẳng chịu về Cuối cùng tôi đành mặc kệ cậu ta Rồi lấy điện thoại nhắn tin báo cho Dương biết Tối nay tôi không về nhà Đến 8 giờ sáng hôm sau Thì bố tôi tỉnh lại Sau một hồi kiểm tra Bác sĩ gọi tôi ra nói chuyện riêng Mặc dù bố cháu đã tỉnh Nhưng di chứng để lại là suy giảm khả năng nói đọc Và lĩnh hội ý tưởng của người khác vậy bố cháu phải làm sao đây chú chú có cách gì để bố cháu nói lại được không bác sĩ lắc đầu bảo cái này phải đợi ông ấy hồi phục rồi gia đình dành thời gian giúp ông ấy tập luyện cộng thêm trị liệu ngôn ngữ may ra mới nói lại được chỉ cần một tia hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc tôi đã mất mẹ rồi giờ không thể mất thêm bố nữa nhìn bố nằm yên trên giường bệnh mắt cứ hướng về phía tôi như muốn hỏi tại sao bố lại nằm đây tại sao bố không nói được làm tôi không kìm lòng nổi mà rơi nước mắt mới sáng hôm qua ông ấy còn nói chuyện bình thường vậy mà chỉ sau một ngày đã thành ra thế này đời người đúng là có quá nhiều chuyện không thể nói trước được chiều hôm đó bà hồng đi du lịch về mới vào viện thăm bố tôi thấy tôi bà ta như thấy kẻ thù giờ tao về rồi để tao chăm sóc ông ấy mày biến về đi cho khuất mắt tao đây là bệnh viện không phải nhà bà bà lấy quyền gì mà đuổi tôi mày đừng tưởng tao không biết trong đầu mày đang suy nghĩ chuyện xấu xa gì. Bà biết thì bà nói đi. Mày không phải thách tao. Mày nhân cơ hội chăm bố mày được vài ngày, để mấy nữa mày lấy cớ đòi ông ấy chia thêm cổ phần đúng không? Tao nói cho mày biết, tao còn sống một ngày thì sẽ không để mày được thêm một phần trăm nào đâu. Tôi cười nhạt, không kiêng kỵ mà nói. Con gái đến bệnh viện chăm bố bị đột quỵ, lọt vào tay bà sao lại trở thành một âm mưu tranh giành tài sản rồi vậy? Chẳng lẽ tao nói sai cho mày? Mày đúng là đồ độc địa rắn rết Bà Hồng có chửi thế nào tôi cũng không rời khỏi bệnh viện Ban đầu tôi còn tưởng bà ta yêu thương bố tôi Nên mới ở lại chăm sóc ông ấy Ai ngờ sự thật không phải như vậy Chẳng qua bà ta sợ bố chia cho tôi thêm cổ phần Nên mới ở lại giám sát chặt chẽ Còn thành láo tét nhưng không thâm hiểm Đối phó với nó chẳng cần tốn nhiều công sức Thế nhưng bà Hồng thì khác hoàn toàn Bà ta đeo trăm nghìn chiếc mặt nạ Cộng với diễn xuất không hề giả chân Muốn tìm ra điểm yếu chí mạng của bà ta cũng vô cùng khó khăn. Bố chuyển nhượng cho tôi 10% cổ phần, cộng với thời gian vừa qua, tôi cố tìm cách thu mua của mấy cổ đông khác được thêm 3%, tổng cộng bây giờ tôi có tất cả 13%. Con số này vẫn còn rất nhỏ, chưa thể làm nên việc gì lớn. Hôm ấy tôi ở lại viện với bố đến tận 5 giờ chiều mới về nhà, vì bà Hồng đã thuê được hộ lý chăm sóc riêng cho bố tôi, nên đêm nay tôi không phải ở lại viện với ông ấy nữa về nhà tôi biết dương không ưa bố tôi khúc mắc trong quá khứ giữa hai người bọn họ tuy không ai nói gì nhưng tôi đoán trong lòng dương vẫn còn rất để tâm vì chẳng ai có đủ bao dung tha thứ cho một người từng muốn giết chết mình có điều bố vợ bị đột quỵ mà tôi lại không nói gì với chồng thì cũng không ổn lắm nên tôi quyết định nói qua loa về tình hình của bố cho dương nghe nghe xong cơ mặt anh ta vẫn bất biến không một chút thay đổi chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng một câu hỏi thăm bố vợ cũng không có những ngày tiếp theo tôi đã quay trở lại công ty làm việc khi nào có thời gian rỗi thì sẽ vào bệnh viện thăm bố nhưng mỗi lần tôi vào bà hồng đều ngồi kè kè bên cạnh bà ta chỉ sợ mình sơ sẩy không để ý một chút thôi là tôi lại xin thêm bố cổ phần con người sống chỉ biết đến tiền lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hết cái này đến cái kia tình trạng của bố tôi cứ thế kéo dài cho đến hơn một tháng sau thì có tiến triển mới ông ấy đã bắt đầu thực hiện trị liệu ngôn ngữ tuy chưa nói được nhiều nhưng cũng được vài ba từ đơn giản bác sĩ cũng xác nhận kết quả phục hồi của bố tôi khá tốt công ty hồng thiện bây giờ đang được điều hành dưới sự chỉ đạo tạm thời của chúng nguyên phó giám đốc cũng là người bạn thân lâu năm của bố tôi mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu như trưa hôm ấy tôi đang say sưa làm nốt phương án tiêu thụ sản phẩm lúc ngẩng đầu lên thì mọi người trong phòng làm việc đều đi ăn cả rồi tôi vươn vai thở dài một hơi định mở ngăn kéo lấy chiếc bánh mì ra ăn tạm thì anh Đức xách một hộp cơm đến đặt trước mặt tôi nở một nụ cười tươi tắn. Anh mua cơm cho nhân viên xuất sắc nhất phòng kinh doanh đây này, cơm gà đấy em ăn đi cho nóng. Nhận lấy hộp cơm trong tay Đức mới chỉ động vào vỏ hộp thôi nhưng hơi ấm ở đó đã chuyển sang tay tôi. Em cảm ơn sếp nhá, sếp quan tâm em thế này em phải cố gắng hơn gấp đôi mới được. Thôi anh xin em, em mà cố gắng hơn gấp đôi nữa thì công ty không có tiền trả lương cho em đâu. Trước giờ em thấy mỗi mình anh là trưởng phòng mà bảo nhân viên làm ít thôi, anh không sợ bị giám đốc phê bình à? Không, phòng kinh doanh có một nhân viên nữ là nóc nhà của sếp nên anh sợ gì? Nhưng nóc nhà này không có quyền lực nên không bảo kê được cho anh đâu. Sao lại không có quyền lực? Tôi cười nhạt không muốn trả lời, anh Đức cũng không nói gì thêm, chỉ lặng yên nhìn tôi, cái nhìn thật sự rất khó hiểu, tôi không đoán được ý trong mắt đó nên giả vờ quay mặt sang hướng khác. Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới mở miệng khẽ hỏi Em sống với xem không hạnh phúc à? Không, em với anh Dương hạnh phúc lắm Hạnh phúc của em đánh đổi bằng tự do Và nước mắt, đúng không? Câu hỏi đột ngột của anh Đức Nhất thời khiến cơ mặt tôi cứng ngắc Không còn chút tự nhiên Máu trong cơ thể muốn đông cứng cả vào Khóe miệng giật giật Cố vẽ ra nụ cười méo sạch Không, không phải như thế đâu Anh đừng nghe cái giang nói lung tung Anh Đức định nói thêm câu gì đó với tôi nhưng đúng lúc dưỡng đi qua Nên cả hai đều im bặt Không ai nói thêm gì nữa Chuông điện thoại của tôi giao lên Phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng Là bà Hồng gọi đến Tôi nghĩ bà ta muốn thông báo tình hình của bố Nên không ngần ngại ấn nút nghe Alo Đầu dây bên kia tôi không nghe thấy âm thanh trả lời của bà Hồng Nhưng lại có những tiếng nấc nhẹ Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng Alo Bà làm sao thế Bố Bố mày Mất rồi lời bà Hồng nói như tiếng sét to đánh ngang tai tôi, làm sống lưng tôi lạnh buốt. Não bộ không thể tiếp nhận nổi thông tin, hai hàm răng va đập vào nhau kêu lách cách. Tôi lắp bắp, bà nói gì? Tôi, tôi không nghe rõ. Tao nói, bố mày mất rồi, mày nghe rõ chưa hả con bất hiếu? Mặc kệ tiếng mắng nhất của bà Hồng ở đầu dây bên kia, tôi bị như ai đó rút cạn hết sức lực, hô hấp dồn dập phải mở miệng hít lấy không khí từ bên ngoài Rồi khó khăn nói Bố, bố tôi đang ở đâu Tao đưa ông ấy về nhà làm tang lễ rồi Mày có đến gặp mặt ông ấy lần cuối thì gặp Sau khi tiếp nhận sự thật Chiếc điện thoại trong tay tôi Rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành Mặt tôi trắng bạch không còn một tia máu Anh Đức đứng bên vội đỡ lấy tôi Rồi hỏi han Bác trai xảy ra chuyện gì rồi Bình tĩnh nói anh nghe xem nào Tôi nhìn Đức rồi lại nhìn ra ngoài phía cửa Nơi giường đang đứng Thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, nỗi tủi thân trong lòng tự dưng lại dâng cao. "Bố, bố em mất rồi." Em bình tĩnh đừng kích động, để anh đưa em về." Anh Đức vừa dứt lời, thì Dương từ bên ngoài đi vào, không nói không rằng, cầm tay tôi kéo về phía anh ta. "Đi về." Bình thường ở công ty, Dương chẳng bao giờ tỏ vẻ thân mật với tôi, nhưng giây phút tay tôi chạm vào bàn tay to lớn của Dương, và khi nghe được hai từ đi về thốt ra từ miệng anh ta, cảm giác sợ hãi trong lòng tôi bỗng vơi đi một nửa. Dương kéo tôi đi qua người anh Đức, trước khi đi còn không quên nói thêm một câu, người mất là bố vợ tôi, chứ không phải bố vợ cậu. Ngồi trên xe chưa tới 20 phút, Dương đã chở tôi về nhà, tôi vội vã mở cửa xe bước xuống chạy như bay vào bên trong, vì chạy nhanh quá tôi còn vấp ngã mấy lần, đầu gối xước sát chảy máu tôi cũng chẳng quan tâm. Ý niệm duy nhất trong đầu tôi lúc này là được vào gặp bố. Nhìn bố nằm im lìm trên chiếc giường, tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Nước mắt cứ thế chảy dài trên má, nghẹn ngào gọi hai tiếng. Bố ơi! Bố ơi! Bà Hồng đi qua nhìn tôi ngứa mắt, rằng tay tôi ra khỏi người bố. Mày câm mồm lại cho ông ấy ra đi thanh thản, khóc lóc om xòm tao tống cổ đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta đầy căm phẫn. Bố tôi mất, chẳng lẽ tôi không được khóc à? rõ ràng chiều qua tôi vào thăm bố bác sĩ bảo tốc độ hồi phục của ông ấy khá nhanh vậy mà hôm nay bố tôi đã mất rồi chuyện này càng nghĩ càng thấy không đúng lắm tôi hỏi bà hồng tại sao bố tôi lại mất bà nói đi nói ngay cho tôi bà hồng bị tôi gào vào mặt như thế cũng không chịu để yên mà hét to hơn ý mày là sao mày không nghe bác sĩ nói à bố mày bị đột quỵ không thể nói trước được điều gì tao mà biết được vì sao ông ấy chết thì tao đã chẳng đứng đây bà nói dối Việc quái gì tao phải nói dối mày Giờ mày có để yên cho tao làm tang cho bố mày không Hay mày muốn phá đám Để bố mày chết cũng không được nhắm mắt Nghe bà Hồng nói vậy Tôi cũng không làm loạn lên nữa Để bà ta làm tang cho bố tôi Rõ ràng lúc nãy mặt bà Hồng và con Thanh Cứ trơ ra như khúc gỗ Vậy mà khi khách hứa đến Hai mẹ con bọn họ lại thi nhau gào khóc thật to Hai ngày lo tang lễ cho bố Chỉ có Dương ở bên cạnh tôi Con Giang cái hoài anh Đức và mấy chị đồng nghiệp ở phòng kinh doanh có đến viếng một lúc rồi cũng ra về khi mọi người trong công ty đến dương tránh mặt đi chỗ khác nên bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi là vợ chồng tối hôm đó sau khi mọi việc đã xong xuôi dương đưa tôi về nhà trong tình trạng mệt nhoài tôi khóc nhiều quá giọng khàn cả đi hai mắt đau nhức môi nẻ toác chỉ khẽ nói cũng đau đến bật máu vậy là tôi chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ mồ côi ở độ tuổi nào thì cũng là mồ côi Nỗi đau ấy không ai có thể vượt qua Một cách dễ dàng Dương nhìn bộ dạng lôi thôi lách thách của tôi Anh ta không nói không rằng Đi thẳng vào bếp lạch cạch xong nồi một hồi Tầm 15 phút sau mang ra cho tôi Một bát mì nóng hổi Còn bỏ cả trứng gà vào trong đó Ăn đi Tôi không ăn Không ăn thì cô định hít không khí để sống à Hai ngày nay cô được hạt cơm nào vào bụng chưa Trong người tôi đã bức bối khó chịu lắm rồi mà Dương còn nói với tôi những lời vô nghĩa này Làm tôi nổi cáu Thế là tôi chút hết giận dỗi đau đớn lên đầu anh ta Tôi được hạt cơm nào vào bụng hay chưa Thì liên quan gì đến anh Anh nghĩ bố tôi mất Thì tôi còn nuốt nổi cơm mà Tự nhiên tôi mất khống chế Tôi được hạt cơm nào vào bụng hay chưa Thì liên quan gì đến anh Anh nghĩ bố tôi mất Thì tôi còn nuốt nổi cơm mà Tự nhiên tôi mất khống chế gào lên như con dở hơi mặc dù biết rõ dương không liên quan gì đến cái chết của bố tôi tôi đúng là bị điên thật rồi bước chân tôi tiến về phía trước muốn rời khỏi phòng khách muốn trốn tránh ánh mắt thương hại của dương nhưng vừa bước được hai bước anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo lại sau đó ấn người tôi ngồi xuống ghế người mất cũng đã mất rồi giờ cô có nhịn đến chết thì bố cô cũng không sống lại được đâu tốt nhất là cô hãy sống cho đàng hoàng để ông ấy yên tâm mà nhắm mắt câu nói thẳng thắn của dương làm tôi bừng tỉnh phải rồi, tôi không thể cứ trượt dài trong nỗi đau để mẹ con bà Hồng đắc ý. Tôi phải mạnh mẽ sống như cái cách tôi vẫn tồn tại bao nhiêu năm qua. cúi đầu nhìn bát mì tôm trứng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tôi cầm đũa ăn từng miếng, đến khi mì trong bát chẳng còn lại bao nhiêu, tôi mới tạm dừng lại. Đêm hôm đó dù rất mệt, nhưng tôi chẳng tài nào chở mắt nổi. Dương nằm bên cạnh nhìn tôi cứ ngoáy như con sâu. Anh ta không chịu được mà vươn tay kéo tôi vào lòng. Ngủ đi, tôi không ngủ được. Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của ai kia, trái tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, xua tan bao nhiêu mịt mù u tối. Tuy nhiên tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Dương biết điều đó nên nhẹ giọng nói. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi khẽ ngước mắt thì thầm hỏi anh ta một câu. Anh ghét bố tôi lắm, đúng không? Hai mắt Dương nhắm nghiền, không nói gì nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi đợi một lúc lâu không thấy anh ta không trả lời. Định hỏi câu tiếp theo thì Dương bỗng lên tiếng Chuyện bố cô làm không liên quan đến cô Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi Nhưng tôi cũng hiểu đại thể ý anh ta là Những chuyện trong quá khứ bố tôi gây ra cho anh ta Không liên quan gì đến tôi Tôi làm nhảm nói chuyện với Dương Đến khi hai mắt nặng trĩu Trước khi chìm vào giấc ngủ Câu cuối cùng tôi hỏi anh ta là Anh định bao giờ ly hôn với tôi Sau đó Dương trả lời như thế nào tôi cũng không rõ chỉ nghe mang máng câu Tôi không lì hôn Sáng sớm hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy Điện thoại của tôi đã phát ra âm thanh báo hiệu có cuộc gọi đến Tôi mơ màng ấn nút nghe Alo Đầu dây bên kia giọng bà Hồng lanh lành Tối qua Luật sư của bố mày gọi điện thông báo Hôm nay ông ta sẽ sang nhà công bố di chúc bố mày để lại Mày sang mà nghe cho thủng Không đến lúc lại bảo tao chiếm đoạt tài sản Là không xong với tao đâu Ngày trước khi bố tôi còn sống Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ấy nhắc đến việc làm di chúc, thế nhưng bà Hồng đã nói thế thì tôi không thể nào không về. Dù sao đó cũng là tài sản cả một đời, bố mẹ tôi vất vả gây dựng nên, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nó rơi vào tay mẹ con bà ta. 8 giờ sáng, Dương lấy xe chở tôi về nhà, ngồi trên xe tầm nửa tiếng là tới nơi. Tuy nhiên nhà tôi hôm nay lại có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi, ngoài cổng có 3 chiếc xe ô tô đứng nối đuôi nhau. Nhìn vào bên trong, Tôi thấy có mấy người xăm trổ đầy mình, tướng tá hung dữ, nhìn giống hệt mấy tên du côn, đứng kín hai bên cửa phòng khách. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, bà Hồng đã thỏ đầu ra quát, "Con kia, mày có bước nhanh cái chân lên không? Bao nhiêu người đứng chờ mày đấy." Nhìn vẻ mặt hớn hở mong chờ của bà Hồng hôm nay, khác hẳn với hôm qua, bà ta thực sự là cao thủ diễn xuất. Tôi liếc mắt nhìn bà ta một cái, rồi bình thản bước vào phòng khách. Ba mẹ con bà Hồng ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa dài Đối diện với bọn họ là vị luật sư trung niên Mặc bộ vest màu xám Khi mọi người đã có mặt đông đủ Bà Hồng bắt đầu quay sang luật sư nói Mọi thành viên trong nhà tôi đã có mặt đủ cả rồi Mời luật sư công bố di chúc Luật sư gật đầu Mở cặp tài liệu đã được dán tem niêm phong cẩn thận Giờ ra trước mặt mấy người chúng tôi Giọng nói khàn khàn Đây là di chúc của ông Nguyễn Khoa Thiện Vẫn còn nguyên tem niêm phong Mời mọi người xem qua không cần đâu, luật sư cứ bóc ra công bố đi, tôi và mọi người ở đây đều nhìn thấy tem niêm phong còn nguyên vẹn mà. Luật sư liếc mắt nhìn qua tôi một cái rất nhanh, sau đó ông ta đưa tay xé niêm phong, cầm bản di chúc ra ngoài bắt đầu đọc to, rõ ràng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Di chúc, hôm nay ngày mùng 3 tháng 9 năm 2000xx, tôi là Nguyễn Khoa Thiện, chứng minh nhân dân số. Luật sư mới đọc đến đây Thành đã sốt ruột không chịu nổi mà cắt ngang lời ông ta. Chú không cần đọc mấy cái dườm già này đâu. Lăng nhằng, cứ bảo thẳng vấn đề quan trọng nhất đi. Chứ giờ ai thèm quan tâm đến ngày tháng năm sinh của bố cháu nữa. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Thành đúng là con gái cưng của bố tôi. Lúc ông ấy còn sống thì luôn miệng nịnh nọt. Tới khi chết rồi lại chỉ quan tâm đến tài sản. Thậm chí một vài giây chờ luật sư đọc xong ngày tháng năm sinh của bố, cô ta cũng không chờ nổi mà luôn miệng rụp rã. Chú nhìn mẹ cháu làm gì? Đọc nhanh lên đi, không còn cách nào khác, luật sư buộc phải bỏ ngắt quãng một đoạn để đọc vào mục chính. Tôi quyết định để lại 35% cổ phần công ty Hồng Thiện cho người vợ hợp pháp của tôi là bà Dương Thị Bích Hồng, còn lại toàn bộ bất động sản dưới tên tôi sẽ chia đều cho hai con là Nguyễn Diệu Thanh và Nguyễn Đăng Bảo. Ngoài những người có tên trên đây, tôi không để lại tài sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác. Việc phân chia tài sản trong mẫu di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn sáng suốt, không bị bất cứ ai đe dọa hoặc lừa dối cưỡng ép. Người lập di trúc Nguyễn Khoa Thiện, người làm chứng Trương Văn Minh và Trần Tiến Bình. Công bố xong bản di trúc, luật sư Minh đứng dậy xin phép ra về. Bóng dáng ông ta vừa rời khỏi phòng khách, nụ cười trên môi thanh càng nở rộ. Thế này mới đúng chứ, bố thật là sáng suốt. Bà Hồng ngồi bên cạnh thanh, cơ mặt cũng giãn hết cả ra. Nếu tôi và mấy người kia không có ở đây, Chắc chắn hai mẹ con bà ta sẽ ôm lấy nhau mà la hét vui mừng Tôi không ngờ trong di chúc của bố Tôi lại không được hưởng bất cứ thứ gì Tôi nghi ngờ có người đã dở trò với bản di chúc luật sư vừa đọc Nhưng hiện tại trong tay tôi không có bằng chứng Cuối cùng miệng tôi chỉ có thể buột ra được vài từ Không, không thể như thế được Thanh đang ngồi đứng bật dậy Hướng ánh mắt đắc ý nhìn về phía tôi Tại sao lại không thể như thế Mấy tháng trước bố đã chuyển nhượng cho mày 10% cổ phần công ty giờ ông ấy để lại cho tao với thằng bảo đất đai nhà cửa thì có gì sai không để tôi trả lời cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt tao biết thừa mày đang ghen tị nổ mắt với mấy mẹ con tao khi được bố chia cho toàn bộ tài sản còn mày lại chẳng được cái đinh dỉ gì thế sao mày không tự nghĩ xem hồi bố còn sống mày ăn ở mất dạy đến chừng nào mà ông ấy không xí cho mày một xu dính túi mày im đi chưa biết đứa nào ăn ở mất dạy với bố đâu Hôm bố đột quỵ phải vào viện cấp cứu Đứa nào cứ một mực đòi đi thử vai Bỏ mặc bố không thèm hỏi han Mày có lôi mấy chuyện cũ ra kể Cũng chẳng thay đổi được gì Mày nên nhớ ngôi nhà này bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tao Mày có tin tao tống cổ mày ra đường Như một con bốn chân biết sủa không Trước mấy lời trợ bố của Thanh Tôi không nhịn được mà trừng mắt lên quát Tao thách mày đấy Mọi lần thấy tôi nổi khùng Thanh đều không dám làm gì Nhưng hôm nay cô ta vừa được hưởng bao nhiêu nhà cửa đất đai của bố tôi nên mặt mũi vanh váo hơn rất nhiều. Mày thách tao đúng không? Vậy hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, Thanh cầm cốc nước đang uống dở trên mặt bàn hất thẳng về phía tôi. Cũng may Dương nhanh tay, kéo tôi về phía anh ta nên mới kịp tránh được. Về phía Thanh, cô ta nhìn Dương bảo vệ tôi như thế thì sinh ra bực tức. Anh Dương, sao anh còn bênh nó chằm chạp như vậy? Giờ nó chỉ là con khố rách áo ôm không có một xu dính túi. Còn em, em là người được hưởng một nửa nhà cửa đất đai của bố, chỉ cần anh ly hôn với nó em sẽ sang tên toàn bộ tài sản của em cho anh có được không dương vốn dĩ không vừa mắt với thanh nên anh ta chẳng ngại mất lịch sự mà thẳng thừng đáp lời cô nghĩ tôi thiếu tiền à bất động sản của cô tôi liếc qua đã thấy bẩn mắt chứ đừng nói là cô anh thanh bị câu nói của dương làm cho lặng câm nhưng cô ta lại căm hận nhìn về phía tôi chửi bới có phải con hồ lê tinh kia đã dùng chiêu trò bẩn thỉu hèn hạ gì mê hoặc anh rồi đúng không anh tỉnh táo đi, đừng để nó lừa hết lần này đến lần khác." Bảo Ngồi Yên từ nãy đến giờ bỗng đứng bật dậy nói, "Chị thôi đi, chị quá đáng lắm rồi đấy." "Mày bảo ai quá đáng? Chị ruột mày là tao đây này, chứ không phải con khố rách áo ôm kia đâu nhá." "Bản di chúc này có thực là bố để lại không?" "Ý mày là gì? Bản di chúc có chữ ký của bố, luật sư là người làm chứng cũng đến tận đây rồi, mày còn nói hỏi cái gì nữa? Mày không thích tiền của bố thì để đấy cho tao với mẹ, đừng có mà nói lăng nhăng." bà hồng thấy bảo bênh tôi thì như bị chọc điên mặt bà ta đỏ phừng phừng chỉ tay vào thẳng mặt tôi rồi quát tháo mày cút khỏi đây ngay nhà này không còn chỗ cho mày nữa từ giờ trở đi tao cấm mày về tôi có thể không lấy tài sản của bố để lại nhưng ngôi nhà này mẹ tôi từng ở khi còn sống bài vị của mẹ cũng ở đây tôi sẽ không dễ dàng để mẹ con bà hồng chiếm đoạt một cách ngang nhiên như thế tôi kiên định nói nhà này có một phần tiền của mẹ tôi nên bà không có quyền đuổi tôi đi trong di chúc có ghi bất động sản dưới tên bố để lại cho hai đứa con bà Tôi cũng chẳng thèm tranh giành Tôi chỉ cần ngôi nhà này để có chỗ hương khói cho bố và mẹ tôi Mày đừng có mơ Tao nói cho mày biết Một viên gạch vỡ ở ngôi nhà này tao cũng không để cho mày mang đi Lòng tham của bà Đúng là vô đáy Bà Hồng nhách môi hất cằm ra phía cửa Tao biết thể nào khi công bố di chúc Mày cũng sẽ dở trò Nên ấy, tao đã phải thuê mấy người kia Bọn họ toàn là dân anh chị có máu mặt trong xã hội Hai vợ chồng mày biết điều thì mau biến khỏi đây đi Không á đừng trách tao ác Còn bại vị của mẹ mày Tí nữa tao sẽ mang ra sọt xác vứt Nhà này bây giờ do tao làm chủ Mọi việc đều phải nghe theo lời tao Nếu bà dám động đến bài vị của mẹ tôi Tôi sẽ liều mạng với bà đấy Để xem mày làm được gì tao Nói xong bà Hồng rõng rạc gọi mấy tên du côn kia vào rồi ra lệnh Lôi cổ hai người này ra ngoài cho tôi một tên béo vạm vỡ tiến về phía tôi giơ tay định tóm lấy cổ áo tôi nhưng bị giọng nói lạnh lùng của dương dọa cho lùi hết về phía sau đứa nào dám động đến vợ tao bà hồng nghe vậy thì thức điên người mổ mép oang oảng chửi các người điếc hết rồi à mau lôi cổ hai đứa nó ra ngoài cho tôi nhận tiền rồi thì phải làm việc chứ nếu không sau này còn ai dám thuê mấy người nữa đám dù côn bà hồng thuê đến bị khí thế lạnh lùng trên người dương dọa cho không dám manh động nhưng dù sao cũng nhận tiền rồi Nên không thể không làm việc Chúng đồng loạt bước về phía trước Khi tên béo vạm vỡ chỉ còn cách tôi vài bước chân Dương bất ngờ tung cước đạp cho hắn một phát vào bụng Tên kia phản xạ chậm chạp Người loạn trọng lùi về phía sau Dương bình tĩnh đứng dậy đưa tay cởi áo vest bên ngoài Sau đó quét ánh mắt sắc lạnh đào qua đám du côn một lượt Rồi chậm rãi nói Tao đang thừa tiền Không biết tiêu vào đâu Bà ta cho chúng mày bao nhiêu Tao cho gấp 10 Biến ngay trước khi tao nổi điên. Tên cầm đầu đưa mắt nhìn bà Hồng, xong lại len lén liếc sang Dương. Có lẽ hắn cũng đoán được Dương không phải hạng người dễ dây vào, nên cứ ngập ngừng mãi. Sau một hồi đùn đẩy, đám du côn quyết định làm theo lời bà Hồng, chứ không chịu nhận tiền của Dương. Tên nào tên nấy đều cố tỏ vẻ bạm trợn, thậm chí còn có một tên không biết nặng nhẹ mà phòng mang trợn má quá Dương. Thằng kia, mày biết điều thì dẫn con vợ mày biến đi, chứ để bọn tao ra tay thì mày cứ xác định không còn răng mà ăn cháo đâu để xem đứa nào bẻ gãy răng đứa nào. Mày đừng hòng dọa tao. Bao nhiêu năm tao lăn lộn ngoài xã hội, chưa biết biết chữ sợ thế nào đâu. Dứt lời, tôi tưởng Dương sẽ tiếp tục dùng tiền để mua chuộc bọn du côn, nhưng không ngờ anh ta lại trực tiếp tóm lấy tên vừa nói và cho hắn vài cái xây sầm mặt mày. Mấy tên kia thấy đồng đội của mình bị đánh không thường tiếc, mới hùa vào vây quanh người Dương. Tôi biết anh ta giỏi võ nhưng vẫn rất lo nghĩ cũng không cần nghĩ mà đứng dậy lao tới đánh nhau với đám du côn kia hai vợ chồng chúng tôi người đấm người đá chẳng mấy trông cả bốn tên du côn đều nằm la liệt dưới sàn bà hồng bây giờ mới biết sợ nhưng vì không muốn mất thể diện nên vẫn mạnh miệng nói chúng mày chúng mày giỏi lắm dám đến phá nhà tao à tao sẽ báo công an bắt hết chúng mày lại lũ mất dậy đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã bảo ơi gọi công an ngay cho mẹ lần này mẹ phải kiện cho chúng nó ngồi tủ mọt gông mới được Bảo đứng bên kia không những không gọi công an Còn nói một câu hết sức bình thản Mẹ đừng gây chuyện nữa Mẹ muốn cổ phần công ty Bố cũng để lại cho mẹ cả rồi Ngôi nhà này vốn thuộc về chị Linh Nếu mẹ còn tiếp tục giành giật Con sẽ sang tên toàn bộ tài sản bố cho con Sang tên chị Linh đấy Bà Hồng vốn đã sẵn cơn tức trong người Giờ càng thêm hằng máu Mày có phải con tao không vậy Ngày xưa tao mà biết mày vô dụng như này Tao thả đẻ ra quả trứng còn hơn Mẹ ruột không bênh Toàn đi bênh người ngoài Thằng bất hiếu Đám dù côn sau khi bị tôi và Dương đánh cho tàn tác Giờ mới biết đường lồm cồm bò dậy rồi dẫn nhau rời đi Bà Hồng sống chết không chịu trả lại ngôi nhà này cho tôi Nên tôi cũng không tốn công ở đây ăn vạ bà ta thêm nữa Tôi gọi Dương đi về Ngồi trên xe ô tô tôi vẫn còn ấm ức mãi Có thế nào tôi cũng không bao giờ tin Di chúc bà Hồng vừa đọc Là của bố tôi để lại Liếc mắt sang Dương Thấy anh ta vẫn tập trung lái xe tôi lại nghĩ về chuyện vừa nãy anh ta vì tôi mà đánh nhau với mấy tên du côn tôi nhớ đây là lần thứ ba sương vì tôi mà đánh nhau với người khác thế mà có người nào đó từng bảo tôi nắm đấm không thể giải quyết vấn đề xem chừng câu nói đó anh ta chỉ nói cho vui mà thôi tôi dè dặt nói cảm ơn anh nhé gì cảm ơn anh lúc nãy đã giải nguy cho tôi nếu không có anh tôi đã bị mấy tên du côn kia đuổi ra khỏi nhà rồi sương không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi anh ta chỉ bình thản nói, tôi không thiếu tiền để vợ mình bị người khác khinh thường. Sao cơ? Những gì mua được bằng tiền, cô thích thì cứ mua. Khí Dương là ngôi nhà mẹ con bà Hồng tôi đang ở, tôi không cần tốn công tranh giành, nếu thích thì bỏ tiền ra mua. Bà Hồng là người yêu tiền hơn sinh mạng, tôi chỉ cần trả giá cao hơn thị trường một chút, chắc chắn bà ta sẽ đồng ý bán lại nhà cho tôi. Tuy nhiên tôi lại không muốn dùng tiền của Dương, bởi vì tôi và anh ta sớm muộn gì thì cũng ly hôn tôi càng nợ anh ta nhiều sau này càng khó trả nên nghĩ bừa ra một cái cớ để từ chối khéo léo không cần đâu lúc nãy tôi muốn chọc tức bà hồng nên mới nói thế thôi chứ bây giờ bố mẹ tôi đều mất rồi tôi lấy lại căn nhà đâu có tác dụng gì đâu sau đó tôi và dương không ai nói thêm câu gì anh ta chở tôi về đến cổng rồi vội vàng lái xe rời đi một tuần sau bà hồng tự đứng ra tổ chức một cuộc họp cổ đông mục đích để bầu ra giám đốc mới cho công ty hồng thiện Hiện tại bây giờ bà Hồng là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất với 35%, theo như di chúc của bố. Tiếp đó là đến chú Nguyên, bạn thân của bố tôi 15%, xếp thứ ba là tôi 13%, số còn lại là cổ phần của các cổ đông khác, người thì 10%, người thì 5-7%. Cuộc họp cổ đông diễn ra gần 3 tiếng đồng hồ, người được bầu lên vị trí giám đốc là chú Nguyên. Tuy chú ấy chỉ có 15% cổ phần công ty, nhưng lại được bà Hồng tín nhiệm đưa lên vị trí cao nhất. Tan họp, tôi chủ động tìm chú nguyên nói chuyện riêng xem chú ấy có giúp gì được cho tôi không dù sao bố tôi với chú nguyên cũng là bạn thân lâu năm chắc chú ấy không vào hùa để tâm huyết cả đời của bố tôi rơi vào tay bà hồng đâu thấy cửa phòng chú nguyên không đóng chỉ khép hờ để đấy tôi định đưa tay gõ cửa nhưng bên trong bỗng vọng ra tiếng nói quen thuộc của bà hồng nên tò mò nép sát vào cánh cửa để nghe thử cuối cùng vị trí giám đốc cũng thuộc về anh anh nhớ khi nào củng cố địa vị vững chắc rồi anh phải ly hôn với con khọm già xấu xí nhà anh để đến với em đấy nhé tất nhiên rồi phải ly hôn chứ cảm ơn em đã giúp anh có được ngày hôm nay tiếng cười lẳng lơ của bà hồng không ngừng văng vẳng bên tai tôi em không giúp anh thì giúp ai em nhẫn nhịn ở bên lão già chết tiệt kia bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì anh thôi đấy nếu không phải tại em yêu anh á thì còn lâu em mới chịu đựng lâu như thế nhé anh biết mà sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều nhưng còn chuyện này anh đang băn khoăn trong tay con gái lão thiện hiện giờ vẫn còn 13% cổ phần nó chỉ kém anh 2% thôi nếu đâu nó mua được cổ phần của ai đó rồi quay ngược lại cắn trộm mình thì sao anh yên tâm nó không cắn trộm được mình đâu em sẽ tìm cách giải quyết nó sớm thôi ông Nguyên hỏi thêm bà Hồng em định thuê người lái xe đâm nó như đợt trước à bà Hồng lắc đầu trả lời cách đó nhanh gọn nhưng làm nhiều lần sẽ bị công an nghi ngờ may lần trước thằng nghiện em thuê đâm vào giải phân cách phân đường chết ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu nên không còn manh mối điều tra lần này em phải tìm cách hiểm hóc hơn để đối phó với con danh kia khi nào mà nó đi đoàn tụ với bố mẹ nó rồi ấy thì em mới yên tâm kê cao gối mà ngủ có cần anh giúp gì không tạm thời em chưa cần đâu khi nào cần em sẽ gọi điện cho anh công ty này nhất định phải thuộc về hai chúng ta nghe đến đây các khớp tay của tôi bất giác nắm chặt thành quyền lần trước ở bệnh viện con Giang đã nghi ngờ vụ tai nạn của tôi không phải là ngẫu nhiên Nhưng tôi không tin Chỉ vì 10% cổ phần công ty Bà Hồng lại ác độc đến mức Thuê người lấy tính mạng tôi Cho đến giây phút này tôi mới sáng mắt ra Còn ông Nguyên Có nằm mơ cũng không thể ngờ Ông ta lại bị ổi vô liêm sỉ đến mức này Vậy mà vừa nãy tôi còn hy vọng Vào sự giúp đỡ của ông ta Tôi đúng là bị điên thật rồi Giờ đây kẻ thù của tôi không chỉ có mình bà Hồng Mà còn thêm cả ông Nguyên vừa nãy điện thoại của tôi bị hết pin tôi không thể ghi âm lại cuộc nói chuyện này làm bằng chứng nhưng dù sao tôi cũng đã biết một phần sự thật còn lại tôi sẽ đi điều tra nhất định có một ngày tôi sẽ khiến hai con người lòng lang dạ sói trong kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật tiếng bước chân ngoài hành lang mỗi lúc một gần tôi sợ bị phát hiện nên vội vã rời đi tối hôm đó con giang lại tình cờ gọi điện cho tôi sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện nó không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi chửi ôm um lên Mụ hồng đúng là cái đồ yêu quái đầu thai Ác độc hơn cả mấy con mụ gì ghẻ Trong chuyện cổ tích ngày xưa ấy Hay mày nói chuyện với ông Dương Để ông ấy giải quyết cho Chứ mình mày đối chọi với hai con cáo giả gian manh kia Tao không yên tâm chút nào đâu Từ từ xem tình hình thế nào đã Xem xem cái gì nữa Mày muốn mất mạng à Con mụ hồng đã nói vậy rồi Mày còn từ từ là nó ăn tươi nuốt sống mày luôn đấy Nhưng tao không bằng không chứng Nói mồm chắc gì ai đã tin Đầu dây bên kia con Giang im lặng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi tôi, "Mày với ông Dương, thực sự không thể quay lại với nhau à?" Câu hỏi này tôi đã tự hỏi chính bản thân mình cả trăm ngàn lần, nhưng không lần nào có kết quả. Tôi thực sự không biết mình và Dương còn có cơ hội quay lại với nhau không, chắc là không đâu. Ranh giới cắt ngang tôi và anh ta như một bức tường vô hình cao chót vót, không có một điểm tựa nào cho tôi bám vào tôi càng nghĩ tim càng đau yêu một người mà người ta đã hết yêu mình là cảm giác đau đớn xuyên vào tận tâm can hòa lẫn cùng máu thịt biết trước không có kết quả nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa thời gian chậm chạp trôi qua ba tháng sau tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng trong đầu vẫn nung nấu ý định trả thù bà hồng và ông nguyên mà cách đơn giản nhất chính là thu mua thêm cổ phần công ty hồng thiện biết dạo gần đây công ty đang gặp khó khăn tôi chớp thời cơ Móc nối thêm mối quan hệ Hy vọng tìm được cổ đông nào đó nản trí Muốn bán cổ phần ra ngoài Thế nhưng cứ khi nào tôi sắp đạt được thỏa thuận Thì bên kia lại thông báo bán cho người khác rồi Tôi đi điều tra danh tính người mua Nhưng có cha thế nào cũng không tìm ra Cho đến một hôm tự nhiên bà Hồng Gọi điện chửi tôi Còn khốn nạn kia Mày định để thằng chồng mày phá nát công ty Hồng Thiện đúng không Mày ghen ăn tức ở với tao Vì tao được bố mày chia cho 35% cổ phần Còn mày chỉ được có 10% nên mày đang trả thù tao chứ gì Bà nói lằng nhằng cái gì vậy Mày câm mồm đi Tao ghét nhất cái tính giả ngu của mày đấy Nếu mày không nói gì với thằng Dương Thì tại sao tập đoàn công ty Trường Phong Lại đột ngột thanh lý hợp đồng Mày có biết từ hôm qua đến nay Công ty tổn thất bao nhiêu tiền không Đầu dây bên kia bà Hồng nói liên mồm Không để tôi có thời gian tiêu hóa thông tin Đã bổ lô bổ loa Mày ghét tao Nhưng công ty Hồng Thiện là tâm huyết cả đời của bố mày trong khi tao và ông Nguyên đang cố gồng gánh Đưa nó lên đà phát triển Thì mày lại dìm nó xuống bùn Bố mày có đứa con gái mất dạy như mày Chắc ông ấy vui lắm nhỉ Bà thần kinh à Tập đoàn trường phong thanh lý hợp đồng Thì liên quan gì đến tôi Mấy hạng mục xây dựng khách sạn đều do thằng Dương quản lý Mày là vợ nó Mà nói không liên quan thì có chó nó mới tin Nghe bà Hồng làm nhảm từ nãy đến giờ Tôi cũng hiểu sơ qua đầu đuôi câu chuyện đại thể là công ty hồng thiện của bố tôi bị tập đoàn trường phong thanh lý hợp đồng mà hợp đồng ấy là hạng mục xây dựng khách sạn do dương quản lý nên bà hồng mới nghĩ tôi là người tác động dương để anh ta thanh lý hợp đồng với hồng thiện làm cho công ty bị tổn thất nặng nề đúng là thời gian gần đây dương có giúp bố chồng tôi quản lý thêm hạng mục xây dựng khách sạn của tập đoàn trường phong nhưng anh ta là người làm việc rất có nguyên tắc sẽ không vì vài chuyện vặt vãnh mà thanh lý hợp đồng với đối tác Trừ khi bên kia có sai sót nghiêm trọng Không thể khắc phục được hậu quả Thì Dương mới chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Tôi không cần bà tin Công ty xảy ra vấn đề Bà không tìm cách giải quyết lại gọi điện chửi tôi Bà xứng với 35% cổ phần bố tôi để lại cho bà không Nếu không phải tại mày ăn cháo đá bát Thì công ty đã không rơi vào hoàn cảnh khó khăn này Tất cả là tại mày Mày là con nghiệt chủng Tôi không thể nghe thêm mấy lời bẩn thỉu của bà Hồng Nên dứt khoát tắt máy rồi cho số điện thoại của bà ta vào danh sách đen. Đến tối Dương mang về cho tôi xem một tập tài liệu, tôi mở ra mới biết đó là tình hình kinh doanh của công ty Hồng Thiện trong 4 tháng vừa qua. Vẫn biết công ty đang gặp khó khăn, nhưng tôi không ngờ lại bết bát tới mức này. Số liệu tháng nào cũng thâm hụt, điểm trên sản chứng khoán đã thấp đến mức không thể thấp hơn. Cứ đà này chẳng bao lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản. Dương tắm xong bước ra ngoài, thấy tôi còn cắm cúi xem tài liệu, anh ta khẽ cau mày, miệng nhả ra hai chữ ngắn gọn đi ngủ từ khi dương bị tai nạn anh ta đã chuyển hẳn sang ở phòng tôi mỗi lần tôi có ý kiến dương không thèm nói lý lẽ cứ trực tiếp lên giường hành hạ tôi vài lần đến khi nào tôi mệt quá ngủ thiếp đi mới thôi sáng hôm sau tỉnh dậy anh ta lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra tôi nói mãi chẳng thay đổi được điều gì nên giờ chẳng nói nữa cứ mặc kệ anh ta muốn làm sao thì làm nhìn tập tài liệu trong tay tôi không cam tâm để tâm huyết cả đời của bố cứ như thế bị phá hủy trong tay ông Nguyên và bà Hồng nên mới rẻ dặt hỏi Dương Tôi hỏi anh một chuyện được không? Không dỗi hơi Tuy Dương trả lời nghe như muốn đấm vào tai tôi nhưng với kinh nghiệm ở chung cùng lão khó ưa này một thời gian thì tôi biết anh ta đã ngầm đồng ý rồi nên mới dám hỏi thêm Công ty nhà tôi còn cách nào cứu vãn được không? Hỏi làm gì? À tôi hỏi để biết thôi tôi nói có cách thì cô cũng không làm gì được cái lão này nói chuyện ngang bỏ xử tôi hỏi rất bình thường mà lão cứ gắt gỏng mãi mặt thì không chút cảm xúc giống hệt mấy cái con ma nơ canh ngoài cửa hàng thế nhưng tôi đang đi nhờ vả người ta nên vẫn phải cố nhịn mà ngọt nhẹ đáp lời ai kia thì anh cứ nói cho tôi nghe đi biết đâu tôi lại làm được thì sao lên giường ồ sao phải lên giường một lần một cách đồng ý không dương vừa nói khỏi mồm hai má tôi đỏ bừng, chân luống cuống lùi về phía sau, miệng lắp bắp như gà mắc tóc. Gì? Cái gì? Anh đừng nói lung tung nhé. Thấy tôi xấu hổ như thế, Dương càng cố tình ghé sát mặt vào cổ tôi. Đôi mắt thâm sâu đèn láy như muốn mê hoặc người đối diện. Giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần cợt nhà. Sao? Giờ có muốn tìm cách cứu vãn công ty bố cô nữa không? Không, giờ tôi không cần nữa. Giao dịch không thành công, tưởng đâu Dương sẽ bỏ cuộc, Ai ngờ anh ta lật kèo dở thói lưu manh Ấn người tôi xuống giường rồi trực tiếp nằm đè lên Không cần Cũng phải cần Nói rồi Dương tự mình đặt lên môi tôi một nụ hôn Nụ hôn đầu tiên kể từ ngày chúng tôi gặp lại nhau Sau hơn 8 năm xa cách Ban đầu tôi ngọ nguậy nhằm thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt mạnh bạo đó Nhưng chỉ vài giây sau Thần chí tôi đã nương theo mọi hành động của ai kia Dương hôn đến khi môi tôi sưng tấy mới chịu buông ra Tôi thẹn quá hóa giận định giơ tay đấm anh ta thế nhưng dương phản xạ rất nhanh anh ta nắm chặt tay tôi nhếch môi cười nụ cười vô cùng gian manh chẳng khác gì mấy tên thanh niên hư hỏng đi trêu bạn gái còn sức để dành tí nữa mà dùng anh điên à tôi không dùng cái gì hết hôm nay tôi đang mệt nói thì nói thế chứ dương còn lâu mới chịu nghe theo lời tôi chẳng bao lâu sau căn phòng rộng lớn đã ngập tràn hương vị của ái tình tôi chẳng còn tỉnh táo đếm xem Tối đó anh ta đã làm tôi mấy lần, để sáng mai còn đòi cách cứu vãn công ty bố tôi. Ở phương diện này, Dương đúng là một con sói giả gian xảo, tôi cảm giác mình giống hệt như một con thỏ non, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành miếng mồi béo bở trước miệng Dương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách vọng ra, tôi không cần nghĩ cũng biết ai đang trong đó. Bình thường thức dậy, Dương sẽ tự đi về phòng mình tắm rửa cho thoải mái. Nhưng không hiểu sao hôm nay Anh ta lại ăn vạ ở phòng tắm của tôi Tôi đảo mắt nhìn về phía bàn trang điểm Thấy tập tài liệu tối qua Dương mang về vẫn còn nguyên ở đó Tôi định lò dò đến xem thêm một lần nữa Ai ngờ còn chưa cầm kịp lên xem Cửa phòng tắm đã mở toang ra Dương bước từng bước vững chãi Trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn bông Mà không hề cảm thấy xấu hổ Cơ mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như vừa mất sổ gạo Muốn nói gì thì nói nhanh lên Tôi ngập ngừng đáp lời hôm qua anh nói một lần một cách cách cứu vãn công ty bố cô chứ gì dừng lại một chút dương nhếch môi nói thêm hai từ là tôi thêm một câu trả lời đi vào lòng đất đến từ vị trí của chồng tôi làm tôi ú ớ chẳng biết nói cách gì đành hỏi lại một câu lãng xẹt gì cơ sao lại là anh tôi vừa nói khỏi mồm mặt dương đúng kiểu não cô không có nếp nhăn à mà hỏi câu khôn thế sau đó anh ta cho mày bất lực bảo một công ty không thể xoay vòng nguồn vốn nội bộ như đống sắt vụn bỏ đi còn cầm cự được bao lâu nữa cô tự suy nghĩ đi bấy giờ não bộ tôi mới chịu nảy số để hiểu rõ ý trong lời nói của dương và sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc tài liệu tối qua dương mang về tôi đã đọc rất kỹ tình trạng công ty hồng thiện bây giờ vô cùng rối ren một số hạng mục lớn với tập đoàn trường phong đã bị dương ký quyết định thanh lý hợp đồng do cấp dưới của anh ta phát hiện ông nguyên dùng vật liệu không đủ tiêu chuẩn để xây dựng khách sạn ngoài ra đội thi công hạng mục cũng ăn chặn không ít tiền còn rất nhiều vấn đề mập mờ khác mà ông nguyên cũng không giải trình được chính vì thế mà ông ta không những bị thanh lý hợp đồng còn phải bồi thường cho tập đoàn trường phong một số tiền lớn cổ đông trong công ty thì sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa họ không ngừng tạo thêm áp lực cho ông nguyên và bà hồng hơn chục năm nay công ty hồng thiện dưới sự lãnh đạo của bố tôi họ chưa bị thua lỗ một đồng vốn nào khi công ty chính thức lên sản chứng khoán lợi nhuận của cổ đông tăng cao không ngừng đến khi ông Nguyên lên nắm quyền mới chỉ được hơn 4 tháng ngắn ngủi, bây giờ công ty đứng trên bờ vực phá sản. Họ sốt ruột nóng này là chuyện rất bình thường. Về phía bà Hồng, không còn khả năng bưng bít chuyện xấu, nên sáng nay bà ta mới gọi điện chửi rủa tôi. Vậy là thời điểm hiện tại, người ta có thể cứu vãn công ty của bố tôi, chỉ có một mình Dương. Thế nhưng làm cách gì để anh ta chịu giúp tôi thì tôi vẫn chưa chịu nghĩ ra. Tuy tôi có thủ với bà Hồng và ông Nguyên nhưng tôi chưa bao giờ muốn tâm huyết cả đời của bố tôi bị lụi tàn. Hôm đó đi làm mà đầu óc tôi cứ treo lơ lửng trên mây, không tài nào tập trung vào công việc. Làm cái báo cáo đơn giản nhất cũng phải sửa đi sửa lại gần chục lần. Đến khi pha trà thì quên bỏ túi trà vào cốc. Cái hoài ngồi bên không chịu nổi sự ngớ ngẩn của tôi, nó quay sang hỏi. Chị Linh, hôm nay sao thế? Có chuyện gì à? Tôi coi cái hoài là chị em thân thiết với tôi, nhưng chuyện này nói ra nó cũng chẳng giúp thêm được gì, còn thêm lo lắng nên tôi quyết định không kể Chị cười trừ một tiếng rồi trả lời qua quýt Chị không sao Chị đang nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi Có thật không Hay chị lại giấu em chuyện gì Từ sáng đến giờ em nhìn chị cứ như người mất hồn ý Cái hoài nói tới đây Thì đúng lúc chị Trang ra gọi mọi người vào họp Tôi cũng không kịp trả lời nó Ngày hôm sau là tròn 100 ngày bố tôi mất Chiều hôm đó tôi định về nhà thắp cho bố nén hương Nhưng đến tầm 3 giờ Tự nhiên Thanh nhắn tin cho tôi Giọng điệu của cô ta so với mọi ngày Khác nhau một trời một vực Tin nhắn đầu tiên còn lịch sự hỏi tôi Nay mày có rảnh không Tôi đọc xong tưởng thanh nhắn nhầm không thèm nhắn lại Đợi nửa tiếng sau cô ta tiếp tục nhắn đến Hôm nay Mẹ tao làm mâm cơm cúng 100 ngày bố Nếu mày còn chút tình nghĩa nào với bố Thì dẫn anh Dương về thắp cho bố nén hương Dù gì mày cũng là con gái lớn của bố Thanh nói cứ như kiểu Mọi chuyện đến nông nỗi này Đều tại tôi mà ra Mẹ con cô ta thì vô tội tôi không muốn tốn thời gian với loại người như thanh đành trả lời ngắn gọn một tin tao biết rồi rất nhanh sau đó điện thoại của tôi lại có báo tin nhắn mới biết rồi là sao mày có về không tao còn biết đường nói với mẹ tôi đọc nhưng không nhắn lại còn tiện tay cho luôn số điện thoại của thanh vào danh sách đen lần trước tôi mới cho số của bà hồng vào thôi số thanh tôi vẫn còn giữ nguyên nên hôm nay cô ta mới có cơ hội làm phiền tôi trước khi thanh nhắn tin đến tôi đã có ý định về thắp hương cho bố tôi không quan tâm việc bà hồng có làm cơm cúng bố tôi hay không tôi chỉ làm những gì lương tâm tôi cho là đúng năm rưỡi tôi tan làm nhưng vì có việc đột xuất nên phải ở lại công ty thêm một tiếng tới tận sáu rưỡi tôi mới chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phòng kinh doanh tôi quyết định về nhà một mình chứ không rủ dương về cùng bởi vì mối quan hệ giữa bố tôi và anh ta không được tốt lắm tuy nhiên vừa bước chân ra ngoài hành lang tôi lại gặp dương đang đi ngược về phía mình nhìn tôi vội vội vàng vàng anh ta hỏi đi đâu Tôi ngẩng đầu lên trả lời Hôm nay 100 ngày bố Tôi định về thắp hương cho ông ấy Bình thường Dương tuy lạnh lùng khó ưa Nhưng chưa bao giờ anh ta xen vào việc riêng của tôi Nên tôi mới thành thật đáp lời Ai ngờ hôm nay anh ta vừa nghe tôi muốn về nhà Mặt đã tỏ vẻ không vui còn dở giọng bảo Ra cổng đợi Ồ sao tôi phải đợi anh Tôi đã nói bây giờ mình phải về nhà thắp hương cho bố Tôi cố giải trình với Dương Nhưng anh ta không đủ kiên nhẫn nghe hết lời tôi nói Đã vội chen ngang Lắm chuyện dứt lời dương lạnh lùng bước về phía phòng mình lấy chìa khóa xe ô tô tôi sợ anh ta lại lên cơn thần kinh làm khó tôi nên dù không muốn cũng phải xuống cổng đợi ít phút sau bóng dáng chiếc siêu xe đen tuyền của dương càng lúc càng đến gần rồi cuối cùng cũng đỗ ngay sát chân tôi cửa kính xe vừa hạ xuống giọng nói không chút cảm xúc của người nào đó chuyển ra bên tai lên đi tôi chậm rãi mở cửa xe bước vào bên trong dương một câu cũng không buồn nói mà dứt khoát nhấn chân ga phóng đi thẳng Tôi ngu ngờ không biết gì hỏi bừa một câu Anh đi đâu vậy? Dương hử lạnh trả lời một câu cho có Ngồi yên, không thì xuống Rõ ràng là anh ta ép tôi lên xe Cũng không nói trở đi đâu Bây giờ tôi thắc mắc thì dở chứng ngang ngược Mồm quá tôi, ngồi yên không thì xuống Nhưng tốc độ lái xe của anh ta Có giảm đi chút nào đâu mà tôi xuống được Con người này đúng là coi trời bằng vung Tôi ngồi hậm hực qua đoạn đường dài Trong lòng không ngừng chửi thầm Dương Tới khi anh ta bất ngờ rẽ vào đoạn đường quen thuộc tôi mới giật mình nhận ra. Dương đưa tôi về nhà thắp hương bố. Lúc đó tôi xấu hổ quá, không dám nhìn sang anh ta nữa mà quay mặt ra ngoài đường. Mười phút sau, xe ô tô của Dương dừng lại ngay trước cổng nhà. Tôi thò đầu nhìn vào bên trong, không thấy mấy tên xăm trổ, to cao lực lưỡng như hôm luật sư công bố di trúc, thì mới yên tâm bước vào. Bà Hồng và Thanh đang ngồi chễm chệ xem tivi trong phòng khách. Nghe tiếng động cơ xe vừa tắt, hai mẹ con họ vội vàng chạy ra, nhìn về phía Dương cười cười nói nói như đang đón tiếp khách quý. Hai đứa về rồi à, lên thắp hương cho bố đi. Mới hôm nào còn thuê Du Côn về đối phó với tôi và Dương, vậy mà hôm nay, sau khi bị tập đoàn trưởng phong thanh lý hợp đồng, bà ta gặp lại Dương lại quay ngoắt 180 độ như gặp quý nhân phù trợ. Tôi nhách môi cười khinh thường một cái, không nhiều lời mà cùng Dương đi thẳng lên tầng, thắp hương cho bố và mẹ. Thắp hương xong, cũng không muốn ở lại đây lâu, nhưng bà hồng đon đả muốn nói với tôi về chuyện ngôi nhà nên tôi miễn cưỡng ngồi nghe thử trình độ khua môi múa mép của bà hồng quả nhiên rất lợi hại câu trước câu sau đã đi thẳng vào vấn đề mày và tao từ trước đến giờ vốn không ưa gì nhau ngồi đây nói chuyện với tao chắc mày cũng chẳng dễ chịu gì thế nên tao hỏi thẳng luôn mày còn muốn ngôi nhà này nữa không tôi ngước mắt nhìn bà hồng thật lâu cái nhìn như muốn dò xét xem những lời bà ta nói có thật hay không đáng tiếc bà hồng không phải dạng người dễ đối phó Tôi có nhìn thế nào cũng không thể tìm ra nửa điểm sơ sót trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của bà ta. Tự chấn an bản thân, tôi chậm rãi nói. Ý bà là gì? Mày là đứa thông minh, chắc hẳn mày cũng biết tao gọi mày về, không chỉ để thắp hương cho bố mày, đúng không? Tôi ngồi lặng yên không nói gì, bà Hồng tiếp tục lải nhải bên tai. Tao biết, mẹ mày từng sống ở ngôi nhà này một thời gian, nếu mày vẫn muốn nó thì tao sẽ để lại cho mày. Với điều kiện trao đổi là tập đoàn Trường Phong không được thanh lý hợp đồng với công ty hồng thiện dù sao đó cũng là tâm huyết cả đời của bố mày mày phá hoại như vậy là đủ rồi đấy nghe đến đây tôi không nhịn được nở nụ cười nhạt đủ như thế nào là đủ bà đừng tưởng tôi không biết bà và ông nguyên đã làm những gì sau lưng bố tôi nhắc đến ông nguyên tôi thấy ánh mắt bà hồng khẽ dao động cơ mặt trong phút chốc mất hẳn vẻ tự nhiên như lúc ban đầu hiển nhiên là kẻ có tật giật mình mày đừng có láo ông nguyên thì liên quan gì đến chuyện này liên quan hay không bà là người rõ nhất mày bà hồng bị tôi làm cho á khẩu không nói được gì miệng lắp bắp mãi từ mày cả cuộc đối thoại dài giữa tôi và bà hồng dương ngồi bên không xen vào nửa từ mặt anh ta cứ lầm lầm lì lì kiểu như tôi thách bà động đến vợ tôi đấy tôi nhai sống bà luôn đối diện với tôi bà hồng như kẻ vô học chửi bới inh ỏi nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của dương bà ta lại thu mình nhẫn nhịn đi cùng người chồng quyền uy về nhà, khí thế của tôi nâng hẳn lên một tầm cao mới. Tôi biết, có tiếp tục ở lại đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nên dõng dạc tuyên bố. Bà đừng nghĩ đến việc thỏa hiệp với tôi. Tất cả những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ tự tay giành lấy. Thời gian bà hưởng thụ trên công sức của bố mẹ tôi không còn nhiều đâu. Dứt lời, tôi và Dương cùng đứng dậy xài bước chân rời đi. Hôm nay vì có Dương đi cùng, tôi mới được ra oai trước mặt mẹ con bà Hồng thực lòng tôi rất muốn nói lời cảm ơn đàng hoàng với anh ta thế nhưng cứ nghĩ đến thái độ của dương mỗi lần người khác nói cảm ơn thì tôi lại mất hứng sau cùng quyết định không nói nữa mặc kệ anh ta tránh mua thêm bực tức vào người kết thúc những ngày bận rộn cho kịp dự án mới tôi thở phào nhẹ nhõm cho đến tối hôm ấy dương về nhà rất muộn tôi đã đi ngủ rồi nhưng anh ta vẫn kéo tôi dậy làm cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì sáng hôm sau khi ánh mặt trời màu vàng nhạt hãy chiếu vào khung cửa sổ phòng tôi. Tôi mở hai mắt ngồi dậy. Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Nhân lúc Dương còn chưa tỉnh, tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy, tôi bước ra ngoài. Thấy Dương đã ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Trên tay anh ta cầm một tập tài liệu mỏng, dơ về phía tôi lười biếng nói. Xem đi. Tôi không nói gì, cầm tập tài liệu lên xem. Nhận ra đó là hợp đồng chuyển nhượng 15% cổ phần công ty Hồng Thiện sang tên tôi. Tôi bắt đầu nghi hoặc. Tới khi nhìn xuống cuối trang thấy người chuyển nhượng là ông Trần Mạnh Nguyên, tôi mới chính thức đờ đẫn hết cả người. Ông ta là giám đốc mà không có cổ phần trong tay, khác gì kẻ đi làm thuê. Chuyện này là không thể nào. Rốt cuộc Dương đã dùng cách gì mà lại có thể khiến một con cáo giả như ông Nguyên đồng ý chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi. Nghĩ nát óc vẫn không tìm được câu trả lời, cuối cùng đành quay sang Dương khẽ hỏi. Cái này có thật không? Sao ông nguyên lại chuyển nhượng hết cổ phần công ty sang tên tôi? Công ty mà phá sản thì cổ phần cũng chẳng có tác dụng. Nhưng công ty bố tôi đã phá sản đâu?" Dương nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi chẳng khác gì kẻ ngốc, anh ta khinh thường bảo, "Cô không động não suy nghĩ sâu xa hơn được à? Mấy năm du học bên Canada, trường nào cấp cho cô cái bằng giỏi đấy?" Tôi đang nói chuyện rất tử tế với Dương, mà anh ta lại không ngừng tạt những gáo nước lạnh vào mặt tôi, làm tôi tụt hứng. Con người này nhiều lúc tôi thấy anh ta vô duyên mất lịch sự nhất trên đời Ai kiêu cao thì ghê gớm lắm mà Mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây trước mặt tôi Đúng là cái đổ tự kiêu Tôi bĩu môi rồi bảo Trường nào ấy cấp bằng giỏi cho tôi Thì liên quan gì đến anh Dương không để tôi đắc ý quá lâu Anh ta đã lạnh giọng nói 15% cổ phần này là công cô phục vụ tôi tối qua Muốn đánh gục đối thủ Nhất định phải tìm được điểm yếu chí mạng Tôi biết rồi Thương trường mệt mỏi quá Không chịu được thì yên phận ở nhà cấm làm liều Nói rồi Dương dứt khoát rời khỏi phòng tôi Tôi biết anh ta đang âm thầm giúp tôi đối phó với bà Hồng và ông Nguyên Nhưng anh ta không muốn thừa nhận Nên mới tìm cớ nói quanh co Sau khi được Dương trả công 15% cổ phần Thì tổng kết bây giờ tôi đã có 28% Chỉ còn kém bà Hồng 7% Ngày tôi lật đổ bà ta sẽ không còn xa nữa Tôi cất văn bản sang nhượng cổ phần vào tủ Rồi chuẩn bị tìm đồ đạc đi làm Đến công ty Ngồi vào bàn làm việc tập trung đọc hết tài liệu về sản phẩm chuẩn bị ra mắt thị trường là sản phẩm camera siêu nhỏ. Đọc xong tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, mọi người trong phòng đi ăn hết rồi. Hôm nay cái hoài có việc bận nên xin nghỉ ở nhà, tôi ngại đi ăn một mình nên ăn tạm chiếc bánh mì trong ngăn kéo. Tình cờ Dương đi qua phòng kinh doanh, thấy tôi đang ngồi nhai chiếc bánh mì, anh ta dừng chân bảo. Vào phòng tôi chút, tôi không biết anh ta lại định hạch sách gì tôi, nhưng sếp đã gọi thì nhân viên buộc phải vào, trên bàn làm việc của dương tôi thấy để sẵn hai hộp cơm tấm thư ký mua thừa một hộp cô ăn đi không cần đâu tôi ăn bánh mì cũng no rồi dương liếc mắt nhìn tôi lạnh nhạt nói không ăn thì mang vứt ra ngoài tôi hết nói nổi cái lão này luôn ấy cơm tấm thư ký anh ta mua cho ngon như thế mà nói vứt là vứt à tôi cắn răng cắn lợi cố nhịn cơn tức sắp sửa bộc phát ra ngoài mang hộp cơm ra bàn làm việc tôi vừa ăn vừa ấm ức chửi thầm anh ta trong bụng tới khi điện thoại trong túi không ngừng reo Nhìn tên người gọi đến là con Giang Tôi ấn nút ngay luôn Alo, tao đây Giọng nói của con Giang ở đầu dây bên kia Có phần hơi nóng này Tao nghe nói con Thanh Đang cố bán hết bất động sản của bố mày để lại cho nó đấy Mày nghe tin này ở đâu Liệu có chính xác không Còn dở, không chính xác tao nói với mày làm gì Con Thanh có một hội bạn thân chơi gồm 7 đứa Cả nam lẫn nữ Toàn bọn ăn chơi phá vách Không làm ra tiền nhưng mà tiêu thì như phá mà Trong đó có một đứa hay đến quán bar của ông anh họ tao Tao nghe chính mồm nó nói đấy Có lẽ bà Hồng đang muốn bù lỗ vào công ty Hồng Thiện Nên mới bảo Thanh bán hết bất động sản Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi ra tay Tôi sẽ cố đợi thêm một thời gian nữa Tới khi nào bà ta không còn sức phản kháng Tôi mới ra đòn chí mạng Thế nên tôi nói tao biết rồi, cứ kệ nó đi Cúp máy, tôi lại vùi đầu vào công việc Đến giờ tan làm, tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về Thì Dương lại dở quẻ Bắt tôi ở lại sửa bản báo cáo anh ta oái oăm đến nỗi tôi sửa xong rồi, không còn chỗ nào sai nữa, nhưng vẫn không chịu cho tôi về. Sau cùng tôi tức quá, mang bản báo cáo vào thẳng phòng Dương, mặt nặng mày nhẹ nói với anh ta. Bản báo cáo này tôi sửa đến nỗi sắp thuộc luôn rồi, anh còn muốn gì nữa, anh không để cho tôi về nấu cơm mà. Trái ngược với thái độ sốt sình dịch của tôi, Dương vẫn ung dung ngồi đọc tài liệu, chẳng biết anh ta có đọc vào chữ nào không, chứ hôm nay tôi cáu lắm rồi, nhất định tôi phải đứng dậy khởi nghĩa, không thể để anh ta đè đầu cưỡi cổ tôi mãi được này anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy anh quá đáng vừa thôi bây giờ dương mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi miệng khẽ buông ra một câu tôi quá đáng chỗ nào anh muốn gì phải nói ra thì tôi mới biết đường đáp ứng chứ tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu anh đâu tôi là con người không phải hòn đá mà không biết nổi giận ngày xưa mắt tôi kém nên mới yêu anh đấy đây là lần đầu tiên tôi dám to mồm quát tháo trước mặt dương tưởng đâu anh ta sẽ nổi cơn điên lấy băng keo mà dán mồm tôi lại không ngờ dương chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi đứng dậy khoác áo vest lên người sau đó đi lại gần chỗ tôi nhàn nhạt, nhạt nói đi thôi tôi mất công nói một chàng dài đến khàn cả cổ vậy mà chỉ đổi lại được hai từ ngắn gọn của dương cảm giác trong người tôi lúc này không có gì ngoài hai từ bất lực giá mà tôi có sức mạnh hơn người thì tôi sẵn sàng cho dương vào cái bao tải đấm một trận đã tay mới thôi đáng tiếc kiếp này của tôi không bao giờ đánh thắng anh ta nên phải cắn răng lợi nhịn đi đâu cơ cứ đi thì sẽ biết cô đừng hỏi nhiều dương bảo tôi đi cùng anh ta cũng được nhưng ít nhất phải cho tôi biết đi đâu chứ đằng này cứ im im không nói gì thì ai dám đi anh không nói tôi không đi đâu tôi trả lời một cách dứt khoát nhưng vẫn không thể làm gì dương anh ta cầm tay tôi lôi thẳng xuống nhà xe rồi ấn tôi vào trong không biết có phải dương sợ tôi chạy mất hay không mà còn tiện tay kéo dây an toàn thắt cho tôi. Sau đó anh ta mới yên tâm đi sang ghế lái, khởi động xe, nhấn chân ga rời đi. Ngồi trên xe ô tô hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa biết Dương chở mình đi đâu. Cuối cùng không nhịn được tôi nhăn mặt hỏi tiếp. Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu vậy? Ngồi yên đi, sắp tới rồi. Lúc nào nói chuyện với tôi cũng cọc lóc như này. Tôi nghe nhiều sớm đã thành quen nên không còn cảm thấy khó chịu. Lát sau, Dương đỗ xe ngay trước cửa một khách sạn 3 sao. Nhìn địa điểm trước mặt tôi giật mình lắp bắp Sao, sao anh lại đưa tôi đến đây Dương nhếch môi cười gian trá Ghé sát vào mặt tôi rồi nói Tôi định đi đổi gió Tên điên, điên này Anh ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi đấy Hành hạ tôi ở công ty còn chưa chán à Sức anh ta là sức trâu hay bò mà khỏe thế Hai má tôi nóng gian Nhưng vẫn cố nói cho hết câu Đổi gió gì Anh đừng có mà điên Tôi điên hay đầu óc cô đèn tối Tí nữa cô sẽ biết Tay Dương nắm cẩn số ô tô định khởi động tiến về phía trước nhưng tôi chồm người ôm chặt lấy anh ta động tác của tôi nhanh đến nỗi dương không phản xạ kịp ngửa người ra sau đập đầu vào thành ghế cô lên cơn gì đấy tôi không vào đâu nhé anh thích đổi gió thì tự gọi người yêu anh đến dương lử mắt đẩy tôi về vị trí cũ ai nói tôi muốn đưa cô vào đây tôi thừa tiền có đi cũng phải đi khách sạn năm sao nói đến đây dương tự nhiên dừng lại chỉ tay về phía trước nhìn đi nhìn cho kỹ vào Tôi nhìn theo hướng tay Dương vừa chỉ Thấy Thanh và một người đàn ông trung niên khác Từ trong khách sạn bước ra Hành động và cử chỉ của bọn họ vô cùng thân mật Nhìn đi nhìn lại tôi cứ thấy Người đàn ông kia quen quen Lục lại trí nhớ một lượt Cuối cùng cũng nhớ ra Người đàn ông đó chính là tên luật sư Đọc di chúc của bố tôi mấy tháng trước Tại sao ông ta lại vào khách sạn với Thanh Hai người đó có quan hệ gì Tôi luôn nghi ngờ bản di chúc hôm đó Ông ta đọc không đúng với ý nguyện của bố tôi Tôi cũng âm thầm thuê thám tử riêng đi điều tra mấy lần Nhưng không lần nào tìm ra sơ hở Cho tới hôm nay Tôi lại bắt gặp ông ta cùng Thanh Bước ra từ khách sạn Có phải Thanh đã dùng sắc đẹp để dụ dỗ Mua chuộc ông Minh cháo đổi di chúc của bố tôi không khả năng này là rất lớn Bởi vì tôi nhớ hôm ấy Thanh không ngừng dục dã ông ta đọc vào phần chính Mà ông ta không hề nổi cáu Đang mải chìm trong những suy nghĩ mông lung Tôi giật mình nghe tiếng Dương nói bên cạnh Nhìn đủ chưa Đủ rồi, Nói xong tôi không đợi Dương đáp lời mà hỏi anh ta luôn Tại sao anh biết hai người đó có quan hệ bất chính Anh điều tra từ bao giờ Không cần điều tra Hôm ông ta đến nhà cô đọc di chúc Tôi thấy ông ta nhìn em gái cô không chớp mắt mấy lần Tôi là đàn ông Đương nhiên biết ánh mắt ấy có ý gì Chỉ dựa vào ánh mắt Dương đã biết tay luật sư của bố tôi và Thanh Có mối quan hệ không đàng hoàng Trong khi đó tôi thuê thám tử điều tra gần một tháng trời Mà không tìm ra bất cứ sơ hở nào không biết Dương quá tin tưởng Hay thám tử riêng tôi thuê không đủ trình độ Đợi Thanh và người đàn ông kia đi khuất rồi Dương mới lấy một tập ảnh đưa cho tôi xem Trong đó toàn là ảnh của Thanh và tên luật sư kia Ảnh nào cũng rất tình tứ Tôi không biết Dương đưa cho tôi với mục đích gì Đang định hỏi thì anh ta tự nói trước Có nhớ tôi dạy cô Muốn đánh bại đối thủ phải làm gì trước tiên không Phải tìm được điểm yếu chí mạng Thấy tôi trả lời một cách nhanh chóng Gọn ghẽ như thế Dương cũng khá hài lòng Tuy anh ta không mở miệng khen tôi Nhưng tôi nhìn rõ khóe miệng của anh ta có nhếch lên một chút Vậy cô đã tính làm gì Với những bức ảnh này chưa Nghĩ ngợi thêm nửa phút Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định Đàn ông trung niên thành đạt như tên luật sư kia Chắc chắn rất sợ tai tiếng Nếu tôi dùng những bức ảnh này uy hiếp ông ta Liệu có ép được ông ta nói ra sự thật không nhỉ Tuy tôi không chắc chắn 100% Nhưng cách này cũng rất đáng để thử Hóa ra Dương cố tình đưa tôi đến đây để tôi nhìn rõ mọi chuyện rồi tự đưa ra quyết định. Chắc tại anh ta không muốn dính líu gì đến chuyện nhà tôi nên mới mất công làm như thế. Dương ngồi bên cũng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi. Anh ta không nhanh, không chậm nói. Nếu chỉ dựa vào những bức ảnh này, cô chưa đủ khả năng uy hiếp tên luật sư kia đâu. Bị Dương bắt bài một cách lộ liễu, tôi thoáng chốc trột dạ. Sao anh biết tôi định uy hiếp ông ta? Chán cô viết kìa. Theo phản xạ tôi đưa tay tự sở lên chán mình, thấy đôi mắt Dương khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng tôi vẫn kịp nhận ra bấy giờ tôi mới biết mình vừa bị lừa nên hậm hực anh thông minh thì nói cho tôi biết làm thế nào mới uy hiếp được tên luật sư kia đi cô đừng dùng chiêu khích tướng với tôi tôi là dân kinh doanh mấy chiêu mèo cào của cô không có tác dụng với tôi đâu tôi không khích tướng anh tôi đang hỏi anh một cách rất thật lòng anh là chồng tôi chẳng lẽ thấy vợ mình gặp khó khăn lại không ra tay giúp đỡ trong đêm tối tôi thấy rõ cơ mặt xương khẽ cứng đơ Đôi mắt đen láy sáng bừng lên, tuy anh ta không vội trả lời tôi, nhưng tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt anh ta lúc này làm tôi có chút băn khoăn trong lòng. Tưởng mình vô tình nói ra điều gì khiến Dương không vui, nên tôi vội chữa lại. Thôi, coi như tôi chưa nói gì đi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện riêng của mình. Cô coi tôi là chồng từ bao giờ? Câu trả lời của Dương và câu hỏi của tôi không có một chút liên quan gì đến nhau, trong khi tôi đang muốn nhờ Dương tìm cách uy hiếp tên luật sư kia để hắn nói ra sự thật thì anh ta lại chỉ quan tâm tới việc tôi coi anh ta là chồng tự bao giờ tôi nói thế anh có coi tôi là người vợ đúng nghĩa không hay anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi mặc sức chơi đùa cho thỏa cơn giận trong lòng anh dương hử lạnh một tiếng không nói gì chỉ lặng lẽ nổ máy lái xe về nhà buổi tối hôm ấy cả tôi và anh ta không ai nhắc lại chuyện này nữa cho tới khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới nghe mang máng bên tai mình giọng nói thì thầm của ai kia Em không phải là đồ chơi của tôi Em là vợ của tôi Tôi nghe rất rõ lời Dương nói Nhưng lúc ấy do tôi buồn ngủ lắm rồi Nên không đáp lại lời anh ta Sáng hôm sau tôi ngủ quên đến hơn 7 giờ mới dậy Rõ ràng tối nào tôi cũng đặt báo thức lúc 6 giờ Vậy mà hôm nay lại không thấy chuông reo Tôi bội vàng phi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân Rồi chạy hùng hục xuống dưới nhà Thấy Dương vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa Uống cà phê xem tin tức Sao anh không gọi tôi dậy giờ muộn rồi tôi không kịp nấu đồ ăn sáng. lát nữa đi làm anh dừng lại để tôi vào mua bánh ngọt ăn lót dạ nhá. tôi không ăn bánh ngọt. vậy anh ăn gì để tí nữa tôi mua? ăn miến gà. tôi sắp muộn giờ làm, đang cuốn cuồng hết cả lên, mà cái lão này cứ lằng nhằng mãi. biết tính trẻ con của lão sắp bộc phát, tôi cố ngọt nhạt thế dỗ. để tối về tôi nấu miến gà cho anh ăn. giờ muộn rồi, mình mua tạm thứ gì mang đến công ty ăn thôi. anh là giám đốc, đi làm muộn không ai trách. Chứ tôi mà đi làm muộn nó lại bị trừ lương Tôi đưa cô thiếu tiền à Không nhưng mà tính tôi tiếc của Bị trừ 100 nghìn cũng dây dứt cả ngày ấy Thần kinh Tôi biết mình thần kinh rồi Không cần anh nhắc lại đâu Giờ thì mình đi làm nhé Đừng để tôi day dứt cả ngày Có được không Tôi nói xong đợi thêm một lúc Mà Dương vẫn ngồi im như tưởng Làm tôi càng thêm sốt ruột Anh không định đi làm à Gần 8 giờ rồi đấy Anh không đi thì tôi đi xe buýt nhé Hôm nay nghỉ Sao lại nghỉ Có việc gì vậy nấu miến gà đi Tôi đang thắc mắc không biết trên đời này Còn ai vô lý như Dương nữa không Tự nhiên bắt vợ nghỉ một ngày Chỉ để nấu miến gà cho anh ta ăn Tôi mắm môi tỏ vẻ không đồng ý Để tối Cô không muốn biết sự thật Về bản di chúc của bố cô nữa à Câu hỏi của Dương như gãi đúng vào chỗ ngứa nhất trong lòng tôi Anh ta biết rõ mấy tháng nay Tôi mất ăn mất ngủ Về chuyện di chúc của bố Nên giờ mới lấy nó ra rủ tôi Thế nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc Mà nói gì cũng tin tôi ngẩng đầu nhìn dương không chút sợ hãi hỏi bạn lại nấu miếng gà cho anh ăn với sự thật về bản di trúc của bố tôi thì liên quan gì đến nhau có liên quan hay không cứ nấu đi rồi sẽ biết sau một hồi tranh luận tôi vẫn không thắng được dương cuối cùng phải vào bếp ngoan ngoãn nấu miến gà cho anh ta ăn dương có thói quen không thích ăn hành lá trước đến giờ vẫn như vậy nên tôi không dám cho vào cặm củi nấu nướng dưới bếp nửa tiếng đồng hồ mới xong tôi múc cho dương một bát miếng to cứ để anh ta ăn no đến cổ luôn đi, cho bận sau khỏi hành tôi, nấu mấy món lách cách này vào sáng sớm. Tôi vừa đặt bát miến lên bàn, Dương đã cúi đầu ăn một cách ngon lành, nửa câu cảm ơn anh ta cũng không nói, đúng là độc mất thực sự. Đợi Dương ăn hết bát miến gà to đùng, tôi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 9 giờ, không biết lúc nãy anh ta nói vậy là có ý gì nên tôi chủ động hỏi lại. Rốt cuộc anh đã biết sự thật gì về bản di chúc của bố tôi? Dương tỉnh bơ đứng dậy, cầm gốc nước lọc trên bàn uống vài ngộm nhỏ xong mới quay sang tôi nói đúng một từ đi đi đâu nữa đi tìm tên luật sư kia hỏi về sự thật bản di trúc của bố cô nghe dương nói mặt tôi bỗng nghệt ra tối qua chính miệng anh ta bảo chỉ dựa vào vài bức ảnh thì không đủ khả năng uy hiếp ông minh ấy vậy mà mới qua một đêm dương đã đổi ý rồi tôi ngây ngô hỏi lại dương anh dẫn tôi đi tìm tên luật sư kia thật đấy à tôi đã đùa cô bao giờ chưa nhưng anh làm cách nào để ép ông ta nói ra hết mọi chuyện Dương nhìn thẳng vào mắt tôi nhàn nhạt, nhạt, đáp lại Cô tin tôi không Tùy Dương luôn dùng ngữ điệu cộc cằn để nói chuyện với tôi Nhưng không hiểu sao giờ phút này Tôi lại tin tưởng tuyệt đối vào anh ta Tôi gật đầu nói theo con tim mách bảo Có Vậy thì đi Nói rồi Dương đứng dậy Cầm chìa khóa trên bàn đi thẳng ra nhà xe Vì đã quyết định tin tưởng anh ta Nên tôi cũng nhanh chóng chạy lên tầng Cầm tập ảnh thân mật của ông Minh và Thanh bỏ vào túi sách sau đó cùng dương đi ra ngoài ngồi trên xe ô tô dương không cần hỏi tôi địa chỉ văn phòng luật sư của ông minh mà anh ta lái thẳng đến nơi luôn tiếp đón chúng tôi là một chuyên viên luật cô ấy hỏi chúng tôi có đặt lịch hẹn trước không trong khi tôi còn đang ấp úng không biết trả lời cô ấy thế nào thì dương đã lạnh nhạt nói cô cứ điện vào bảo ông minh có bạn cậu hùng đến nhờ tư vấn thủ tục thành lập công ty chuyên viên luật nghe xong cũng gật đầu ấn điện thoại nội bộ kết nối với ông minh tôi không nghe rõ ông minh ở đầu dây bên kia nói gì nhưng cô chuyên viên bên này thì vâng dạ liên tục cúp máy cô ấy nhìn tôi và dương nở nụ cười chuyên nghiệp để tôi dẫn đường mời hai người vào văn phòng của luật sư minh tới trước cửa phòng ông minh chuyên viên luật mới rời đi dương thong thả đưa tay gõ lên cửa hai tiếng trong phòng vọng ra tiếng nói mời vào sau khi ông minh nhìn rõ người đến là tôi với dương thì ông ta mới thoáng giật mình tại sao lại là hai người Dương đào mắt nhìn khắp văn phòng của mình một lượt Rồi kéo tay tôi ngồi xuống ghế một cách rất tự nhiên Như kiểu anh ta mới chính là chủ nhân của văn phòng này Ông Minh chứng kiến một loạt hành động cản dở của Dương Hai đầu lông mày ông ta nhướng lên Đôi mắt bắn ra tia bực bội Nếu muốn tôi tư vấn pháp luật Thì phải đặt lịch hẹn trước Tôi không có thời gian tiếp người tự ý đến đâu Tôi không dỗi hơi để nghe ông tư vấn luật pháp Tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện Hỏi xong tôi sẽ đi Cậu muốn hỏi gì dương lặng yên một lát rồi chậm rãi buông lời sự thật về bản di trúc của bố vợ tôi tôi để ý rất kỹ biểu cảm trên khuôn mặt ông minh lúc này khi nghe dương nhắc đến bản di trúc của bố tôi cơ mặt ông ta rõ ràng có biến đổi tuy nhiên chỉ vài giây sau đó ông minh đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu ý cậu là gì tôi hỏi lại lần cuối bản di trúc thật của bố vợ tôi hiện giờ đang ở đâu bản di trúc của ông thiện tôi đã giao lại cho vợ ông ấy rồi ông minh nói quanh co một hồi chú ý muốn đánh lạc hướng dương thế nhưng dương đâu phải dạng người dễ mắc lừa anh ta hơi ngẩng đầu lên để đôi mắt đen láy sâu hút hồn của mình nhìn thẳng vào người đối diện cái nhìn sắc bén không chút nề nang sợ sệt ông chắc không tôi chuẩn bị đi họp không có thời gian ngồi nói chuyện vớ vẩn với cậu mời cậu ra khỏi phòng tôi tôi có theo dương đi ký hợp đồng với đối tác vài ba lần có những cuộc đàm phán căng thẳng đến nghẹt thở nhưng tôi chưa bao giờ thấy dương thất bại ngay cả lúc này người đối diện với anh ta là một luật sư lâu năm có rất nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh mà khí chất lạnh nhạt trên người dương vẫn tỏa ra bốn phía cảm giác áp lực bao trọn căn phòng làm việc của ông minh sau đó dương khẽ bật cười nụ cười mang đậm vẻ thách thức chuyện vớ vẩn của tôi còn nhiều lắm ví dụ như tôi có đoạn video này định mở cho ông xem nghe xong nếu ông không muốn tiếp tôi thì tôi sẽ tự đi không cần ông phí lời đuổi nói rồi dương không để ông minh có cơ hội từ chối anh ta lấy chiếc điện thoại trong túi mở đoạn ghi âm sau đó đặt lên bàn giọng nói quen thuộc của thanh và bà hồng bắt đầu được phát lại mẹ con phải cặp kè với lão minh đến bao giờ mẹ có biết mỗi lần vào khách sạn lão ấy đều rất biến thái không con nghe mẹ cố chịu đựng lão ấy thêm một thời gian nữa thôi đợi mẹ thu xếp ổn thỏa mọi việc sẽ tìm cách giải quyết lão minh cho con thành không đồng ý mà gắt gỏng biết đến bao giờ mẹ mới thu xếp xong mẹ nhìn người con đây này giờ có ra hình thù gì không chỗ nào cũng đau chỗ nào cũng tím làm con không dám cả mặc váy ngắn ra đường biết lão mình biến thái như này á thì ngay từ đầu con đã không nghe theo lời mẹ đi quyến rũ lão ấy thật là ghê tởm con nói gì vậy nếu con không đi quyến rũ lão minh thì sao lão ta đồng ý đổi di trúc để mẹ con mình hưởng hết tài sản con kệ mẹ đấy, con không biết đâu Thành, con nghe mẹ nói đã Lão mình bây giờ đang nắm trong tay điểm yếu của hai mẹ con mình Nếu con không chịu chiều theo ý lão để lão điên lên Làm vỡ lở hết mọi chuyện Thì mẹ con mình đi tù như chơi đấy Tội làm giả di chúc không nhẹ đâu Mẹ già rồi Có ở tù mấy năm cũng không sao Nhưng con còn trẻ, tương lai còn dài Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất tất cả Thành im lặng một hồi xong mới nói tiếp Nhưng mẹ có chắc Ông Nguyên sẽ ly hôn vợ lấy mẹ không Giờ mẹ chuyển hết 35% cổ phần cho ông ta rồi Bao nhiêu bất động sản mẹ cũng bắt con bán Để bù lỗ vào công ty hồng thiện Tài sản của mẹ con mình Còn mỗi cái ngôi nhà này thôi đấy Nếu ông Nguyên trở mặt không ly hôn vợ nữa thì sao Con yên tâm Không có chuyện đấy đâu Mẹ và chú Nguyên ở bên nhau mấy năm nay rồi Tính chú ấy thế nào mẹ là người rõ nhất Thằng Dương dùng thủ đoạn đê hèn Nên mới lừa được 15% cổ phần Trong tay chú Nguyên làm tổng số cổ phần của con danh linh nâng lên 28%. Nếu mẹ không chuyển hết 35% cổ phần cho chú Nguyên, thì chú ấy sẽ không có bất cứ tiếng nói gì ở công ty. Hôm nọ, ấy, con nghe mấy nhân viên phòng marketing nói, công ty nhà mình sắp phá sản rồi, tập đoàn Trường Phong vừa thanh lý hợp đồng, mấy công ty đối tác tầm trung cũng đồng loạt gây khó dễ, còn lo lắm. Còn đừng có mà lo bỏ trắng răng, mấy đứa nhân viên nhỏ bé đấy thì biết cái quái gì, chỉ giỏi bịa chuyện thôi. Mẹ tin chú Nguyên sẽ đưa công ty nhà mình trở lại bình thường. Mẹ làm tất cả mọi chuyện chỉ vì các con đấy. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bà Hồng mới phát đến đây mà tôi đã nổi hết gai ốc. Tôi sớm đoán được bản di chúc mấy tháng trước ông Minh công bố là giả. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản bà Hồng dùng cách gì đó để mua chuộc ông Minh thôi. Chứ chưa bao giờ nghĩ bà ta lại dùng chính con gái ruột của mình để làm mồi nhử. Mặt ông Minh tái nhợt cắt không được giọt máu vừa nãy ông ta hống hách bao nhiêu bây giờ lại sợ sệt bấy nhiêu ông ta nhìn dương với đôi mắt không thể tin nổi cậu trái ngược với thái độ của ông minh dương vẫn vô cùng bình thản anh ta quay sang tôi tôi hiểu ý mở túi sách lấy tập ảnh thân mật của thanh và ông minh để lên bàn còn cái này nữa ông xem đi hai tay ông minh nắm chặt thành quyền nghiến răng nghiến lợi rít từng từ rốt cuộc hai người muốn gì tôi nhẹ nhàng nói bản di chúc thật sự của bố tôi nếu tôi không đưa thì sao dương lắc đầu nói một câu rất nhẹ nhàng nhưng lọt vào tay ông minh lại nặng tựa đá không sao tôi sẽ gửi những bức ảnh này cho vợ ông còn đoạn ghi âm tôi chẳng cần làm gì nhiều cứ đưa thẳng cho công an là được cậu đừng hòng đe dọa tôi tôi là luật sư nên tôi không thiếu gì cách giúp mình thoát tội nếu ông có tự tin chiến thắng cả đội ngũ luật sư của tập đoàn trường phong thì hãy mạnh miệng biết mình đuối lý, ông minh không cãi chảy cãi cối nữa mà xoay người đứng dậy đi đến tủ tài liệu lục loại một hồi cuối cùng cũng mang ra một tập hồ sơ mỏng tem niêm phong trên đó đã bị xé rách trước mặt tôi và dương ông minh ngập ngừng ra điều kiện nếu tôi giao ra bản di chúc thật của ông thiện thì hai người không được phép gửi những bức ảnh này đến tay vợ tôi hai người đồng ý không tôi nghĩ ngợi thêm nửa phút rồi nói tôi đồng ý làm sao để tôi tin các người tôi chỉ cần bản di chúc thật của bố tôi để lấy lại những thứ thuộc về mình còn gia đình ông thế nào tôi vốn không quan tâm được coi như tôi tin cô lần này dứt lời ông minh đưa tập hồ sơ trong tay tôi tôi cầm tài liệu ra đọc thử trên đó ngoài những thông tin cần có của một bản di trúc hợp pháp thì phần quan trọng nhất bố tôi viết như sau tôi là nguyễn khoa thiện trong trạng thái tinh thần sáng suốt không bị bất cứ ai đe dọa hoặc lừa dối cưỡng ép tôi lập di trúc này quyết định để lại 30% cổ phần công ty Hồng Thiện cho con trai Nguyễn Đăng Bảo, còn lại 5% cổ phần công ty Hồng Thiện và toàn bộ bất động sản đứng tên tôi đều để lại hết cho con gái Nguyễn Thủy Linh. Ngoài những người có tên trên, tôi không để lại tài sản thừa kế cho bất kỳ ai. Ngày tháng trong bản di trúc chỉ trước ngày bố tôi đột quỵ gần một tháng, thế mà mẹ con bà Hồng dám trắng trợn thay đổi toàn bộ nội dung. Bà ta muốn tiền đến điên rồi, việc tài đình như thế mà cũng dám làm rời khỏi văn phòng làm việc của ông minh tôi như người mất hồn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra một cách suôn sẻ ngoài dự tính của tôi cầm bản di chúc thật của bố trên tay tôi vẫn mơ mơ hồ hồ lúc sau chợt nhớ tới đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con thanh tôi quay sang hỏi dương đoạn ghi âm đó làm sao mà anh có được dương vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe nhưng không quên trả lời tôi lắp camera siêu nhỏ trong nhà cô cái gì anh lắp camera siêu nhỏ trong nhà tôi á anh lắp lúc nào, sao tôi không biết gì? Để cô biết mất vui. Ở cái đồ điên này, chuyện quan trọng như thế mà anh ta không nói với tôi thì sợ mất vui, làm sáng nay tôi cứ lo lắng mãi, sợ không ép được ông Minh nói ra sự thật, còn bị ông ta tố cáo ngược. Tôi hậm hực nói, camera siêu nhỏ anh lắp trong nhà tôi có phải là sản phẩm sắp ra mắt thị trường của công ty mình không? Cô thông minh hơn tôi rồi đấy. Camera không dây siêu nhỏ là sản phẩm mới nhất của công ty Dương chế độ quay và âm thanh có thể điều khiển từ xa. Dương là giám đốc, biết cách sử dụng là chuyện đương nhiên. Tôi chỉ không ngờ anh ta có thể thần không biết quỷ không hay lắp được camera vào trong nhà tôi để thu thập đầy đủ bằng chứng về những việc sai trái của bà Hồng. Đối với chuyện này tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc nên không ngừng hỏi thêm. Anh lắp camera trong nhà tôi từ bao giờ thế? Hôm đưa cô về thắp hương 100 ngày bố. Lại thêm một bất ngờ nữa dành cho tôi. Bảo sao hôm ấy Dương cứ nhất quyết Đưa tôi về nhà cho bằng được. Hóa ra mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Dương. Thế anh lắp ở đâu? Dưới kệ tivi. Tôi nhớ hôm ấy bà Hồng và Thanh có xuống bếp gọt hoa quả khoảng 10 phút, còn tôi thì ra ngoài nghe điện thoại của con Giang, để mình Dương ngồi trong phòng khách, mà tôi không biết bằng một quyền năng nào đó mà Dương có thể lắp xong chiếc camera thu nhỏ dưới kệ tivi nhà tôi chỉ với 10 phút. Ngày trước bố tôi từng nói đầu óc Dương nhạy bén hơn người, tôi tưởng anh ta chỉ nhạy bén ở lĩnh vực kinh doanh thôi. Cho tới hôm nay tôi mới biết Ở lĩnh vực khác Dương cũng rất siêu phàm Vậy anh còn đoạn ghi âm nào nữa không? Còn Đâu cho tôi nghe với Tại sao tôi phải cho cô nghe Tôi hít vào một hơi thật sâu Cố bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt Dương Những đoạn ghi âm ấy đối với anh không có tác dụng gì Nhưng đối với tôi lại rất quan trọng Anh cho tôi nghe đi Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Thật không? Thật Tôi nói gì cô cũng phải nghe Được Tôi bảo cô nấu gì phải nấu luôn Đồng ý, tôi không ly hôn Được Nói xong tôi mới giật mình phát hiện bản thân vừa lỡ mồm Nhưng đang tò mò không biết trong tay Dương Còn đoạn ghi âm gì nên cứ đánh liều bảo anh ta Tôi đồng ý hết Giờ anh cho tôi nghe thử đi Bấy giờ Dương mới cầm điện thoại đưa cho tôi Điện thoại của anh ta không cài mật khẩu Nên vào rất dễ Tìm tới một file đã lưu Tôi mở một đoạn ra nghe thử Còn danh Linh, bây giờ còn cái quái gì nữa đâu mà mẹ cứ phải tìm cách đối phó với nó cho mệt đầu ra. Tất cả tài sản cổ phần của bố đều thuộc về mấy mẹ con mình hết rồi. Nó có mỗi 10% cổ phần, coi như mẹ bố thí cho nó đi. Bà Hồng không biết Dương đã lắp camera siêu nhỏ dưới kệ TV, nên vô tư nói mới thành. Con ngây thơ vừa thôi, nếu chỉ có một mình con Linh, thì mẹ đã chẳng tốn công nghĩ trăm phương ngàn kế để triệt hại nó. Đối với mẹ, con Linh chỉ là cái hạng tép diêu, không đáng để nhắc đến Kể cả nó có nghi ngờ bản di chúc hôm nọ là giả, nhưng không tìm ra bằng chứng thì nó cũng chẳng động được đến chân lông hai mẹ con mình. Thế nhưng thằng chồng nó mới là vấn đề, thằng Dương ấy không dễ dàng đối phó chút nào đâu. Mẹ định làm gì anh Dương? Lần trước mẹ thuê cái thằng nghiện lái xe đâm vào anh ấy con đã không thích rồi. Mẹ muốn xử lý con Linh thế nào cũng được, con không quan tâm, nhưng đừng động đến anh Dương. Con mê mẩn thằng Dương quá rồi đấy, tỉnh lại đi. Bây giờ con phải về phe mẹ, tìm cách chia rẽ vợ chồng nó để con linh không có chỗ dựa khi ấy mẹ con mình mới có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ thế rốt cuộc mẹ định làm gì con linh lấy thẳng dương gần một năm rồi mà vẫn chưa có thai chắc ông trường bà hạnh đang sốt ruột lắm mẹ tính lừa con linh với thẳng dương sang nhà mình rồi con nhân cơ hội pha thuốc kích thích cho hai đứa nó uống chỉ cần con có cơ hội mang thai với thẳng dương thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nghe xong kế sách thâm hiểm của bà hồng Thành vẫn chưa rõ lắm Cô ta hỏi lại mẹ Vậy tại sao phải pha thuốc kích thích cho cả con Linh uống nữa Con nghe này Mẹ sẽ thuê một thằng du côn Nhốt nó vào phòng con Linh Đợi chúng nó xảy ra chuyện gì Mẹ vào chụp ảnh gửi cho bố mẹ chồng con Linh xem Con nghĩ ông bà trường hạnh Có chấp nhận nổi một đứa con dâu lăng loàn Vô liêm sỉ Trốn chồng đi ngủ với trai không Càng nghe tôi càng không thể hiểu nổi Nỗi hận thù của bà Hồng đối với tôi lớn tới mức nào Mà trong đầu suốt ngày chỉ tính đoán miêu kế hãm hại tôi nếu hôm nay không nghe được đoạn ghi âm này Thì trong một ngày không xa Có lẽ tôi đã rơi vào một cạm bẫy thâm hiểm Do chính bà ta dựng nên Đoạn ghi âm dài hơn 5 phút kết thúc Tôi lướt xuống dưới nghe thêm một đoạn nữa Đoạn này không chỉ có mình bà Hồng và Thanh nói chuyện với nhau Mà còn thêm sự góp mặt của bảo Nhưng hầu như tôi chỉ nghe thấy tiếng bà Hồng oang oang chửi cậu ta Mày đúng là cái loại ăn cây táo rào cây sung Sao tao lại có đứa con trai bất tài vô dụng như mày thế không biết Còn bất tài vô dụng nhưng không làm gì trái với lương tâm đạo đức Chị Linh, chị Thanh và con Đều là con của bố Phần tài sản bố chia cho con Con không dùng đến thì sang tên cho chị Linh Cũng là chuyện bình thường Thế sao mày không cho chị ruột mày Lại cho con nghiệt chủng kia Tao nói cho mày biết nhá Nếu mày dám cho con Linh một mét vuông đất Thì tao cũng sẽ từ mặt mày Mày không biết trước giờ tao với nó là kẻ thù không đội trời chung à Sao mày cứ thích chọc tức tao thế nhỉ Con quyết định rồi Mẹ đừng cản con nữa tôi nghe thấy một tiếng chát một phát trong đoạn ghi âm có lẽ là bà hồng đã nổi điên đánh bảo vì cậu ta không chịu nghe lời rõ ràng thanh và bảo là cùng một mẹ sinh ra nhưng tính cách của hai người đó khác nhau hoàn toàn tôi với thanh như nước với lửa nhưng tôi với bảo lại rất bình thường chẳng qua vì mối quan hệ giữa tôi và mẹ cậu ta không tốt nên tôi mới ít nói chuyện hay tiếp xúc với bảo bảo bị đánh xong tôi không còn nghe thấy cậu ta nói gì nữa chỉ có tiếng bước chân rời đi lát sau mới nghe được giọng con thanh Tiếp tục nói chuyện với bà Hồng Nhớ thằng bảo cho con Linh hết đất đai thật Thì sao hả mẹ Sao răng gì ở đây Mẹ còn sống một ngày Thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra Thằng bảo nói hiền Nên mới đi thương hại con danh kia Chứ mẹ thì cứ đợi đấy nhá Trong bản di chúc thật Ông Thiện không để lại cho mẹ con mình bất cứ tài sản gì Chỉ cho thằng bảo 30% cổ phần Còn toàn bộ bất động sản với 5% cổ phần còn lại Thì cho hết con Linh Mẹ không thấy chuyện này có gì bất thường à Hay ông ta phát hiện ra điều gì rồi còn đoán đúng đấy Hôm trước mẹ dọn lại tủ quần áo của ông ta Thấy trong túi áo vest ông ta Hay mặc có hai bản kết quả xét nghiệm ADN Mẹ mở ra xem Thì tờ kết quả của con bị ông ta bỏ nát Chỉ có tờ kết quả của thằng Bảo Vẫn ngấp gọn gàng Vậy là ông Thiện biết Con không phải con gái ruột của ông ấy Nên mới không chia tài sản cho mẹ con mình đúng không Ừ đúng là lão giả vô ơn Nếu ông ta biết điều Chia tài sản cho bốn người Thì mẹ đã không bảo con đi dụ dỗ ông Minh Làm bản gì chúc khác nhưng con vẫn không hiểu sao ông thiện biết con không phải là con gái ruột của ông ta mà không nói gì con nhớ đợt đấy mẹ đi du lịch nước ngoài với hội bạn không mẹ đánh rơi điện thoại ông thiện không có cách nào gọi được cho mẹ nên chắc đợi mẹ về rồi mới nói lão giả xảo quyệt cũng may lúc mẹ về ông ta bị đột quỵ không nói được nên mẹ con mình mới thoát một kiếp nạn đấy à hôm ấy mẹ đã nói gì với ông thiện để ông ta tức đến nỗi vỡ mạch máu não mà chết còn nhắc lại chuyện đấy làm gì ông ta vô tình thì mẹ phải vô nghĩa đầu tiên mẹ nói cho ông ta biết chín năm trước là mẹ cố tình đến chọc tức mụ vợ cũ của ông ta những lần ông ta đi công tác mẹ đối xử với con linh như rẻ sách mặc sức chửi bới sai khiến đấy biết nó dị ứng với đậu nành mẹ xay thành bột bí mật bỏ vào thức ăn để nó phải đi cấp cứu rồi tiện mồm nói luôn cho ông ta biết mối quan hệ giữa mẹ và chú nguyên ông ta nghe xong tức quá nên mới bị vỡ mạch máu não mà chết đấy tới đoạn này tôi không thể ngồi tiếp tục ngồi im nghe mẹ con bà hồng nói chuyện nữa khi biết cái chết của cả bố và mẹ tôi đều liên quan đến bà hồng cả người tôi tức run lên bần bật lồng ngực như bị hòn đá nặng đè lên đau đến nỗi không thở được hô hấp muốn dừng lại ngay tức thì răng cắn chặt vào môi nước mắt thi nhau chảy dài trên hai gò má dương ngồi bên ghế lái cũng nhận ra điểm khác thường của tôi anh ta xoay vô lăng tạt vào ven đường rồi dừng xe hẳn lại cơ thể tôi lúc bấy giờ vẫn còn đang run Dương tự tháo dây an toàn của tôi xong Lặng lẽ kéo đầu tôi dựa vào lồng ngực anh ta khẽ nói Bình tĩnh Khi ấy lòng tôi như có một đốm lửa nhỏ Đang nhen nhóm sưởi ấm từng tế bào Chuẩn bị đông cứng lại Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra Thấm đẫm cả mảng áo sơ mi trắng của Dương Tôi thốt thiết nói Tại sao? Tại sao bà ta có thể làm thế? Tại sao chứ? Được rồi, không khóc nữa Mắt cô sắp dừng như quả cà chua rồi đấy Kệ tôi, anh không hiểu được cảm giác trong lòng tôi lúc này đâu ừ tôi không hiểu thế bây giờ đã về nhà chưa về thôi đợi tôi nói xong dương mới nổ máy khởi động xe lái xe về nhà bây giờ suy nghĩ trong đầu tôi vô cùng hỗn độn bao nhiêu ất ức tôi phải gánh chịu bấy lâu nay phần lớn đều do bà hồng gây ra không những thế bà ta còn là người gián tiếp gây nên cái chết của bố mẹ tôi biến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa tôi mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế hai mắt nhìn vô định ra bên ngoài dương từ trong bếp đi ra đưa cho tôi một cốc nước mát uống đi rồi suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì tôi nhận lấy cốc nước mát trong tay dương cúi đầu uống một ngụm vị nước thanh mát trong khoang miệng chảy xuống cổ họng làm tâm tình tôi bình tĩnh hơn một chút sau đó tôi chậm rãi nói tôi muốn kết thúc mọi chuyện anh cho tôi mấy đoạn ghi âm tôi vừa nghe nhé ừm tôi rất hận bà hồng nhưng bây giờ chưa thể vội vàng báo công an bắt bà ta luôn được Tôi muốn chính tay mình làm cho bà ta mất hết tất cả Để bà ta trải qua cảm giác đau đớn, tuyệt vọng Như khi đã làm với tôi À, tại sao anh lại ép được ông Nguyên Chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi Cô tưởng ông Nguyên chỉ ngoại tình với mỗi mẹ kế của cô thôi sao Ý anh là ngoài bà Hồng Ông Nguyên còn cặp kẻ với người phụ nữ khác à Anh có biết cô ta là ai không Cô hỏi làm gì Tôi có dự tính riêng của tôi Thời gian chậm chậm trôi qua. Ba ngày sau tự nhiên điện thoại của tôi có một sờ dãy số lạ gọi đến. Tôi trần chừ mãi mới ấn nút nghe, không ngờ tôi lại nghe thấy giọng nói lanh lảnh của bà Hồng ở đầu dây bên kia. Mày có về mang bài vị của mẹ mày đi khỏi nhà tao không? Nếu không tao mang ra sọt rác, vứt thì đừng có trách. Với tất cả những chuyện bà Hồng đã gây ra cho gia đình tôi, bây giờ tôi nghe giọng bà ta thôi cũng đã ghét cay ghét đắng rồi. Ấy vậy mà bà ta còn dám dọa mang bài vị của mẹ tôi vứt ra sọt rác. Giờ phút này còn nhịn bà ta nữa Thì tôi đúng là một kẻ tâm thần Tôi gằn giọng Nếu bà dám động đến bài vị của mẹ tôi Thì đừng trách tôi ác Những việc bẩn thỉu bà đã làm Đừng tưởng tôi không biết Đầu dây bên kia bà Hồng rít lên Còn dành láo tuét Hôm nay mẹ ăn phải gan hù mà Mà dám lên giọng dọa nạt tao Tôi không nói mồm đâu Bà cứ thử động vào bài vị của mẹ tôi mà xem Mày không phải thách tao Tao cho mày đúng nửa tiếng nữa nếu mày không về mang bài vị của mẹ mày đi tao sẽ cho ra sọt rác công cộng đấy tôi nhớ đến đoạn ghi âm hôm nọ dương cho tôi nghe đoán chắc bà hồng và thanh đã không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa nên hôm nay mới tìm cớ lừa tôi về đó để ép tôi uống thuốc kích dục rồi thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của bà ta tuy nhiên tôi sẽ vẫn về nhà tận tay lột toạc lớp mặt nạ thâm hiểm trên khuôn mặt bà hồng xem bà ta còn dương dương tự đắc nữa không tôi lạnh nhạt nói được rồi lát nữa tôi sẽ về Tốt nhất bà đừng có động đến mẹ tôi Mày đồng ý về mang bài vị của mẹ mày đi rồi ấy, Thì tao còn động đến làm gì nữa cho bẩn tay Không để bà Hồng nói hết câu Tôi đã cúp máy luôn Tránh để tai mình phải nghe những âm thanh tục tiểu Sáng nay lúc đi làm Dương vừa nói cho tôi biết một tin Ông Nguyên cùng cô nhân tình trẻ tuổi Ôm một đống tiền của bà Hồng rồi chạy trốn Nghe tin ông Nguyên bỏ trốn Cả công ty Hồng Thuyện giờ đang nháo nhào hết cả lên Các cổ đông thi nhau đi tìm bà Hồng ép bà ta phải tìm cách giải quyết. Nhân viên chậm gần 2 tháng tiền lương, ai đến làm việc cũng uể oải, một số bộ phận còn đồng loạt nộp đơn xin nghỉ việc. Bà Hồng chính thức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn biết bấu víu vào Thanh. Bà ta nghĩ nếu hôm nay kế hoạch thành công thì mọi chuyện sẽ được lật ngược lại. Ai dè nước đi này của bà ta lại đi thẳng vào đường cùng. Ngày tôi vất vả chờ bao lâu nay cũng đã tới nơi. Tôi sẽ là người tặng bà ta cú nốc ảo cuối cùng. Đến giờ tan làm, tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào túi sách, rồi vội vội vàng vàng ra cổng bắt taxi về nhà. Chiếc camera siêu nhỏ của Dương lắp dưới kệ TV có kết nối với điện thoại của tôi, nên mọi kế hoạch của bà Hồng và Thanh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến giờ tan làm, tôi thu xếp đồ đạc bỏ vào túi sách rồi vội vàng ra cổng bắt taxi về nhà. Chiếc camera siêu nhỏ Dương lắp dưới kệ TV có kết nối với điện thoại của tôi, nên mọi kế hoạch của bà Hồng và Thanh tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay ý định của bà ta là sau khi hạ thuốc kích thích tôi sẽ gọi điện giả vờ thông báo với dương tôi đột nhiên bị ngất xỉu để anh ta đến đón tôi về trong khoảng thời gian đó bà ta sẽ gọi tên du côn đã thuê sẵn để bảo hãm hiếp tôi khi dương đến trông thấy cảnh tượng đó anh ta chắc chắn sẽ nổi khủng lên lúc ấy tới lượt thanh bưng cốc nước lạnh có sẵn thuốc trong đó lên cho dương một kế hoạch hoàn hảo đến không có kẽ hở nhỏ đáng tiếc bà hồng có tính toán kỹ càng đến mức nào thì cũng không tính ra chuyện dương đặt camera siêu nhỏ ngay dưới kệ tivi và tôi không ngu đến mức tự uống nước bà ta đưa. Sau khi chuẩn bị xong tinh thần, tôi hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước vào phòng khách. Bà Hồng vừa nhìn thấy mặt tôi đã cao giọng xỉa sói. Sau giờ này mày mới bỏ mặt về? Mày nghĩ tao không dám động đến bài vị của mẹ mày thật à? Mặc dù đã cảnh giác đứng cách bà Hồng một đoạn rất xa, nhưng mùi nước hoa sặc sụa trên người bà ta vẫn làm tôi bất giác nhân mày lại. Bà lấy quyền gì mà dám vứt bài vị của mẹ tôi vào so xác? Bà Hồng nghe xong câu hỏi của tôi, bật cười ha hả như bà điên. Quyền gì á? Quyền tao là chủ cái nhà này. Dí chúc bố mày để lại, tao vẫn còn cất trong tủ. Tao nhớ loại nghiệt trùng láo tuét như mày, không được ông ấy xí cho một đồng. Tôi nhếch môi nở nụ cười nhạt rồi nói. Bà vừa chửi tôi là nghiệt trùng đấy à? Bà có nhầm không? Trước khi chửi người khác thì phải tự xem lại bản thân mình trước đi ý mày là gì bà thông minh như thế mà không hiểu ý tôi nói à tối qua tôi mơ ngủ gặp bố ông ấy nói sẽ quay về trả thù người nào làm ông ấy tức đến nỗi đứt mạch máu não phải ra đi trong tức tuổi đấy mày đừng có nói lang nhăng tao vả vỡ mồ mày đấy bố mày mất không liên quan gì đến tao ơ ừ kìa tôi có nói bố tôi mất là do bà đâu sao chưa gì bà đã chột dạ rồi hay bà có tật giật mình không tao chẳng có tật gì hết Mày mau mang bài vị của mẹ mày biến đi cho khuất mắt tao. Để tôi nói hết giấc mơ tối qua, rồi tự khắc tôi sẽ đi. Bố còn nói cho tôi thêm 5% cổ phần công ty Hồng Thiện và toàn bộ bất động sản đứng tên ông ấy. Tôi mới chỉ nói đến đây thôi mà mặt bà Hồng đã xanh lét, chỉ tay vào thẳng mặt tôi. Biến ngay, trước khi tao nổi điên. Bà đừng vội, hôm nay tôi còn mang quà về cho bà nữa đây." Nói xong tôi lôi điện thoại ra, mở cho bà Hồng nghe mấy đoạn ghi âm đặc sắc. Nghe đến đâu Mắt bà ta trợn ngược lên đến đấy Ngay cả Thanh cũng không giữ nổi bình tĩnh Mà lao đến định cướp điện thoại của tôi Mày Còn chó này Mày dám đặt máy ghi âm trong nhà tao à Mày đặt ở chỗ nào Ở chỗ nào Sức của Thanh từ trước đến giờ Vốn dĩ đã không thắng được tôi Giờ cô ta có lao đến cướp điện thoại Thì tôi vẫn tránh kịp Ở đâu á Còn lâu tao mới nói Mẹ con mày giỏi lắm Chuẩn bị tinh thần ngồi tù mọt gông đi Tội làm giả di chúc, Tội thuê người hại tao Tao có đầy đủ bằng chứng hết rồi Tao không để yên cho hai mẹ con mày nhởn nhơ Ngoài vòng pháp luật mãi đâu Bà Hồng từ phía sau Tự nhiên xông lên túm chặt tóc tôi Nhưng tôi dại gì mà để bà ta túm được Tôi nhanh chân lách người sang một bên Bà Hồng theo phản xạ lao đầu về phía trước Cả người đập vào tường Cơn đau bất ngờ kéo đến Làm bà ta không chịu được mà mở miệng rên gì Ai ôi, đau quá Thanh ơi, đừng để con danh kia chạy thoát Giật chiếc điện thoại trong tay nó đập vỡ đi Nhanh lên, nhanh lên tay tôi vẫn giữ chặt chiếc điện thoại để nó phát hết mấy đoạn ghi âm lên án tội ác của mẹ con bà hồng bà hồng sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đứng được dậy cùng con thanh tấn công về phía tôi hai người họ thi nhau cầm cốc chén ném tứ tung tôi tránh hết chỗ này sang chỗ khác nhưng vẫn không tránh kịp tốc độ của hai mẹ con họ hai chiếc cốc thủy tinh nhằm thẳng đầu tôi lao tới thân thủ tôi có nhanh đến mấy cũng không thể cùng lúc tránh được cả hai chiếc cốc tôi biết phát này mình xong rồi thể nào tí nữa về đầu cũng sưng lên một cục. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, đón nhận cơn đau, thì từ đâu xuất hiện một bóng dáng vững chắc, đứng chắn ngay trước mặt tôi, che chở cho tôi. Tôi nghe bụp một phát, chiếc cốc thủy tinh bà Hồng ném trúng ngay vào giữa chán Dương, đến thanh cũng phải giật mình hô to, anh Dương! Dương kéo tôi, ôm gọn ghẽ vào trong lòng, rồi lừa mắt lừa mẹ con bà Hồng. Lẽ ra, tôi không động đến phụ nữ, nhưng hôm nay chắc phải tự làm bẩn tay mình rồi mẹ con bà hồng không ngờ dương lại xuất hiện đúng lúc này vậy là kế hoạch hoàn hảo của ai kia còn chưa kịp bắt đầu đã phải tan thành mây khói đôi mắt bà hồng ánh lên vẻ căm phẫn tột cùng còn thanh thì cuống cuồng chạy đến chỗ dương sốt sáng hỏi anh dương sao tự dương anh lại xông vào đỡ cho nó anh có đau lắm không chán đỏ hết cả lên rồi kìa anh ngồi xuống ghế đi để em vào bếp lấy đá trường cho anh nói xong thanh đưa tay định sở lên chán dương nhưng bị anh ta hất mạnh ra sau đó Dương còn cố tình phủi hai tay vào nhau Như kiểu mình vừa động vào thứ gì bẩn thỉu lắm Nếu cô còn muốn sống yên ổn Thì đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào người tôi Đối diện với cái thái độ bài xích công khai của Dương Mặt thanh trong phút chốc ngắn tũn lại Đôi mắt ẩn ẩn nước của cô ta Ngước nhìn Dương đầy vẻ ấm ức Tại con danh kia đánh mẹ em Nên em mới ném cốc về phía nó Chứ không phải em tự gây sự trước đâu Nó còn khốn nạn đến nỗi Lắp máy quay trộm trong nhà em em sẽ kiện nó tội xâm phạm quyền riêng tư cho nó ngồi tù rũ xương thành tố nước bọt nói một thôi một hồi mà thái độ của dương vẫn thở ơ như cũ khóe môi anh ta chỉ khẽ nhếch lên máy quay trong nhà cô là do tôi lắp đấy cô giỏi thì kiện đi ngữ khí mạnh mẽ dứt khoát trong lời nói của dương khiến thành bất giác lùi về phía sau miệng cô ta lắp bắp mãi mới được từ. anh anh bà hồng sau khi biết người lắp máy quay lén là dương thì nổi khủng lên nghiến răng kèn ghét nói chúng mày giỏi giỏi lắm đến giờ phút này thì tôi chẳng còn gì phải giấu giếm bà hồng nữa đằng nào những ngày tháng tự do của bà ta cũng sắp kết thúc rồi trước khi bà ta vào tù tôi cũng nên nói rõ mọi chuyện chứ nhỉ nụ cười nhạt trên môi tôi khẽ cong lên sau đó tôi bình thản nói bà tính toán trăm phương ngàn kế hãm hại tôi chẳng lẽ tôi không biết đường phản kháng lại sao thời gian vừa qua tôi cố tình không động đến bà để bà mất cảnh giác tôi mới dễ dàng thu thập bằng chứng. Chứ không phải vì tôi sợ bà. Bà vẫn nghĩ tôi là đứa trẻ 19 tuổi, ngu dại, mắc bà tính tế à? Mày, chúng mày lắp camera trong nhà tao từ bao giờ? Chuyện đó bà không cần quan tâm. Tôi có tin vui hơn muốn nói cho bà biết đây. Bà dòng tai nghe cho kỹ nhé. Gã luật sư bà câu kết làm giả di trúc đã đi tự thú rồi. Chính miệng lão ta khai nhận với công an toàn bộ quá trình phạm tội của các người. Từ việc bà bảo con gái đi dụ dỗ lão ta Đến việc bà cho lão ta 3 tỷ tiền mặt Không sót việc nào Tôi nói đến đâu Cơ mặt bà Hồng cứng ngắc đến đấy Hai mắt bà ta không ngừng giật giật Rốt cuộc chúng mày đã làm gì ông Minh Để ông ấy phải đi tự thú Lũ chúng mày đúng là ác quỷ Cứ phải dồn người ta vào chân tường Mới hả lòng hả dạ Thực ra Dương ép ông Minh đi tự thú Bằng cách nào tôi cũng không rõ lắm Chỉ biết sau cuộc nói chuyện điện thoại với bà Hồng trưa nay Dương đột nhiên gọi tôi vào phòng anh ta Nói hôm qua Ông mình đã đi tự thú Giờ tôi có thể tự tay kết thúc mọi chuyện được rồi Vậy nên tôi mới quyết định về nhà Chọc tức bà Hồng một phen Rồi đợi công an đến lôi cổ bà ta đi Tôi muốn tận mắt chứng kiến Cảnh bà Hồng bị bắt Có như vậy nỗi oán hận trong lòng tôi bao năm nay Mới được xoa dịu Bà Hồng tức đến nỗi hai má đỏ phừng phừng Không còn lý lẽ cãi bọn tôi nữa Thì bắt đầu dở thói nói cùn Chúng mày đừng vội vui mừng Tao không thua cuộc dễ dàng như thế đâu dù có mất tất cả thì tao vẫn sẽ đấu với chúng mày đến cùng cùng lắm ý, là ôm nhau chết chung nói xong bà hồng nhanh tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía tôi và dương với tốc độ rất nhanh lưỡi dao sáng loá trong tay bà không ngừng đưa qua đưa lại ngay cả thanh cũng bị dọa sợ mà hét toáng lên mẹ làm gì vậy bỏ dao xuống đi bà hồng bảo thanh con đừng ngăn cản mẹ đứng sang một bên đi đừng nhúng tay vào chuyện này vì hai đứa nó mà mẹ con ta mất hết tất cả hôm nay mẹ phải giết chết chúng nó chúng mày đi chết hết đi đối mặt với hành động điên cuồng của bà hồng dương một lần nữa đứng chắn ngay trước mặt tôi tôi không muốn dương dính dáng vào chuyện này nên cố tình kéo anh ta sang một bên nhưng kéo thế nào dương cũng không nhúc nhích vì thế mà cảm giác sợ hãi trong lòng tôi vơi đi không ít thế nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là ngăn cản bà hồng tôi cố kéo dài thời gian coi như cho bà ta thêm cơ hội cuối cùng nếu bà ta biết hối cải, không để sự việc đi quá xa thì còn có thể cứu vãn. Bà có giết chúng tôi, cũng không thay đổi được điều gì. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những việc làm sai trái của bà, tôi đều có đủ bằng chứng. Việc bà thuê người muốn lấy mạng tôi, cả việc bà chọc tức bố tôi, để ông ấy vỡ mạch máu não chút hơi thở cuối cùng trong cam phẫn, là do chính mồm bà thừa nhận. Pháp luật khoan hồng với những người biết hối cải. Bà mau dừng lại đi. Mày đừng hỏng mang pháp luật ra dọa tao, Loại người cạn tàu giáo máng như bố mày Đáng phải chết Tao sống với ông ta bao nhiêu năm trời Lúc nào cũng cố gắng lấy lòng ông ta Nhưng đến tận lúc ông ta chết Vẫn không để lại cho tao một đồng một cắc nào Bà chửi bố tôi là người cạn tàu giáo máng Nhưng bà lại lừa ông ấy hơn 20 năm Bà nghĩ bà đáng thương lắm sao Không Bà là người phụ nữ giả dối Chứ không hề đáng thương chút nào Cấm mồm đi Mày biết gì mà nói Tao nguyện rủa ông ta suốt đời suốt kiếp Không được siêu thoát Đến tận lúc này Bà Hồng vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ Chửi tôi chán rồi lại quay sang Dương quát tháo Còn mày nữa Con gái tao yêu mày nhiều như thế Mà mày đối xử với nó không bằng con vật Tại mày mà tao mới ra nông nỗi này Nếu mày không ép ông Nguyên sang tên cổ phần cho con danh kia Thì tao đã không bị lão ta lừa hết tài sản Tao có thâm thù đại hận gì với mày Mà mày nhất quyết dồn tao vào đường cùng Tất nhiên với tính cách của Dương Anh ta sẽ không đối đáp đàng hoàng lại với loại người như bà Hồng bà nói đủ chưa tao không những nói mà còn muốn lấy mạng mày nữa cơ dứt lời bà hồng cầm dao đâm thẳng về phía trước khi lưỡi dao chạm gần đến dương anh ta lạnh lùng giơ chân đạp vào tay bà hồng một phát rất mạnh con dao văng xuống đất phát ra âm thanh chói tai cả người bà ta theo quán tính cũng bị ngã về phía sau động tác của dương cũng nhanh như chớp chỉ một chiêu đã thoát khỏi nguy hiểm thành đứng bên này còn chưa kịp chạy sang đỡ mẹ mình dậy thì công an đã từ ngoài cửa ập vào khống chế bà hồng Bà ta dãy rùa gào thét không ngừng Sao các người lại bắt tôi Phải bắt hai đứa khốn kiếp kia kìa Chúng nó đến nhà tôi quậy phá Muốn giết tôi nên tôi mới tự vệ thôi Một anh công an còn khá trẻ Giữ chặt tay bà Hồng lạnh lùng nói Bà có tội hay không Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng Còn bây giờ nếu bà không chịu hợp tác Sẽ thêm một tội chống người thi hành công vụ Tội này không nhẹ đâu Không tôi không có tội Bỏ tôi ra Các người muốn bắt tôi thì phải có lệnh bắt giữ nếu không ấy tôi không đi đâu hết thả tôi ra các người điên rồi tôi sẽ kiện các người tội lạm dụng chức quyền tự ý xông vào nhà cưỡng bức tôi mẹ con bà hồng có la hét khàn cổ thì vẫn bị công an dẫn đi đợi mấy người bọn họ đi khuất tôi đảo ánh mắt nhìn khắp phòng khách một lượt sau đó lại gần kệ tivi sờ tay xuống phía dưới hí hoáy tháo chiếc camera siêu nhỏ ra rồi quay sang hỏi dương anh báo công an à ừ thời điểm tôi quyết định về nhà đấu trận cuối cùng với mẹ con bà hồng Tôi đã muốn nói qua với Dương một tiếng Nhưng cả buổi chiều nay anh ta không có mặt ở công ty Nên tôi mới phải tự bắt taxi về Ai ngờ đâu đến cuối cùng Vẫn là Dương ra tay giúp tôi Đẩy mẹ con bà Hồng vào tù Tại sao anh biết tôi về nhà Mà báo công an Dương trả lời một cách qua loa đại khái Tôi đoán bừa Tất nhiên tôi không tin vào hai chữ đoán bừa của Dương Thế nhưng tôi biết một khi Dương đã không muốn nói Thì có hỏi thế nào anh ta cũng chẳng thèm trả lời vì vậy không tốn công hỏi thêm Dương nữa Tôi chỉ lặng lặng lên tầng thắp hương cho bố mẹ Sau bao năm tháng nhẫn nhịn chịu đựng Cuối cùng cũng đến ngày Tôi tận mắt chứng kiến cảnh bà Hồng bị bắt Tôi đứng trong phòng thờ một lúc Thì nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần Không cần quay lại nhìn thì cũng biết Người sắp bước vào là ai Vừa nãy tôi không bảo Dương lên thắp hương cho bố mẹ tôi Vì tôi sợ anh vẫn còn ghi hận chuyện cũ trong lòng Ai ngờ Dương tự lên thắp hương Thái độ của anh ta vô cùng chân thành không có một chút giả dối. Chúng tôi không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng yên một chỗ. Lúc sau thấy không khí trong phòng hơi ngột ngạt, tôi mới rẻ dặt hỏi Dương. Mẹ con bà Hồng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật đúng không? Dương khẽ gật đầu. Pháp luật công bằng, cô yên tâm. Mặc dù bà Hồng và Thanh đã bị bắt, nhưng tôi vẫn chưa yên lòng nên mới hỏi Dương một câu lãng xẹt như thế. Tưởng đâu anh ta lại nổi cáu với tôi hỏi vớ vẩn, Chú đồng nghĩ anh ta trả lời tôi rất đàng hoàng Hôm ấy tôi và Dương ở lại Dọn dẹp phòng khách Đến gần 7 giờ tối mới về Đi qua quán gà tần Người mùi hương thơm ngào ngạt Tôi rủ Dương vào ăn cùng Hơn 20 năm là trẻ mồ côi Nên Dương không hề chê mấy quán ven đường mất vệ sinh Tôi gọi hai bát gà tần thuốc bắc Mỗi người một bát cùng ăn ngon lành Ăn xong Dương chở tôi về nhà Dạo gần đây tôi ngủ rất ngon Nhưng không hiểu sao tối hôm đó Tự nhiên lại gặp ác mộng Trong giấc mơ tôi thấy bà hồng và thanh đầu tóc rũ rượi mặt mũi trắng bệch hai người đó không ngừng tấn công về phía tôi bà hồng giật ngược tóc tôi ra đằng sau để thanh tát lia lịa vào mặt tôi mấy chục cái cô ta tát nhiều đến nỗi máu tràn ngập cả khoang miệng một vị tanh nồng sộc lên não làm tôi đau đớn khôn cùng điều kỳ lạ là trong giấc mơ ấy tôi không hề có sức phản kháng hai mẹ con bọn họ chỉ biết đứng im chịu trận tới khi tôi bị ngã gục xuống đất bà hồng tiếp tục đạp túi bụi vào người tôi tôi không chịu được mà ngất xỉu đi mơ đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc quay sang bên cạnh thấy dương vẫn nằm im hai mắt tôi mở to thao láo nhìn lên trần nhà đầu óc hoàn toàn trống rỗng rõ ràng mẹ con bà hồng đã bị bắt nhưng trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên có lẽ tôi bị ám ảnh bởi giấc mơ vừa rồi nên có cố thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ cho đến khi bàn tay to lớn ấm áp của ai kia choàng qua người tôi kéo tôi vào lòng anh ta giọng nói của dương trong lúc ngái ngủ vẫn còn khàn khàn ngủ đi nghĩ ít thôi tôi hơi ngẩng đầu lên quan sát toàn bộ gương mặt dương lúc này ngắm nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta đẹp trai sợ nhìn lâu quá lại bị mê hoặc nên tôi khẽ nói tôi không ngủ được anh nói chuyện với tôi một lúc được không mặc dù mối quan hệ của hai vợ chồng tôi không giống những cặp vợ chồng bình thường cho lắm nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện người giúp đỡ tôi vượt qua tất cả chỉ có duy nhất một mình dương ở bên anh ta tôi luôn có cảm giác bình yên như một đám mây xanh lẳng lặng trôi trên bầu trời chẳng cần phải quan tâm đến bão sông dương hỏi tôi cô muốn nói gì bắt đầu từ chuyện của ông nguyên trước đi mấy lần trước tôi có hỏi mà anh không nói sao anh lại ép được ông nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi cô đúng là dai như đỉa có một chuyện mà hỏi đi hỏi lại cả trăm lần vòng tay dương vẫn ôm chặt lấy tôi để tôi dựa đầu vào lồng ngực của anh ta Giữa chúng tôi bây giờ chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được Từng nhịp đập của trái tim Dương Vì muốn che giấu sự bối rối trong lòng Tôi tảng lờ nói bừa một câu Kệ tôi chứ Anh cứ trả lời đi Bấy giờ Dương mới chậm chậm nói Tôi nghe ngóng được tin ông Nguyên đang gặp khó khăn Trong việc đầu tư vào mấy lô đất ở ngoại thành Nên tôi tiện tay làm một cuộc giao dịch nhỏ với ông ta Một cuộc giao dịch nhỏ của Dương Khiến ông Nguyên bay mất 15% cổ phần công ty Hồng Thiện Tôi thắc mắc không biết giao dịch thế nào Thì anh ta mới gọi là lớn Nghĩa là anh giúp ông Minh giải quyết vụ đất đai Đổi lại ông ta phải chuyển nhượng cổ phần cho tôi Ừ Tại sao anh lại phải làm thế Vì tôi ngứa mắt với tốc độ thu mua cổ phần của cô Suốt nửa năm trời mới được 3% Vậy mà cũng đòi bằng giỏi Ngành quản trị kinh doanh ở nước ngoài Cô mua bằng à Tôi bị môi đáp lời anh ta Có anh mới mua bằng ấy Điểm thật của tôi là điểm 100% nhé Ừ, điểm thật Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Dương ít nhiều cũng đã trở nên thân thiết hơn một chút. Tôi không biết có phải do người yêu anh ta ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ 5 tháng nên Dương mới đối xử tốt với tôi thế không, nhưng tôi thì chót yêu anh ta thêm một lần nữa rồi. Mà không, gần 9 năm qua, tôi chưa từng ngừng yêu Dương, chỉ là tôi luôn cố giấu cảm xúc ấy xuống tận sâu đáy lòng mình. Thời điểm tôi về Việt Nam, lần đầu tiên gặp lại Dương, tôi đã biết cả cuộc đời này sẽ không có một người đàn ông nào thay thế được vị trí của anh ta trong tim tôi. Quá khứ bố tôi đã làm rất nhiều việc sai trái với Dương, tôi không biết tương lai ông trời có thương xót cho chúng tôi thêm cơ hội không. Nhưng đêm nay tôi rất muốn nói cho anh ta nghe về chuyện của đứa bé. Tôi thừa nhận mình đang cố trông chờ và hy vọng vào một điều gì đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không chắc chắn. Tôi dè dặt hỏi, chín năm qua anh rất hối hận, đúng không? Ừ. Uhm. Mặc dù trong lòng tôi đã đoán được câu trả lời của Dương Nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh ta nói ra Tôi vẫn cảm thấy đau đớn xót xa Nỗi đau ấy xuyên qua cơ thể tôi Ăn mòn tâm can Làm tôi dai dứt khôn nguôi Miệng tôi chỉ biết bật ra hai từ xin lỗi Chứ không nói được gì hơn Phòng ngủ của tôi bỗng rơi vào trạng thái im lặng lạ thường Cho đến một lúc lâu sau Tôi mới tự hít vào một hơi thật sâu Lấy hết can đảm cất lời Đứa bé 9 năm trước Tôi không phải do tôi muốn phá bỏ nó Tôi vừa nói khỏi mồm Dương sửng sốt hỏi lại Gì? Tôi nói Đứa bé con tôi và anh Không phải do tôi muốn phá bỏ nó đâu Ánh mắt Dương nhìn tôi như có muôn vàn điều muốn nói Nhưng tôi chờ mãi Anh ta vẫn chẳng nói ra được một câu chữ gì Nhìn Dương như vậy Tôi đành tự mình nói hết ra mọi chuyện Đã chôn vùi bấy lâu Tôi không ác đến nỗi Tự phá bỏ đi đứa con của mình đâu Thật đấy, sau khi chia tay với anh tôi mới phát hiện mình bị mang thai ngoài dạ con đứa bé không thể giữ lại nhưng tôi vẫn không đủ can đảm bỏ nó đi cho đến một hôm tôi bị ngất giữa đường người ta đưa tôi vào viện cấp cứu thì đã quá muộn tôi bị vỡ vòi trứng bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra nói đến đây tự nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng sống mũi cay sực lên chuyện đã qua gần chục năm rồi thế mà bây giờ nhắc lại tim tôi vẫn như bị ai đó ghim vào hàng trăm hàng nghìn chiếc tim tôi xin lỗi xin lỗi vì đã không giữ được con sao bây giờ cô mới nói thời điểm đó tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa nói ra cũng không thay đổi được gì sau này gặp lại anh tôi sợ anh không tin nên vẫn quyết định không nói khó khăn lắm tôi mới nói xong câu này cảm giác vòng tay dương siết chặt người tôi hơn tôi khẽ gọi dương cô tưởng mình hiểu tôi lắm sao tôi cô đúng là điên thật rồi nghe dương bảo mình bị điên Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc mà nước nở Anh bảo Tôi điên sao Ừ tôi điên Tôi điên nên mới không quên được anh Tôi điên nên mới nghe theo lời bố chia tay anh Sau khi phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài Tôi nằm trong bệnh viện suốt 3 ngày trời Mà không tài nào chợp mắt nổi Bởi vì mỗi khi tôi chợp mắt Hình ảnh con lại xuất hiện trong tâm trí tôi Nó không ngừng khóc lóc Cầu xin tôi cứu nó Nhưng Nhưng mà tôi lại chẳng làm được gì cả tôi chỉ biết nghĩ tới anh tôi ước nếu anh có ở đó thì hai mẹ con tôi sẽ không phải chịu khổ như này tôi điên thật đấy anh vừa lòng chưa dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt trong phòng ngủ tôi nhìn rõ vẻ mặt cứng ngắc của dương đôi vai anh ta không ngừng run lên người đàn ông lúc nào cũng gan lì với cuộc đời khí chất lạnh lùng chẳng sợ đối mặt với kẻ mạnh ấy vậy mà hôm nay lại vì vài <laughs> câu nói của tôi mà run lên không ngừng sau đó anh ta lại bật cười chua chát tôi còn điên hơn cô khi nói ra chuyện đứa bé tôi không biết dương có hoàn toàn tin tưởng mình không nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút mí mắt tôi bấy giờ nặng trĩu mơ màng nghe dương nói thêm vài câu rồi cũng chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng như bình thường thế nhưng lúc lên phòng gọi dương xuống ăn tôi lại không thấy anh ta đâu lúc này tôi mới để ý đến chiếc siêu xe đen tuyền của dương không có trong gara chứng tỏ anh ta đã rời khỏi nhà rồi tôi không có tâm trạng ăn sáng một mình nên cũng để bụng đói đi làm luôn vừa đến công ty cái hoài chìa luôn cho tôi một chai sữa bắp sửa cười toe toét chị uống sữa đi em có tin vui muốn thông báo với chị đây một đêm ngủ chẳng được mấy tiếng người tôi ê ẩm mệt mỏi vốn không có tâm trạng tán gẫu với cây hoài nhưng thấy nó nhiệt tình quá tôi không nỡ làm mất hứng nên miễn cưỡng hỏi tin gì vậy anh đức sắp về rồi đấy chi nhánh công ty mình trong miền nam phát triển ổn định rồi không cần anh đức ở trong đó nữa chuyện là đợt trước chi nhánh công ty trong miền nam có gặp chút vấn đề dương cử anh đức vào đó chấn chỉnh lại công việc bây giờ mọi chuyện đã ổn định nên anh ấy được quay về đối với tôi anh đức chẳng khác gì anh trai nghe tin anh ấy về tôi cũng khá hào hứng em biết bao giờ anh đức về không hình như là ngày mai hoặc ngày kia thôi à em còn nghe nói lần này anh đức về sẽ được thăng chức lên làm phó giám đốc đấy em nghe ai nói vậy ơ ờ, em nghe mấy chị phòng nhân sự nói anh dương có quyết định rồi giờ chỉ chờ anh đức về thôi chị nhá là có số hưởng nhất đấy công ty mình có anh dương với anh đức là nổi bật nhất thì anh dương là chồng chị còn anh đức là anh trai mưa của chị cơ cấu chống lưng to như thế á đố đứa nào dám bắt nạt cái hoài nói đến đây thì chị trang bảo nó đi lấy phản hồi của khách hàng về sản phẩm robot lau nhà tự động tôi cũng quay vào bàn làm việc một cách nghiêm túc Cả ngày hôm đó Dương không đến công ty, tôi cũng không biết anh ta đi đâu mà đến hơn 11 giờ đêm mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu nhưng không hề có mùi nước hoa của phụ nữ. Tôi đang ngủ, nghe tiếng mở cửa cũng giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp nói gì, Dương đã phủ lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng đầy cuồng nhiệt. Đây là lần thứ hai anh ta hôn tôi sau hơn 8 năm xa cách. Mùi vị thơm nồng của rượu whisky hòa với cảm xúc mãnh liệt của Dương làm tôi say đắm, quên cả việc phản kháng sau nụ hôn ngông cuồng dương ngang ngược đưa tay cởi từng cúc áo trên người tôi bây giờ tôi mới giật mình giữ tay anh ta lại dương dừng lại đi anh say rồi để tôi xuống nhà pha nước cho anh tôi cố thoát khỏi vòng tay vững chắc của dương bước xuống giường nhưng còn chưa kịp đi thì chiếc áo trên người đã bị anh giật đứt hết cúc dương chỉ cần dùng một chút sức lực nhỏ nhoi đã có thể khiến tôi quay trở lại giường tôi không uống nước không uống nước thì bỏ tôi ra anh nằm đè lên người tôi như vậy nặng lắm Không bỏ Cả đời không bỏ Dứt lời Dương tiếp tục cúi xuống hôn tôi Tiếp theo chuyện gì xảy ra Thì chắc mọi người cũng biết Lần này Dương đi vào tôi rất nhẹ nhàng Không mạnh bạo chiếm giữ tôi như những lần trước Lúc tôi dướn người vì không chịu được Dương còn biết dừng lại cho tôi thích nghi dần Căn phòng ngủ bỗng chốc ngập tràn hương vị hạnh phúc Cảm giác hạnh phúc tôi mơ ước gần chục năm nay Thần trí của tôi chìm sâu trong bể tình do Dương tạo ra. Tôi ích kỷ nghĩ nếu Trâm cứ đi học nâng cao nghiệp vụ bên nước ngoài không về thì có lẽ tôi và Dương thực sự vẫn còn cơ hội. Một đêm dài đi qua, hôm sau Dương đưa tôi đến đồn công an giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội của bà Hồng. Sau khi giao nộp xong, công an mới thông báo cho chúng tôi biết được họ đã bắt được ông Nguyên và cô nhân tình trẻ tuổi kia giờ đang trong quá trình lấy lời khai và hoàn thành hồ sơ khởi tố. Dương thuê riêng cho tôi một luật sư giỏi để theo vụ này tới cùng. Ngày đầu ông ấy còn là cố vấn pháp luật của tập đoàn Trường Phong. Bố mẹ chồng tôi thi thoảng cũng gọi điện hỏi han. Mẹ chồng tôi còn dặn, nếu cần gì cứ nói một tiếng, bà ấy nhất định sẽ không để tôi chịu thiệt. Rời khỏi đồn công an, Dương chở tôi về luôn công ty, còn anh ta thì phải ra ngoài gặp đối tác. Tôi cắm cúi làm việc đến 3 giờ chiều, nghe tiếng ai nói quen quen. Doanh số phòng kinh doanh dạo này khá lắm nhá, chắc em lại tăng ca chủ nhật đúng không? ngẩng đầu lên tôi gặp ngay ánh mắt sáng như sao của anh Đức tôi mỉm cười đáp anh nói thế mấy chị kia nghe được lại bảo em cướp công bây giờ doanh số tăng nhờ sự nỗ lực của cả phòng đấy chứ có phải là riêng mình em đâu vậy tối nay anh mời cả phòng mình đi ăn lẩu nhá câu cuối cùng anh Đức nói rất to nên mọi người trong phòng đều nghe rõ cái hoài ngồi bên cạnh tôi là xôm nhất nó cười toe tué toét anh mời cả phòng kinh doanh đi ăn liên hoan để mừng anh lên chức chứ gì em nghe mọi người nói nhá anh sắp lên làm phó giám đốc đúng không? Không phải đâu, mọi người nói đùa đấy, anh còn lâu mới lên được chức phó giám đốc. Thôi nhá, anh đừng có mà giấu bọn em nữa, anh vào chi nhánh trong Nam có hơn 3 tháng trời mà doanh số đã từ âm chuyển lên dương. Công lao lớn như vậy, á, không được lên chức phó giám đốc thì hơi bị phí, nhở? Được rồi, được rồi, thế anh mời cả phòng kinh doanh đi ăn liên hoan anh thăng chức, tối nay 7 giờ nhá, ăn lẩu hay là đồ nướng đây? Ăn lẩu đi anh ơi! Tính tôi trước giờ không thích những nơi ồn ào đông đúc nhưng hôm nay liên hoan mừng anh Đức lên chức Tôi không thể không đi Làm việc đến tầm 6 giờ Mọi người bắt đầu tụ tập dưới cổng công ty Rồi di chuyển đến nhà hàng lầu ở cầu giấy Vì chúng tôi đã gọi điện đặt bàn từ trước Nên tới nơi Chỉ việc ngồi vào ăn thôi Mọi người đang ăn uống vui vẻ Thì Dương từ đâu đi tới Chị Trang là người lên tiếng hỏi anh ta đầu tiên Ô sếp Sao sếp đến muộn thế Em còn tưởng sếp không đến cơ Dương nhìn khắp bàn ăn một lượt rồi hờ hững nói Xin lỗi mọi người, đường tắc quá." Dứt lời, Dương tự ý ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh tôi. Tôi sợ mọi người nhìn vào lại bàn tán xôn xao nên cố tình kéo ghế sang một bên. Tính Dương ít nói, hầu như không bắt chuyện trước với ai, cứ đợi người ta hỏi thì Dương mới trả lời. Thế nhưng vì Dương là sếp nên ai cũng muốn mời anh ta một tí. Dương không từ chối, uống hết ly này đến ly khác. Tôi để ý thấy tiểu lượng của anh ta rất tốt, uống hết một vòng mà mặt vẫn chẳng chút biến sắc nào. Thế nhưng cứ có ai mời rượu tôi là Dương lại liếc mắt nhìn như muốn cảnh cáo. Cứ thế cho đến khi tàn cuộc, tôi vẫn chẳng phải uống ly rượu nào, toàn tìm cách từ chối khéo. Đợi mọi người về hết rồi, tôi mới lững thững đi bộ ra cửa. Vì tôi biết thể nào Dương cũng lái xe chở tôi ở một đoạn đường cách quán lẩu không xa. Tuy nhiên tôi vừa bước chân khỏi phòng ăn đã gặp ngay anh Đức. Hôm nay anh ấy cũng uống khá nhiều rượu vì là nhân vật chính của bữa tiệc nhưng có lẽ tiểu lượng của anh Đức không được tốt như Dương Tôi nhìn mặt anh ấy đỏ bừng Bước chân cũng không được vững chãi Anh chưa về à? Em gọi xe cho anh về nhá Chứ anh say như này anh không lái được xe đâu Thế còn em? Sao giờ vẫn ở đây? Xếp về từ nãy rồi cơ mà Hai người là vợ chồng tại sao lại không về cùng nhau? Anh Dương còn có chuyện Nên em bảo anh ấy về trước Giờ em cũng về luôn đây Linh! Anh nghe cái Giang kể hết mọi chuyện rồi Nếu cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc Thì em hãy làm những gì em cho là đúng anh luôn ủng hộ em anh nhìn em lớn lên cũng coi như là anh trai của em anh không hy vọng em phải sống với một người mà người ta đã hết yêu em đâu tôi nghe anh đức nói xong còn chưa kịp trả lời đằng sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của dương ai bảo cậu tôi hết yêu cô ấy say rồi thì đừng nói lung tung nói xong câu đó dương ngẩng đầu lên nhìn anh đức bằng ánh mắt vô cùng kiên định cậu về được rồi đấy anh đức khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Dương nên cũng hơi lúng túng. Lúc nãy sếp đã lấy xe về rồi, sao giờ còn quay lại đây? Tôi quay lại đón vợ mình cũng phải báo với cậu à? Không, em chỉ muốn hỏi cho rõ thôi. Giờ thì rõ rồi đấy, cậu về đi. Anh Đức gật đầu, loạn tròn bước đến gần Dương. Nếu sếp đã không còn tình cảm với Linh, em hy vọng sếp có thể buông tay cô ấy. Không liên quan đến cậu. Dứt lời, Dương kéo tay tôi lướt qua người Đức, để anh ấy một mình đứng ngoài hành lang rộng lớn nhìn theo bóng lưng bọn tôi. Ngồi trên xe ô tô, tôi sợ anh Đức say đi đứng không cẩn thận, xảy ra chuyện gì tôi lại hối hận cả đời, nên cứ ngọ nguậy không yên. Dương ngồi bên ghế lái mặt lạnh tanh như vừa mất sổ gạo. Cô ngồi cạnh tôi mà vẫn còn tâm trí lo cho người tình à? Anh điên vừa thôi, anh Đức không phải là người tình của tôi. Chúng tôi từng là hàng xóm của nhau gần 20 năm trời. Năm tôi học lớp 10, gia đình anh Đức đột nhiên chuyển nhà. Mãi tới khi nộp hồ sơ vào công ty anh, tôi mới vô tình gặp lại anh ấy đấy không liên quan đến tôi. Tôi biết cái lão xấu tính này lại bắt đầu dở thói trẻ con ngang ngược, nên cũng không nhiều lời đôi co, chỉ cố nói thêm một câu. Nếu tôi đúng là người tình của anh Đức, thì tôi đã ly hôn với anh từ lâu rồi. Ai cho cô ly hôn? Anh không ký đơn á, thì tôi đơn phương ly hôn. Xã hội bây giờ phát triển lắm nhá. Dương không nói không rằng, cứ để mặc tôi làm nhà một mình suốt cả quãng đường về. Thời gian sau đó chậm chậm trôi qua, hồ sơ tố cáo tội ác của mẹ con bà Hồng đã đầy đủ bằng chứng. Công an còn điều tra lật ngược lại vụ án bà Hồng thuê người triệt hạ tôi nhằm nốt chọn 10% cổ phần công ty Hồng Thiện. Bà ta thừa nhận đã cho tên tài xế hôm đó 400 triệu để hắn theo dõi tôi hàng ngày, đợi khi nào có cơ hội mới ra tay sát hại. Ngày bà Hồng và Thanh phải đứng trước vành móng ngựa để chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Chỉ mới hơn một tháng điều tra mà dung nhan bà Hồng đã đi xuống thẩm tệ. Đầu tóc rối tung rối mù, Mắt thâm quầng như con gấu trúc, hai má bà ta hóp sâu vào, môi khô khốc nẻ toác. Nhìn Sang Thanh, tôi thấy cô ta cũng chật vật, chẳng khác mẹ mình là bao. Đây chính là quả báo của hai người họ, nó đến muộn chứ không phải là không đến. Tôi ngồi bên dưới nghe chủ tọa phiên tòa đọc bản án, bà Hồng 18 năm tù giam, thành 7 năm tù giam, ông Nguyên và ông Minh cũng lần lượt phải lãnh bản án đúng với tội trạng của mình. Phiên tòa xét xử kết thúc công an giải bà hồng và thanh đi ra thi hành án ra đến cửa bà hồng thấy tôi thì không ngừng kêu gào linh mày không thể đối xử tệ bạc với mẹ con tao như vậy mày mau mau làm đơn xin giảm án cho chúng tao ngay tài sản của bố mày để lại tao không cần gì nữa tao biết mình sai rồi tao xin mày tha cho tao đi linh ơi linh ơi dù bà hồng có gào khàn cổ tôi cũng không hé răng đáp lại nửa lời tôi chậm rãi đeo túi sách lên người lướt qua mẹ con bà ta một cách vô tình đây là quả báo mà bà hồng và thanh đáng phải nhận sau những việc làm độc ác sai trái của mình tôi lững thững đi bộ trên vỉa hè một đoạn dài sau đó ngước mắt nhìn lên trời không biết bố mẹ tôi ở nơi đó có nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay không con gái đã đòi lại công bằng cho hai người rồi đấy hai người yên tâm nhắm mắt nhé trong lúc tôi đang mải suy nghĩ mông lung thì đằng sau lưng bỗng có tiếng gọi rất quen thuộc chị linh chị linh tôi dừng bước ngoái đầu lại nhìn thấy Bảo đang vội vã chạy về phía mình, khuôn mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi, chắc là do vừa chạy một đoạn khá dài. "Cậu muốn nói gì?" "Em xin lỗi chị nhiều lắm." Tôi nhìn khuôn mặt ngập tràn cảm xúc đau thương của cậu ta, không nhìn được mà hỏi lại một câu. "Sao cậu phải xin lỗi tôi? Em không dám xin chị tha thứ cho mẹ và chị gái em, nhưng em vẫn muốn thay mặt hai người đó xin lỗi chị một cách tử tế." "Không cần đâu, mẹ và chị gái cậu đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật rồi, giờ tôi có tha lỗi cho hai người họ hay không cũng không còn quan trọng nữa." Bảo nhìn tôi một hồi lâu, ánh mắt cậu ta như có vô vàn điều muốn nói, nhưng đến cuối cùng chỉ ngập ngừng nói vài câu đơn giản với tôi. "35% cổ phần công ty Hồng Thiện bố để lại cho em, em không dám nhận đâu, chị cho em chuyển nhượng sang tên chị nhé." Tôi lắc đầu từ chối. "Bố để lại cổ phần cho cậu, cậu chuyển sang tên tôi làm gì?" Tôi có bất động sản và 28 cổ phần là đủ rồi Nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm Em sợ công ty Hồng Thiện sẽ bị phá hủy trong tay em Cậu chưa có kinh nghiệm Thì có thể thuê người điều hành công ty Nó là tâm huyết cả đời bố Nếu cậu cố gắng hết sức Mà vẫn không thể vực nó dậy Thì cũng không ai trách cứ được cậu Tôi nắm trong tay 28% cổ phần Là cổ đông lớn thứ hai sau cậu Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu hết mình Nói tới đây Khuôn mặt bảo mới chịu giãn ra đôi chút Em cảm ơn chị dù sao đi nữa bảo cũng là em trai cùng cha khác mẹ với tôi tôi có ghét bà hồng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ghét lây sang bảo vì từ trước đến giờ cậu ta chưa từng làm hại tôi tôi sẽ không tự ý lôi người vô tội vào ân oán hận thù của riêng mình đợi bảo rời đi tôi bắt xe quay về công ty làm việc còn chưa kịp mở máy tính lên đã thấy con giang gọi điện tới nó biết hôm nay tôi đến tòa án dự phiên tòa xét xử mẹ con bà hồng nên mới canh điện thoại gọi đúng lúc này Tính con giang nóng này Câu trước câu sau đã vào thẳng vấn đề Tình hình thế nào rồi Mày về chưa Tao vừa về Bà Hồng và con Thanh phải bóc mấy quyển lịch Nói tao nghe xem nào Tôi trả lời con Giang Bà Hồng tổng cộng các tội Phải ngồi 18 năm Con Thanh 7 năm Giang nghe xong bật cười khanh khách Phải thế chứ Pháp luật vẫn là công bằng nhất Mụ Hồng tội chồng chất tội Nên 18 năm là đúng rồi Năm nay mụ ta 49 tuổi Thêm 18 năm nữa ra ngoài cũng phải sáu bảy không biết đến lúc ấy mụ ta có biết ăn năn hối cải không à thế ba mươi phần cổ phần công ty của bố mày thì sao theo di chúc bố tao để lại cho thằng bảo nhưng công ty bây giờ lắm vấn đề quá không biết có vực dậy nữa không tao nhờ bố tao giúp mày một tay nhé dù sao công ty hồng thiện cũng là tâm huyết cả đời của bố mẹ mày dùng cách gì đi nữa cũng phải cố mà cứu lấy nó ừ tao cảm ơn trước nhé không để tôi nói hết câu giang đã gắt ôm lên con sở người ơn huệ gì ở đây Nói xong nó cúp máy luôn Tôi chỉ còn nghe được mấy tiếng tút tút dài đằng đẵng Ở đầu dây bên kia Cất điện thoại vào trong túi sách Rồi tập trung làm bản báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng Về sản phẩm mới ra mắt thị trường Chính là chiếc camera siêu nhỏ Dương lắp dưới kệ tivi nhà tôi Nhờ nó mà tôi mới có bằng chứng Vạch mặt tội ác của bà Hồng Làm xong bản báo cáo khảo sát ý kiến khách hàng Tôi ngẩng đầu lên đã hơn 3 giờ chiều Vừa đảo ánh mắt nhìn ra cửa Đã gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của Trâm đang xanh túi lớn túi nhỏ bước vào phòng kinh doanh. Đã bao lâu rồi tôi không gặp cô ta nhỉ? Tròn 5 tháng, khi mối quan hệ giữa tôi và Dương có tiến triển hơn một chút, trong đầu tôi tự vẽ ra viễn cảnh chúng tôi có thể quay về bên nhau, thì Trâm lại đột ngột xuất hiện như một cơn bão giữa trời quang, quét đi bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ trong tôi. Cái hoài nhìn tôi đỡ đẫn như người mất hồn, nó lắc đầu ngao ngán xong mới hỏi Chị Linh, chị sao đấy? Chị không sao, đang nghĩ linh tinh vài chuyện thôi, Bà Trâm đi học nâng cao nghiệp vụ về rồi à Sao hôm nay lại lần tới đây Hay định dở cho gì Chị không biết Nhìn cái mặt hớn hở của con mụ ấy á, Em đã ghét rồi Cứ như kiểu mình là bà chủ của công ty này không bằng ấy Đúng là cái đồ trưởng giả học làm sang Sao bà ta không ở lại anh luôn đi nhở Còn về làm cái gì Cái hoài nói tới đây thì đúng lúc Trâm bước vào Chị Trang đang ngồi vào làm việc Bỗng đứng bật dậy đi về phía cô ta Cười cười nói nói Em vừa mới đến à Mới ra nước ngoài 5 tháng Mà suýt chút nữa chị không nhận ra em luôn đấy Mỗi lần gặp em á Chị lại thấy em đẹp hơn là sao nhỉ Trâm khẽ nở nụ cười tươi tắn Đáp lại lời chị Trang Chị cứ trêu em mãi thôi Em mua quà cho chị này Đây là mẫu ví cầm tay mới nhất của Gucci đấy Chị xem có ưng không Nói rồi Trâm đưa cho chị Trang một túi giấy Chị Trang được tặng quà mặt mũi vui hẳn lên Uầy sao em mua cho chị đồ đắt đỏ thế này Chị không dám nhận đâu gần nửa năm rồi chị em mình mới gặp nhau em mua tặng chị mỗi cái ví cầm tay là còn ít đấy thôi chị nhận đi cho em vui vậy chị cảm ơn nhá lần này em đi học nâng cao nghiệp vụ về được thăng lên chức gì đấy em vẫn làm trưởng phòng kinh doanh chưa có thăng chức gì đâu chị biết hết rồi nhá nghe đứa em họ chị bảo em sắp lên thay vị trí của bố em đúng không bấy giờ trâm mới gật đầu thừa nhận vâng ạ à, cuối năm nay bố em xin nghỉ hưu nên ban giám đốc mới có quyết định cho em ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ 5 tháng rồi về đảm nhận vị trí của bố em luôn. Chị biết ngay mà, em vừa có tâm vừa có tầm như thế, lên chức là chuyện sớm muộn thôi. Chị chúc mừng cô gái của chị nhé, chúc em thành công vang dội trên cương vị mới. Em cảm ơn chị, khi nào em chính thức có quyết định bổ nhiệm lên vị trí phó giám đốc sẽ mời cả phòng mình đi ăn mừng với em một bữa nhé. Chị Trang vui vẻ bảo châm, ok luôn, cả phòng kinh doanh của chị á, chờ tin mừng từ em nhé. Lúc ấy em nhất định sẽ mời các chị một bữa thật to Còn bây giờ em xin phép vào vòng anh Dương một chút Lát chị nhớ chia quà cho mọi người hộ em nhé Em mua nhiều đồ lắm đấy Ừ em cứ vào đi Từ giờ đến tối sếp không bận gì nữa đâu Vâng em vào bàn bạc với anh Dương về chuyện đám cưới Vừa nói Trâm vừa cố tình giơ tay trái của mình ra Để chị Trang dễ dàng nhìn thấy Chiếc nhẫn kim cương thiết kế cầu kỳ Đeo trên ngón tay áp út của cô ta À chị biết rồi nhá Nhẫn kia là sếp chị tặng đúng không Trâm lắc đầu giả vờ bẽ lẽn Không phải đâu chị, nhẫn này em mua đeo chơi thôi Chị đừng hiểu lầm Chị Trang cầm trên tay Quan sát kỹ càng chiếc nhẫn của cô ta Rồi bắt đầu gật gù bình phẩm Em đừng có mà hỏng giấu chị nhé Đây là mẫu nhẫn cưới giới hạn của thương hiệu Harry Winston Một trong những thương hiệu chuyên về nhẫn cưới Sang trọng và đẳng cấp nhất đúng không Bị chị Trang đoán đúng thương hiệu nhẫn Trâm không những không ngại ngùng Còn hồ hởi nói Đúng là không gì có thể qua mắt được chị Tháng trước chị thấy có một biêu kiện từ Mỹ gửi về cho sếp Chị đã nghi nghi rồi Không ngờ trong đó lại là nhẫn cưới của em và sếp Thế hai người định bao giờ tổ chức đám cưới Chắc là sang tháng 10 chị ạ à, Anh Dương dục em mấy lần rồi Em á không chỉ hoãn thêm được nữa Nhưng đầu năm bọn em mới sang London nghỉ tuần trăng mật Chứ tầm tháng 10 bên đấy rét lắm Uầy thích thế Em với sếp đi hưởng tuần trăng mật tận bên London á à? Vâng ạ à, Ở London có nhiều cảnh đẹp lắm Ngắm mãi mà chẳng biết chán Anh Dương bảo sang đó chụp ảnh cưới nhưng đi lại nhiều cũng mệt nên em bảo á chỉ sang nghỉ tuần trong mật thôi. Chị chúc mừng em lần nữa nhé. Em với sếp bọn chị đúng là trai tài gái sắc. Lấy nhau về á sau đẻ con ra thì nào cũng thông minh tài giỏi hơn người. Tôi biết cuộc nói chuyện này là Trâm cố tình nói to cho tôi nghe thấy nhưng tôi vẫn ngồi yên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói. Đợi bóng dáng Trâm khuất dần sau cánh cửa phòng kinh doanh tôi mới dám buông bỏ cảnh giác trong lòng. Cái hoài nhìn theo bóng lưng trầm bĩu môi coi thường Đúng là cái đồ hồ ly tinh Không có liêm sỉ Biết người ta lấy vợ rồi mà cứ sấn vào Em đoán chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta là hàng giả Cô ta dựng chuyện Để chọc tức chị thôi ấy Chị đừng nghĩ ngợi nhiều nhá Ừ chị biết rồi thôi làm đi Nói xong tôi cũng quay người và làm việc Được một lúc thì chị Trang bảo tôi Mang tài liệu cho các phòng ban khác Tôi vừa bước chân ra ngoài hành lang Thì bắt gặp cảnh tượng Trâm đang khoác tay Dương kéo đi mặt dương thờ ơ lạnh lùng không bộc lộ một chút cảm xúc đẩy tay trâm ra khỏi người anh ta nhưng trâm lại cố tình quàng vào xong quay sang phía tôi nở một nụ cười đắc thắng nhìn chồng và nhân tình lướt qua mặt mà chẳng biết phải nói gì có lẽ thời gian vừa qua trâm không có ở nhà nên dương mới bố thí cho tôi chút tình cảm thương hại tối hôm đó tôi biết dương sẽ không về nhà ăn cơm nhưng vẫn cố nấu mấy món anh ta thích nấu xong tôi tự dọn ra bàn ngồi ăn một mình cảm giác nhai cơm mà chẳng khác gì nhai cỏ một cơn buồn nôn từ dạ dày tôi kéo lên, làm tôi vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Không biết mấy hôm nay tôi làm sao mà ăn uống rất hay buồn nôn, có khi nào bệnh dạ dày của tôi lại tái phát rồi không? Sang tuần tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra lại. Sau khi nôn xong, tôi cũng không ăn thêm được miếng nào mà lên phòng đi ngủ. Đợi đến gần 11 giờ, cửa phòng tôi mới khẽ mở ra, bóng dáng cao lớn của Dương nhẹ nhàng bước vào, tôi không cần động não suy nghĩ cũng đoán được anh ta vừa đi đâu về thực sự lúc này tôi cũng không biết phải đối diện với dương như nào nên cứ nằm yên một chỗ nhắm mắt giả vờ ngủ sáng hôm sau tỉnh dậy thì dương đã lái xe rời khỏi nhà từ lúc nào tôi nở nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình người yêu anh ta về nước rồi tôi còn mong chờ điều gì nữa đây bây giờ tôi còn không chịu tỉnh ngộ thì đến bao giờ mới tỉnh tôi không nấu đồ ăn sáng mà lững thững đi bộ ra bến xe buýt bắt xe đi làm đến công ty Đầu óc tôi như trên mây trên gió Chẳng tập trung vào được việc gì Tới khoảng 10 giờ tôi cứ thấy miệng mình đắng ngắt Liếc sang cái hoài Nó đang lén lút ngồi ăn ô mai Làm tôi tự nhiên thấy thèm Không nhịn được mà lên tiếng hỏi nó Em còn ô mai không? Chị ăn à? Ừ, tự nhiên hôm nay chị lại thèm chua Tôi mới nói đến đây Cái hoài đã quay ngoắt sang nhìn tôi Bằng ánh mắt nghi ngờ Chị Linh, không phải chị có rồi đấy chứ Có gì? Ơ cái bà già này, có thai chứ còn gì nữa Bình thường chị có bao giờ ăn đồ chua đâu Mà hôm nay lại thèm Tháng này á chị đến ngày chưa Lúc ấy tôi mới giật nảy mình Nhầm tính toán trong đầu Kinh nguyện tháng này của tôi đã chậm 15 ngày Dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc Tôi không để ý đến chuyện đó Còn đổ tại mình nghĩ ngợi nhiều Nên mới bị chậm kinh 9 năm trước khi biết tin mình mang thai Tôi đã vô cùng sợ hãi Bởi vì thời điểm đó chính là lúc Bố ép buộc tôi phải chia tay với Dương còn mẹ thì đang vật vã trong những cơn đau đớn quằn quại nếu nói chuyện mình mang thai chắc chắn bố tôi sẽ bắt đi phá bỏ đứa bé ngay vào luôn tính ông ấy cứng rắn thế nào tôi là người hiểu rõ nhất vậy nên mấy âm thầm quyết định không tiết lộ cho bất cứ ai biết ngoài con giang rồi mọi chuyện vỡ lở tôi phải vào bệnh viện cấp cứu thì bố mẹ mới biết khi phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài được nửa tháng hôm ấy trời mưa rất to dương một thân ướt như chuột lột đến tận nhà tôi hỏi tại sao tôi lại bỏ con Tôi rất muốn chạy ra nói với anh ta rằng Tôi không bỏ con Là con bỏ tôi Thế nhưng còn chưa kịp nói gì Bố đã nhốt tôi vào trong phòng Ông ấy tịch thu luôn điện thoại của tôi Cứ để Dương đứng dưới cổng nhà cả một đêm dài Cho đến ngày được bố thả ra Tôi có tìm đến chỗ nhà Dương thuê trọ Nhưng cô chủ nhà bảo anh ta chuyển đi rồi Không ngờ lần sau chúng tôi gặp lại nhau Đã là chuyện của 8 năm sau Tối hôm đó Dương phải đi gặp đối tác nên tôi tự về nhà bằng xe buýt Qua tiệm thuốc tây Ngập ngừng mãi mới dám bước vào mua mấy chiếc que thử thai Về nhà Việc đầu tiên tôi làm là chạy tót ngay vào nhà vệ sinh Khóa trái cửa lại Tay tôi run run mở hộp Lấy chiếc que thử thai ra ngoài bắt đầu thử Rất nhanh sau đó đã có kết quả Đầu tiên là một vạch đỏ chói xuất hiện trước mắt tôi Khi tôi còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm Vạch thứ hai mở nhạt đã ẩn ẩn hiện hiện Ngay cạnh vạch đầu tiên Tôi không phải đứa trẻ mới 18 tuổi mà không biết hai vạch này có ý nghĩa gì lúc trước bác sĩ đã từng nói sau này khả năng có thai của tôi rất thấp nên tôi chủ quan có lần quan hệ với dương xong tôi quên uống thuốc tránh thai khẩn cấp nghĩ một lần thì không sao đâu ai rẻ tôi có thai thật rồi giá như đứa bé này đã xuất hiện trước lúc Trầm đi học nâng cao nghiệp vụ về thì mọi chuyện đã khác cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng tôi nhìn chiếc que thử thai trên tay tôi vừa mừng vừa lo Mừng vì kiếp này tôi vẫn được làm mẹ, sau này ra đường nhìn những đứa trẻ mỗ miếm đáng yêu sẽ không còn phải ao ước nữa. Nhưng sau đó tôi lại lo, con sinh ra không có bố, rồi người đời lại gọi nó là đứa trẻ mồ côi, rồi họ lại tự cho mình cái quyền gì và coi thường nó. Một đứa trẻ sinh ra đã không có bố ở bên cạnh, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi chứ? Tôi ngồi bần thần trong nhà vệ sinh một lúc lâu, đến khi hai chân tê cứng mới miễn cưỡng đứng dậy rời đi cả buổi tối hôm đó không tập trung vào bất cứ việc gì nấu ăn quên cho gia vị đi tắm quên lấy quần áo rồi ti tỉ những việc lặt vặt khác chỉ có việc mang quần áo khô vào phòng cho dương là tôi không quên cất quần áo xong tôi chuẩn bị quay người rời đi thì có vài tờ giấy thò ra khỏi ngăn kéo dưới bàn làm việc của dương tự nhiên tôi lại tò mò muốn xem đó là tài liệu gì mà dương phải cất kỹ thế bình thường tài liệu dương toàn để đầy trên bàn chỉ có những giấy tờ cực kỳ quan trọng thì anh ta mới cất vào ngăn kéo. Tôi chậm chậm bước đến kéo ngăn tủ ra. Thứ đập vào mắt tôi ngay lúc này không phải tập tài liệu gì quan trọng mà chính là những tờ đơn ly hôn đã in sẵn tên của tôi và Dương ở trên đó. Xem xong, từng tế bào máu trong cơ thể tôi như muốn đông cứng lại. Hóa ra Dương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết rồi. Vị trí vợ hờ của tôi xem chừng chẳng còn giữ được bao lâu nữa. Kể cả có đứa bé xuất hiện cũng không thể nào cứu vãn nổi mối quan hệ giữa tôi và dương bây giờ tôi nở nụ cười mà nước mắt cứ lăn dài trên má qua bao nhiêu trông gai chắc chở tưởng đâu mình sẽ có được chút bình yên nhưng bình yên ấy lại từ chối tôi hết lần này đến lần khác tôi cất mấy tờ đơn ly hôn vào chỗ cũ rồi loạn choạng bước ra ngoài về tới phòng tôi ngồi dựa lưng vào tường cố chờ dương về nói cho anh ta biết đến sự xuất hiện của đứa bé coi như tôi tự cho mình cơ hội cuối cùng Thế nhưng tôi chờ mãi Chờ mãi đến hơn một giờ đêm Mà vẫn chưa thấy Dương về Lúc sau hai mắt nặng chịu Cơn buồn ngủ ở đâu kéo đến Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi phát hiện tối qua Dương đã không về nhà Có lẽ anh ta đang mài chìm đắm Trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng Với cô người yêu Xa cách gần nửa năm Nên đã quên mất ở nhà Còn có một người phụ nữ ngây ngốc Chờ anh ta cả đêm dài tăm tối Mang theo tâm trạng uể oải mệt mỏi đi làm, tôi ngồi đọc cả tập số liệu phân tích thị trường mà không vào đầu được nửa chữ. Đến khoảng 10 giờ, tiếng chuông điện thoại của con Giang gọi đến, khiến tôi giật mình lại thần trí rồi ấn nút nghe. "Alo, đầu dây bên kia, con Giang chậm chậm nói. Tối qua tao thuyết phục được bố tao giúp đỡ công ty nhà mày rồi đấy. Quan hệ của bố tao trong giới xây dựng cũng khá rộng rãi nên mày đừng lo quá. Tao đang định bán bớt bất động sản để lấy tiền bù lỗ cho công ty." mày hâm à sao lại đi bán đất tao đã bảo cứ để bố tao giúp đỡ cơ mà tao chỉ dám nhờ bố mày giúp đỡ khoản ngoại giao thôi chứ còn tiền tao vẫn xoay sở được biết tính tôi một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ kiên định đến cùng nên con giang không nhiều lời nói thêm nữa nó chỉ hỏi tôi mày với ông dương dạo này thế nào tiến triển hơn chút nào chưa có lẽ tao với ông ấy thực sự đã hết duyên rồi ô sao lại hết duyên Tao thấy việc gì liên quan đến mày Ông Dương cũng sốt xỉnh xịch lên cơ mà Từ việc ép lão Nguyên chuyển nhượng cổ phần sang tên mày Đến việc kiện tụng bà Hồng với con Thanh Không phải do một tay ông ấy lo à Ừ Là ông ấy giúp tao mọi chuyện Mày với ông Dương đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả Sao giờ lại nói là hết duyên Tôi lặng yên một hồi Sau đó mới lý nhí đáp lời con Giang Bạn gái anh ta mới đi học nâng cao nghiệp vụ về rồi Người vợ hờ như tao sắp phải nhượng lại vị trí Con dâu tập đoàn trường phong cho người khác rồi Nghe tôi nói xong con Giang sửng sốt Bạn gái nào Có phải cái con mụ châm không Ừ Ui con mụ đấy á, vẫn chưa từ bỏ ý định à Nó ăn gì mà bám dai hơn cả đĩa thế Mày để yên tao cho nó một trận Không cần đâu Mày có đánh cô ta cũng chẳng giải quyết được chuyện gì Bởi vì bây giờ người Dương yêu là châm Chứ không phải tao Anh ta đối xử tốt với tao trong thời gian này Chẳng qua vì cảm thấy có lỗi khi lúc đầu Cứ một mực kết tội tao giết chết đứa con Còn chưa thành hình người của hai đứa tao Mày có chắc chắn đó là sự bù đắp của ông Dương không? Tối qua tao đã nhìn thấy mấy tờ đơn ly hôn Dưới bàn làm việc của anh ta Nói đi nói lại một hồi Chuyện tình cảm giữa tôi và Dương vẫn dối như tơ vò Tôi đã quá mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này Giờ tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa Yêu hay không yêu Duy cho cùng cũng chỉ tự làm khổ mình Đầu dây bên kia Tôi nghe rõ tiếng thở dài não nề của con Giang Vậy tao cũng không còn gì để khuyên mày nữa Cứ làm những việc bản thân mày cảm thấy đúng là được Tao luôn ủng hộ mày Cùng lắm thì sang tao nuôi Đợt này tao tập tành chơi cổ phiếu Lớ ngà lớ ngớ Lại trúng quả được một khoản đấy Nhớ mổ mày nhá Đến lúc đấy lại bảo á Không có tiền nuôi tao Là tao cho mày đò ván đấy si, Cái gì á tao cũng thiếu Chỉ có tiền là thừa nhá Nói chuyện với con Giang thêm vài câu tôi cũng tắt máy quay vào bàn làm việc đọc tài liệu những ngày sau đó dương không hề đến công ty điện tử mà về tập đoàn trường phong giải quyết công việc thay bố chồng tôi không biết bên ấy dạo này có vấn đề gì mà dương luôn phải đi sớm về muộn thời gian ăn sáng cũng không có cho đến một hôm tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại có một số lạ gọi đến tôi ngẫm nghĩ mãi mới ấn nút nghe vừa nghe đã thấy giọng điệu kiêu ngạo hách dịch của trâm hình như mấy lời cảnh cáo của tôi không lọt được vào tai cô thì phải. Mặt cô dày hơn mặt đường bê tông rồi đấy. Chuyện gì? Bao giờ cô mới chịu ly hôn với anh Dương? Cô ăn gì mà bám dai hơn cả đỉa vậy? Nghĩ trầm yêu Dương thật lòng. Tôi từng rất muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ta một lần. Nhưng lần nào gặp tôi, Trâm cũng tỏ thái độ. Tôi càng nhịn, cô ta càng được đả lấn tới, nên cứ phải cứng rắn đáp trả. Tôi ăn gì cũng không liên quan đến cô. Nghe xong Trâm bực quá, sưng mày tao với tôi luôn. Giờ mày già mồm nhỉ? Mấy tháng trước tao ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ Không động đến mày Nên mày thành tinh thành tỏi rồi có đúng không hả Con giáp thứ 13 kia Cô không nói được lời nào tử tế Thì tốt nhất là im mồm lại Việc quái gì tao phải im mồm Đối phó với loại vô liềm sỉ như mày Tao càng phải nói Nói cho mày thủng màng nghĩ ra Anh Dương mua nhẫn cưới tặng tao rồi đấy Mày liệu đường mà ly hôn với anh ấy đi Đừng để tao phải ra tay Tao hiền với bụt Chứ không hiền với loại ma quái như mày đâu Trong suy nghĩ của Trâm tôi luôn là tiểu tam xen vào giữa mối quan hệ hạnh phúc giữa cô ta và dương vì thế mà trâm mặc sức lăng nhục sỉ và tôi nếu tôi nhớ không nhầm đây đã là lần thứ ba trâm yêu cầu tôi ly hôn với dương trả lại vị trí con dâu tập đoàn trường phong cho cô ta tôi cười khẩy cô đang dọa tôi đây à tao chẳng dỗi hơi dọa mày đâu để xem tao xử lý mày như thế nào dứt lời trâm tắt máy luôn không để tôi nói thêm câu gì bẵng đi khoảng một thời gian 4 năm ngày sau đó chiều hôm ấy tôi đang cặm cụi làm việc thì anh đức từ bên ngoài hớt hải chạy vào bảo tôi hình như mẹ chồng em gặp phải chuyện gì rồi đấy lúc nãy anh với sếp đang đi ký hợp đồng với đối tác thì xem có điện thoại vừa nghe được hai câu anh ấy đã vội chạy đi luôn anh hỏi sếp cũng không kịp trả lời nhưng anh ngồi cạnh nghe mang máng đầu dây bên kia có người nói chủ nhân của số điện thoại đang gọi bị ngất xỉu giữa đường nên họ đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi nghe anh minh nói tôi giật nảy mình mẹ chồng em ấy à anh có nghe rõ người ta bảo bà ấy đang cấp cứu ở bệnh viện nào không cái này thì anh không nghe rõ em thử gọi điện hỏi sếp xem vâng ạ dứt lời tôi cầm điện thoại gọi luôn cho dương chuông vừa ra một hồi đã có người bắt máy alo anh đang trong bệnh viện đúng không tình hình của mẹ thế nào rồi dương không hỏi tại sao tôi biết mẹ chồng phải vào bệnh viện cấp cứu mà anh ta trả lời tôi luôn mẹ vẫn trong phòng cấp cứu bác sĩ còn chưa ra thế mẹ đang ở viện nào để tôi vào luôn Việt Pháp Tắt máy Tôi vội vội vàng vàng quay sang cái hoài Nhờ nó lên xin chị Trang cho tôi nghỉ Nó vừa rời khỏi chỗ ngồi Tôi đã chạy tót ra cổng bắt taxi vào viện Mẹ chồng từ trước đến giờ Luôn đối xử với tôi rất tốt Bà ấy chưa từng có một lời mắng nhiếc Hay phản nàn về tôi Nhiều lần tôi thực sự đã coi bà ấy giống mẹ của mình Hôm nay nghe tin bà ấy Bị ngất xỉu giữa đường Lòng tôi nóng như lửa đốt Giống hệt hôm bố tôi bị đột quỵ Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều chỉ biết vào bệnh viện một cách nhanh nhất thôi Ngồi trên xe taxi khoảng nửa tiếng đồng hồ Tôi mới đến bệnh viện Hỏi mấy chị y tá chỉ phòng cấp cứu xong Tôi đi một mạch đến thẳng đấy luôn Từ đằng xa tôi nhìn thấy Dương và bố chồng Đang ngồi ngoài hàng ghế chờ Hai người đàn ông khí chất có đến 8 phần giống nhau Chỉ là bố chồng tôi đã nhiều tuổi Dạn dày xương gió hơn Dương mấy chục năm Nên khuôn mặt của ông ấy có vài nếp nhăn Trên khóe mắt Kèm theo vẻ cương nghị không chút giả dối Tôi đi thêm mấy bước Đến trước mặt bố chồng khẽ cúi đầu chào Con chào bố Bố chồng tôi gật đầu trầm giọng hỏi Con mới đến à? Ngồi xuống đi Vâng ạ Cả hàng ghế chờ dài như thế Mà có mỗi ba bố con tôi ngồi Tôi thì không được điểm tĩnh như bố chồng và Dương Nên cứ thấp thỏm không yên Ngồi chờ bên ngoài khoảng 20 phút nữa Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra Một vị bác sĩ trung niên bước tới Ông ấy đi tới chỗ bố chồng tôi rồi đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống lịch sử chào Bố chồng tôi hỏi bác sĩ Tình hình chị thế nào Tiền sử chị bị bệnh tim Hôm nay chắc chị ấy nghe được tin gì sốc quá Nên mới ngất xỉu giữa đường như thế May mà mọi người đưa chị ấy vào phòng cấp cứu kịp thời Không thì nguy hiểm lắm Em để chị ấy nằm trong phòng cấp cứu thêm nửa tiếng nữa để theo dõi Nếu không có biểu hiện gì bất thường Sẽ chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt Cảm ơn em Không có gì đâu anh Em có ca phẫu thuật gấp nên đi trước khi nào xong em sẽ quay lại thăm chị Ừ, em đi đi Đợi bóng dáng vị bác sĩ trung niên khuất dần Sau hành lang bệnh viện Tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm May mà mẹ chồng tôi không sao Chứ không gia đình chồng tôi Lại rơi vào hoàn cảnh rối ren Nửa tiếng sau Mẹ chồng được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt Lúc bà ấy tỉnh lại vẫn còn yếu không nói được nhiều Nhưng ánh mắt nhìn tôi sắc lạnh như dao Tôi tới gần mẹ chồng Định kéo chăn đắp cao lên một chút Nhưng còn chưa kịp động vào Mẹ chồng tôi đã cố né đi. Tôi có hỏi bà ấy thêm vài câu nhưng đều không nhận được câu trả lời. Sang đến ngày hôm sau, cơ thể mẹ chồng tôi đã khỏe hơn một chút. Hiện tại bà ấy đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường nhưng vẫn không hề mở lời nói chuyện với tôi. Tôi biết chắc chắn mẹ chồng có điều không hài lòng về mình nên gặng hỏi. "Mẹ ơi, con pha nước cam cho mẹ uống nhé." Câu hỏi của tôi rất đối bình thường nhưng vừa nói khỏi mồm, mẹ chồng đã liếc mắt lườm tôi sau đó bà ấy khinh khỉnh nói tôi không dám nhận chữ mẹ của cô đâu mẹ ơi mẹ không hài lòng gì về con mẹ cứ nói để con sửa chứ mẹ đừng bảo vậy con nghe thấy con buồn lắm cô buồn chắc tôi vui tôi không ngờ cô là loại phụ nữ thực dụng chỉ biết đến tiền như vậy đâu tôi sống bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn bị cô lừa hai mắt tôi đúng là bị mù nên mới đối xử tốt với cô bao nhiêu năm nay linh cảm tôi biết có chuyện không hay sắp xảy đến nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không đoán được chuyện gì Nên ngập ngừng bảo mẹ chồng Nếu con làm chuyện gì khiến mẹ hiểu lầm Thì con xin lỗi mẹ Con sẽ rút kinh nghiệm Không dám tái phạm nữa Mẹ chồng tôi không nghe mà gắt lên Cô thôi đi Đừng cố diễn trò hề trước mặt tôi Cô mau nói cho tôi biết Có phải trước đây khi thằng Dương nghèo Nó đã yêu cô rồi không Giọng điệu của mẹ chồng vô cùng kiên quyết Đôi mắt bà ấy ánh lên vẻ xa cách Làm tôi có chút trột dạ tôi không biết tại sao mẹ chồng lại biết chuyện trước kia dương đã từng yêu tôi nghĩ lại hôm qua bác sĩ có nói mẹ chồng có tiền sử bệnh tim do nghe phải tin gì đó sốc quá nên mới bị ngất giữa đường trùng hợp thay mấy hôm trước chồng cũng gọi điện cảnh cáo tôi không lẽ chính cô ta là người đã tiết lộ hết mọi chuyện trong quá khứ giữa tôi và dương cho mẹ chồng tôi nghe tôi trột dạ nhưng vẫn phải lý nhí trả lời bà ấy vâng ạ sau khi nghe chính mồm tôi thừa nhận Mẹ chồng càng tức giận hơn Bố con cô biết cách chạy theo thời cuộc thật đấy Lúc thằng Dương nghèo Các người không tiếc lời sỉ nhục Tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho nó Đến khi nó giàu Bố cô lại tìm đến tận cửa nhà tôi nịnh nọt van xin Gả cô cho nó Hai bố con cô Thực sự không có chút liêm sỉ nào à Con trai tôi vì cô Phải đến tận bệnh viện bán máu tiết kiệm tiền đầu tư Ăn không dám ăn Mặc không dám mặc Tất cả chỉ vì cô đổi lại cô cho nó một lời chia tay đau như dao cắt mọi chuyện không phải như vậy đâu mẹ ơi mẹ nghe con giải thích đã cô giải thích hay cô lại tìm lời ngụy biện cho những việc làm đáng khinh của bố con cô trong quá khứ từng câu từng chữ mẹ chồng tôi nói như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào tim khiến nó rỉ máu đau đớn lồng ngực tôi ép chặt xuống hít thở bình thường cũng không thông tôi chưa kịp nói thêm lời nào mẹ chồng đã tiếp tục chất vấn cô chê thằng dương nghèo không xứng với gia đình cô thì cũng thôi đi nhưng tại sao sau khi cô và nó chia tay rồi bố cô còn cho người dồn nó vào đường cùng thậm chí chỉ chút nữa lại còn lấy đi tính mạng con trai tôi mẹ cô đừng gọi tôi tôi không có đứa con dâu nào độc ác như cô đối với tôi cô còn nhẫn tâm hơn bố cô nhiều cô phá bỏ đứa cháu nội còn chưa thành hình người của tôi là máu mủ ruột già của thằng dương rốt cuộc kiếp trước bố con thằng dương có thâm thù đại hận gì với bố con cô mà hai người ác với nó thế nói đi mau nói đi không mẹ ơi con không phá bỏ đứa bé nào cả là nó tự bỏ con đi cô đừng nói gì nữa ra ngoài ngay từ nay tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi cút đi mau cút đi đến đây mẹ chồng tôi đã không còn giữ được bình tĩnh bà ấy đau đớn gào lên khiến tôi không biết phải làm sao cũng may đúng lúc này dương mở cửa bước vào anh ta nhìn mặt mẹ mình ướt đẫm nước mắt rồi lại nhìn sang tôi cái nhìn đầy khó hiểu hình như dương cũng đoán được vài chuyện liên quan nên tự đi đến trước mặt mẹ mình cúi đầu khẽ gọi mẹ mẹ chồng tôi òa khóc như một đứa trẻ sau đó bà ấy vòng tay ôm chặt dương vào lòng thút thít nói dương ơi dương ơi sao con dại thế biết bố con cô ta tồi tệ như vậy rồi mà vẫn đồng ý lấy cô ta làm gì. Dương để yên cho mẹ chồng tôi ôm chặt một lúc lâu, rồi anh ta mới chậm rãi nói, "Vì con yêu cô ấy." Câu nói vì con yêu cô ấy của Dương đã làm cả tôi và mẹ chồng tôi vô cùng sững sờ. Dù vậy tôi vẫn không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ, nên chỉ lặng lặng đứng sau lưng Dương. Mặt mẹ chồng tôi buồn rười rượi, nhưng cô ta không yêu con, thứ cô ta yêu chỉ có tiền thôi người phụ nữ thực dụng như vậy không xứng đáng có được tình yêu chưa kể cô ta còn nhẫn tâm phá bỏ đứa bé nói tới đây mẹ chồng tôi nghẹn ngào không thốt nên lời một lát sau bà mới cố bảo mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu độc ác như thế khi tôi còn chưa kịp giải thích mọi chuyện với mẹ chồng dương đã lên tiếng nói thay tôi không phải đâu mẹ vợ con không phá bỏ đứa bé nào hết chín năm trước cô ấy bị mang thai ngoài dạ con nên bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài thật không mẹ chồng hỏi rồi liếc mắt nhìn sang tôi bà ấy như đang muốn tôi xác minh sự thật tôi hiểu ý bà ấy nên gật đầu lia lịa con không muốn phá bỏ đứa bé thật mà mẹ xin mẹ hãy tin con thấy thái độ của tôi cũng khá thành khẩn mẹ chồng tạm thời không truy cứu về chuyện đứa bé nữa thế nhưng bà ấy vẫn dùng ánh mắt xa cách nhìn tôi rồi lạnh nhạt nói tôi hiểu rồi cô về đi tạm thời cô đừng xuất hiện trước mặt tôi tuy cô không tự ý phá bỏ đứa bé con thằng dương nhưng với những gì bố con cô đã làm với nó trong quá khứ thì tôi vẫn không thể tha thứ cho cô được mẹ tôi cất lời muốn nói với bà ấy thêm vài câu nhưng mẹ chồng đã xua tay tỏ ý không muốn nghe nếu cô không muốn tôi phải vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa thì tốt hơn hết bây giờ cô đừng nói gì cả về đi thời điểm ấy tôi biết mình có nói gì đi nữa cũng không thể thuyết phục được mẹ chồng Đành cúi đầu lễ phép chào bà ấy Rồi cầm túi sách ra về Trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con Mẹ chồng tôi để lạc mất xương hơn 20 năm trời Giờ nghe tin bố con tôi từng đối xử với anh ta như vậy Bà ấy không giận mới là chuyện lạ Tôi thất thểu bước từng bước Nặng nhọc ngoài hành lang rộng lớn của bệnh viện Câu nói vì con yêu cô ấy của Dương Làm tôi phải đắn đo suy nghĩ mãi Xuống dưới cổng bệnh viện tôi đứng chờ taxi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy chiếc xe nào tới đón đang định đi bộ một đoạn cho khuây khỏa đầu óc nghe tiếng còi xe quen thuộc tôi quay đầu thấy xe dương đang đi sát gần với mình cửa kính khẽ hạ xuống anh ta hơi thỏ đầu ra ngoài lười biếng nói lên xe đi tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới chậm rãi mở cửa xe bước vào đợi tôi thắt dây an toàn xong tay dương khẽ kéo cẩn số ô tô nhấn mạnh chân ga phóng đi Chiếc siêu xe đèn tuyển lao vun vút trên đường lớn Tôi và Dương không ai nói với ai câu gì Không khí trong xe vì thế mà trở nên ngột ngạt Cho tới khi tôi không thể chịu được nữa Mới mấp máy miệng bảo Dương Cảm ơn anh đã nói giúp tôi trước mặt mẹ anh Dương liếc qua nhìn tôi một cái rất nhanh Sau đó không nhanh không chậm trả lời Tôi chỉ nói sự thật thôi Dứt lời Dương im lặng một hồi lâu Tôi đoán anh ta không muốn mẹ mình buồn Nên mới cố tình nói giúp tôi Ai ngờ vài phút sau Người nào đó lại quay sang tôi bảo Mẹ không giận ai lâu đâu Đợi vài hôm nữa cô hãy sang thăm bà ấy Tôi biết rồi Đợt này tập đoàn đang gặp vài vấn đề Tạm thời tôi chưa về công ty luôn được Cô tự lấy xe trong gara đi làm Cách cổng công ty hơn 300 mét Có chỗ gửi xe đấy Ừ tôi không ngờ Dương lại tự nói chuyện Tập đoàn Trường Phong đang gặp khó khăn cho tôi nghe Tuy nhiên tôi chẳng biết giúp anh ta thế nào Đành gật gù Anh yên tâm Tôi không nghi ngờ anh đi với nhân tình đâu Nói xong tôi mới biết Câu nói vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn Đang yên đang lành lôi hai chữ nhân tình Nhân ái và làm gì không biết Hai đầu lông mày Dương cau chặt lại Nhân tình nào Cô điên à Bị Dương chửi một cách không thương tiếc như thế Tôi cũng có chút xấu hổ Ngoài châm ra Chẳng lẽ anh ta còn gặp kè với nhiều cô chân dài khác hay sao Mà giờ còn hỏi tôi nhân tình nào Tôi biết hết mọi chuyện rồi Chuyện của anh và Trâm ý nếu khi nào anh cảm thấy hành hạ tôi chán rồi thì cứ việc đưa đơn ly hôn tôi sẽ ký để hai người quay về bên nhau ầm à, tôi không đòi chia tài sản của anh đâu mà anh lo sống chung với anh ta lâu ngày tôi biết dương chuẩn bị nổi giận thế nhưng đúng lúc đó điện thoại của anh ta vang lên một hồi chuông dương nhìn tên người đang gọi nhấp nháy không ngừng trên màn hình không chút nghĩ ngợi mà ấn nút nghe ngay tức khắc tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì mà mặt anh ta càng lúc càng căng thẳng. Sau đó dặn dò người đó vài câu rồi cũng tắt máy. Tiếp đó Dương chở tôi một mạch đến công ty, không nói thêm một nửa lời. Tôi mở cửa xe quay người bước vào bên trong, còn Dương nhấn ga phóng xe đi đâu thì tôi cũng không rõ. Vào phòng làm việc tôi gặp anh Đức đang trao đổi công việc với chị Trang. mấy hôm nay anh Đức phải làm thay cả phần việc của Dương nên vô cùng bận biểu, người cứ xoay như trống trống. Bàn xong công việc anh ấy ghé qua chỗ tôi khẽ hỏi Tình hình mẹ xếp thế nào? Em đã đi làm rồi à? Tôi hơi ngẩng đầu trả lời anh Đức Mẹ chồng em không sao Nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa là được về Hôm qua anh thấy xếp hớt hải nên hơi lo Nay em nói vậy anh cũng yên tâm hơn Vâng ạ, em cảm ơn anh Linh Dạ Em còn nhớ những gì hôm nọ anh nói với em không? Nếu thấy mệt mỏi quá thì đừng gồng mình cố gắng mãi trên đời này không phải chuyện gì cố gắng Cũng sẽ đạt được kết quả đâu Anh Đức định nói với tôi thêm vài câu nữa Nhưng nhìn tập tài liệu gấp trên tay Lại vội vàng rời đi Tôi làm việc tới khoảng hơn 3 giờ chiều Điện thoại để trên bàn báo có tin nhắn mới Mở hộp thư ra xem Thấy tin nhắn của con Giang Trong đó vẻn vẹn có mấy chữ ngắn gọn Nay mấy giờ về Tôi nhắn lại cho nó Khoảng 5 giờ Đi ăn ốc không Hôm nay tự nhiên tao thèm quá Bình thường tôi rất thích ăn ốc nhưng vừa nghĩ tới đứa trẻ trong bụng là tôi lại không dám đi. Bởi vì tôi từng nghe nói, phụ nữ mang thai trong giai đoạn 3 tháng đầu không nên ăn nhiều ốc. Một người khao khát được làm mẹ như tôi, đương nhiên sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến con. 9 năm trước, khi nghe bác sĩ thông báo khả năng vô sinh của tôi sau này lên đến tới 50%, tôi đã tự thề với bản thân mình rằng, nếu sau này nếu tôi được ông trời thương xót, cho tôi có cơ hội làm mẹ, thì tôi sẽ bảo vệ con tôi bằng bất cứ giá nào tôi trả lời con giang tao không ăn ốc đâu mấy hôm nay bụng dạ hơi kém không ăn ốc thì ăn món khác đi ăn với tao tao kể cho mày nghe chuyện này gần hai tuần nay dương không về nhà ăn cơm tối tôi có lách cách nấu nướng cũng chỉ ngồi ăn một mình vừa buồn vừa mất công thôi cứ quyết định đi ăn cùng con giang một bữa để xả stress con bạn tôi mang tiếng là tiểu thư nhà giàu mà lúc nào cũng bát nháo chẳng khác gì cây hải quốc gia ở cạnh nó tôi cứ xác định cười liên mồm sau khi đồng ý cùng con Giang đi ăn tối Tôi tiếp tục quay lại công việc Đến hơn 6 giờ Mới thu dọn đồ đạc xuống cổng công ty Chở con Giang tới đón Vì tôi không ăn ốc nên nó dẫn tôi đi ăn bít tết Khi gọi món Tôi cố tình yêu cầu nhân viên cho phần bít tết của mình Chín hơn bình thường Nhìn đĩa bít tết bỏ cô bê trước mắt Dưới dạ dày tôi bỗng chuyển lên cơn buồn nôn Tôi lợm giọng Đứng bật dậy chạy nhanh thẳng vào nhà vệ sinh Con Giang sợ tôi xảy ra chuyện Nên cuống cuồng chạy theo sau Tôi nôn đến khi trong bụng không còn cảm giác khó chịu nữa Mới dừng lại đi đến bồn rửa mặt gần đó Vốc nước lên mặt cho tỉnh táo Một loạt hành động khác thường của tôi Đã khiến con Giang nghi ngờ Nó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi Mày có rồi đúng không? Đương nhiên tôi hiểu rất rõ Đằng sau chữ có của con Giang Ẩn chứa ý nghĩa gì Nó là đứa bạn thân nhất của tôi Chuyện mình mang thai tôi vẫn giấu nhẹm trong lòng Mấy hôm trước khi thấy que thử thai lên hai vạch Tôi định sắp xếp thời gian đến bệnh viện khám lại cho chắc Ai ngờ tôi còn chưa sắp xếp được thời gian Đã nghe tin mẹ chồng tôi bị ngất xỉu giữa đường Phải vào viện cấp cứu Giờ con Giang hỏi thẳng tôi như thế Tôi cũng không có ý định giấu giếm nó nữa Tôi kéo một tờ khăn giấy Thấm bớt nước trên mặt Rồi cố tỏ vẻ bình thản nói với con Giang Ừ, tao có thai rồi Con Giang bình thường hổ báo cáo trồn là thế Mà nghe tin tôi có thai Nó cũng đơ người ra vài giây thì lấy lại được tinh thần, mới lắp bắp hỏi. Từ bao giờ vậy? Sao mày không nói với tao? Tao cũng mới biết cách đây vài ngày thôi. Thế giờ mày còn muốn ly hôn với ông Dương nữa không? Đứa bé mày tính sao? Tôi thở dài một hơi, hy vọng buồn phiền trong lòng theo đó mà trôi ra ngoài. Chỉ tiếc thở dài xong, lòng tôi vẫn nặng nề như cũ. Đến bản thân tôi bây giờ còn chẳng biết phải làm thế nào nữa là đứa bé. Tôi ỉu xìu nói, Tao cũng không biết phải làm gì tiếp theo Nhưng tao chắc chắn một điều Tao sẽ không bỏ đứa bé Vậy ông Dương biết mày mang thai chưa Tao chưa kịp nói Mấy này anh ta bận nhiều việc quá Tối về nhà thì tao đi ngủ rồi Mẹ chồng tao còn đang nằm viện nữa Sao mẹ chồng mày lại nằm viện Ra bàn ngồi Nói rõ mọi chuyện tao nghe xem nào Dứt lời Tôi và con Giang dẫn nhau rời khỏi nhà vệ sinh Rồi ra bàn ngồi nói chuyện đàng hoàng Hình như mụ châm tìm đến mẹ chồng tao nói hết mọi chuyện giữa tao và Dương trong quá khứ. Bà ấy có tiền sử bệnh tim, nghe xong sốc quá ngất luôn giữa đường, người ta phải đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Không để tôi nói hết câu, con Giang đã phồng mang trợn má lên chửi châm. Đúng là cái đồ trả xanh thâm hiểm, tao vẫn biết nó không tốt đẹp gì, nhưng đến mức này thì quá đáng lắm rồi. Không cần biết thời điểm mày sang Canada du học, nó và ông Dương có yêu nhau thật không, nhưng hành động hèn hạ của nó thì không thể chấp nhận nổi. Tao lộn ruột với con mụ này lắm rồi đấy Chẳng lẽ tao lại đến tận nhà Tặng cho mấy cái bánh mì ba tê không nhân vào mặt Mày đặt mua cho tao mấy đôi dép có đinh giống trên mạng đi Cái loại nào đinh càng dài càng tốt Tao sợ mặt nó dày quá Đinh ngắn á không xuyên thủng đâu Tính trẻ trâu của con bạn tôi lại bộc phát Làm tôi đang mệt mỏi cũng phải bật cười Con gái con lứa gì mà hổ báo cáo trồn Thế thì á còn ế dài dài Bây giờ chuyện tao ế hay không ấy không quan trọng Bằng chuyện của hai mẹ con mày mày cứ bảo ông Dương yêu mụ châm nhưng tao thấy ông Dương còn yêu mày mới đúng. Mày người trong cuộc u mê nhưng mà tao người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo lắm. Tao bảo mày nhá, lúc trước ông ấy không biết mày mang thai ngoài dạ con nên mới đồng ý cưới mày về để trả thù cho đứa bé. Nhưng đến khi mày nói rõ mọi chuyện, ông Dương biết đứa bé mất không phải lỗi do mày nhưng vẫn không chịu ly hôn. Điều đó chứng tỏ ông Dương còn tình cảm với mày. Theo khi á còn nhiều là đằng khác ấy. Tao không tin đâu. Mày không tin thì cứ nghĩ thử đi nếu ông dương yêu con mụ trâm ấy thì sau khi biết mày không phá bỏ đứa bé hận thù của ông ấy với mày không còn nữa lẽ ra ông dương phải ly hôn mày để đến với mụ trâm một cách công khai chứ con giang nói liền một mạch không cần nghỉ lấy hơi nó phân tích vấn đề giữa tôi và dương cặn kẽ như chuyên gia tư vấn tình cảm tôi ngồi đần mặt suy nghĩ thấy cũng không vô lý lắm vì chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi cấp 2 đến nay cũng hơn chục năm rồi nên con giang chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi cũng đoán được 7-8 phần tôi đang nghĩ gì nó cất lời nói tiếp Chưa kể ông Dương giúp mày bao nhiêu là việc Nhớ cái vụ bà Hồng thuê người lái xe đâm vào mày không Tao vẫn nhớ Giờ nghĩ lại thì thoảng còn thấy lạnh sống lưng Muốn biết hai người yêu nhau thật lòng hay không ấy Chỉ cần canh lúc cả hai rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm là sẽ biết ngay Mày có thấy ai dùng tính mạng bảo vệ kẻ thù như ông Dương không Chưa kể đến việc ông ấy trả thù kiểu gì Mà cho kẻ thù hẳn 15% cổ phần công ty Rồi to gan lớn mật Mang tận camera siêu nhỏ đến nhà bố mày á lắp thu thập bằng chứng về cho mày. Nghĩ lại thì tất cả những việc Dương làm cho tôi trong gần một năm qua không hề ít. Vì có anh ta mà tôi thoát được cửa tử. Vì có anh ta mà tôi đòi được công bằng cho bố mẹ vạch trần mặt bà Hồng một cách dễ dàng. Nếu không có Dương, chưa chắc bây giờ tôi đã được sống ung dung tự tại như thế này. Thế nhưng mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Trâm luôn là cái gai đâm sâu trong lòng tôi. Một khi tôi chưa xác định rõ quan hệ của bọn họ, thân mật đến mức nào thì tôi vẫn không thể buông xuống mọi phòng bị để trái tim vượt lên lý trí. Tôi bảo con Giang, tao nghĩ không phải anh ta còn yêu tao đâu, chắc anh ta chỉ đang thương hại tao thôi. Con dở hơi này, tình yêu với sự thương hại chẳng lẽ mày không phân biệt được à? Ban đầu tôi luôn cho rằng Dương đối xử tốt với tôi vì anh ta cảm thấy có lỗi khi đổ oan cho tôi giết chết con anh ta. Nhưng sáng hôm nay tôi nghe chính mồm Dương thừa nhận trước mặt mẹ chồng vì anh ta yêu tôi nên mới bỏ qua mấy chuyện bố con tôi làm trong quá khứ tự nhiên lòng tôi lại lung lay dao động vốn dĩ niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi đã bị dập tắt hôm nay nó lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ còn mấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh ta thì sao có thể đó là đơn ly hôn ông dương viết khi chưa biết mày mang thai ngoài dạ con tính anh ta có chuyện gì cũng im im chịu đựng một mình người khác cảnh răng cũng không chịu nói nên tao chẳng biết đường nào mà lần mày muốn biết chuyện gì cứ mạnh dạn hỏi thằng ông dương đừng tự suy diễn lung tung tao đã nói với mày rồi đôi khi có những việc mình tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là sự thật đâu tao thôi nhá tao nói với mày bằng ấy thôi còn lại để mày tự suy nghĩ rồi quyết định sau khi mày với ông dương đã nói rõ mọi chuyện mà vẫn không còn cách nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của hai người thì mày ra đi cũng nhẹ lòng mà ông dương cũng ở lại bớt phải suy nghĩ tao biết rồi để tao tìm thời cơ thích hợp rồi nói chuyện với ông ấy con Giang gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi Xong ánh mắt nó lại liếc qua bụng tôi một cái Mày không ăn được bít tết Thì tao gọi cháu bảo ngư cho nhá Cố mà ăn Còn lấy dinh dưỡng mà nuôi cháu tao đấy Ừ mày gọi hộ tao bát cháu bảo ngư với Con Giang gật đầu Sau đó gọi phục vụ lại gần Dặn cậu ấy mang lên cho tôi bát cháo bảo ngư Cháo bảo ngư Nhà hàng đã nấu sẵn Khách gọi món không phải chờ lâu Chỉ khoảng 5-7 phút Đã thấy nhân viên bưng bát cháo còn bốc hơi nghi ngút lên cho tôi Tôi ăn biết tết bị nôn ngén Chứ ăn cháu bảo ngư rất ngon lành Chẳng mấy chốc bát cháu đã hết sạch bách Ăn xong con Giang chở tôi về tận nhà Ngồi trên xe ô tô Nó không ngừng làm nhảm Giờ mày mang thai rồi đấy Đi đứng cho cẩn thận vào Đồ gì nặng thì đừng có bê Thèm ăn uống gì thì cứ gọi điện cho tao Tao mua tới Nhà tao không có gì ngoài tiền Nên mày đừng để cháu tao phải chịu thiệt thòi nhé Sáng mai mày nhớ xin nghỉ làm Đợi tao đến trở đi khám thai cho chắc ăn Mày nhớ mấy lời tao nói chưa có cần nhắc lại lần nữa không cả đoạn đường dài không biết con giang đã nói đi nói lại mấy lời này với tôi bao nhiêu lần rồi nó giống hệt như người mẹ mới gả đứa con gái đoảng tính về bên nhà chồng lo lắng con bị mọi người chê nên không ngừng căn dặn đủ thứ chuyện tôi mở cửa xe bước xuống nhăn mặt nói với con giang tao nhớ lắm rồi mày đừng nhắc lại nữa không ta thủng màng nhĩ với mày mất thôi con giang nguyết tôi một cái thật dài rồi kéo cần số lái xe rời đi Tôi lững thững bước vào bên trong, nhìn chỗ để chiếc xe Ferrari vẫn trống không. Phòng khách tối om không một bóng điện. Tôi tự biết Dương vẫn chưa đi làm về. Không rõ tập đoàn trưởng phong đang gặp phải khó khăn rắc rối gì mà Dương vất vả đến vậy. Nhà tôi có hai cô giúp việc theo giờ. Hàng ngày hai cô ấy thay phiên nhau sang dọn dẹp lau chùi hoặc đi chợ mua đồ tươi sống để vào tủ lạnh cho tôi. Dương không thích ồn ào nên cứ đến 5 giờ chiều là các cô ấy tan làm. Tối tôi về sẽ tự nấu cơm cho anh ta ăn Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, thấy đã gần 8 giờ tối, nghĩ bụng chắc hôm nay Dương cũng về muộn như mấy hôm trước, tôi lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa cho thoải mái hơn một chút. Vừa tắm xong bước ra ngoài, nghe tiếng động cơ xe vừa tắt dưới sân. Không cần thò đầu nhìn xuống sân, tôi cũng biết Dương đã đi làm về. Nghĩ ngợi thế nào, tôi cất máy sấy tóc vào trong tủ, rồi xuống nhà hỏi anh ta một câu thừa thãi. Anh ăn cơm chưa? Dương nhìn tôi với khuôn mặt đầy mệt mỏi, tối nay cô không nấu cơm à? Tôi tưởng anh về muộn như mấy hôm trước Nên không nấu cơm mà ra ngoài ăn tối với bạn Ừ Tôi trình bày với Dương đầy đủ lý do Vì sao không nấu cơm tối Mà anh ta chỉ đáp vỏn vẹn một từ ừ Rất nhạt nhẽo Con người này sao chẳng có chút gì gọi là lãng mạn thế không biết Bảo sao sinh viên đại học khóa dưới Dương Toàn bảo anh ta là người không cảm xúc Dương thấy tôi cứ đờ ra như trời trồng Anh ta lách qua người tôi đi lên tầng một cách tự nhiên Thế nhưng mới được mấy bậc cầu thang Tôi đã nói vọng theo anh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé Tôi đi nấu cơm cho anh Bước chân Dương đang di chuyển đều đều chợt dừng lại Anh ta không ngoái đầu nhìn tôi Mà cứ giữ nguyên tư thế quay lưng về phía tôi nói Nấu miến gà đi Đừng nấu cơm nữa, muộn rồi Nói xong Dương không đợi tôi trả lời Đã dảo bước lên tầng Nhìn theo bóng lưng cao lớn mà cô độc của Dương Trong lòng tôi lại bắt đầu khó chịu Tôi cố đẻ nén cảm xúc của bản thân xuống Tận sâu dưới đáy lòng Rồi quay người vào bếp bắt đầu nấu món miến gà. Hí hoáy trong bếp cả nửa tiếng đồng hồ mới nấu xong món ăn ai kia yêu cầu. Khi tôi bưng bát miến nóng hổi thơm lừng ra bàn, cũng là lúc Dương vừa từ trên tầng đi xuống. Anh ta kéo ghế ngồi ăn một cách tự nhiên. Tôi vẫn biết Dương đẹp trai hơn người, nhưng khi ngồi đối diện với anh ta ở một khoảng cách gần, nhìn anh ta ăn bát miến gà đơn giản, tôi cũng bị mê hoặc. Như này làm sao tôi hạ được quyết tâm rời khỏi anh ta? Nhìn gì? Trong lúc tôi đang say mê, ngắm nhìn vẻ đẹp ăn uống của Dương như một tác phẩm nghệ thuật thì anh ta lại buông một câu cụt lùn làm tôi mất hết cả hứng. Đâu, tôi có nhìn anh đâu. Tôi nhìn xem thịt gà tôi nấu đã chín hay chưa thôi. dở người. Dương mắng xong lại tập trung vào chuyên môn ăn cho hết bát miến gà. Thái độ hôm nay của anh ta tôi cứ thấy lạ lạ. Băn khoăn chần chừ một hồi cuối cùng tôi mới dám đặt câu hỏi. Tập đoàn Trường Phong gặp phải vấn đề gì khó giải quyết lắm à? Sao cô lại hỏi vậy? À tôi hỏi cho biết vậy thôi chứ không có ý gì đâu Nếu anh không muốn trả lời thì cứ coi như là tôi chưa hỏi gì Dương lặng thinh nhìn thẳng vào mắt tôi Cái nhìn của anh ta xoáy thật sâu Như muốn mổ xẻ tâm can xem tôi đang nghĩ gì Tôi không chịu được ánh mắt đầy áp lực ấy Phải quay mặt sang hướng khác Lát sau Dương không nhìn tôi nữa Anh ta chậm chậm nói Mấy dự án đấu thầu lớn bị lọt thông tin ra ngoài Đối thủ nắm được kế hoạch Đang lợi dụng điểm yếu để ép giá Nghĩa là trong tập đoàn trưởng phong có nội gián của công ty đối thủ cài vào Ừ Vậy anh đã tìm được người đó chưa? Dương lắc đầu bất lực Lần đầu tiên tôi thấy một người giỏi giang như anh ta Phải bất lực trước một vấn đề Bảo sao thời gian gần đây Dương vất vả như thế Tôi không biết nhiều về cơ cấu nhân sự của tập đoàn trưởng phong Nên cũng chẳng dám nói lôi thôi nhiều lời Chỉ biết an ủi vài câu đơn giản Anh đừng lo lắng quá Không ai núp trong tối mãi được đâu Sớm muộn gì kẻ gian cũng để lộ ra sơ sót thôi. Ừ, cô lên phòng ngủ đi. Tôi đang định nói rõ ràng mọi chuyện với Dương như lời con Giang khuyên, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi bất lực của anh ta lúc này, tôi lại không nỡ. Cuối cùng đành gật đầu lướt qua người Dương đi lên phòng. Thế nhưng bước chân tôi còn chưa ra khỏi cửa phòng bếp, hai tay đã nghe rất rõ giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Dương ở đằng sau lưng mình. Linh, đợi tôi thêm một thời gian nữa, tôi giải quyết xong hết mọi chuyện, rồi chúng ta bắt đầu lại, được không? Sau khi lên phòng ngủ Tôi nằm trần chọc trên giường hơn 2 tiếng đồng hồ Mà hai mắt cứ mở to thao láo Làm cách gì cũng không thể chìm vào giấc ngủ Đến gần sáng tôi không chịu được nữa Mới thiếp đi Hôm sau tỉnh dậy Dương đã đi làm rồi Tôi nhắn tin nhờ cái hoài xin nghỉ hộ Từ ngày anh Đức được thăng chức lên làm phó giám đốc Thì chị Trang cũng được bổ nhiệm lên vị trí trưởng phòng kinh doanh Tuy chị ấy không biết tôi đã kết hôn với Dương Nhưng lại biết mẹ chồng tôi đang nằm bệnh viện Nên cũng không gây khó dễ cho tôi Ăn sáng xong, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, tôi lên phòng thay bộ quần áo đơn giản, thoải mái, rồi xách túi xuống nhà ngồi chờ con Giang đến đón đi khám thai. Tôi chỉ cần ngồi chờ nó khoảng 15 phút, đã nghe tiếng động cơ xe ngoài cổng. Vừa thò đầu ra, con bản thân tôi đã hớn hở vẫy tay gọi. Xong chưa? Đi thôi. Tôi gật đầu bước ra ngoài. Cổng nhà xương là cổng tự động không cần khóa thủ công. Hơn nữa cô giúp việc theo giờ cũng sắp đến làm rồi, nên tôi chẳng phải lo lắng điều gì ngồi trên xe ô tô tôi không nóng lòng nhưng con giang thì sốt sỉnh sịch này mày thử đoán xem đứa bé trong bụng mày là con trai hay con gái sau này nó lớn lên á giống ông dương hay giống mày tôi bất giác đưa tay đặt lên bụng nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa gì nhiều tôi thèm thuồng cảm giác được làm mẹ từ rất lâu rồi mỗi lần ra ngoài đường hay đi đâu đó được nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu lòng tôi lại muốn mềm nhũn cả ra chín năm trước nếu tôi không bị mang thai ngoài dạ con 9 năm trước nếu tôi sinh ra đứa bé một cách bình an như bao người khác thì giờ đây nó cũng được 8 tuổi rồi. Đối với tôi con trai hay con gái lớn lên giống tôi hay giống Dương cũng không quan trọng bằng việc con được khỏe mạnh sinh ra. Tôi cười nhạt trả lời con Giang trai hay gái tao đều thích. Chắc chắn là cháu tao ấy sẽ xuất sắc hơn người. Con trai thì đẹp như xoái ca mà con gái thì sinh như mỹ nữ. Tao mới nghĩ đến đây thôi mà đã ra học rực hết cả người rồi mày thôi bốc phét đi mới được mấy tuần đã đoán ra đoán non tập trung lái xe cho mẹ con tao nhờ kệ tao tao cứ thích đoán trước tương lai vậy đấy tôi đến cạn lời với con bạn thân hơi tương tửng của mình không biết hàng ngày nó ăn gì mà mặn mỏi thế giang đặt lịch khám thai cho tôi ở hẳn bệnh viện lớn bác sĩ khám thai lần này cũng là người nhà con giang bình thường chỉ có một mình bệnh nhân vào phòng siêu âm nhưng con giang tí tởn chạy tọt vào bên trong cùng tôi nằm trên bàn siêu âm tim tôi đập thình thịch Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng 9 năm trước khi nghe bác sĩ kết luận tôi bị mang thai ngoài giả con. Đứa bé không thể giữ lại, phải làm phẫu thuật lấy nó ra ngoài. Tôi đã đau đớn khổ sở như thế nào. Lần này con đến với tôi quá đột ngột, khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng tôi rất vui mừng vì sự xuất hiện của con. Trăm ngàn lần con đừng xảy ra chuyện gì nhé. Con là tất cả niềm hy vọng của mẹ đấy. Đầu tiên bác sĩ trấn an tôi bằng một giọng nói vô cùng ấm áp. Cháu đừng lo, không sao đâu. Cô siêu âm nhanh thôi." Tôi gật đầu xong run rẩy trả lời bác sĩ, "Vâng ạ." Khi bác sĩ bôi lên bụng tôi một chất gel mát lạnh, rồi cầm cần siêu âm bắt đầu di chuyển từng lê từng tí, liếc mắt nhìn lên màn hình, thấy hai chấm nhỏ xíu trên đó, tôi chẳng thể miêu tả chính xác được cảm xúc của tôi lúc này. Bác sĩ ngồi bên chậm chậm nói, "Mẹ nhìn thấy bé trên màn hình chưa? Có hai phôi thai nhá Bấy giờ, niềm hạnh phúc trong tôi thực sự như muốn vỡ hòa Bác sĩ vừa bảo trong bụng tôi có hai phôi thai, nghĩa là tôi đã mang thai đôi rồi sao? Đây có phải là sự thật không vậy? Thì não bộ tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, con Giang đã nhanh nhảu hỏi bác sĩ. "Cô ơi, sao bạn cháu lại có hai phôi thai?" Bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn sang con Giang ngao ngán nói: "Hai phôi thai là mang thai đôi đó, thế mà cũng không biết à? Cháu, cháu chắc gì ở đây, đỡ bạn ngồi dậy đi. Hai đứa nghe cô hỏi rồi trả lời kỹ nhé." Cháu từng phẫu thuật lấy thai ra lần nào chưa? Nghe xong câu hỏi của bác sĩ, hai vai tôi khẽ run lên, mặt mũi tái nhợt đi, nhưng tôi biết bác sĩ sẽ không vì vấn đề đó mà chửi bới hay nguyền rủa tôi, nên tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời. Rồi ạ, à, thời gian cháu phẫu thuật cách đây bao lâu rồi? Khoảng gần 9 năm. Ừ, cô thấy thành tử cung của cháu hơi mỏng, khả năng mang thai tự nhiên là khá thấp, nhưng lần này cháu lại có hẳn hai phôi thai đều đã di chuyển vào tử cung và làm tổ an toàn. Điều này rất hiếm gặp với những ai có thành tử cung mỏng như cháu đấy." Giang hỏi bác sĩ, "Vậy bạn cháu có thai mấy tuần rồi ạ? À? Thời điểm này đã phải bổ sung hợp chất gì chưa ạ à cô?" "Thai nhi được hơn 6 tuần rồi, lát nữa cô sẽ kê acid folic và vitamin để cháu bổ sung thêm. Cháu về nhà nhớ phải giữ gìn cẩn thận, tránh vận động mạnh và đặc biệt là nghỉ ngơi nhiều hơn. Người bình thường mang thai đôi đã vất vả, nhưng cháu cứ xác định cháu còn vất vả hơn họ nhiều đấy." "Dạ vâng." Dặn dò tôi thêm vài câu Bác sĩ cũng để Giang dẫn tôi ra ngoài Người tôi vẫn còn lâng lâng khó tả Không ngờ lần này ông trời lại yêu ái tôi đến thế Cho tôi hẳn hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu Tôi không biết tương lai tôi và Dương sẽ đi đâu về đâu Nhưng cứ nghĩ đến việc tôi được tự tay nuôi dưỡng những đứa con của anh Là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Rời khỏi bệnh viện Con Giang chở tôi đến trung tâm thương mại mua thêm ít đồ Lúc ngang qua quầy đồ sơ sinh Con Giang kéo tôi lại ngắm mãi vừa ngắm nó vừa lẩm bẩm. Mấy nữa cháu tao ra đời, khéo khi tao phải bê cả cái quầy hàng này về cho nó mới được. Sao nhìn cái gì tao cũng thấy đáng yêu thế nhỉ? Mày biết cả quầy hàng này bao nhiêu thứ đồ không mà đòi bê hết về. Kệ tao, tao mua cho hai đứa cháu tao chứ có mua cho mày đâu mà mày đòi ý kiến. Thôi, xem má còn mua gì nữa không, đủ rồi thì ra tao chở mấy mẹ con đi ăn, gần 11 giờ rồi đấy. Tôi kiểm tra lại vài món đồ trong giỏ của mình, thấy cũng khá đầy đủ rồi nên bảo con Giang đi về. Trùng hợp thế nào Vừa quay người tôi bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của Trâm Cô ta nhìn tôi chằm chằm Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy Khi tôi còn chưa kịp nói gì Trâm đã hùng hùng hổ hổ đi về phía tôi Sao mày lại ở đây Đang ở nơi công cộng Tôi không muốn gây chuyện ồn ào Với cả lúc nãy bác sĩ cũng dặn tôi Phải cẩn thận giữ gìn tránh vận động mạnh Giờ cãi nhau với Trâm ở chỗ này Nhớ cô ta nổi điên lên cầm gì đó ném vào người tôi Thì lại thêm rắc rối tôi kéo tay con giang lách qua người trâm tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng đừng trâm giật mạnh túi sách của tôi vứt xuống đất làm tờ phiếu siêu âm rơi ra ngoài hình ảnh trong đó đập thẳng vào mắt trâm trong phút chốc cô ta như hóa đá đứng im tại chỗ một lúc lâu sau đó mặt đỏ bừng bừng tay nắm chặt thành quyền cắn răng cắn lợi nói mày có thai với anh dương rồi đúng không bằng chứng rõ nhất bây giờ đang nằm dưới đất tôi có cố phủ nhận thì trâm cũng không tin sau cùng tôi nghĩ tôi và dương hiện tại vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau tôi có thai với anh ta cũng là chuyện rất bình thường việc gì phải sợ trâm tôi bảo cô nhìn thấy rồi còn tốn công hỏi làm cái gì hỏi phải nói lúc ấy trâm thức giận đến nhường nào mắt cô ta gườm gườm mày còn chó này mày đã giết chết đứa con của anh dương một lần rồi giờ mày lấy tư cách đếch gì mà đòi mang thai con của anh ấy tôi nghe trâm nói khó chịu đến nỗi chỉ muốn cầm cuộn băng dính dán chặt mặt cô ta lại đã không biết gì còn thích dựng chuyện nói linh tinh cơ mà tôi quên mất hôm nay đi cùng tôi còn có con bạn thân tính nóng như kem đang đứng lù lù ở đằng sau nó giằng tay tôi ra lờ lờ đi đến chỗ châm cảnh cáo mày chửi ai là chó muốn gãy răng thì chửi lại lần nữa xem nào bạn tao có thai với chồng nó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa sao mày phải nhảy dựng lên hay mày sợ nó có thai rồi ấy thì mày không còn cơ hội phá nát gia đình nó nữa Hôm nay Trâm gặp phải con Giang đúng là đen đuổi cho cô ta rồi. Bạn tôi cái gì cũng đoảng, chỉ mỗi môn khẩu nghiệp với đánh đấm là không ai bằng. Lần trước ở bệnh viện, Trâm đã bị Giang dọa cho một trận. Tưởng đâu cô ta biết thân biết phận mà tránh nó ra. Ai ngờ vẫn cứ như con thiêu thân lao vào đống lửa. Con bạn khốn nạn của mày mới là người phá nát chuyện tình đẹp giữa tao và anh Dương, chứ không phải là tao chen chân vào chia rẽ tình cảm gia đình nó. 9 năm trước, nó chê anh Dương nghèo mà bỏ anh ấy không thương tiếc, Lúc ấy chỉ có mình tao ở bên cạnh anh Dương Động viên giúp đỡ anh ấy từng ngày Đến khi anh ấy có sự nghiệp vững chắc Nó lại không chút liêm sỉ mà quay về dành với tao Mày có biết ngượng mồm không thế Nếu ông Dương yêu mày thật lòng ấy Thì khoảng thời gian 7 năm bạn tao sang Canada du học Ông ấy đã lấy mày rồi Mày cũng là phụ nữ Nên tao khuyên chân thành mày một câu Tỉnh ngộ lại đi Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình Anh Dương không yêu tao thật lòng Thì tao yêu anh ấy là được rồi Mày là bạn thân của con khốn nạn kia Chúng mày là cùng một ruột mất dạy chơi chẽn giống y hệt nhau Tao không dỗi hơi đứng đây nghe mày nói đạo lý Tao chỉ biết Người sinh con cho anh Dương phải là tao Chứ không phải con đàn bà thực dụng kia Nói xong châm nổi điên Đẩy con Giang sang một bên Rồi lao về phía tôi Thế nhưng bàn tay cô ta còn chưa cả động được vào người tôi Phía sau gáy đã bị con Giang cầm áo kéo lại Tao đã nói đến thế rồi Mà mày vẫn không thông não chút nào à Tao không cho phép nó mang thai con của anh Dương Hôm nay tao phải đánh cho nó sẩy thai Bỏ tao ra Giang tốn công Tốn sức khuyên nhủ châm từ nãy tới giờ rồi Mà cô ta vẫn cứ muốn lao đến tấn công tôi Cuối cùng con Giang cũng mất hết kiên nhẫn Nó trừng mắt gần giọng quát châm Tao nói chuyện đàng hoàng tử tế mày không nghe Muốn tao dùng biện pháp mạnh đúng không Đã thế thì mày vảnh tay lên mà nghe cho rõ đây này Tao không cần biết trước đây Mày dùng thủ đoạn hèn nhát gì để dụ dỗ chồng bạn tao Nhưng bây giờ nó mang thai rồi ấy, Tao cấm mày động đến nó nó mà xảy ra chuyện gì tao thề sẽ bắt mày phải trả giá đắt nhà mày có tiền nhưng nhà tao còn nhiều tiền hơn mày đấy mày không tin á thì về hỏi bố mày xem tao là ai dứt lời con giang cầm cổ áo châm ném mạnh sang một bên như ném con gà khiến cô ta ngã nhào ra đất à tao á còn chưa tính sổ chuyện mày tự ý đến gặp mẹ chồng con linh bịa chuyện chia rẽ tình cảm để bà ấy bị ngất giữa đường đâu mày cứ liệu hồn đấy tao cứ đến gặp bà ấy đấy mày làm gì được tao? Tao sẽ nói với bà ấy rằng bạn mày là con đàn bà thực dụng đều giả. Nó chỉ biết đến tiền, chứ chẳng yêu đương gì anh Dương. Con Giang nghe trầm sỉ nhục tôi như thế cũng tức đỏ bừng mặt mũi. Nó định tặng thêm cho cô ta vài cái bà tai, nhưng mấy anh bảo vệ đã từ bên ngoài bước vào. Tôi đành kéo tay con Giang rời đi. Ra đến cổng trung tâm thương mại nó còn hậm hực. Tao chưa thấy con trà xanh nào mà già mồm như con này. Sao lúc nãy mày không để tao táng vỡ mồm nó ra? Mày lại muốn bảo vệ ra mời mày lên uống nước chè à Uống thì uống chứ tao sợ gì Thôi chỗ công cộng mày đánh nhau với nó Chẳng may bị ai đi ngang qua Quay được rồi tung video lên mạng Lại mua thêm một đống rắc rối vào người Bỏ qua cho nó lần này đi Đúng rồi lúc nãy mày có nghe con mụ châm buột miệng nói Nếu ông Dương không yêu nó thật lòng Thì nó yêu ông ấy là được rồi không Tao có nghe thấy Vậy là mọi chuyện rõ ràng hết rồi nhá Ông Dương ấy không yêu con mụ châm Chỉ có con mụ châm điên tình yêu ông Dương thôi Chuyện nhẫn cưới gì gì đó cũng là do nó tự bịa ra đấy Ừ Tôi trả lời con Giang cho có vậy thôi Chứ hiện giờ tôi cũng không sâu chuỗi được việc gì vào với nhau đâu Con Giang nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi Thì không nói thêm gì nữa Chỉ lặng lặng lấy xe Đưa hai mẹ con tôi đi ăn trưa Chiều hôm ấy tôi mua hai bó hoa Mang vào Nghĩa Trang thăm bố mẹ Tôi muốn thông báo cho họ biết tôi đã mang thai rồi Đứa con gái bé bỏng năm nào nay cũng sắp trở thành mẹ của hai đứa con sinh đôi mấy hôm trước bảo có nhắn tin hỏi tôi còn giận bố không tôi chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời cậu ta tôi từng trách móc bố rất nhiều tại sao ông ấy lại không trung tình với mẹ tôi tại sao ông ấy lại đối xử với mẹ tôi không tốt còn cả tôi nữa tại sao ông ấy luôn ép tôi phải làm theo ý ông ấy không cho tôi quyền được lựa chọn thậm chí chỉ vài câu nói ngon ngọt của bà hồng mà ông ấy sẵn sàng ra tay đánh tôi thế nhưng sau tất cả tôi biết chính bố mới là người phải thất vọng nhiều nhất, người phụ nữ mình yêu bao nhiêu năm, phản bội ông ấy hết lần này đến lần khác, đứa con gái mình hết mực nuông chiều cũng là con của người đàn ông khác. Đến khi phải rời khỏi thế giới này, ông ấy có hối hận thì đã quá muộn màng rồi. Vậy mới nói, cuộc đời rất công bằng, gieo nhân nào thì gặt quả ấy là triết lý muôn đời không thay đổi. Rời khỏi nghĩa trang, tôi bắt taxi về nhà đã hơn 5 giờ chiều. Tôi sắn tay áo vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối Vừa cắm xong nồi cơm Tôi nghe tiếng mở cổng tự động Bóng dáng chiếc xe ô tô của Dương Phóng vèo qua phòng khách đi thẳng vào gara Không biết hôm nay anh ta có việc gì Mà về sớm vậy Tôi mở tủ lạnh lấy rau thì nhìn thấy hộp trứng chim cút Còn chưa kịp động tay vào Đã nghe tiếng nói quen thuộc của Dương Nấu thịt kho trứng cút đi Hôm nay tôi ăn cơm ở nhà đấy Theo phản xạ dạ tôi quay lưng hỏi anh ta Sau nay anh về sớm vậy Dương không trả lời tôi mà đi thẳng lên tầng tắm rửa. Điều kỳ lạ là nửa tiếng sau anh ta tự xuống phòng bếp giúp tôi lấy bát ra bàn ăn. Tôi tiện mồm sai rửa rau, Dương cũng rửa sạch sẽ khung cảnh trong phòng bếp ngày hôm ấy giống hệt cuộc sống bình thường của một cặp vợ chồng hạnh phúc. Ăn cơm tối xong, tôi dọn dẹp linh tinh vài thứ rồi lên phòng tắm rửa. Còn Dương thì ở lì bên phòng làm việc. Tự nhiên hôm nay tôi lại thấy rất buồn ngủ, chơi điện thoại chưa được mấy phút thì hai mắt đã díu vào nhau. Đến 3 giờ sáng, tôi vừa giật mình tỉnh giấc thì cửa phòng khẽ mở. Dương nhẹ nhàng bước vào, sau đó di chuyển tới giường, kéo chăn, nằm xuống cạnh tôi, rồi vòng tay ôm cả người tôi vào lòng. Tôi khẽ cửa quậy một cái, bên tai lập tức vang lên giọng nói của ai kia. Ngủ đi. Tôi tưởng hôm nay tôi và con Giang gây sự với Trâm ở trung tâm thương mại. Cô ta không làm gì được bọn tôi sẽ mách lẻo với Dương để anh ta xử lý tôi nhưng đợi cả buổi tối vẫn không thấy anh ta đả động gì đến chuyện của trâm sau cùng tôi không nhịn được mà ngẩng đầu lên hỏi chiều nay nhân tình của anh không mách lẻo với anh chuyện gì à dương vẫn ôm khư khư tôi trong lòng tôi càng cựa quậy thì anh ta càng ôm chặt câu trả lời sau đó của anh ta làm tôi đứng hình mất nửa phút nói gì anh đừng có giả vờ không biết tôi nói đến đây thì tiếng chuông điện thoại của dương reo lên cắt ngang lời nói của tôi anh ta cầm máy nhìn tên người gọi trên màn hình hai đầu lông mày nhíu chặt lại rồi cũng ấn nút nghe tôi nằm sát cạnh dương nghe rất rõ đầu dây bên kia nói anh dương bên nhật vừa báo tin hai khách sạn higo và maito bị sóng thần đánh sập họ đang rất hỗn loạn không biết phải giải quyết thế nào dương nghe xong ngồi bật dậy cậu đặt vé máy bay sang nhật chuyến sớm nhất cho tôi tầm ảnh hưởng của hai khách sạn ở bên đó rất lớn đấy nếu không giải quyết ổn thỏa sau này sẽ gặp thêm nhiều rắc rối Vậy là đêm đó Dương chưa được chợp mắt một chút nào, đã phải dọn hành lý bỏ vào vali chuẩn bị đáp chuyến bay sang Nhật Bản. Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của Dương, trong lòng thấy thương thương. Trước khi rời khỏi nhà, anh ta không nói với tôi nhiều lời, chỉ bảo mấy câu ngắn gọn. Chầm không phải là nhân tình của tôi, tôi không yêu cô ta, tôi cũng sẽ không ly hôn với cô đâu." Ba ngày sau khi Dương đi công tác bên Nhật Bản, mẹ chồng đến tận nhà tìm tôi. Thái độ của bà ấy đối với tôi vẫn còn rất xa cách tôi chào mẹ chồng cũng không thèm đáp lời chỉ lạnh lùng gật đầu cho qua sau khi mời mẹ chồng vào trong nhà biết bà ấy có tiền sử bệnh tim nên tôi đã cố tình pha một ấm trà hoa cúc trà còn chưa kịp mang lên mẹ chồng đã gọi tôi ra phòng khách nói chuyện tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa đối diện với mẹ chồng bà ấy thuộc tuyết người thẳng thắn không thích nói vòng vo nên câu trước câu sau đã vào thẳng vấn đề cô biết hôm nay tôi sang đây gặp cô vì chuyện gì không tôi biết chuyện quá khứ giữa tôi và dương vẫn là nút thắt trong lòng mẹ chồng nếu tôi không gỡ ra được e rằng sau này cả tôi và bà ấy đều không thể thoải mái mỗi khi đối diện với nhau tôi gật đầu chậm rãi nói con xin lỗi mẹ mẹ chồng không để tôi nói hết câu đã cất lời chen ngang tôi không đến đây để nghe lời xin lỗi của cô mấy hôm trước thằng dương đã nói với tôi tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều do nó tự nguyện chịu đựng không liên quan tới cô chính cô cũng không biết việc bố cô thuê người đến hành hung con trai tôi giờ ông ấy mất rồi tôi có trách cứ cũng không giải quyết được vấn đề gì thế nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô một câu kể cả trong quá khứ lẫn thời điểm hiện tại cô đã bao giờ yêu con trai tôi thật lòng chưa nói xong mẹ chồng hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi cái nhìn vô cùng sắc bén như muốn cảnh cáo tôi đừng có nói dối sau một hồi nghĩ ngợi tôi cũng dứt khoát trả lời bà ấy con thật lòng yêu anh dương kể cả trong quá khứ hay ở thời điểm hiện tại thì con vẫn yêu anh ấy con không dám xin mẹ tha thứ cho những việc làm sai trái của hai bố con con trong quá khứ con chỉ mong mẹ cho con một cơ hội để con được sửa sai cô sửa sai bằng cách nào giờ thằng dương đã có rất nhiều tiền người phụ nữ thục dụng như cô ấy còn gì để chê trách nó nữa thở dài một hơi não nề xong mẹ chồng nói tiếp từ ngày cô gả về nhà tôi đến nay tôi tự thấy mình chưa từng làm bất cứ việc gì quá đáng với cô thậm chí còn coi cô như con gái con nằm mơ tôi cũng không ngờ cô giả dối và thực dụng đến mức ấy cô làm tôi quá thất vọng ngồi nghe mẹ chồng nói cổ họng tôi nghẹn đắng bao nhiêu điều muốn nói đều không thể thốt ra lời chỉ biết cúi đầu thành khẩn bảo mẹ chồng con xin lỗi xin lỗi mẹ nhiều lắm khi biết rõ bộ mặt thật của cô tôi rất muốn bảo với thằng dương ly hôn với cô ngay lập tức gia đình tôi không thể chấp nhận một người con dâu như cô thế nhưng thằng dương lại chăm lời như một lúc nào cũng bênh vực cô chằm chặp Tôi không mong con trai sẽ tổn thương vì một người như cô thêm bất cứ lần nào nữa Nên hôm nay mới đến gặp cô nói chuyện rõ ràng Cô nói cả trong quá khứ lẫn thời điểm hiện tại Cô vẫn yêu thằng Dương thật lòng đúng không? Tôi ngước mắt nhìn mẹ chồng kiên định trả lời Vâng ạ, con yêu anh Dương Mẹ chồng tôi lặng thinh một hồi lâu sau đó chậm rãi nói Được, vậy tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội ở bên thằng Dương Nhưng nếu để tôi phát hiện ra cô làm việc gì có lỗi với nó Dù là việc nhỏ nhất thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, cô nhớ lấy. biết mẹ chồng vì không muốn dương buồn mới mở lòng bỏ qua cho tôi, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. tôi lấy hết can đảm lấy nhí nói cảm ơn mẹ đã cho con cơ hội ở bên anh dương, con hứa từ nay về sau sẽ không làm việc gì xấu để mẹ thất vọng đâu ạ. À? ừ, tôi tin cô lần cuối cùng đấy. nói rồi mẹ chồng sách túi rời khỏi nhà tôi, bà ấy mới xuất viện sức khỏe chưa được hồi phục hẳn. Tôi ngỏ ý muốn đưa mẹ chồng về nhà mà bà ấy không đồng ý. Tuy mẹ chồng đã cho tôi cơ hội ở bên cạnh Dương, nhưng tôi hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và bà ấy, muốn quay lại được như lúc ban đầu thì phải cần thêm một thời gian nữa. Thời gian sau đó cứ chậm chậm trôi qua, có một ngày trên đường đi làm về, tôi ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ ăn bỗng gặp Bảo. Cậu ta đang đứng gần quầy thanh toán cùng mấy cốc mì ăn liền và mấy chai nước khoáng. Chị em gặp nhau mà tôi cứ thế bỏ đi e rằng không được hợp tình hợp lý cho lắm. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định bước tới gần Bảo. Khi còn chưa mở miệng hỏi Han, cậu ấy đã nhanh nhỏ nở nụ cười chào tôi trước. Chị đi mua đồ ạ? À? Ừ, cậu mới chuyển nhà đến đây đúng không? Vâng, em thuê nhà ở khu này cho tiện đường đến công ty. Em nghe nói anh Dương đang đi công tác bên Nhật. Chị ở nhà một mình có quen không ạ? À? à, tôi không sao. Thôi cậu về đi, tôi vào mua đồ đây. Bảo gật đầu, tôi định quay người bước đi nhưng chỉ vài giây sau đó cậu ta vội nói thêm chị linh số tiền chị cho em mượn bù lỗ vào công ty em nhất định sẽ trả lại cho chị tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của bảo không nghĩ cậu ta lại nói với tôi những câu này chỉ vài tháng ngắn ngủi không gặp bảo thôi mà tôi cảm giác cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều tôi miễn cưỡng nói không cần đâu tôi cũng là cổ đông của công ty coi như tôi chung tay giúp công ty vượt qua khó khăn bảo lắc đầu từ chối đó là tiền bố để lại cho chị em là giám đốc phải có trách nhiệm với số vốn cổ đông bỏ ra, chứ không thể vay mà không trả. Từ hôm anh Dương đồng ý ký lại hợp đồng với công ty nhà mình, thì tình hình công ty cũng ổn định hơn rất nhiều rồi, chị đừng có lo nhé. Tôi không hề biết chuyện Dương đồng ý ký lại hợp đồng với công ty nhà tôi. Hôm nay nghe bảo nói mới thấy bất ngờ, mắt tôi mở to ra hỏi cậu ta. Chồng tôi ký hợp đồng với công ty nhà mình từ bao giờ? Sau ngày chị đưa tiền để em bù lỗ vào công ty khoảng 5-6 hôm, anh Dương không nói với chị à? Tất nhiên Dương không nói thì tôi mới phải hỏi Bảo Thế nhưng tôi không muốn Bảo phát hiện ra Mối quan hệ khó hiểu giữa hai vợ chồng tôi Đành kiếm bừa một cái cớ để đánh lạc hướng cậu ta À anh ấy nói rồi mà tôi quên đấy Thôi cậu về đi Nhìn bóng lưng Bảo càng lúc càng xa Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này Đến tận lúc về nhà mới thôi Dương đi công tác bên Nhật Bản tròn 10 ngày Thì thoảng anh ta có gọi điện về cho tôi Tuy chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy Nhưng không hiểu sao cứ đến tối là trong lòng tôi lại ngập tràn cảm giác chờ mong tôi thừa nhận từ sau lần dương bảo tôi bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ bắt đầu lại từ đầu thì tình cảm tôi cố tình đè nén bấy lâu nay đã vùng lên mãnh liệt ngày hôm sau tôi đang làm dở bản báo cáo phản hồi chất lượng sản phẩm của khách hàng thì cái hoài quay sang tán gẫu với tôi dạo này sếp không có ở công ty nên không thấy mụ châm sang đây ra oai với chị nữa nhỉ người ta không sang thì chị càng đỡ phiền phức chứ sao không đâu chỉ có mình chị nghĩ vậy thôi Mụ Trâm ấy là đỉa đói thành tinh rồi đấy Chị đừng mong mụ ấy dễ dàng bỏ qua cho chị Trừ khi mụ ấy đạt được mục đích Phá tan cuộc hôn nhân của chị với anh Dương Thôi kệ đi Khi nào người ta động đến mình thì hãy tính Cái hoài bĩu môi bảo tôi Nhiều lúc em cạn lời với chị thật đấy Chị đúng là người mất bò mới lo làm chuồng Đợi bà ấy động đến chị thì còn nói gì nữa Nói xong cái hoài rực nhớ ra chuyện gì Nên tiếp lời À không, giờ chị có bảo bối của anh Dương Ở trong bụng rồi cơ mà Sợ gì mụ trầm nữa Mới nói đến đây thì cái hoài phải ra ngoài đi khảo sát thị trường Tôi không còn người tán chuyện Nên quay vào làm cho xong cái bản báo cáo Còn đang giang dở Làm xong tôi mang vào phòng chị Trang chờ xét duyệt Đọc xong bản báo cáo Chị Trang cũng không yêu cầu tôi sửa sang gì nhiều Mà đồng ý xét duyệt luôn Vừa ra ngoài Điện thoại tôi đang để trên bàn bỗng sáng bừng lên Báo có tin nhắn mới đến Tôi mở ra xem Là tin nhắn của Dương Kiểu nhắn tin của anh ta giống hệt tính cách kiệm lời hàng ngày tin nhắn gửi cho tôi không bao giờ quá chục chữ thậm chí tin hôm nay chỉ vẻn vẹn đúng một câu ngắn ngủi chiều nay tôi về bình thường tin nhắn cụt lộn như này chắc chắn tôi sẽ khó chịu hoặc lẩm bẩm chửi thầm trong bụng thế nhưng hôm nay đọc xong tôi lại thấy vui vui tiếc là đang giờ làm việc tôi không thể hỏi kỹ dương xem anh ta thích ăn món gì để tôi nấu ngày làm việc hôm đó của tôi trôi qua rất nhanh mới chớp mắt một cái đã gần 5 giờ chiều tan làm tôi thu dọn đồ đạc bỏ vào túi sách rồi nhanh chóng rời khỏi công ty vì tôi nghe theo lời Dương lái xe riêng đi làm nên phải đi bộ một đoạn mới đến chỗ gửi xe tôi thi bằng lái bên Canada khi về Việt Nam chỉ cần đổi bằng là xong thủ tục đổi bằng lái xe cũng không có gì phức tạp lắm tôi đợi mấy tháng là đã có thể cầm bằng lái trong tay qua đoạn đường cao tốc tôi sẽ vào hẻm nhỏ mua một lãng hoa tươi tối nay tôi định thông báo với Dương chuyện mình đã mang thai nên cầu kỳ chuẩn bị bối cảnh ở Hà Nội có rất nhiều quán hoa đẹp nhưng tôi chỉ thích mua hoa ở quán này Chị chủ quán là người trong Nam Ra bác làm ăn hơn chục năm rồi Chị ấy cắm hoa rất đặc biệt Nhìn qua một lần đã thấy ưng mắt Vì thế mà mỗi lần mua hoa đi đâu đó Tôi đều tới tận đây Cầm bó hoa cầm tú cầu màu tím nhạt trong tay Tôi hí hửng mở cửa xe bước vào Đặt nó sang cạnh ghế lái Sau đó kéo dây an toàn qua người mình Rồi mới yên tâm khởi động lái xe đi Vừa ra khỏi con hẻm nhỏ Tôi đã bị một chiếc xe ô tô khác chặn đường Dù đã cố nhấn vanh gấp nhưng đầu xe của tôi vẫn chạm nhẹ vào đuôi xe của người ta cửa xe phía trước mở ra tài xế trong đó bước xuống nhìn anh ta ăn mặc cũng đàng hoàng lịch sự không giống người thích kiếm chuyện tôi cũng tắt máy xuống xe để giải quyết vấn đề sau một hai câu chào hỏi xã giao thì có bắt thêm ba người đàn ông to cao lực lưỡng đội mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt miệng đeo khẩu trang đen đứng vây quanh người tôi thấy có gì đó không đúng lắm tôi mới lùi về phía sau cảnh giác nhìn tên tài xế các anh muốn làm gì Tên tài xế lái xe nhách mép cười đều Muốn gì? Tí nữa mày sẽ biết Vừa nói khỏi mồm xong câu đó Phía sau có một tên lao tới định đánh úp tôi Nhưng tôi xoay người né được Đáng tiếc sức lực tôi so với bốn tên đàn ông to cao lực lưỡng này Vẫn chẳng thấm vào đâu Một tên nhanh nhẹn giữ chặt hai tay tôi Để tên tài xế bịt miếng vải vào mồm tôi Rất nhanh sau đó Khoang miệng tôi tràn ngập vị cay nồng Cả người ấy mất dần sức lực Rồi cứ thế liệm đi không còn biết gì nữa Thời điểm tôi mở mắt tỉnh dậy Đầu vẫn còn hơi choáng Nhìn khắp xung quanh một lượt Tôi giật mình nhận ra Mình đang nằm trong một cái phòng khách sạn nào đó Quan trọng nhất là bên cạnh tôi Còn có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt Mà không Hắn chính là tên tài xế Mấy tiếng trước cố tình dựng lên màn đâm xe giả Để bị thuốc mê đưa tôi đến đây Toàn thân tôi không rét mà run lên cầm cập Rốt cuộc tên khốn này định dở trò gì đây Vì sao hắn lại muốn hại tôi Tôi khẽ cựa người nâng chăn lên một chút nhìn khắp cơ thể mình chỉ còn bộ quần áo lót và vài dấu vết sưng đỏ ám muội tên khốn kia thì cả người trên để trần phần dưới thân quấn chiếc khăn bông trắng của khách sạn thấy tôi cử động hắn cũng bắt đầu mở hai mắt ra nụ cười đều giả một lần nữa nở rộ trên môi làm tình với con dâu chủ tịch tập đoàn trường phong quả nhiên khác với những người phụ nữ bình thường tôi sốc đến độ không thể thốt ra lời cổ họng như bị ai đó bóp thật chặt lồng ngực co rút từng cơn Nhìn cái bản mặt xấu xa vô liêm sỉ của tên kia Tôi giơ tay muốn cho hắn một cái bà tai Tuy nhiên sức lực trong người tôi bây giờ vô cùng yếu ớt Tay mới giơ lên không chung Đã bị tên khốn kia nắm chặt lấy hất mạnh về sau Miệng hắn bắt đầu thốt ra những lời bẩn thỉu Cô muốn làm gì Vừa nãy dưới thân tôi còn sung sướng phóng đãng lắm cơ mà Sao giờ đã lật mặt định đánh người rồi Hai mắt tôi chừng to không tin vào những gì mà mình vừa nghe được Đồ khốn Anh vừa làm gì tôi Tại sao anh lại cho người chuốc thúc mê đưa tôi vào đây ở kìa Cô quên thật hay làm giả bộ mất trí nhớ đấy Tôi còn có ảnh chụp cảnh cô và tôi tình tứ bên nhau đây này Có muốn xem ảnh không Ảnh này mà đăng lên mạng Chắc là được nhiều like lắm đấy Dứt lời Tên kia cầm chiếc điện thoại mở bộ siêu tập cho tôi xem Mấy bức ảnh thân mật giữa tôi và hắn Xem được ba bước Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh để xem tiếp Nên cố nhòi người rằng lấy chiếc điện thoại Đáng tiếc Mục đích của tôi còn chưa đạt được Thì hắn đã nhanh tay giấu chiếc điện thoại ra sau lưng Tôi ức đỏ hết mặt mũi Vừa đấm bùm bùm vào người hắn vừa la hét chửi bới om sòm Anh đồ khốn nạn Đưa điện thoại cho tôi mau Tôi và anh không quen biết gì nhau Sao anh lại gài bẫy hãm hại tôi Anh anh có mục đích gì Mục đích ấy thì tôi cũng phải cảm ơn cô Đã cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ À tôi xin lỗi nhé Vì lúc nãy hơi quá tay Nên mới để lại dấu vết trên người cô Tuy cô hôn mê nhưng mà cơ thể cô vẫn thành thật lắm Sau này nếu chồng cô mà vắng nhà không chịu được thì nhớ gọi điện cho tôi nhé tôi lưu số tôi vào máy cô rồi đấy nụ cười hà hà đáng khinh của tên khốn kia vang vọng khắp căn phòng khách sạn tôi chỉ hận lúc này không thể cho hắn một trận nhờ tử dưới sàn nhà quần áo của tôi và hắn ta vứt la liệt tôi nghiến răng nghiến lợi kéo chăn quấn chặt lấy người định xuống dưới nhặt quần áo mặc nhưng đúng lúc này cửa phòng mở toang ra trầm dẫn mẹ chồng tôi bước vào tôi hoảng hồn lập tức dừng mọi hành động đang làm nhìn mặt mẹ chồng tôi tái nhợt còn mặt châm thì đậm vẻ hả hê tôi sợ hãi nói mẹ ơi không không phải như thế đâu ánh mắt mẹ chồng tôi đỏ ngầu có tức giận có bất ngờ bà ấy không nói năng gì mà đi thẳng đến chỗ tôi giơ tay tát mạnh một cái cái tát với sức lực vô cùng lớn khiến cả người tôi lảo đảo về phía sau mày mày tôi lãnh chọn cái tát đau điếng nhưng vẫn cố với bộ quần áo rách nát dưới sàn nhà mặc vào người sau đó run rẩy ôm lấy chân mẹ chồng tôi mẹ ơi con bị gài bẫy Mọi chuyện không phải như thế này đâu Mẹ nghe con nói đã Tôi càng nói càng mất bình tĩnh Mẹ chồng cũng chẳng muốn nghe tôi lải nhải nhiều Có lẽ bây giờ trong mắt bà ấy Tất cả những gì phát ra từ miệng tôi Đều là ngụy biện cho hành động sai trái bẩn thỉu của mình Ai cho cô động vào người tôi Lời tôi cảnh cáo cô còn chưa được chục ngày Vậy mà cô đã coi như gió thoảng qua tai Cô đúng là đồ phụ nữ lăng loàn Mãi mãi không bao giờ chịu thay đổi là tên khốn kia cho người bịt thuốc mê vào mồm con rồi đưa con đến đây. Con không biết gì hết. Xin mẹ hãy tin con. Con xin mẹ. Mẹ chồng hất mạnh tay tôi khỏi người bà ấy. Giọng điệu lạnh nhạt như lời tuyên án dành cho tôi. Bây giờ cô có xin sỏ tôi cũng đã quá muộn rồi. Tôi mềm lòng, không muốn thằng Dương buồn nên cắn răng cho cô một cơ hội cuối cùng. Mà cô không biết đường sửa đổi, còn đâm sau lưng con trai tôi một nhát chí mạng. Nếu biết trước nhân cách cô rẻ rúm tồi tàn như này, tôi đã ép thằng dương ly hôn với cô ngay từ khi tôi phải vào viện cấp cứu vì nghe được những chuyện tốt đẹp mà bố con cô đã làm với thằng dương trong quá khứ mẹ im đi tôi không dám nhận từ mẹ của cô đâu nghe buồn nôn lắm tôi nói cho cô biết kiếp này tôi còn sống ngày nào thì ngày ấy sẽ không để loại con dâu thực dụng lăng loàn như cô bước chân vào cửa nhà tôi nửa bước không phải đâu rõ ràng là tên khốn kia gài bẫy con đúng rồi Vừa nãy con bị hắn cho người bị thuốc mê vào miệng Chắc chắn lúc lên đây con sẽ không đi được Mẹ có thể gọi nhân viên lễ tân để xác minh Bấy giờ mẹ chồng tôi mới lấy lại chút bình tĩnh hỏi Có đúng cô bị thằng kia gài bẫy không? Nếu đến mức đường này rồi mà cô còn dám ăn nói điêu toa với tôi nửa lời Thì tôi nhất định sẽ khiến cô trả giá đắt Con nói thật đấy mẹ ơi Mẹ cứ cho con xuống gọi lễ tân lên đây để hỏi rõ ràng đi Tôi không mượn cô xuống Để đấy tự tôi gọi Dứt lời mẹ chồng tôi đi đến gần chiếc điện thoại bàn Tay bà ấy nhấn liền một dãy số Chỉ nửa phút sau Điện thoại đã kết nối được với đầu dây bên kia Trong khoảng thời gian chờ nhân viên lễ tân lên Xác minh thực hư sự thật Tên tài xế đã mặc xong quần áo vào người Mặc xong hắn ta còn giả vờ giả vịt đỡ tôi đứng dậy Vừa đỡ vừa hướng về phía mẹ chồng tôi mà sảm ngôn Bà là ai? Sao bà dám đánh bạn gái tôi? Mẹ chồng vốn sẵn cơn bực tức trong người Nghe tên khốn kiếp kia nói vậy Càng như đổ thêm dầu vào lửa Bà ấy quắc mắt quát được chưa động đến cậu thì tốt nhất là cậu nên biết điều mà ngậm mồm lại đi. Ơ? Ờ, việc gì mà tôi phải ngậm mồm? Tôi và bạn gái làm tình với nhau trong khách sạn là chuyện rất bình thường, tự nhiên bà ở đâu lao vào chửi bới đánh đập bạn gái tôi. Bà đừng tưởng bà già mà tôi không dám làm gì bà nhé. Trầm đứng lặng yên cạnh bên mẹ chồng tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Anh định làm gì? Trước khi đến đây, chúng tôi đã thuê vệ sĩ rồi đấy. Nếu anh dám làm gì bác ấy, tôi sẽ gọi điện cho vệ sĩ lên. Anh cặp kè với người đã có chồng, không biết xấu hổ còn đòi lên mặt với ai nghe qua lời trâm thì có vẻ như cô ta đang muốn cản tên tài xế không được động vào mẹ chồng tôi nhưng ánh mắt gian xảo của cô ta lại không qua được mắt tôi chưa kể từ lúc bước chân vào căn phòng này đến giờ trâm không ngừng nhìn tôi cười đắc thắng tôi đoán chắc chắn là trâm đã thông đồng với tên tài xế kia để đưa tôi vào bẫy tôi nghĩ mà căm hận cô ta vô cùng người tôi có lẽ vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên vẫn rất mệt nhưng hai tay tôi nắm chặt thành quyền Hôm nay trầm hãm hại tôi đến thân tàn ma dại Mà tôi vẫn còn nhẫn nhịn cô ta Thì tôi đúng là kẻ đáng chết Tôi hít vào một hơi thật sâu Gồng mình, đẩy tên khốn kia ra Rồi lao về phía Trâm mà nắm tóc cô ta giật ra đằng sau Trâm bị đau kêu oai oái Nhưng đang ở trước mặt mẹ chồng tôi Cô ta không dám đánh lại Sợ bị mất hình tượng hiền lành tử tế Nên chỉ đứng im chịu trận Tôi vừa nắm tóc Trâm vừa gào lên chửi Chính là mày đã bày kế hãm hại tao đúng không mày thông đồng với tên khốn kia mày ghi hận chồng tao không yêu mày nên mày trả thù tao chứ gì mày ăn gì mà thâm hiểm thế mày có còn là con người nữa không tôi đang chửi châm một cách hang máu thì cửa phòng khách sạn lại một lần nữa mở toang ra lần này không chỉ có mình nhân viên tiếp tân đi vào mà phía trước cô ta còn có một bóng hình rất quen thuộc tôi quen từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh ta từng hơi thở ấm nóng đều đều mỗi khi anh ta ôm tôi vào lòng Thế nhưng chưa bao giờ tôi sợ gặp dương như lúc này ánh mắt anh ta hẳn lên vẻ giận dữ khi nhìn thấy tên tài xế và tôi đều trong trạng thái quần áo sộc sạch dương không nói không rằng đi đến vung nắm đấm rắn chắc vào giữa mặt tên khốn kia sau đó anh ta túm lấy cổ áo đấm liên tục thêm vài phát nữa máu mồm tên kia bắt đầu chảy ra khóe môi tôi sợ cứ tình hình này dương sẽ đánh chết người nên vội vàng chạy đếm ôm chặt ôm anh ta kéo ra đừng đánh đừng đánh nữa dừng lại đi bỏ ra Dương lử mắt nhìn tôi một cái sắc hơn cả lưỡi dao lam Làm toàn thân tôi lạnh buốt Vậy mà tên điên rồ kia còn không biết điều ngậm mồm lại Hắn chọc tức được mẹ chồng tôi Nên cứ nghĩ sẽ chọc điên được Dương Linh, em không phải sợ Cứ để nó đánh đi Anh thách nó đánh anh chết đấy Tình yêu anh dành cho em bao lâu nay Sẽ không vì vài đòn của thằng danh này Mà mai một đâu Mày thách tao à Ừ, tao thách mày đấy, thằng chó Nếu mày đã không còn yêu Linh nữa sao mày không ly hôn cho cô ấy được giải thoát để cô ấy về bên tao mày muốn giam cầm cô ấy đến bao giờ mấy lời nói khích tướng của tên tài xế đã làm dương thực sự nổi điên anh ta đã mất hết lý trí ra đòn càng thêm nặng sau đó mẹ chồng tôi và trâm nhìn cảnh tượng đó cũng phải lao vào can dương thấy mẹ cứ bám chặt tay mình nên mới miễn cưỡng thả tên khốn kia ra tôi từng yêu dương hơn một năm trời khi chúng tôi còn là sinh viên hiện tại tôi cũng là vợ hợp pháp của anh ta gần một năm mà hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy Dương chửi tục một câu. Mẹ mày, hôm nay mày không giải thích rõ ràng mọi chuyện với tao, thì đừng hòng mày mang được xác ra khỏi đây. Mày nhìn một màn trước mắt còn chưa rõ sao, tao với vợ mày vừa lên đỉnh cùng nhau đấy. Nhìn thấy mấy vết xanh đỏ trên người cô ấy không? Chúng ta phải yêu nhau đến mức nào thì mới có cảm giác mãnh liệt như thế chứ? Tao chỉ tiếc mày đi công tác về sớm quá, nên từ nay tao với cô ấy lại phải hạn chế gặp nhau rồi bị đổ oan nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt xương chỉ như kẻ điên lao tới cào cấu túi bụi vào tên người tài xế. "Mày nói cái quái gì vậy? Tao thì liên quan gì đến mày thằng khốn? Mày muốn gì? Rốt cuộc mày đã nhận bao nhiêu tiền của con kia để gài bẫy hãm hại tao?" Tiếp đó tên tài xế còn cố tình ôm chặt lấy tôi ngả ngớn. "Linh, em không cần phải sợ ai hết, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, em cứ nói thẳng cho hắn ta biết em không yêu hắn đi." mẹ chồng tôi có tiền sử bị bệnh tim đứng đây từ nãy đến giờ cũng quá mệt mỏi rồi bà ấy không muốn tin tưởng vào lời nói của tôi nữa quay sang bên lễ tân rồi hỏi cô làm ca chiều nay đúng không nhân viên lễ tân đứng khúm núm trước mặt mẹ chồng tôi lấy nhí trả lời vâng ạ cháu làm ca chiều nay vậy cô có nhận ra hai người này không cháu có đây là anh hoàng và chị linh hai anh chị ấy là khách quen của khách sạn nên cháu nhận ra ngay lúc nãy khi lấy thẻ phòng chị linh còn hỏi cháu nay dùng màu son gì mà đẹp thế thôi đến đây thì tôi biết mình có nói gì cũng không còn tác dụng mưu hèn kế bẩn của trâm quá mức công phu tỉ mỉ không có một kẽ hở dạo gần đây tôi không thấy trâm đến tìm tôi gây chuyện lại cứ tưởng cô ta nghĩ thông suốt rồi ai ngờ trâm ủ mưu cho một kế sách khác thâm hiểm hơn vẫn là tôi ngu xuẩn không lường trước được mọi chuyện thấy mình như một con rối mặc sức để trâm và thiên khốn kia điều khiển tôi điên tiết cầm chiếc gà tàn thuốc lá rồi ném thẳng vào đầu hắn ta rồi quay sang dương mếu máu nói không phải như thế đâu anh đừng nghe tên điên này nói láo tôi và hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì hết là hắn đã gài bẫy tôi dương nhìn tôi nói nhưng biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi một chút nào cả người đứng im như khúc gỗ tới khi tôi động vào tay áo anh ta thì anh ta mới lùi về phía sau thái độ bài xích rõ rệt tránh ra linh anh đã bảo em không phải sợ cơ mà Em cứ mạnh dạn đưa tờ ly hôn trong túi sách của em cho hắn ký đi Dương bật cười cay đắng Nụ cười giống hệt ngày tôi nói lời chia tay anh ta vào 9 năm trước Thì ra cô còn chuẩn bị trước cả đơn ly hôn chờ tôi về ký cơ đấy Tôi không chuẩn bị tờ đơn ly hôn nào cả Xin anh hãy tin tôi lần này Tin cô để cô cắm cho tôi thêm mấy cái sừng nữa đúng không Lẽ ra tôi không nên yêu cô thêm một lần nào nữa khi tôi còn đang vớt vát cố nói mấy lời xoa dịu tâm trạng Dương thì tên tài xế lại tự tiện đến bàn cầm túi sách của tôi dốc ngược đồ trong đó ra ngoài. Đầu tiên là mấy chiếc bao cao su vẫn còn để nguyên trong túi. Tiếp đó là tờ đơn ly hôn có đầy đủ thông tin của tôi và Dương rơi xuống đất. Không một tiếng động nhưng đủ sức làm chân tay tôi run lẩy bẩy. Thế rồi tên khốn kia cầm điện thoại của hắn đưa cho Dương xem mấy bức ảnh thân mật giữa tôi và hắn ta Sợ Dương không tin chúng tôi đã có quan hệ từ trước Hắn còn mở một loạt ảnh cũ từ lâu bảo Dương Mày đã nhìn kỹ chưa? Tao và Linh đã yêu nhau được nửa năm rồi đấy Đây là ảnh mà chúng ta chụp mỗi khi được ở bên nhau Nếu không phải tại mày nhiều tiền hơn tao ấy, Thì Linh đã bỏ mày để đi theo tao từ lâu rồi Thằng chó ạ à. Tiếc gì tao phải cấm Hôm nay tao nhất định đòi lại công bằng cho bạn gái tao Tao còn mấy video quay lại cảnh làm tình thân mật giữa tao và Linh Giọng cô ấy mỗi khi lên giường với tao đều rất êm tai không biết mỗi khi ở bên mày cô ấy có thoải mái vậy không? À, nếu mày muốn xem video ấy, nếu mà mày muốn xem ấy tao mở cho mày xem luôn một thể nhá. <laughs> Đến đây, mặt Dương ngay lập tức chuyển sang xám xịt, khớp tay anh ta nắm chặt lại, tôi đứng bên còn nghe được cả tiếng kêu răng rắc khe khẽ. Mẹ chồng tôi đứng bên nhưng mà không giữ được bình tĩnh như Dương, bà ấy ôm ngực thở dốc xong rồi thều thào nói với anh ta. Dương, đưa mẹ rời khỏi đây ngay lập tức, nhanh lên dương bất lực nhìn tôi trong ánh mắt anh ta có vô vàn điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đỡ lấy mẹ cùng châm đưa bà ấy rời khỏi khách sạn thì lướt qua người tôi anh ta dừng lại nói với tôi một câu đầy đau đớn nếu cô đã không thích sống với tôi vậy thì chúng ta tôi biết dương định nói gì nhưng giờ đã rơi vào hoàn cảnh này rồi tôi cũng không thể trách cứ anh ta tôi chỉ muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng cho bản thân nên cố tình ngắt lời đúng chỗ quan trọng nhất ly hôn. Tôi đồng ý ly hôn với anh. Đợi Dương đưa mẹ chồng tôi rời khỏi phòng khách sạn, tên tài xế mới bắt đầu bộc lộ rõ bản chất xấu xa vô liêm sỉ của mình. Hắn nhìn tôi cười khẩy. Tưởng con trai chủ tịch tập đoàn Trường Phong bản lĩnh thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Giờ tôi đã mất hết tất cả rồi, tôi chẳng còn sợ gì nữa. Tên khốn này đã mang lại cho tôi điều gì, thì tôi sẽ trả lại hắn gấp đôi gấp ba tôi nhìn hắn như nhìn kẻ thù rồi rít lên chửi hôm nay mày thông đồng với con kia để hại tao sau này mày cũng sẽ phải chịu quả báo thôi thằng khốn nạn ạ à. mắt tên lưu manh kia trợn ngược lên như con ngáo ộp hắn lừ lừ đến gần tôi vung tay định tát tôi may mà tôi kịp nghiêng đầu sang một bên nên không bị dính đòn nhưng hành động đó càng làm tên khốn kia cáu bẩn hắn gào rú lên như một kẻ tâm thần vừa mới trốn chạy còn đĩ kia Mày tưởng mày cao giá lắm mà Ông nói cho mày biết nhá Lúc nãy ông nhịn mày cho xong việc thôi Chứ giờ đợi đấy mà ông nhịn Đồ đàn bà lẳng lơ Có cho không á ông cũng chẳng thèm Ở đấy mà bày đặt thanh cao <laughs> Ông khinh Tôi biết giờ có đánh nhau với hắn Cũng chẳng thắng nổi Không khéo còn làm ảnh hưởng đến hai đứa bé trong bụng Nên cố nuốt cơn tức xuống Định hạ giọng nói vài câu dễ nghe Rồi tìm đường thoát khỏi nơi đây cho an toàn nào ngờ tôi còn chưa nói gì Bóng dáng con bạn thân của tôi từ đâu Chạy như bay vào bên trong Nó cứ thế xông đến tung một trường như phim võ thuật Hồng Kông Đạp cho tên khốn kia ngã sõng xoài ra đất Sau đó con giang quay sang tôi hỏi Sao mày lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Tôi kể qua loa cho nó nghe chuyện vừa nãy xảy ra Nghe xong con giang hùng hùng hồ hồ Sắn tay áo lên định lao vào sử đẹp tên tài xế May mà tôi kịp ngăn nó lại Thôi đi, Lúc nãy nó cũng bị ông Dương đánh cho một trận nhử tử rồi Giờ mày mà đánh nó nữa lại lắm chuyện Mày bỏ ra Trước đến giờ tao đã ngán chuyện gì đâu Loại rồi mũi như này phải đánh Đánh cho chúng nó chửa cái thói bố láo mất dạy Mày có thủ án gì với nó Mà nó phá tan gia đình mày ra như thế Con Giang càng chửi càng hăng máu Nó không để ý gì đến hình tượng Tên kia lúc nãy vừa bị Dương đánh cho một trận Thì bỏ lê bỏ lết Giờ lại đến phiên con Giang tra tấn lỗ tai Thằng đàn ông không ra đàn ông Đàn bà không ra đàn bà kia Mày nhận của con Trâm bao nhiêu tiền mà dám tính kế hại bạn tao Tao không nhận tiền của ai hết nhá Là bạn mày dụ dỗ tao vào đây đấy Sau khi bị mẹ chồng phát hiện thì đổ hết lỗi lên đầu tao Nó chính là con đàn bà vô liêm sỉ, lăng loàn đấy Hai chữ lăng loàn còn chưa nói ra khỏi mồm Tên khốn kia đã bị con Giang vả cho phát nổ đom đóm mắt Tay con Giang là tay người học võ lâu năm Nên sức lực không hề nhỏ Vả xong, nó túm tóc giật ngược ra đằng sau cảnh cáo Mày động vào ai, chứ động vào bạn tao là mày ngu người rồi đấy giờ mày có chịu nói không hay để tao gọi người đến vặn luôn cái răng chuột của mày đi nhìn mặt tao chắc mày cũng biết tao không nói đùa đâu nhỉ tên khốn kia có hai cái răng cửa hơi nhô ra giống răng chuột con giang nhìn ngứa mắt nên mới dọa dẫm lúc hắn định khai ra hết mọi chuyện thì quản lý khách sạn dẫn theo hai nhân viên bảo vệ lên yêu cầu chúng tôi rời đi tên tài xế nhân cơ hội cắn răng chịu đựng cố chạy xuống cổng khách sạn khi tôi và con giang đuổi tới nơi thì hắn đã lên xe của đồng bọn tẩu thoát thành công con giang nhìn bộ dạng rách dưới của tôi nó lắc đầu ôm chặt tôi vào lòng nửa phút rồi bảo mày lái xe về được không hay để tao trở về rồi tí nữa tao gọi người đến lấy xe sau ừ mày chở tao về đi giờ tao không còn đủ sức lái xe nữa đâu bọn người châm thuê làm việc vô cùng nhanh gọn và chuyên nghiệp ngay cả chiếc xe ô tô tôi đi làm chúng cũng lái tới đây để bịt mọi đầu mối tôi biết bây giờ mình không thể quay về nhà dương cũng không muốn về nhà bố mẹ đẻ vì nơi đó đất rộng mà chỉ có mình tôi thôi cảm giác cô đơn hiu quạnh bủa vây khiến tôi càng thêm áp lực cuối cùng con giang quyết định đưa tôi đến căn chung cư nó mới mua tuần trước bố mẹ con giang có sắp xếp cho nó một buổi đi xem mắt nó không những không đi còn gọi điện chọc tức người ta kết quả bị bố mẹ đuổi ra đường không còn cách nào khác phải xin tiền anh trai mua căn chung cư này thế nên bây giờ tôi mới có chỗ nương thân vào trong nhà con giang đi lấy cho tôi một ly nước ấm Đợi tôi uống xong nó mới bắt đầu hỏi cặn kẽ hơn. "Mày với ông Dương định ly hôn thật à?" Tôi nhìn ly nước ấm trong tay mà lòng lạnh toát. Bây giờ chúng tôi không ly hôn cũng chẳng còn con đường nào khác. Một người chồng tận mắt chứng kiến vợ mình lên giường cùng người đàn ông khác mà vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như Dương là hiếm có đấy." Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, xong tôi mới nói, "Ừ. Còn hai đứa bé thì sao? Tao sẽ nuôi chúng khôn lớn thành người." Tao tự tin bản thân mình hoàn toàn có đủ khả năng nuôi hai đứa con." Ra ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nó vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái như muốn tiếp thêm sức mạnh. "Cố lên, nếu mày đã quyết định vậy rồi thì cứ như thế mà làm, còn con trâm với thằng tài xế khốn nạn kia, tao sẽ tìm cách trả thù thay mày." "Không cần đâu, mày đừng làm gì hết, tao yêu ông Dương nhưng không có nghĩa là ông Dương cũng yêu tao, hoặc tình yêu ông ấy dành cho tao vẫn chưa đủ đậm sâu nên mới không lựa chọn tin tưởng." Nói về chuyện vì sao con Giang đến khách sạn đúng lúc Để giải nguy cho tôi Thì nó bảo nó vô tình đi ngang qua đó Thấy Dương đỡ mẹ chồng tôi lên xe Mụ Trâm cũng lên cùng Nó tưởng hai người đó làm gì mờ ám Định chạy vào moi thông tin Còn về báo cáo với tôi Đi lung tung một vòng lỡ ngớ thế nào Lại nghe được tiếng tôi chửi tên kia Thế là nó xông vào đánh phủ đầu tên kia luôn Đêm hôm ấy tôi và con Giang Nói chuyện với nhau đến hơn một giờ Mới chịu đi ngủ Sau khi bình tĩnh lại tôi bắt đầu sâu chuỗi sắp xếp sự việc đầu tiên là chuyện dương nhắn tin cho tôi thông báo chiều nay anh ta về sau đó tôi mới lái xe đi mua hoa cửa hàng hoa ở trong hẻm nhỏ ít người qua lại nên bọn kia mới dễ dàng ra tay với tôi rồi sau đó chúng tạo hiện trường tôi thân mật với người đàn ông khác mấy vết xanh đỏ trên người tôi vẫn còn nhưng phần thân dưới của tôi lại không có bất cứ cảm giác gì cho thấy tôi và tên khốn kia đã thực sự xảy ra có mối quan hệ có lẽ những dấu vết này do hắn tự tạo ra để làm chứng cứ tố cáo tôi trước mặt mẹ chồng và dương Thế nhưng tôi nghĩ mãi không biết vì sao Dương vừa đi công tác về đã đến ngay khách sạn tìm tôi Nếu là Trâm gọi điện thông báo Thì chắc chắn một người thông minh như anh ta Sẽ nhận ra điểm khả nghi trong chuyện này Sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi đấu tranh tư tưởng mãi Mới dám lái xe về nhà Dương Chuyện đã đến mức này rồi Tôi có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì Vậy thả đối diện cho xong Tôi lái ô tô với tốc độ 40 km trên giờ Càng về gần đến nhà Dương Tốc độ ngày càng giảm Đoạn đường từ nhà con Giang về đến nhà Dương Nếu đi nhanh chỉ mất khoảng 40 phút Nhưng tôi đi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa về đến nơi Sau cùng chuyện gì đến cũng sẽ phải đến Tôi đỗ xe ngoài cổng nhà Dương Rồi tự giác bước vào bên trong Dưới sàn nhà phòng khách ngổn ngang những chai rượu đắt tiền Đầu thuốc lá hút sở vứt la liệt trên mặt bàn Nếu không phải Dương vẫn lạnh lùng ngồi trên ghế sofa Thì tôi đã nghĩ tối qua anh ta thực sự mượn rượu Mượn thuốc lá để tự tử Khoảng cách giữa tôi và Dương chỉ có vài bước chân, nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết, vài bước chân ấy bây giờ còn dài hơn cả ngàn con sông, ngàn dãy núi. Ánh mắt Dương nhìn tôi lặng yên như tờ, anh ta không nói, tôi cũng không nói, căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái một ngạt đến nghẹt thở. Cuối cùng vẫn là tôi phải chịu thua trước Dương, lắp bắp mở miệng nói trước. Anh có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Dương với tay cầm chai rượu gần mình nhất, tu ửng ực một hơi rồi nói cô muốn nói gì nữa mẹ không sao chứ không sao tôi gật đầu nhẹ nhàng đặt chiếc chìa khóa xe ô tô và chiếc thẻ atm không giới hạn lên bàn những thứ này tôi gửi lại anh tôi không có thói quen lấy lại những thứ mình đã cho đi cô cứ giữ lấy mà dùng một cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng tôi rõ ràng là anh ta đã lựa chọn không tin tưởng tôi rõ ràng là tôi đã lựa chọn kết thúc tất cả vậy mà tại sao tôi lại đau đớn thế này Có lẽ sau bao nhiêu chuyện xảy ra Tôi và Dương sẽ mãi mãi không thể tìm được một nhịp đập chung con tim Duyên phận của chúng tôi bắt buộc phải rẽ đôi đường Từng sớ thịt trong cơ thể tôi như bị xé vụn Cố dùng hết toàn bộ sức lực để thốt ra câu Tôi về đưa đơn ly hôn cho anh ký Dương ngước đôi mắt tràn ngập tia máu của anh ta lên nhìn tôi Tôi cảm nhận rõ từng chân tơ kẽ tóc của mình đang dựng hết cả lên Đợi một hồi lâu sau Dương mới khẽ mở miệng hỏi lại tôi, "Chuyện hôm qua cô không muốn giải thích lại với tôi sao?" Tôi lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói, "Những gì muốn nói tôi đều nói hết rồi, là anh đã lựa chọn không tin tưởng tôi. 9 năm trước đúng là tôi có lỗi với anh, nhưng một năm qua tôi đã cố gắng bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Bây giờ tôi và anh không còn nợ nần gì nhau nữa, chúng ta cùng giải thoát cho nhau nhé." "Giải thoát?" "Đúng vậy." Cả tôi và anh đều xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn. Dương hơi ngửa đầu ra phía sau, lưng khẽ tựa vào thành ghế sofa êm ái, sau đó hỏi tôi thêm một câu. Thế nào mới gọi là bình yên, hạnh phúc? Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu xong bình tĩnh trả lời là khi tôi được thức dậy bên người toàn tâm toàn ý yêu tôi và tôi cũng toàn tâm toàn ý yêu người đó. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau đi trên một đoạn đường dài nhất chứ không phải một người đi còn một người đứng nhìn Kể cả chuyện ngày hôm nay có không xảy ra Thì một ngày nào đó trong tương lai tôi cũng sẽ ly hôn với anh Sống cùng một người không tin tưởng mình Tôi ngột ngạt bức bối lắm Dứt lời tôi đảo mắt quan sát từng cử chỉ thái độ trên khuôn mặt Dương Thấy anh ta vẫn ngồi im phăng phắc Tôi không dám manh động chỉ đứng im tại chỗ Đến khi Dương ngồi thẳng người dậy Không nhanh không chậm Thốt ra mấy câu ngắn ngủi Xin lỗi tôi sai rồi Cô đi đi Một người đầy đủ bản lĩnh làm mưa làm gió trên thương trường như Dương mà cũng có ngày nói lời xin lỗi tôi Thực tâm tôi có chút sao động Nhưng nghĩ lại Tất cả những chuyện đã xảy ra trong một năm qua Tôi vẫn quay người bước lên tầng Thu dọn đồ đạc bỏ vào vali Nửa tiếng sau tôi kéo hai cái vali nhỡ xuống nhà Không còn thấy bóng dáng Dương đâu nữa Có lẽ anh ta đã ra ngoài rồi Năm 19 tuổi Sau khi nói lời chia tay với Dương Về nhà tôi khóc đủ ba ngày ba đêm Năm 28 tuổi Tôi lại nói lời kết thúc với anh ta nhưng nước mắt không chảy ra một giọt. Nỗi dây dứt trong lòng âm thầm hành hạ tôi. Tôi công nhận mình là kẻ hèn nhát trong tình yêu. Tôi biết Dương vẫn còn tình cảm với tôi, thế nhưng ở cạnh một người trầm lắng như anh ta khiến tôi quá mệt mỏi, không muốn cố gắng nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, hàng ngày trước khi đi ngủ hay mở mắt tỉnh giấc đều không phải vắt não đoán giả đoán non xem người chồng bên cạnh mình đang suy nghĩ gì. Tôi đặt tay lên bụng, tự đánh lửa bản thân rằng mình đã ổn, vì ít nhất tôi còn có hai đứa con làm chỗ dựa rời khỏi nhà dương tôi gọi một chiếc taxi chở mình đến thẳng công ty nộp đơn xin nghỉ việc cho chị trang nộp xong tôi ra bàn làm việc thu dọn vài món đồ cá nhân cái hoài vừa nghe tin tôi nghỉ việc nó gào toáng mổm lên hỏi lên xoành sạch chị không trêu em đấy chứ sao tự nhiên lại nghỉ việc có chuyện gì rồi à nói cho em nghe đi chị như này em càng lo ấy tôi cố vẽ ra một nụ cười méo sạch chấn an cái hoài ờ chị không sao chị muốn nghỉ ngơi nên muốn xin nghỉ việc em không biết phụ nữ có thai thường hay mệt mỏi mà không phải nhất định là chị có chuyện gì giấu giếm em rồi nếu chị không nói cho em biết thì em không cho chị nghỉ đâu hai con mụ trâm lại bày trò gì với chị nói đi để em rủ chị giang đến cho nó một trận chị không nói em gọi điện hỏi thẳng sếp cho nhanh hôm qua sếp đi công tác bên nhật bản về rồi đúng không tôi lắc đầu ngăn cản em đừng gọi cho anh ta bây giờ chị và anh ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi cái hoài mắt chữ o mồm chữ a sửng sốt nói sao chị với anh dương lại không còn là gì của nhau nữa chị mang thai con của anh ấy rồi cơ mà biết không giấu nổi con bé này tôi đành kể đầu đuôi mọi chuyện cho nó nghe nghe xong đúng như dự đoán của tôi cái ngoài đập mạnh tay xuống bàn lẩm bẩm mẹ cái con mụ thâm hiểm lần trước chị giang đánh nó nhẹ quá để nó vẫn chưa chừa đây mà chẳng lẽ em lại gọi chị giang mang cái bao tải đến chùm vào đầu nó đánh hội đồng thôi không nói chuyện này nữa chị rời đi vì người chị yêu không tin tưởng chị chứ không phải vì sợ mụ châm Em đừng nói cho ai biết chuyện chị mang thai nhé Chị sẽ tự sinh hai đứa Rồi nuôi chúng khôn lớn Mắt cái hoài ngân ngấn nước Nó cứ cầm tay tôi mãi không buông Chị Sao số chị khổ thế Cứ tưởng lấy được anh Dương là an yên cả một đời Ai ngờ vẫn cứ long đong lận đật Chị mà nghỉ Nhưng mà nhớ giữ liên lạc với em đấy nhá Đừng có mà mất hút như 8 năm trước ấy Khi nào chị đẻ em bé Phải cho em làm mẹ nuôi chúng nó đấy Em nghèo vật chất chứ không nghèo tinh thần đâu Ừ, chị biết rồi, chị về đây. Lúc ấy cái hoài mới miễn cưỡng bỏ tay tôi ra, xuống công ty, tôi gọi xe về nhà, trên đường về tôi lên mạng đặt một chiếc vé máy bay sang Canada, thời gian bay là 3 ngày sau. 9 năm trước vì muốn đòi lại công bằng cho mẹ nên tôi mới trở lại Việt Nam. Thời điểm hiện tại, tuy tôi đã đạt được mục đích chính, nhưng trái tim lại xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ, không biết qua bao nhiêu lâu nữa lý trí của tôi mới có thể vực dậy con tim buổi tối hôm ấy tôi nói hết những dự định của mình cho con ra nghe nó cũng không cản cũng không khuyên tôi suy nghĩ lại mà tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của tôi ngày tôi lên máy bay điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn của dương trong đó chỉ có vẻn vẹn vài chữ chúc cô sớm tìm được bình yên hạnh phúc tôi biết sau này mình sẽ tìm được bình yên và hạnh phúc nhưng chắc chắn bình yên hạnh phúc đó không có sự góp mặt của dương đọc xong tin nhắn sống mũi tôi cay sực lên đang ngồi ở phòng chờ ngoài sân bay mà vẫn không nhịn được cảm xúc để vài giọt nước mắt chảy qua khóe mi một năm qua tôi đã cho mình quá nhiều cơ hội nhưng đổi lại tôi chỉ nhận về những tổn thương trong lòng đã đến lúc tôi phải buông bỏ tất cả rồi mâu thuẫn trong lòng tôi và dương thực sự không cách nào gỡ bỏ chúng tôi cứ quyết định buông tay nhau dễ dàng như thế ai đúng ai sai đến giờ thực sự đã không còn quan trọng nữa Ngồi trên máy bay gần 20 tiếng đồng hồ Cả người tôi mỏi nhừ đau nhức. Mới quay về Việt Nam được hơn một năm Tôi đã phải trở lại nơi đây Chỉ khác lần này đi cùng tôi Còn có thêm hai đứa nhỏ trong bụng Xuống sân bay Ottawa macdonald Cartier Tôi bắt xe taxi về ngôi nhà trọ cũ Nơi tôi từng gắn bó suốt 7 năm Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng trung niên đã ngoài 60 Bác trai tên Lucas Bác gái tên Lily Hai người họ rất thân thiện Thời điểm tôi tạm biệt hai bác ấy để quay về Việt Nam Đòi lại công bằng cho mẹ Bác gái đã chở tôi ra tận sân bay Còn ôm tôi khóc nức nở Khi có ý định sang Canada lần nữa Tôi đã gọi điện hỏi thăm bác Lily xem Căn phòng trọ hơn một năm trước tôi thuê Giờ đã có người mới dọn đến chưa Thật may khi bác Lily nói Căn phòng ấy vẫn còn để trống Hai bác chưa cho ai thuê cả Ngồi trên xe taxi Tôi đảo ánh mắt nhìn ra đường phố Ottawa Cảnh vật ở đây vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi. Hai hàng phong lá đỏ ven đường cao lửng lững. Ở Canada bây giờ đang vào tháng 4, thời tiết vô cùng dễ chịu thoải mái. Không quá nóng cũng không quá lạnh. Đây cũng là thời điểm mà khách du lịch đến thăm Ottawa nhiều nhất, nên lượng người đổ ra đường cũng nhiều hơn bình thường. Tôi từng sống bên đây gần 7 năm trời, nên cảm giác quen thuộc vẫn còn đó. Tới trước cửa nhà bác Lucas và bác Lily, Tôi kéo hai vali hành lý của mình tới bấm chuông cửa. Bác Lily đang ở trong nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng tôi đã vội vã chạy ra ngoài, mở cửa, xong ôm chầm lấy tôi. Hai mắt bác ấy đỏ hoe khẽ gọi, "Maris, sao không gọi bác ra đón? Cháu tiện taxi nên về luôn, dạo này bác có khỏe không ạ?" "Bác vẫn khỏe, cảm ơn cháu." Tôi ôm chặt bác Lily vào trong lòng, hai bác cháu đứng bên ngoài nói chuyện với nhau thêm một hồi lâu, rồi bác ấy mới dẫn tôi vào trong nhà. Tôi sắp xếp xong đồ đạc đã gần đến giờ ăn tối. Bác Lucas đi chơi với bạn về, nhìn thấy tôi cũng vui vẻ lắm. Bác ấy bảo tôi muốn đi đâu cứ lấy xe của bác ấy đi cho thoải mái, khỏi mất công gọi taxi. Tôi gật đầu cảm ơn bác Lucas một cách chân thành, rồi xuống bếp giúp bác gái dọn đồ ăn tối lên. Ăn cơm xong, tôi vào phòng gọi điện thoại thông báo cho con Giang biết tình hình của tôi bên này. Tôi dùng sim điện thoại mới, chứ chiếc sim cũ sau khi đọc xong tin nhắn của Dương, Tôi đã tháo ra bẻ làm đôi, chặn hết mối liên hệ với anh ta, coi như chuyện quá khứ từ nay không còn liên quan đến tôi nữa. Con giang động viên tôi vài câu, tôi nghe rõ chất giọng nghẹn ngào của nó nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tự nhủ với bản thân mình, cả tôi và hai đứa nhỏ trong bụng đều sẽ ổn cả thôi. Mấy ngày sau, anh Liam, con trai bác Lucas và bác Lily lái xe đưa tôi đi chơi vài nơi cho khuây khỏa đầu óc, tôi mặc sức thả mình vào không khí mát mẻ của trời mây bao nhiêu ưu phiền đau đớn tạm thời lắng xuống. Ngồi dưới gốc cây phong, anh Liam cười tươi giói hỏi tôi, Maris đã giải quyết xong việc ở Việt Nam chưa? Maris là tên tiếng Anh của tôi, nó mang ý nghĩa của ngôi sao biển cả. Ngày tôi mới sang Canada, lúc nào tôi cũng nhớ ông ngoại, nhớ mẹ và nhớ Dương. Buổi tối hôm ấy nhìn lên bầu trời, ngắm những ngôi sao nhỏ tự do tự tại. Tôi bỗng nghĩ ra cái tên Maris, từ đó mọi người trong nhà bác Lucas và bạn bè ở trường học đều gọi tôi là Maris. Hồi tưởng lại quá khứ trong vài phút, xong tôi trả lời anh Liam. Em giải quyết xong hết rồi, giờ có thể yên tâm ở lại đây. Chắc em sẽ làm phiền hai bác và anh thêm một khoảng thời gian dài nữa đấy. Anh Liam lắc đầu. Không đâu, em cứ thoải mái, muốn ở đến bao giờ mà trả được. Hai bác Lucas và Lily đối đãi với tôi tốt lắm, nhưng anh Liam còn tốt hơn. Tôi nhớ có lần mình bị sốt Nửa đêm trời lạnh âm 20 độ Mà anh Liam vẫn lóp ngóp ra ngoài mua thuốc cho tôi Quãng thời gian khó khăn nhất của tuổi trẻ Cũng nhờ có sự giúp đỡ của mấy người họ Mà tôi mới vượt qua Tôi bảo Anh nói thật đấy nhá Tất nhiên rồi Maris Khuôn mặt anh Liam có vẻ đẹp rất đặc trưng Sống mũi cao thẳng tắp Nước da trắng hơn cả phụ nữ Đôi mắt sáng như sao chứ không đen láy sâu thẳm như dương Anh ấy cười rất tươi Phong thái và khí chất của anh Liam so với Dương khác nhau một trời một vực. Một người dạng rỡ như ánh mặt trời mùa đông Có thể xua tan băng giá bất cứ lúc nào Còn một người lại lạnh lùng thở ơ Luôn khiến người đối diện cảm thấy áp lực Thời gian chậm chậm trôi qua Khi hai đứa nhỏ trong bụng tôi được hơn 3 tháng Tôi mới nói cho bác Lily biết chuyện tôi đã mang thai Bác Lily nghe xong vô cùng ngạc nhiên Mang thai? Cháu mang thai thật không? Thật chứ Trong bụng cháu bây giờ không chỉ có một đứa trẻ Mà có cả hai đứa đấy Chúa ơi, cháu làm bác bất ngờ lắm đấy Thế bố đứa bé đâu Sao lại để cháu một mình sang đây Nhắc đến Dương tôi khẽ giật mình Xong rơi vào trạng thái im lặng Bác Lily cũng nhận ra điểm khác thường của tôi Nên bỏ qua câu hỏi vừa rồi Để hỏi sang câu khác Cháu yêu cậu ấy lắm đúng không Tôi gật đầu thừa nhận Vâng cháu yêu anh ấy Nhưng giữa chúng cháu xảy ra quá nhiều chuyện Nên không thể ở bên nhau Sau khi bác Lily biết tôi mang thai Vẫn đối xử với tôi vô cùng tốt thi thoảng bác ấy đưa mẹ con tôi đến bệnh viện khám rồi nấu những món ăn tốt cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ bảo hai phôi thai trong bụng tôi đều là con trai, phát triển khỏe mạnh bình thường. Tôi về nhà không cần quá lo lắng. Tháng năm ở Ottawa là mùa hoa tulip nở rộ, nhưng tôi vẫn thích cây hoa anh đào trong vườn nhà bác Lucas. Từng cánh hoa mỏng manh bay phấp phới trong gió, hương thơm nhẹ nhẹ mê đắm. Ban ngày tôi giúp bác Lily tưới hoa và nấu nướng. Thời gian nhớ Hà Nội nhớ Dương cũng không có nhiều, Đến tối, khi chỉ có một mình tôi trong căn hộ rộng lớn, thì nỗi nhớ ra giết dày dứt lại dâng lên cuồn cuộn. Những lúc như thế, tôi chỉ còn cách đặt tay lên bụng, nhờ hai con chuyển thêm chút gan đảm. Anh Liam thấy tôi ở nhà nhiều quá sợ tôi buồn, nên rủ tôi đến công ty anh ấy làm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Hàng ngày anh ấy đều cố tình đi làm muộn hơn một chút để chờ tôi. Đi làm được gần 5 tháng, bụng bầu của tôi đã to vượt mặt. Mọi việc ngày càng trở nên khó khăn, Đi lại ăn uống bình thường cũng thấy rất mệt mỏi Biết mình không thể gắng gượng thêm được nữa Tôi buộc phải viết đơn xin nghỉ thai sản Ở nhà chờ ngày đón hai con ra đời Thời tiết ở Ottawa đã chuyển sang mùa đông Tuyết bắt đầu rơi đầy đường Tối hôm ấy ăn cơm xong Tôi vào trong phòng định gọi điện tán gẫu với con Giang Nhưng còn chưa kịp ấn nút gọi Bụng đã có cảm giác nhâm nhầm đau Rồi cơn đau đó dần chuyển sang co thắt mạnh mẽ Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu túa ra Mặc dù ngoài trời đang rất lạnh Tay tôi ôm chặt lấy bụng Mặt tái nhợt cả đi Tôi cố mở miệng gọi bác Lily Mà lời nói mãi chẳng thoát khỏi cổ họng Nhớ đến đứa con xấu số đầu lòng của tôi Tôi sợ đến lạnh người Bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy Không dám chậm chạp thêm một giây một phút nào nữa Tôi cắn chặt sang chịu đựng cơn đau thêm một lúc Sau đó cố ngóc người đẩy chiếc đèn bàn rơi xuống đất Để nó phát ra âm thanh Gây sự chú ý của mọi người Đúng như dự đoán sau khi chiếc đèn để bàn bị tôi đẩy vỡ tan tành dưới sàn nhà, bác Lily và anh Liam cùng lúc chạy vào, nhìn tôi trong bộ dạng đau đớn. Cả hai người đó đều cuống cuồng hết cả lên. Anh Liam chạy đến đỡ tôi dậy, vén tóc sang hai bên cho khỏi xòa xuống mặt, sau đó liên mồm gọi tên. Maris, Maris, em sao vậy? Bác Lily dù sao cũng là phụ nữ, lại có kinh nghiệm sinh con rồi nên nhìn tôi vật vã như thế. Chắc bác ấy cũng đoán ra tôi đang gặp phải vấn đề gì. Cháu đau ở đâu? Tôi thều thào đáp lời Bụng, cháu, bụng cháu đau quá Mặt anh Liam vẫn đờ đẫn Tay ôm chặt lấy người tôi như kiểu Anh ấy sợ tôi sắp xảy ra chuyện gì không hay Bác Lily nhìn anh Liam lúng túng Đến nỗi mất hết bình tĩnh Mới vỗ vai anh ấy trấn an Liam, Maris sắp sinh em bé rồi Con ở đây với Maris Để mẹ đi gọi xe cấp cứu Nghe nói tôi sắp sinh Anh Liam cứng đờ cả người Nhưng chỉ vài giây sau đó đã lấy lại tinh thần Để động viên tôi Nửa tiếng sau, cuối cùng xe cấp cứu cũng tới nơi. Vào bệnh viện tôi mới biết mình bị vỡ nước ối. Hơn nửa thành tử cung của tôi còn hơi mỏng so với người bình thường lại mang thai đôi nên các bác sĩ quyết định cho tôi sinh mổ. Nằm trên bàn phẫu thuật, tôi không ngừng cầu xin ông trời cho ba mẹ con tôi được bình an khỏe mạnh. Sau khi tiêm thuốc tê vào tủy sống, bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật lấy em bé ra ngoài. Đầu óc tôi còn tỉnh táo như thường, chỉ mỗi phần thân dưới là không có cảm giác gì Hơn một tiếng nằm trong phòng cấp cứu Cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng khóc oe oe của con Một cảm giác lạ lẫm bao trùm khắp cơ thể tôi Còn tôi vừa cất tiếng khóc chào đời đầu tiên đấy Tôi không nghe nhầm đâu Tôi được làm mẹ rồi Được làm mẹ thật rồi Tôi biết đây là sự thật Chứ không phải là giấc mơ Hai bé con của tôi Một đứa nặng 2,3kg Một đứa nặng 2,4kg Khi tôi được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt Mấy tiếng sau, bác Lily và anh Liam cũng được vào thăm. Bác Lily nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngoan trên giường, xúc động đến hai mắt đỏ hoe. Đáng yêu quá, Maris nhìn này, nhìn chúng ngủ ngon chưa này. Tôi khẽ cúi đầu xuống nhìn hai đứa trẻ giống y hệt nhau, nước mắt không nhịn được mà tràn qua khóe mi. Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến giờ. Những ngày sau đó, vì tôi sinh mổ nên cử động rất khó khăn. Bác Lily phải thuê người chăm sóc riêng cho tôi Còn anh Liam Hôm nào đi làm về Cũng tranh thủ ghé qua bệnh viện thăm ba mẹ con Nằm ở bệnh viện một tuần Cuối cùng chúng tôi cũng được xuất viện về nhà Mọi đồ dùng của hai con Tôi đã sắm đầy đủ Nhưng bác Lily vẫn mua thêm rất nhiều Từ ngày có thêm hai đứa trẻ con trong nhà Tôi thấy mọi việc xáo trộn hẳn Một mình tôi không thể cùng lúc cáng đáng Cả hai đứa trẻ Nên tôi xin phép bác Lily thuê thêm bà Vũ tất nhiên là bác ấy cũng vui vẻ đồng ý trộm vía hai đứa con tôi rất ngoan ăn xong lại lăn ra ngủ không quấy khóc không ốm vặt nên công cuộc chăm sóc con của tôi cũng không vất vả lắm tôi đặt tên hai đứa là vĩnh hải và vĩnh đăng tôi hy vọng hai con là hai ngọn hải đăng giữa đại dương bao la rộng lớn tuy chỉ là những vệt sáng giữa biển trời mênh mông nhưng lại có sứ mệnh dẫn dắt và chỉ lối cho những con tàu dù có mưa gió bão bùng thì ngọn hải đăng vẫn cứ đứng vững và thắp lên ánh sáng trường tồn. Trong một lần khác, anh Liam có hỏi tôi về bố của hai đứa nhỏ. Bố hai đứa nhỏ là người như thế nào? Tôi cười trừ né tránh câu hỏi của anh Liam, chỉ trả lời anh ấy bố hai đứa nhỏ tên Dương. Cũng giải thích cho anh ấy biết tên Dương trong tiếng Việt có nghĩa là thế nào. Nghe xong anh Liam nhìn tôi ngờ vực hỏi. Vậy bố hai đứa bé cũng chính là mối tình đầu của em đúng không? Vâng. Đáy mắt anh Liam hiện rõ vẻ thất vọng Anh ấy biết rõ Tôi từng trải qua quãng thời gian quên dương Khó khăn vất vả như nào Ngày tôi uống rượu đến chảy máu dạ dày Phải vào bệnh viện cấp cứu Cũng là anh Liam đưa tôi đi Tôi biết anh Liam thích mình Nhưng đến bây giờ Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ tình cảm Với bất cứ người nào khác Thì Vĩnh Hải và Vĩnh Đăng được một tuổi Đã có những nét riêng rất giống dương Nhìn hai đứa trẻ y hệt nhau tôi bỗng nhớ về một người mà mình không nên nhớ. Hôm sinh nhật hai đứa, con Giang mua hẳn vé máy bay sang Canada chúc mừng. Tôi gửi con cho bác Lily và bà Vú ở nhà, sau đó mượn xe của bác Lucas ra tận sân bay đón con Giang. Con bạn thân của tôi lâu ngày không gặp, vừa thấy bóng dáng tôi từ đằng xa, nó đã lao nhanh đến như tên lửa. Này, mày vứt cháu của tao cho ai trông rồi mà tơn tớn, tớn chạy đến đây đón tao thế? Con tao ấy là con vàng, con bạc. Tao cưng còn chẳng hết mà mày nói vứt, nghe ghê quá tao gửi hai ba đứa cho hai bác chủ nhà với bảo vú rồi mượn xe đến đón mày đây này chứ để cái con mù đường như mày tự lần mò thì đến sáng mai vẫn chưa về đến nhà tao xí mày cứ làm như là tao ngu lắm không bằng ấy thôi lên xe về đi tao lạnh lắm rồi đấy sang bên đấy cứ như kiểu là bị rơi vào hầm băng ấy nhở tôi gật đầu dẫn con giang ra chỗ để xe sau khi xếp hành lý của nó vào cốp tôi lên ghế lái thắt dây an toàn khởi động xe lái đi từ sân bay Ottawa, McDonald Cartier về đến nhà trọ của tôi mất gần một tiếng đồng hồ. Chào hỏi bác chủ nhà và bà vú xong. Con Giang vội vàng ôm Vĩnh Hải và Vĩnh Đăng vào lòng, vừa ôm vừa nói oang oang. Đấy, tao đã bảo mà, cháu trai tao phải hơn người chứ. Mày nhìn mắt hai đứa nó xem có thông minh lanh lợi giống tao không? Tôi biểu môi nguyết con Giang một phát. Con tao mà thông minh lanh lợi giống mày á, thì tao càng vất vả chứ được cái lợi lộc gì. Đã bảo học sốt còn hổ báo cáo trồn nhất trường. Thế mới không bị người khác bắt nạt À Tao có chuyện này đang muốn kể cho mày nghe đây Mấy tháng trước tao vô tình gặp ông Dương Mày biết ông ấy hỏi tao câu gì không Không khí trong phòng đang vui vẻ Tự nhiên con Giang lại nhắc đến Dương Làm tim tôi nhói lên một cái Dù đã sang Canada gần 2 năm Nhưng Dương vẫn là nỗi bận lòng lớn nhất trong tôi Anh ta hỏi gì Tao biết ngay mày vẫn quan tâm mà Ông Dương hỏi á à, tao Bây giờ là mày có sống tốt không Câu đầu tiên tao đách thèm trả lời lừ lừ bỏ đi luôn Đi được một đoạn nghĩ tới việc lão ta gây ra cho mày Tao tức quá quay lại bảo mày sắp lấy chồng rồi Chồng mày là người yêu thương mày thật lòng Chứ không phải dạng suốt ngày mập mờ với tình cũ như ai kia Sao mày lại nói thế? Chuyện cũng qua rồi mà Kệ tao nói cho bọ ghét Còn con mụ châm ngay đâu cũng đi lãnh cơm phần của nhà nước rồi Đáng đời cái loại ác giả, ác báo Con Giang ở lại Canada chơi với ba mẹ con tôi thêm một tuần rồi mới quay trở về Việt Nam. Nghe tin Trâm bị bắt, tôi tò mò hỏi con Giang lý do mà nó cũng không biết, chỉ bảo cô ta liên quan đến mấy vụ gian lận thương mại. Thời gian tiếp tục trôi qua, mùa đông Ottawa ngày càng lạnh, tuyết trắng phủ kín các lối đi, hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo dày cộp, thấm vào da thịt bên trong. Tôi đã trải qua 8 mùa đông ở Ottawa trong sự cô đơn hiu quạnh, nhưng năm nay có thêm các con nên không còn cảm thấy quá buồn đau nữa. Vĩnh Hải và Vĩnh Đăng tuy là hai anh em sinh đôi, nhưng tính cách trái ngược nhau hoàn toàn vĩnh đang năng động hay cười cu cậu tò mò rất nhiều về thế giới xung quanh cả ngày trừ những lúc ngủ ra thì chẳng mấy khi chịu ngồi yên toàn lon ton đi quanh nhà trong khi đó vĩnh hải lại trầm tính hơn nhiều thằng bé rất ngoan không hay khóc cũng chẳng quậy phá nhìn con như vậy tự nhiên tôi lại không yên lòng sợ quá trình phát triển của con gặp vấn đề nên tôi đưa con đến bệnh viện khám bác sĩ kết luận con tôi hoàn toàn bình thường tính cách của mỗi đứa trẻ khác nhau bảo tôi không cần lo lắng cho đến một hôm thành phố ottawa có xuất hiện bão tuyết mọi người ngoài đường ai nấy đều vội vã tìm chỗ tránh tôi bế vĩnh hải ngồi trên ghế sofa phòng khách nhà bác lucas nhìn ra sân cả sân vườn nhà bác lucas đều bị tuyết phủ trắng xóa hai mắt tôi vô định nhìn về xa xăm bỗng thấy một bóng người đang thập thò ngoài cổng không khó để nhận ra người đó là đàn ông anh ta mặc áo khoác đen đội mũ lưỡi chai đen che kín nửa khuôn mặt Tôi giật mình tưởng trộm, xong đưa con cho bác Lily rồi ra ngoài xem thử. Người đàn ông đó đứng quay lưng về phía tôi, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Tôi dùng tiếng Anh cất lời nói, "Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Nửa phút trôi qua, người đàn ông kia vẫn lặng thinh không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, bên cạnh anh ta là chiếc vali kéo màu xám, thiết kế vô cùng đơn giản. Tôi nghĩ anh ta muốn tìm ai đó mà không biết đường nên mới thấp thoáng ở đây chờ người trong nhà ra để hỏi nhưng vừa nãy tôi đã hỏi anh ta rồi mà sao lại không trả lời tôi tôi định mặc kệ anh ta rồi bước vào trong nhà nhưng bão tuyết ngày càng mạnh quần áo anh ta ướt sũng bóng lưng cao lớn khẽ run lên về lạnh anh ta chắc chắn không phải người ở quanh đây thôi đã làm việc tốt rồi thì làm đến cùng tôi nhiệt tình hỏi người phía trước thêm một câu nữa anh muốn tìm ai sao tìm cô Khoảnh khắc người đàn ông đó quay lại nhìn tôi, hai chân tự nhiên khựng lại, muốn chạy ngay vào trong nhà nhưng cố mãi vẫn không thể nhấc chân khỏi mặt đất. Lúc ấy tôi chẳng biết mình đang sợ hãi hay trốn tránh điều gì, mặc dù với tôi, tôi và Dương đã ly hôn gần 2 năm rồi, bây giờ gặp lại nhau cùng lắm chỉ là người Dương từng chung nhà, thế nhưng sau tất cả, tôi vẫn không đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng vào mắt Dương. Khuôn mặt quen thuộc ấy khắc sâu vào tâm trí, khiến tôi mất ăn mất ngủ bao nhiêu đêm ngày tôi có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ gặp lại dương trong hoàn cảnh này ánh mắt anh ta vẫn đen láy thâm trầm dáng người cao lớn vững chãi nếu bảo dương có điểm gì thay đổi thì anh ta chỉ gầy hơn hai năm trước một chút tôi sau một hồi thất thần cuối cùng miệng cũng lắp bắp nói được vài từ anh anh tìm tôi làm gì cô đoán xem tôi không đoán anh đi đi tôi và anh đã chấm dứt mọi quan hệ với nhau từ lâu rồi chấm dứt thì cô sinh con tôi ra làm gì Tên đàn ông này lại bắt đầu dở tính ngang bướng ra với tôi đấy. Anh ta tuổi hổ chứ có phải cua đâu mà ngang thế không biết. Tôi bĩu môi bảo, con nào, anh đừng có mà nói linh tinh. Tôi nói linh tinh, hay không ấy thì cô là người rõ nhất. Ai cho phép cô trốn đi rồi sinh con tôi một mình? Cô ao ước được làm mẹ, nhưng đã bao giờ cô nghĩ tôi cũng ao ước được làm bố chưa? Tôi cứ tưởng từ khi sau khi sinh con, tôi đã học được cách chấp nhận và chai lì với nỗi đau thế nhưng vừa gặp lại dương mấy phút vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ của tôi đã bị anh ta xé tan nát tôi không biết trả lời dương thế nào lúng túng một hồi mới nói ra câu anh thích làm bố thì có thể tự lấy vợ rồi sinh con cô bảo tôi lấy ai khi trên giấy tờ cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi câu nói của dương như một tiếng nổ rất mạnh lọt vào tai tôi hay là anh ta lạnh quá nên đầu óc không được bình thường tôi nhớ rất rõ gần hai năm trước tôi đã về đưa đơn ly hôn cho dương đàng hoàng Cảm giác bất lực của ngày hôm ấy đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên. Thế mà Dương lại bảo tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ta. Tôi khó hiểu bảo, anh bị thần kinh à? Mau đi đi, tôi không có thời gian đứng đây cãi nhau với anh đâu. Tôi nói cho anh biết, con là do tôi sinh anh đừng có hòng. Tôi chưa kịp nói hết câu, Dương đã cắt ngang chen lời tôi. Một mình cô sinh được à? Tôi bực quá định gào mồm mắng cho Dương một trận, nhưng nhìn tay anh ta đỏ ao về lạnh tôi lại không nỡ, sau cùng chỉ nhàn nhạt, nhạt nói sau khi ly hôn với anh Tôi mới phát hiện mình mang thai Tôi sang đây sinh con cũng là lựa chọn của tôi Tôi không bao giờ để anh mang các con rời khỏi tôi đâu Hơn một năm qua Ba mẹ con tôi không có anh vẫn sống rất tốt Anh đừng cố chấp nữa Mau về đi Ai bảo tôi muốn mang các con rời khỏi cô Sao cô cứ tự suy diễn rồi đổ hết tội lên đầu tôi thế Cô làm vậy vui lắm à Đến đây tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi của bác Lily từ trong nhà vọng ra. Chắc bác ấy thấy tôi ra ngoài lâu quá không vào nên mới gọi. Tôi ngước mắt nhìn Dương thêm một lần Nhưng không trả lời câu hỏi của anh ta Mà quay lưng bước vào trong nhà Khi cánh cổng vừa chuẩn bị đóng lại Tôi nghe rõ tiếng Dương gọi tha thiết Linh, cho tôi vào gặp con một chút thôi Tìm tôi ngay lập tức như muốn vỡ ra thành những mảnh nhỏ Tôi không thể chịu được sự dày vò này Nên đã quyết định để Dương vào gặp hai con Vĩnh Đăng đang ngồi chơi đồ chơi cùng bà Vú Thấy tôi bước vào Nó vội đứng dậy lon ton Chạy về phía tôi Giang hai cánh tay nhỏ nhắn ra miệng bập bẹ gọi mẹ bé bé dương ở phía sau đứng im bất động như người mất hồn đôi mắt anh ta hiện rõ vẻ không tin nổi thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là vĩnh hải đang ngồi trên ghế sofa cùng bác lily bỗng trượt xuống dưới đứng nhìn vào dương chằm chằm anh ta nhấc chân bước về phía con nhưng thằng bé lùi lại về sau rồi mếu máu chạy đến chỗ tôi bình thường vĩnh hải gặp người lạ cũng không bày ra bộ dạng yếu đuối như thế có lẽ thằng bé cảm nhận được người trước mặt đó là ai nên mới nhìn chằm chằm rồi tủi thân chạy đến chỗ tôi. Chứng kiến cảnh tượng đó lòng tôi đau như cắt. Tôi hiểu rõ một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của bố mẹ thiệt thòi như thế nào. Tôi chảy nước mắt ôm chặt hai con vào lòng. Các khớp tay Dương nắm chặt lại, gân xanh nổi lên rõ ràng. Lần đầu tiên tôi thấy Dương điếng người đi, cơ mặt anh ta hiện rõ vẻ đau thương bất lực. Bác Lily nhìn Dương rồi quay sang tôi hỏi Maris, ai đây? À, người quen của cháu bên Việt Nam. Bác Lily lắc đầu xong ngờ vực hỏi Dương Cậu có phải là bố hai đứa bé này không? Tôi thấy ba người rất giống nhau Nghe bác Lily nói ra câu ấy tôi cũng không quá bất ngờ Bởi vì hai con trai tôi thật sự rất giống Dương Giống từ đôi mắt đến cái miệng không lệch đi đâu điểm nào Nhất là Vĩnh Hải Tính cách của nó đâu khác gì anh ta Tuy nhiên câu trả lời sau đó của Dương Làm cả tôi và bác Lily cùng sững sờ Tôi là chồng cô ấy Anh lại nói linh tinh gì nữa Tôi và anh đã ly hôn rồi Anh đừng có nhận vơ Lúc nãy anh bảo cho anh gặp hai con một chút Giờ gặp rồi anh cũng nên về đi Đừng làm phiền đến cuộc sống yên bình của ba mẹ con tôi Tôi dùng tiếng Việt nói một chàng Không cần nghỉ ngơi lấy sức Chỉ mong Dương rời khỏi nhà bác Lily Càng nhanh càng tốt Vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với anh ta quá lâu Tôi sợ việc mình vẫn còn tình cảm Với anh ta sẽ bị bại lộ Thế nên mặc kệ ánh mắt khó hiểu của bác Lily Tôi cố đẩy Dương ra ngoài Xong đóng sầm cửa lại anh ta có nói gì tôi cũng tảng lờ coi như điếc Dương đứng ngoài trời bão tuyết Mặc giá rét bùa vây Còn tôi thì ôm hai con vào phòng lặng lẽ khóc Hình như hai chúng tôi sinh ra là để giày vò hành hạ lẫn nhau Nhiều lúc chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tình cảm của mình Mấy tiếng sau Khóc mệt rồi Tôi ghé đầu nhìn ra cổng nhà bác Lily Thấy Dương không còn đứng ở đó nữa Tôi mới ngồi dậy đi nấu bữa tối cho hai con Tối hôm đó anh Liam đi làm về Nghe bác Lily nói bố của con tôi sang, mặt anh ấy hơi mất tự nhiên. Đợi mọi người vào phòng riêng hết rồi, anh Liam mới ngập ngừng hỏi tôi: "Em muốn đưa con về Việt Nam sao?" "Không, Liam, anh cũng biết em ly hôn rồi mà, anh ấy chỉ sang đây thăm con thôi." "Maris, mỗi sự lựa chọn trong cuộc đời này đều cần rất nhiều dũng khí. Nếu em đã quyết định chấm dứt rồi thì nhất định phải mạnh mẽ vượt qua anh tin em." Tôi gật đầu cảm ơn Liam xong rồi tìm cớ rời đi. Không phải tôi không muốn mạnh mẽ vượt qua Mà tôi đã rất cố gắng Nhưng vẫn không làm được Những ngày sau đó Dương thường xuyên đến trước cổng nhà bác Lily Trời âm 25 độ Băng tuyết phủ kín đường Tôi đuổi anh ta về Nhưng người nào đó vẫn rất lì lợm không chịu đi Có lần tôi vừa thương vừa bực Mới chạy ra gào mồm lên Sao anh cứ đến đây làm phiền ba mẹ con tôi mãi thế Anh dỗi việc quá à Ừ Tôi chịu không nói được gì nữa Định lướt qua người anh ta nhưng bàn tay to lớn của dương đã vội vã cầm tay tôi kéo lại cô định sống như này mãi à như này là như nào tôi vẫn đủ sức nuôi các con tôi đấy thôi con không phải của một mình cô tôi cũng là bố chúng nó đương nhiên tôi biết dương là bố của vĩnh hải và vĩnh đăng chỉ là tôi vẫn chưa thể buông xuống chuyện quá khứ nên mới cố tình giày vò anh ta muốn anh ta trải qua cảm giác đau đớn như tôi đã từng tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đau thương của dương lòng tôi cũng chẳng dễ chịu gì sau cùng tôi thở dài thỏa hiệp Được rồi Tôi công nhận anh là bố hai đứa bé Từ nay anh có thể đến thăm chúng khi nào rảnh rỗi Nhưng tôi sẽ không đưa bọn trẻ về Việt Nam Tôi không muốn nuôi dưỡng các con ở bên đây Con tên là gì? Có hay quấy khóc không? Đứa lớn tên Vĩnh Hải Đứa bé tên Vĩnh Đăng Cả hai đều rất ngoan Tiền tôi có đủ Anh không phải lo con bị thiếu thốn Dương gật đầu Xong lừa lừ đi vào nhà bác Lily thăm con hôm nay vợ chồng bác lê lê đi vắng bà vú có việc xin nghỉ mai mới đi làm lại có mỗi mình tôi xoay sở với hai đứa con vĩnh đang bị sốt mọc răng từ sáng đến giờ cu cậu cứ dưng dưng khóc làm tôi sốt hết cả ruột dương thấy tôi thì vĩnh đang mãi mà con chẳng chịu nín anh ta cuống hết cả chân tay sao con khóc nhiều thế tôi đưa mấy mẹ con vào viện khám nhá không cần đâu vĩnh đang bị sốt mọc răng nên mới thế tôi cho con uống thuốc rồi cô có mệt không Tôi không hiểu câu hỏi của Dương là có ý gì mặt cứ đần ra Cho tới khi anh ta hỏi thêm lần nữa Thời gian cô mang thai Rồi hơn một năm nay cô không mệt mỏi chút nào sao Tôi mệt Nhưng anh không biết được đâu Nhìn con lớn lên từng ngày Cũng là một loại hạnh phúc à Hạnh phúc ấy cô không cho tôi Tự nhiên Dương nói câu này làm tôi hơi trột dạ Nghĩ lại tôi cũng thấy mình hơi quá đáng thật Từ lúc tôi mang thai đến tận bây giờ Khi con được hơn một tuổi mà tôi không nói cho anh ta biết nửa chữ về sự tồn tại của các con. Tôi tước đi quyền làm bố của Dương chỉ vì anh ta không tin tưởng tôi. Có khi nào tôi đã sai khi tự quyết định sang Canada sinh con một mình rồi không? Hôm ấy Dương ở lì nhà bác Lily ăn cơm trưa cùng ba mẹ con tôi. Sau đó anh ta tự cho Vĩnh đang ngủ. Thằng bé mới đầu còn hơi lạ lẫm nhưng chỉ một loáng sau đã tỏ ra thân thiết với Dương. Có lẽ đây là tình máu mổ thiêng liêng cao quý giữa hai bố con. Đợi Vĩnh đang ngủ say, tôi bắt đầu ngỏ ý bảo Dương về mà anh ta vẫn cứ trơ ra, còn ngang nhiên kéo cái ghế nhựa đến gần giường ngồi ngắm con ngủ. Vĩnh Hải bị ốm, ngủ hay giật mình nên tôi không dám đặt con xuống giường, cứ bế khư khư trong lòng. Không gian trong phòng tôi bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường, thậm chí tôi còn nghe được tiếng hít thở đều đều của Dương. Ngại ngùng quá tôi mới hỏi, sao anh biết địa chỉ của ba mẹ con tôi mà tìm sang tận đây? Tôi hỏi bạn cô, bạn ở đây không cần nói tôi cũng biết là con giang vì người biết rõ địa chỉ của tôi ở canada chỉ có một mình nó chưa kể đến việc con giang mới sang đây sinh nhật vĩnh hải và vĩnh đăng hơn một tháng trước thế nhưng tại sao dương lại lấy được địa chỉ ở chỗ đó thì tôi vẫn chưa hiểu con giang không phải dạng người dễ thương lượng trừ khi dương đã phải đánh đổi một thứ gì đó khiến nó cảm thấy xứng đáng chuyện này đợi khi dương về tôi sẽ gọi điện xử lý con bạn thân của tôi sau nói về che giấu cảm xúc thì dương luôn là bậc thầy Thế nhưng hôm nay anh ta chỉ ngồi ngắm con trai ngủ tầm 15 phút đã mất hết kiên nhẫn mà mở lời nói chuyện trước với tôi. Chúng ta thực sự không còn cơ hội nào nữa sao? Tôi không trả lời Dương, anh ta cũng không nói thêm câu gì. Phải đến gần nửa tiếng sau, Dương mới thở dài kéo tay hai mẹ con tôi lại gần anh ta. Nếu cô không thích về Việt Nam thì tôi ở lại đây cùng ba mẹ con được không? Tôi giật nảy mình không đồng ý, không được, anh ở lại đây làm gì? Còn công việc của anh ở bên Việt Nam thì sao? Kệ, nếu cô không cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo cơ hội cho mình, miễn sao cô cho tôi quyền làm bố hai đứa trẻ. Anh đúng là bị điên thật rồi." Dương đứng bật dậy đặt tay lên hai vai tôi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi kiên định nói, "Tôi điên nên mới đánh mất em. Tôi yêu người đàn ông này từ năm 19 tuổi đến năm 27 tuổi chúng tôi chính thức về chung một nhà. Khoảng thời gian sống chung cùng với nhau tuy không dài nhưng cũng đủ khiến tôi hiểu rõ tính Dương tôi nghe anh ta nói câu chuyện cụt lồn quen rồi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại thốt ra câu này tôi bối rối không biết phải làm sao mới quay mặt xa cửa vĩnh hải trên tay tôi đang ngủ bị giật mình cu cậu khóc xé lên dương thấy vậy mới thả tay khỏi vai tôi giọng điệu trầm trầm bảo đưa con cho tôi thôi anh không thí được nó đâu nó bị sốt nên quấy lắm cứ để tôi bế cho không cứ đưa con cho tôi đi nói qua nói lại một hồi cuối cùng tôi vẫn đưa vĩnh hải cho dương bế Mới đầu cu cậu vẫn còn chưa quen hơi ấm trong ngực bố Nên cựa quậy như con sâu Khiến Dương phải bế đi quanh phòng Nhìn hai phiên bản một lớn một nhỏ bế nhau Cảm giác tuổi thân khi mang thai Rồi tự sinh con một mình trào về Tôi xúc động hai mắt đỏ hoe Sống mũi cay sực lên nước mắt cứ trực trào qua khóe mi Dương sau khi dỗ được Vĩnh Hải ngủ Mới khe khẽ đặt con lên giường Nằm cạnh Vĩnh Đăng Rồi quay sang ôm tôi vào lòng Người mùi hương quen thuộc đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ quên cả việc phản kháng. Bên tai vang vẳng tiếng nói của Dương. Em nói muốn đi tìm bình yên và hạnh phúc, nhưng nếu bây giờ vẫn chưa tìm được thì hãy để tôi mang đến cho em. Em muốn thức dậy bên người toàn tâm toàn ý yêu em thì tôi cũng chỉ yêu mình em hơn chục năm nay rồi. Em muốn cùng người mình yêu đi trên đoạn đường dài nhất thì tôi cũng không ngại cùng em đi đến hết cuộc đời. Cảm giác của tôi như vỡ hòa ra, trái tim bị mấy lời nói của Dương đánh gục hoàn toàn, chỉ có lý trí vẫn còn chút tỉnh táo kể từ lúc anh lựa chọn không tin tưởng tôi tất cả những gì anh vừa nói đều đã trở nên vô nghĩa là em không cho tôi cơ hội tin tưởng em từ khi kết hôn đến ngày rời đi đã bao giờ em nhìn vào mắt tôi nói chuyện thẳng thắn một lần chưa em luôn coi tình cảm chân thành tôi dành cho em chỉ là sự bù đắp khi tôi hiểu lầm em phá bỏ đứa con đầu lòng của chúng ta ai ai bảo anh thế bản thân em đang trong khoảnh khắc giạt xào tình cảm Tự nhiên Dương lại nhắc đến con Giang Chắc chắn con dở hơi này đã bán đứng tôi cho anh ta rồi Điều đầu tiên Là nó cho địa chỉ của tôi bên Canada Sau đó lại nói hết tâm tư tình cảm của tôi cho Dương nghe Không biết là anh ta đã dùng cách gì để mua chuộc nó Nhưng quan hệ của anh với Trâm là thật Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba Chen chân vào phá vỡ hạnh phúc giữa hai người đâu Em là vợ tôi Không phải là kẻ thứ ba Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh và cô ta quan hệ trong phòng làm việc em nhìn thấy bao giờ khi tôi mới đến công ty anh làm được mấy ngày lời tôi vừa nói khỏi mồm khóe môi dương khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp anh ta đẩy tôi ngồi xuống ghế cạnh giường vĩnh hải và vĩnh đang ngủ sau đó ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta để tôi nhìn rõ sự chân thành thật thà trong đáy mắt đen láy sâu thẳm đó sao em không hỏi tôi rõ ràng vì lúc ấy tôi nghĩ mình không có tư cách để hỏi anh đổ hầm nếu lúc ấy không hỏi thì bây giờ nghe cho kỹ nhé Nghe xong mọi chuyện nếu em vẫn muốn ở lại Canada Anh sẽ ở cùng ba mẹ con Em biết tính anh rồi đúng không Anh đã quyết định chuyện gì không ai thay đổi được đâu Chuyện quá khứ giữa tôi và anh ta Còn rất nhiều khúc mắc, Mâu thuẫn Bây giờ cũng đã đến lúc làm rõ mọi chuyện Tôi không chắc sau ngày hôm nay Sẽ quay lại được với Dương Nhưng ít nhất thâm tâm tôi sẽ không còn cảm thấy dày vò Hay nặng nề nữa Nghĩ vậy tôi gật đầu ngồi yên nghe Dương nói Anh không yêu Trâm Mười năm trước đã không có tình cảm gì với cô ta, thì mười hay năm mươi năm sau cũng sẽ vậy thôi. Nhưng mà Dương không đủ kiên nhẫn đợi tôi nói hết câu, đã cất lời chen ngang. Làm gì có ai đánh bố người yêu ngay trước đồn công an? Còn chuyện em nhìn thấy anh và Trâm quan hệ trong phòng làm việc, sao em không kiên nhẫn đứng lại đó thêm một lúc nữa? Hôm ấy Trâm tới rủ anh đi ăn sinh nhật bạn thân cô ta, anh không đi, cô ta cứ đứng làm nhảm mãi. Lúc sau thấy bóng dáng em đi vào, Trâm mới tự cởi áo ôm lấy anh vậy là anh cũng biết tôi đứng ngoài nhìn hai người ừ anh biết nhưng không vội đẩy trâm ra bởi vì anh muốn xác thực xem em còn tình cảm với anh không nghĩ lại hôm ấy đúng là trâm ngồi trên bàn làm việc của dương quay mặt ra ngoài cửa tôi nhìn rõ từng biểu cảm đắc thắng trên khuôn mặt cô ta thế nhưng dương lại đứng quay lưng về phía tôi tay anh ta đặt lên người trâm tôi không kịp suy nghĩ gì đã vội kết luận hai người đó đang làm chuyện mờ ám dương thấy tôi không nói gì anh ta sợ tôi không tin nên cất lời nói thêm anh không phải động vật ăn tạp ở nhà vẫn còn cái camera lắp trong phòng làm việc của anh thời điểm bấy giờ nếu em không tin anh sẽ bảo người gửi sang đây để em tận mắt nhìn hình ảnh hơn nữa cũng không có hứng với ai ngoài em à chắc em cũng biết trâm từng đỡ cho anh một nhát dao đúng không đúng vậy cô ta từng cho tôi xem vết sẹo đó vậy chuyện cô ta bị hãm hiếp thì sao tai tôi ong ong tưởng mình nghe nhầm cả người đứng hình mất vài giây xong hỏi lại dương thế gì anh nói trâm từng bị hãm hiếp á dương gật đầu không nhanh không chậm nói cho tôi biết thêm vài chuyện trong quá khứ của trâm đại thể có một lần trâm sang nhà dương lúc về bị mấy tên say rượu dở trò sau vụ việc ấy trâm phải vào bệnh viện điều trị trầm cả mất một thời gian khi còn là sinh viên trâm cũng giúp đỡ dương rất nhiều vì thế anh ta luôn cảm thấy áy náy với trâm nếu cô ta không làm gì quá đáng dương sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đối với dương đó là việc anh ta nên làm coi như để trả ơn trâm nhưng cô ta quá mức đa tình Tự suy diễn ra mọi chuyện Rồi bày đủ trò chia cắt tôi và Dương Cái gì mà Dương không còn yêu tôi Anh ta chỉ coi tôi là món đồ chơi để phát tiết Cả chuyện châm khoe khoang với chị Trang Trước nhẫn cưới của thương hiệu nổi tiếng Sau khi kết hôn cô ta và Dương Sẽ sang anh hưởng tuần trăng mật Tất cả chỉ là nói dối ấy thế nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin vào những lời châm nói Rồi nghĩ ngợi lung tung Tự làm khổ bản thân Em nghĩ anh đồng ý kết hôn với em chỉ để trả thù cho đứa con còn chưa thành hình người thôi sao dương hỏi xong tự trả lời anh không hèn hạ đến mức ấy đâu anh đồng ý kết hôn với em vì anh nghĩ đó là cách duy nhất để giữ em bên cạnh bố em không chấp nhận một người con rể nghèo nàn hèn mọn anh sẵn sàng lấy thân phận con trai chủ tịch tập đoàn trường phong ra để hỏi cưới em thế nhưng chưa được mấy tháng em đã viết sẵn đơn ly hôn em có biết tại sao mấy tờ đơn ly hôn ấy đến giờ em vẫn không tìm thấy không là anh ăn trộm giấu đi nơi khác đấy khi kết hôn với dương tôi nghĩ sớm muộn gì chúng tôi cũng chia tay nên soạn sẵn mấy tờ đơn ly hôn cất kỹ trong tủ quần áo sau này tình cảm của tôi và dương tốt hơn một chút tôi muốn vứt bỏ mấy tờ đơn đó nhưng tìm mãi không thấy đâu hóa ra là dương đã trộm chúng đi tôi nhớ có lần mình mang quần áo sạch vào phòng cất cho anh ta thấy ngăn kéo dưới bàn làm việc hơi bị đẩy ra ngoài tôi tò mò tới xem thử cũng là mấy tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn lúc ấy tâm trí tôi dối bời không đọc hết chỉ nhìn tên tôi và dương trên đó đã đau lòng bỏ ra ngoài mà không hề hay biết những tờ đơn đó là do chính tay mình soạn dương nói thêm ngày anh chứng kiến em và người đàn ông khác trong khách sạn khi trâm gọi điện bảo anh tới anh đã biết em bị gài bẫy nhưng lúc đó không có bằng chứng nên không thể nói giúp em trước mặt mẹ đêm hôm đó em không về nhà sáng hôm sau còn nói em muốn đi tìm bình yên hạnh phúc đòi anh giải thoát cho em Em nghĩ trái tim anh bằng đá mà không biết đau thật à? Tôi xin lỗi. Ai đó lắc đầu nhẹ giọng an ủi. Em không có lỗi gì hết. Chuyện quá khứ là anh không nói rõ với em. Để em hiểu lầm rồi bỏ đi. Nhớ đến chuyện Trâm bị bắt tôi thắc mắc hỏi Dương. Tôi nghe nói Trâm bị bắt rồi đúng không? Ừ. Cô ta tiết lộ thông tin bảo mật của công ty cho đối thủ. Khiến công ty bị tổn thất gần 20 tỷ. Sau đó thì thua kiện phải ngồi tù 7-8 năm gì đó. Chuyện cuối cùng tôi muốn hỏi anh là Tại sao những chuyện sai trái bố tôi làm anh không nói cho tôi biết? 9 năm trước là anh kém cỏi không lo được cho em Nên anh cũng không muốn vì anh mà em xảy ra xung đột với bố Còn em, tại sao lại quyết định sang Canada du học? Sau khi chia tay anh, bệnh ung thư vòm họng của mẹ em đã chuyển sang giai đoạn cuối Em nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ được gần 3 tháng thì bà ấy bỏ em đi Nửa năm sau đến lượt ông ngoại tử giã cõi đời Để mình em ở lại thế giới bao la rộng lớn sau đó em bị mẹ con bà hồng ép sang canada du học nói đến đây tôi xúc động nước mắt chảy ràn rụa khắp hai bên má sau cùng không nhìn được mà bật khóc tu tu như một đứa trẻ dương đứng cạnh luống cuống y hệt lúc nhìn vĩnh hải khóc thế nhưng tôi là người lớn khó thí dỗ hơn trẻ con nhiều anh ta gọi tên tôi gọi mãi tôi cũng chẳng thèm nín cuối cùng không còn cách nào khác đành cúi đầu xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn năm giác quan của tôi như bị điện giật cùng một lúc miệng im bặt Tới khi môi dương rời khỏi môi tôi Tôi mới xấu hổ ấp ống nói Anh làm cách gì mà mua chuộc được con Giang Để nó cho anh cả địa chỉ của em bên đây Dương nhìn tôi một hồi rồi mới miễn cưỡng trả lời Thế bạn Giang ấy cũng nhiều chiêu trò lắm Có lần còn định lao vào đánh anh cơ Cũng may tập đoàn trưởng Phong có hợp tác với công ty Minh Đằng Nên anh đến tận nhà nhờ bố bạn ấy giúp đấy Công ty Minh Đằng là công ty của bố con Giang Tôi nghe Dương bảo nó định lao vào đánh Dương Mà không khỏi bật cười Ai chứ con Giang thì đúng là không biết trời cao đất dày. Dứt lời Dương đưa tay khẽ nâng cầm tôi lên, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói. Giờ em biết hết mọi chuyện rồi, còn muốn ở lại Canada nữa không? Tôi ngập ngừng rất lâu không biết trả lời Dương thế nào. Đến khi anh sốt ruột quá hỏi thêm lần nữa tôi mới ấp úng bảo. Bố mẹ liệu có đồng ý cho em quay về không anh? Tại sao lại không đồng ý? Chuyện trong quá khứ, nếu muốn trách thì trách anh vô dụng. Không đáp ứng đủ yêu cầu làm con rể của bố em còn chuyện em vào khách sạn cùng người đàn ông khác, anh cũng giải quyết xong hết rồi. Chính tay anh đưa hắn đến nói cặn kẽ mọi việc cho mẹ nghe. Hắn thừa nhận làm tất cả mọi chuyện chỉ vì tiền. Châm thuê hắn đánh thuốc mê em, đưa em đến khách sạn. Cả nhân viên lễ tân hôm đó cũng bị châm mua chuộc. Người cởi quần áo đưa em lên giường là nhân viên lễ tân. Mấy vết bầm tím ở ngực với đuổi em do cô ta bẹo. Tên kia chưa làm gì em hết. Thật không anh? Ừ, mẹ biết hết rồi. Bà ấy rất hối hận vì không tin lời em Để Trâm có cơ hội lợi dụng Ba mẹ con về Việt Nam với anh nhé Em cũng phải để cho hai con biết quê hương mình chứ Em vẫn chưa đủ can đảm quên đi quá khứ Anh đợi em Bao lâu anh cũng chờ Sau này nếu em muốn biết chuyện gì Chỉ cần em hỏi anh Anh đều sẽ nói cho em nghe không dám giấu giếm em nữa Anh đâu có thích trời lạnh Ở bên đây không quen thời tiết Nhớ ốm ra đấy thì sao Dương thở dài nắm chặt tay tôi anh không thích trời lạnh nhưng nơi nào có em và con thì anh nhất định sẽ ở ngày hôm nay tôi thực sự đã cảm nhận được tình yêu của dương dành cho mình anh vì tôi làm quá nhiều chuyện mà không hé răng than trách nửa lời thậm chí khi tôi nói muốn được giải thoát anh cũng đồng ý để tôi đi người một mình gặm nhấm nỗi đau không chỉ có mình tôi mà còn cả dương chỉ là anh không nói ra nên tôi không hề hay biết tự nhiên tôi lại thấy thương anh người trầm tính ít nói thường hay thiệt thòi trong chuyện tình cảm và dương cũng là một trong số đó ngay từ đầu nếu anh nói cho tôi biết quan hệ giữa anh và trâm thì có lẽ chúng tôi đã không phải xa cách nhau thêm hai năm trời dòng dã người ta thường có xu hướng đồng cảm với phái yếu nhưng có mấy ai hiểu được nỗi lòng của dương chúng tôi nói chuyện với nhau từ một giờ trưa đến tận ba giờ chiều mọi khúc mắc trong lòng tôi đều đã được gỡ bỏ bố mẹ chồng tôi đã già mà dương cứ mãi ở bên đây không chịu về chắc ông bà cũng rất khổ tâm Cuối cùng tôi đành quyết định đưa hai con về Việt Nam cùng Dương. Tối hôm đó tôi nói với bác Lucas và bác Lily chuyện mình sẽ cùng Dương đưa hai con về Việt Nam. Hai bác ấy nghe xong có vẻ hơi buồn, nhưng chỉ một loáng sau đã vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi. Anh Liam hôm nay đi làm về muộn, không kịp ăn cơm cùng mọi người. Nhưng khi biết tin, anh ấy nhìn chầm chầm vào Dương, xong lại nhìn sang Vĩnh Hải và Vĩnh Đăng. Sau đó gọi Dương ra nói chuyện riêng. Tôi không biết hai người họ nói gì, chỉ nghe Dương kể lại anh Liam bảo, Dương nhất định phải đối xử tốt với ba mẹ con tôi. Nếu không anh ấy sẽ quay về Việt Nam đón ba mẹ con tôi đi bất cứ lúc nào. Ba ngày sau, tôi cùng Dương đưa hai con về Việt Nam. Ngồi trên máy bay gần 20 tiếng đồng hồ, tôi mỏi nhức hết cả người. Một mình Dương ôm hai con, thi thoảng còn vươn tay, kéo chăn đắp lên người tôi cho đỡ lạnh. Xuống sân bay, cả nhà bốn người chúng tôi dẫn nhau ra cổng bắt taxi. Ngôi nhà hai năm trước tôi ở vẫn còn nguyên vẹn như cũ, không thay đổi bất cứ thứ gì. Sau khi bế hai con đặt lên giường Dương mới ra ngoài mang hành lý vào Một chặng đường dài làm tôi tiêu tốn không ít sức lực Dương nhìn mặt mũi tôi phở phạc Anh vuốt tóc tôi hỏi Mệt lắm à Đợi anh nấu chút gì ăn rồi đi ngủ nhé Tôi gật đầu nhắm hờ hai mắt lại Đợi tầm 20 phút sau Dương bưng ra một bát mì tôm trứng nóng hổi Nhà không còn đồ tươi Em ăn tạm cho đỡ đói Sáng mai anh gọi hai cô giúp việc mua đồ sang Tôi cúi đầu nhìn bát mì tôm trên bàn trong lòng mềm nhũn cả ra còn chưa kịp cầm đũa lên ăn đã nghe tiếng mở cổng bên ngoài tôi giật mình ngó đầu ra thấy bố mẹ chồng hốt hoảng chạy vào nhìn thấy tôi bà ấy đứng sững người lại mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi giọng bà ấy nghẹn ngào linh linh ơi nhìn mẹ chồng tôi gầy hơn hẳn so với hai năm về trước giận hờn của tôi đối với bà ấy cũng không cánh mà bay tôi đứng bật dậy bước lại gần phía mẹ chồng bà ấy giang hai tay ôm chặt tôi vào lòng mà thút thít con về rồi Cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày đón con về với mẹ rồi Mẹ xin lỗi Xin lỗi con nhiều lắm Đáng lẽ mẹ phải tin tưởng con Chứ không nên trách mắng con Là là mẹ không tốt Nên con mới phải bỏ đi Nước mắt mẹ chồng rơi xuống người tôi Tôi hiểu tấm lòng một người mẹ thương con Bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho Dương Mới không tin tưởng tôi Để châm lợi dụng Tôi cũng sụt xịt nước mắt ngắn nước mắt dài Mẹ ơi mẹ đừng nói thế Con không trách mẹ đâu Tại con bướng bỉnh Cái tôi quá cao nên mấy nông nổi bỏ đi Mẹ tha thứ cho con nhé Con bé này Sao đến giờ vẫn còn khách sáo với mẹ thế Từ nay có chuyện phải nói với mẹ nhé Đừng chịu đựng một mình Mẹ đau lòng lắm đấy Vâng ạ à, con sẽ nói với mẹ tất cả mọi chuyện Không dám tự quyết định nữa Ừ ngoan lắm Mẹ con mất rồi Nhưng con vẫn còn mẹ đây Mẹ sẽ bảo vệ con Tôi và mẹ chồng cứ đứng nói chuyện với nhau một lúc lâu không cả biết bố chồng vào trong nhà từ lúc nào cho đến khi tôi nghe tiếng vĩnh đăng khóc trong phòng mới vội vàng chạy vào bế hai con dậy lúc ngẩng đầu lên tôi đã thấy bố mẹ chồng và dương xếp hàng đứng ngoài cửa mẹ chồng hai bước đi thành một trước mắt cái đã đến chỗ tôi và hai con khi nhìn rõ khuôn mặt sống hệt bố của vĩnh hải và vĩnh đăng toàn thân bà ấy cứng đờ trong nửa phút mới lấy lại được tinh thần miệng lắp bắp cháu tôi cháu tôi bố chồng thấy vậy cũng lại gần ngắm nhìn kỹ hai đứa cháu nội đang mếu máu trên giường khuôn mặt nghiêm khắc cương nghị của ông ấy bỗng giãn ra nét phong ba dày dặn biến thành nụ cười nở rộ trên khóe môi bố chồng quay sang mẹ chồng nói bà nhìn hai thằng cún con của tôi có giống hệt bố nó không cơ chứ đúng là giỏ nhà ai quay nhà ấy ông đừng có mà vớ vẩn hai thằng cún con của tôi chứ của ông gì cơ chứ hai đứa tên gì thế được bao nhiêu tháng rồi tôi trả lời bố chồng con đặt tên anh là vĩnh hải Em là Vĩnh Đăng, hai cháu được 14 tháng rồi ạ." À. Bố chồng tôi nghĩ ngợi một hồi xong gật đầu lia lịa, ông ấy tỏ vẻ rất hài lòng. "Ừ, Vĩnh Hải, Vĩnh Đăng, tên hay lắm, hay lắm." Bố chúng nói tên Dương, hai nghem ghép lại thành Hải Đăng, có nghĩa là ngọn đèn không bao giờ tắt ở đại dương bao la rộng lớn. Bố mẹ chồng mỗi người một lời, làm căn phòng khách rộng lớn bỗng náo nhiệt hẳn lên. Tôi đặt hai con ngồi cạnh nhau, xong chỉ tay về phía bố mẹ chồng bảo hai con ông bà nội của Vĩnh Hải với Vĩnh Đăng đấy các con chào ông bà đi hai con tôi không hiểu từ ông bà nội có ý nghĩa gì nhưng cũng nhoẻn miệng cười mấp máy nói à ông bà nghĩa là chào ông chào bà nhưng con tôi mới được hơn một tuổi lại sống bên Canada từ lúc mới sinh ra đến giờ nên vẫn nói ngọng lắm tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của bố mẹ chồng Hai ông bà vẫn vô cùng vui vẻ, nụ cười sảng khoái giòn tan. Tôi cảm giác mình đang nắm chặt hạnh phúc trong tay, bao nhiêu mất mát đau thương phải chịu bấy lâu nay bây giờ cũng xứng đáng lắm. Tối hôm ấy bố mẹ chồng quyết định ở lại trông hai đứa nhỏ cho vợ chồng tôi nghỉ ngơi thoải mái. Tắm rửa xong, tôi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc, đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Từ chiếc đèn ngủ đến tủ quần áo của tôi vẫn còn giữ nguyên, ngay cả rèm cửa sổ chăn ga có mấy chỗ rách nho nhỏ mà Dương vẫn không chịu thay. Đợi anh tắm xong bước ra, tôi ngóc đầu lên hỏi, sao anh không thay chăn ga với rèm cửa sổ đi, bị rách hết rồi kìa, anh bận quá không có thời gian à? Dương lắc đầu, anh chờ chủ nhân thực sự của nó về thay. Nói rồi anh bước đến gần tôi, mùi hương quen thuộc đặc trưng của Dương không lẫn với bất cứ ai, khiến tôi mê đắm. Anh mỉm cười, cúi người đặt đôi môi tôi một nụ hôn dài. Ban đầu nụ hôn ấy rất nhẹ, mang theo bao nhiêu cảm xúc nhớ mong chờ đợi sau đó mới dần chuyển sang mãnh liệt đến bây giờ tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối dương nên cũng mạnh dạn vòng tay ôm lấy cổ anh rồi chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào tỉnh tứ hôn xong tôi lại nhớ ra chuyện gì đó nên cố hỏi dương anh bảo anh và em vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau thật không anh chưa từng nói dối em bất cứ điều gì rõ ràng em đã đưa đơn ly hôn cho anh rồi cơ mà nhưng có nộp lên tòa án hay không là do anh tự quyết định Lúc ấy tôi mới biết mình bị con sói giả quyệt này lừa suốt 2 năm trời, làm tôi cứ tưởng mình được độc thân, sống tự do tự tại bên Canada. Càng nghĩ tôi càng không cam lòng, giơ tay đấm nhẹ vào Dương, anh không trách mà cứ giữ nguyên tư thế cho tôi đấm. Đợi tôi đấm chán chê rồi, Dương mới bắt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi thì thầm, "Em định ám sát chồng đấy à? Ác vừa thôi chứ." Tôi bĩu môi đáp lại, "Em ám sát anh đấy, ai bảo anh lừa em? Thế anh đền bù cho em nhé?" Đảm bảo đêm nay em được thoải mái Dương nói với giọng điệu vô cùng mờ ám Đôi mắt anh nhìn thẳng vào ngực tôi Không chút ngại ngùng Tôi biết rõ Dương đang muốn đền bù gì cho tôi Nhưng da mặt tôi mỏng Nên quay mặt đi ấp ống bảo Em không cần Anh đền bù theo kiểu ấy Em chỉ mệt thôi chứ thoải mái gì Nhưng anh nhịn gần 2 năm nay rồi Cho anh làm đúng một lần thôi nhá vợ ơi Vợ ơ Lần đầu tiên Dương gọi tôi là vợ Cộng với sự mề nheo của anh khiến tôi không thể từ chối Cuối cùng đành nhắm mắt gật đầu Giao cả cơ thể cho anh Nhưng không quên cảnh cáo Anh nhớ làm một lần thôi đấy Đừng có nuốt lời Dương nhận được sự đồng ý của tôi thì cười tươi như hoa Nào có biết tôi cảnh cáo gì cứ gật đầu cho nhanh Rồi bắt đầu đưa tay xoa nắn Hai đỉnh đồi cao chót vót trên ngực tôi Lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc thân mật với ai Dương mới xoa nắn vài cái Cả người tôi đã như có một dòng điện Cao áp chạy qua Toàn thân từ trên xuống dưới tê cứng Quần áo trên người tôi và Dương đã nằm yên vị dưới sàn nhà. Tâm trí tôi như rơi vào mộng mị, chẳng còn biết gì nữa. Cứ để Dương càn quấy trong cơ thể. Lòng tôi trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt khó tả. Tôi xấu hổ cố tình ấn mạnh móng tay xuống lưng Dương mà anh vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cả người tôi sụi lơ mềm nhũn không còn chút sức lực. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Dương mang đến cho tôi muôn vàn cảm xúc. Có khó chịu, có đề mê, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm hạnh phúc trong cơn ái tình, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, da thịt áp sát không một kẽ hở, căn phòng ngủ ngập tràn khoái cảm, cứ như thế cho đến khi tôi thực sự không thể chịu được nữa, Dương mới hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng ấn xuống, cơ thể tôi trong phút chốc được lấp đầy. Dương sợ tôi đau còn cẩn thận nói, "Đau thì bảo anh nhé." Mặc dù nơi đó của tôi có chút căng cứng nhưng không muốn để chồng mất hứng nên vẫn lắc đầu bảo, "Em không sao." Dương đợi thêm một lúc cho tôi kịp thích nghi rồi mới bắt đầu vận động nhanh chậm theo nhịp điệu. Giây phút này tôi thực sự nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất trên thế gian này. Cơn kích tỉnh đi qua, khi Dương đã đưa vào cơ thể tôi bao nhiêu bản lĩnh của đàn ông, anh mới chịu thỏa mãn thì thầm bên tai. Cuộc đời anh rất dài, nhưng chỉ yêu duy nhất một mình em. Tháng tháng ngày ngày không đổi thay. Nội tâm nhân vật Dương Từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nơi đây dạy tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Năm 18 tuổi, tôi may mắn thi đỗ đại học, sau khi chào tạm biệt mọi người, tôi quyết định một thân một mình lên Hà Nội nhập trường, bởi vì tôi biết học hành là con đường ngắn nhất để đi tới thành công. Muốn thoát nghèo phải có kiến thức, muốn thay đổi số phận phải có quyền lực, muốn ăn sung mặc sướng phải có thật nhiều tiền. Vậy kiến thức, quyền lực và tiền bạc kiếm từ đâu? Tôi nhất định phải tìm ra câu trả lời tôi đặt chân lên thành phố với vẻn vẹn, vẹn 397.000 trong người. Hàng ngày tôi chỉ dám ăn bánh mì và uống nước lọc để cầm chừng. Vì muốn tiết kiệm tiền nhà trọ, tôi thường ngủ ngoài lề đường cùng những người vô gia cư. Được một thời gian, khi đã tiêu hết số tiền 397.000, tôi quyết định đi xin việc làm thêm. Ai thuê việc gì tôi làm việc ấy, từ dọn nhà đánh giày thuê cho đến thu gom rác thải. Tôi cố dành dụng chút tiền để mua sách vở và đóng học phí. Trời mùa đông Hà Nội thường lạnh cắt da cắt thịt, đối với những người không có chỗ trú như tôi thì cái lạnh ấy càng khắc nghiệt thêm bội phần. Tôi và những người vô gia cư chia nhau từng manh áo mỏng của mạnh thường quân đi qua ủng hộ. Tôi đã từng quên rất nhiều chuyện trong quá khứ, thế nhưng có một chuyện mà đến tận bây giờ tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Noel năm đó tôi bị cảm sốt, vì không có tiền mua thuốc nên đành phải nằm co ro so giữa trời đêm giá lạnh trên chiếc chiếu rách nát tàn tạ. Hơi ẩm của đất ám vào người làm tôi vô cùng khó chịu. Lúc ấy tôi thực sự đã tưởng chừng mình sắp chết đến nơi rồi. Vào thời điểm tôi tuyệt vọng nhất, em bỗng xuất hiện trước mặt tôi như một nàng công chúa đẹp đẽ bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Ban đầu tôi còn tưởng mình bị sốt cao nên sinh ra ảo tưởng, thế nhưng khoảnh khắc em chìa tay đưa cho tôi chiếc bánh mì vẫn còn nóng hổi, sau đó lại nở nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa đông, nụ cười ấy như có một sức mạnh thần bí xua tan cái lạnh lẽo đang bùa vây quanh người tôi em khẽ nói anh ăn đi bố em vừa mua đấy tôi nhìn cô bé nhỏ xíu trước mặt mà không khỏi tủi thân trong lòng em và tôi cùng hít chung một bầu không khí nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi hệt như núi rộng sông dài dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể chạm được vào người em ánh mắt tôi đờ đẫn cổ họng ho sặc sụa một tràng dài Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi. Tôi xấu hổ không dám đưa tay cầm chiếc bánh mì của em, sợ em chê tôi bẩn, sợ em chê người tôi bốc mùi. Cơ thể tôi dã rời vì đói, nhưng chút tự tôn cuối cùng vẫn quá mức ngang bướng. Em thấy vậy bèn ngồi hẳn xuống, ấn nhẹ chiếc bánh mì vào trong đôi bàn tay đen đúa và có phần nhơ nhuốc của tôi. Giọng điệu thánh thót vang lên một lần nữa. Anh ăn đi mà, bánh mì này ngon lắm đấy, em chưa ăn dở vào đâu, thật đấy. Một kẻ vô gia cư không nhà không người thân như tôi Có đồ ăn đã là tốt lắm rồi Làm gì dám quan tâm đến việc người ta đã ăn dở vào đó hay chưa Những ngày tôi không có việc làm Còn phải ăn cả đồ ăn ôi thiêu trong quán bánh gà rán ở gần đó Hơn nữa nếu có cơ hội ăn lại đồ ăn của em Thì là tôi cam tâm tình nguyện Sau đó lòng tự tôn cuối cùng trong tôi Cũng bị sự trong sáng thánh thiện của em đánh ngục hoàn toàn Tôi run rẩy nắm chặt chiếc bánh mì đang định đưa nó lên miệng cắn một miếng thì bố em từ đâu xuất hiện. Nhìn cách ông ấy khoác lên mình một thân hàng hiệu. Tôi cũng biết điều kiện gia đình em không giàu cũng sang. Chỉ là một cô công chúa nhỏ như em, tại sao lại để mắt đến một gã nghèo lôi thôi, chẳng khác gì ăn mày như tôi. Tôi nở nụ cười chế giễu trong lòng, các khớp tay bất xác co lại, càng lúc càng nắm chặt vào nhau. Bố em nhìn bộ dạng không thể thảm hại hơn của tôi, ông ấy hừ lạnh một tiếng rồi nhếch môi đầy khinh thường. Linh, đứng dậy đi về thôi. Đừng tiếp xúc với loại người bẩn thỉu như này, không lại lây bệnh bây giờ. Trong lòng tôi lúc đó quả thật rất đau. Đúng vậy, với thân phận và địa vị của em bây giờ, em không nên tốn thời gian với tôi. Cơ mà vào lúc tôi tưởng em sẽ đứng dậy theo bố về nhà, thì em lại bất ngờ tháo chiếc khăn đeo cổ màu hồng của mình đeo lên người tôi. Tiếp đó còn móc trong túi áo ra hai đồng 10 ngàn. Em thì thầm bảo, em không mua bóng bay nữa, em cho anh này. Anh đó thì đi mua thêm bánh mì ăn nhé. 18 năm qua, tôi trải qua không ít khó khăn vất vả. Bản thân vốn đã chai lì với những loại cảm xúc yếu đuối. Nhưng kể từ lúc gặp em, cuộc sống mở nhạt của tôi hình như có thêm một luồng ánh sáng diệu kỳ. Em sợ tôi đói mà sẵn sàng quyết định không mua bóng bay, cho tôi tiền ăn bánh mì, còn không ngại người tôi bẩn thỉu đeo khăn cho tôi. Trước đến giờ, tôi chưa từng gặp cô bé nào tốt bụng và ấm áp như em thế nhưng những mộng cảnh đẹp thường rất ngắn ngủi bố em sau khi chứng kiến một loạt hành động đó khuôn mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng tại ông ấy kéo em đứng phát dậy trách mắng sao con không nghe lời bố bố đã bảo đừng động vào loại người bẩn thỉu này rồi cơ mà nếu là đứa trẻ khác khi nghe bố trách mắng mấy lời đó chắc chắn sẽ tủi thân khóc nức nở còn em thì lại không như thế ánh mắt em trở nên kiên định em nhìn tôi xong quay sang bố dõng dạc bảo anh ấy không bẩn tất nhiên câu trả lời của em đã khiến bố không vui may là đang ở ngoài đường ông ấy cũng không muốn đôi co nhiều nên cầm tay em kéo đi trước khi đi bố em có nói một câu mà nếu suy nghĩ ở chiều hướng tích cực thì câu nói ấy đã giúp tôi tỉnh ngộ hơn rất nhiều đũa mốc đừng mơ mà tròi được mâm son đúng tôi chỉ là loại đũa mốc mãi mãi không thể tròi mâm son thế nhưng tôi không muốn buông tay em khuôn mặt em đã khắc sâu vào tâm trí tôi làm cho quyết tâm thay đổi số phận trong tôi ngày càng bừng cháy mãnh liệt. Người ta thường nói gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Nếu muốn đường hoàng chính chính ở bên em thì tôi nhất định phải trở nên ưu tú và xuất sắc. Những ngày sau đó tôi điên cuồng lao vào học tập và làm việc. Đến giữa năm nhất, cuối cùng tôi cũng thuê được phòng trọ. Tuy phòng trọ của tôi chỉ hơn 6 mét vuông, lúc nào cũng trong tình trạng tối tăm chật trội, nhưng vì em tôi có thể chịu được tất cả khổ sở trên đời, Bốn năm đại học tôi làm thêm bao nhiêu công việc, đến giờ nghĩ lại cũng chẳng còn nhớ, chỉ là mỗi lần kiệt sức muốn buông xuôi mọi chuyện, tôi lại nhớ đến nụ cười trong sáng, khuôn mặt thánh thiện như thiên thần của em. Có thể nói em chính là nguồn động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học với số điểm gần như tuyệt đối, nhà trường có ngỏ ý mời tôi ở lại làm giảng viên, nhưng tôi còn có những ước mơ hoài bão khác. Tôi muốn đôi cánh của mình được vươn cao và xa hơn. Có như thế khi gặp lại em, tôi mới đủ sức mạnh để che chở và bao bọc cho em. Tôi âm thầm từ chối công việc làm giảng viên ở trường đại học thuộc hàng tốt đầu trong lĩnh vực kinh tế, đem hồ sơ của mình nộp vào một công ty nước ngoài, lại thêm những tháng ngày cố gắng, cố gắng không ngừng nghỉ. Gần một năm sau, tôi chính thức được thăng lên chức phó phòng kinh doanh. Bây giờ cuộc sống của tôi đã khá khẩm hơn rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng có một giây một phút dám buông lòng bản thân bởi vì tôi biết chỉ có tiền bạc và quyền lực mới giúp tôi được sánh bước cùng em. Ai ngờ trong một lần đi khảo sát thị trường tôi tình cờ gặp lại em trong quán cà phê có cái tên nghe rất lạ duy nhất một chữ đắng. Em yên tĩnh ngồi bên ly cappuccino nóng hổi đôi mắt nhìn xa xăm vô định hình như em đang có chuyện buồn tôi nhẩm tính thời gian kể từ đêm Noel năm ấy đến bây giờ cũng gần 5 năm có lẽ em chẳng còn nhớ tôi là ai Nhưng tôi thì vẫn nhớ em Nhớ đến điên dại đầu óc Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều khách hàng Hay nhân viên là phụ nữ Mỗi người trong số đó đều có một vẻ đẹp riêng khác nhau Tôi không phủ nhận điều đó Nhưng đối với tôi em vẫn là duy nhất Trên đời này sẽ không có ai thay thế được em Em chẳng khác gì một loại tín ngưỡng thiêng liêng trong trái tim tôi Làm tôi muôn đời muôn kiếp sùng bái Tôi nấp sau bức tường Đứng ngắm nhìn em hơn 2 tiếng đồng hồ Chân tôi tê cứng nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người em quá ba giây. Thời điểm đó tôi đã biết rất rõ mình đã yêu em nhiều đến nhường nào. Nhìn em vội đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa tràn qua khóe mi. Ham muốn chạy đến ôm chặt em vào lòng của tôi chưa bao giờ mãnh liệt như thế. Tuy nhiên tôi lại sợ em coi tôi như một gã biến thái hay kẻ bị bệnh tâm thần gì đó nên đành cố nhịn nỗi khó chịu trong lòng. Tôi và em chỉ cách nhau một bức tường nhưng em không hề biết Bao nhiêu nước mắt của em là bấy nhiêu chiếc kim đâm vào tim tôi. Không biết cô gái nhỏ của tôi đã phải chịu đựng những gì mà có thể khiến một người vui vẻ lạc quan như em ngồi đây để ngậm nhấm nỗi đau một mình. Đợi em rời khỏi quán cà phê, ly cappuccino trên bàn sớm đã lạnh ngắt mà tôi vẫn luyến tiếc nhìn nó thêm một hồi lâu nữa mới quay lưng bước đi. Tháng ngày tiếp theo, cứ khi nào rảnh rỗi tôi lại tới quán cà phê đáng chờ, hy vọng có thể gặp lại em Đáng tiếc tôi có trở thế nào em cũng không xuất hiện. Sinh nhật năm 24 tuổi của tôi lẽ ra cũng trôi qua một cách bình thường vô vị như mọi năm. Thế nhưng không biết hôm ấy tôi suy nghĩ gì trong đầu mà gần 11 giờ đêm còn khóa cửa phòng trọ ra ngoài vỉa hè đi lang thang. Đi được một hồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân rồn rập hòa cùng tiếng hô hét quen thuộc của em. Anh kia, trả ví cho tôi, đứng lại mau, đừng có chạy. Tôi theo phản xạ quay ngoắt người về phía sau Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là em đang đuổi theo một tên du côn, tóc nhuộm màu đỏ rực. Cơ thể em nhỏ bé mà chạy băng băng trên đường phố, mấy người đi đường nhìn thấy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Hình như họ đều không muốn mua thêm rắc rối vào người. Tới khi tên du côn kia không còn chỗ chạy nữa, hắn ta bị em ép vào đường cùng, mới dừng lại, cầm con dao sáng lóa ra dọa em. Ánh sáng của lưỡi dao chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, lúc ấy người bị dọa là em, nhưng người thoát tim lại chính là tôi. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm Đó là không thể để em chịu bất cứ tổn thương nào Dù là nhỏ nhất Tôi chẳng cần biết tên kia còn giấu vũ khí gì trong người nữa hay không Mà cứ vội vội vàng vàng lao đến chỗ em như một kẻ điên mất hết lý trí Sau đó không kịp suy nghĩ đã dơ chân đạp cho hắn một phát ngã lăn ra đất Cũng may hắn chỉ là một tên du côn bình thường Chỉ có vài chiêu võ mèo cào phòng thân Vốn dĩ không phải là đối thủ của tôi Sau khi lấy được ví tiền cho em Tôi định giao tên Du Côn cho công an xử lý Nhưng em muốn tôi thả hắn đi Hóa ra em vẫn lương thiện như lần đầu tiên gặp tôi Tối hôm đó chúng tôi nói với nhau thêm vài câu khách sáo Rồi ai về nhà nấy Hiển nhiên em đã quên tôi thật rồi Chỉ có một mình tôi ôm nỗi nhớ tha thiết ngày đêm về em Về người con gái đẹp nhất trong lòng tôi Sau đó tôi âm thầm thuê thám tử đi điều tra thêm một số thông tin của em Biết em là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học cũ của tôi Tôi mừng như phát điên vậy là từ bây giờ tôi sẽ không phải nhớ nhung em trong vô vọng nữa nếu muốn tôi có thể đến nhìn em từ xa bất cứ lúc nào một tháng sau tôi có một buổi diễn thuyết ở trường đại học cũ lịch làm việc của tôi dày đặc ngày nào cũng bận rộn đến tối tam mặt mũi không có thời gian ăn cơm thế nhưng tôi muốn được nhìn em thêm một lần nên vẫn đồng ý về trường diễn thuyết hội trường cả nghìn sinh viên mà tôi dễ dàng tia được em ngồi ở vị trí nào cô gái của tôi lọt thỏm trong đám đông rộng lớn Tôi vừa nói vừa liếc mắt nhìn trộm em cả mấy chục lần. Thời gian sau, tôi cố tình tạo ra vô số cuộc gặp gỡ tình cờ giữa em và tôi. Đến khi em đã quen với sự xuất hiện của tôi trong cuộc đời, tôi lại giả bộ làm mặt lạnh hờ hững như kẻ tâm thần, chỉ để em đặt sự chú ý lên người tôi nhiều hơn một chút. Đến thời điểm thích hợp, tôi mới đủ can đảm bộc bạch tình cảm của mình trước mặt em. Em nghe tôi nói xong, khuôn mặt nhỏ khẽ cứng đơ vào. Vài phút trôi qua, em mới lấy lại tinh thần chấp nhận đồng ý làm bạn gái tôi. Cảm giác của tôi lúc ấy như muốn vỡ hòa ra. Có lẽ đây chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong suốt hơn 23 năm tôi sống trên đời. Tình cảm giữa tôi và em ngày càng trở nên khăng khít. Em trao cho tôi lần đầu tiên quý giá. Đổi lại, tôi tình nguyện yêu em đến suốt đời suốt kiếp, mãi mãi không đổi thay. Suốt quãng thời gian ở bên nhau, chúng tôi không có lấy một lần tranh cãi. Đối với tôi em nói gì, làm gì cũng đúng. Tôi không có ý kiến, cũng sẽ không ép buộc em phải làm theo ý tôi. Rồi mối quan hệ giữa tôi và em có thêm sự xuất hiện của Trâm. Tôi biết cô ta là đàn em khóa dưới của mình. Rất nhiều lần cô ta đứng trước mặt tôi, thẳng thắn nói thích tôi. Dĩ nhiên tôi chẳng thèm quan tâm đến mấy lời đó. Tình cảm của tôi chỉ dành cho riêng mình em. Một năm sau, khi bố em biết rõ mối quan hệ giữa tôi và em, ông ấy không những phản đối mãnh liệt, còn sỉ nhục, chửi bới tôi không tiếc lời. Có lúc nhổ luôn cả nước bọt vào người tôi. Câu nói đũa mốc đừng có mà mơ tròi được mâm son trong đêm Noel lạnh giá năm xưa lại làm tôi bừng tỉnh. Vì thế mà tôi càng quyết tâm khao khát đạt được thành công. Tôi cày đầu vào trong công việc không biết mệt mỏi, một ngày chỉ dám ngủ 4-5 tiếng. Thậm chí vào thời điểm khó khăn nhất, tôi còn ngu dại vào bệnh viện bán máu. Tôi dồn hết số tiền mình có mang đi đầu tư, hy vọng một ngày nào đó tôi thành công, bố em sẽ có cái nhìn khác về tôi. Đáng tiếc lúc ấy, bản thân tôi vẫn còn quá non trẻ, kiến thức đầu tư chưa vững nên bị thất bại thảm hại. Tất cả những việc đó em đều không biết và tôi cũng không có ý định nói cho em nghe. Tôi không muốn bộc lộ vẻ mặt kém cỏi yếu đuối trước mặt em. Tôi phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho người con gái tôi yêu. Sau đó bố em không ngừng gây khó dễ cho tôi, công việc của tôi ngày càng đi vào bế tắc. Giám đốc công ty tôi có quan hệ làm ăn với bố em. Tôi không biết hai người họ đã bí mật giao dịch điều gì với nhau mà chỉ vài ngày sau tôi đã bị đuổi việc. Nhà trọ của tôi thường xuyên bị du côn đến phá phách. Tôi cắn răng chịu đựng từng chuyện mà không hé miệng oán thán với em nửa lời ai ngờ nửa tháng sau em đến tận nhà trọ của tôi lạnh lùng thốt ra hai chữ chia tay em nói em không muốn ở bên một người nghèo nàn rách dưới như tôi tôi chỉ xứng đáng để em chơi bời qua đường thôi chứ muốn em yêu tôi thật lòng thì phải đợi đến kiếp sau khi tôi được đầu thai vào một gia đình môn đăng hậu đối với em nói xong em dứt khoát quay lưng bước đi kể từ giây phút đó tôi không thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em có lẽ em đã chặn số tôi rồi từ ngày chia tay em đám du côn bố em thuê đến phá phách nhà tôi càng hung hăng hơn có tên còn mang cả dao đến đâm tôi chúng muốn ép buộc tôi phải rời khỏi hà nội vốn dĩ nhát sau đó tôi thừa sức đỡ được nhưng cửa phòng trọ bỗng dưng mở toang ra trâm từ bên ngoài bước vào chắn ngay trước mặt tên du côn từ đó về sau cô ta luôn cho rằng chính cô ta đã cứu tôi một mạng buộc tôi phải có trách nhiệm với cô ta rồi một ngày khác từ miệng trâm tôi biết được tin em đã mang thai con của tôi khi niềm vui làm bố của tôi còn chưa được hưởng thụ quá nửa phút Trâm đã nhếch môi khinh bỉ chửi em là loại phụ nữ khốn nạn, tâm địa độc ác hơn cả rắn rết. Tôi không hiểu gì nhưng vẫn trừng mắt lườm Trâm như muốn cảnh cáo cô ta không được xúc phạm em. Trâm nghe xong lời cảnh cáo của tôi, cô ta tức giận nói tôi đã bị em bỏ bùa mê thuốc lú khiến thần trí bị mê muội. Em mang thai con của tôi nhưng sáng nay cô ta đến bệnh viện lấy thuốc giả dày lại bắt gặp em từ khoa sản đi ra. Em tới đó để phá thai, phá đi đứa con còn chưa kịp thành hình người của tôi bị em nhẫn tầm giết chết. Tất nhiên tôi không tin mấy lời nói ba hoa của Trâm. Trong mắt tôi em là người phụ nữ thuần khiết, lương thiện nhất thế gian. Làm sao em có thể phá bỏ đứa con là kết tinh tình yêu của tôi và em? 11 giờ đêm, trời mưa gió to sấm chớp đùng đùng mà tôi vẫn chạy bộ một mạch đến trước cổng nhà em. Tôi muốn được nghe em nói em không phá thai, con của chúng tôi vẫn bình yên, khỏe mạnh trong bụng em. Tiếc là những lời đó đều do tôi tự suy diễn Đứng ngoài cổng lớn nhà em chờ suốt 6 tiếng đồng hồ, người ướt sũng như chuột lột vẫn không được gặp em. Cuối cùng thất vọng quá, đành quay bước ra về. Hơn 24 năm sống trên đời, tôi chưa từng thấy hối hận về bất cứ việc gì, chỉ có ngày hôm ấy là tôi đã thực sự hối hận, hối hận vì bản thân mình không được sinh ra trong một gia đình môn đăng hậu đối với gia đình em, hại đứa con còn chưa kịp thành hình người của tôi phải ra đi trong đau đớn. Tôi đội trời mưa về đến nhà trọ, toàn thân lạnh toát, cả người run cầm cập nhưng nỗi mất mát và bất lực trong lòng không hề vơi đi một phần. Bà lô đựng quần áo và đồ đạc cá nhân của tôi bị chủ nhà trọ vứt ngổn ngang ngoài đường. Tôi cứ thế bị đuổi đi mà không có bất cứ lý do gì. Những ngày tiếp theo, tôi sống như người mất hồn, muốn đến gặp em thêm một lần, nhưng lại không đủ can đảm. Tôi đành để mọi chuyện giữa tôi và em chấm dứt tại đây. Coi như kiếp này ông trời đã định sẵn tôi và em là hai người không có duyên phận. Dù sao thì tôi vẫn phải sống tiếp, nhưng đã cố vực dậy tinh thần đi thuê một phòng trọ khác ba ngày sau tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của trâm tôi không muốn nghe cô ta nói chuyện nên tắt máy đi thế mà cô ta vẫn không biết điều còn gọi liên tục sau cùng tôi phiền quá mới miễn cưỡng bấm nút nghe đầu dây bên kia trâm khóc lóc nức nở một hồi lâu rồi kể tối hôm trước từ nhà trọ của tôi về cô ta đã bị đám du côn hãm hiếp giờ đang phải nằm trong bệnh viện cô ta rất sợ và cầu xin tôi đến thăm nếu không cô ta sẽ tự tử chứ không thể sống tiếp với cái thân xác bẩn thỉu này. Việc Trâm bị hãm hiếp vốn là không liên quan đến tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy có chút áy náy. Bản tính tôi không hay quan tâm đến việc của thiên hạ nhưng không có nghĩa là tôi vô trách nhiệm. Khi đến bệnh viện thăm Trâm tôi tình cờ giúp đỡ một người đàn ông đưa vợ mình đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ. Ai ngờ nửa năm sau hai người đó lại chính là bố mẹ ruột của tôi. Ngày gia đình tôi đoàn tụ Tôi có nghe bố kể năm tôi lên ba Bị người ta bắt cóc tống tiền Đến khi bố mẹ gom đủ tiền chuộc Thì bọn chúng dở thói lươn lẹo lừa lấy hết tiền rồi Mà không thả tôi về Hơn 20 năm qua Bố mẹ đã không tiếc tiền của Nhờ và đủ mọi mối quan hệ mà vẫn không tìm được tôi Cho tới đầu năm nay Khi một trong những tên bắt cóc tống tiền tôi năm xưa Bị ung thư não giai đoạn cuối Hắn tự biết mình không còn sống được bao nhiêu thời gian Mới thấy hối hận Và tìm đến bố tôi Thú thực hết mọi chuyện quá khứ Bố tôi nghe xong tức tốc lái xe về cô nhi viện tôi từng ở. Ông ấy hỏi han kỹ càng từng người ở đó và ba tháng sau mới tìm được tung tích của tôi. Gia đình bố mẹ ruột tôi rất giàu. Phải nói là siêu giàu mới đúng. Bố tôi là chủ tịch tập đoàn Trường Phong, một tập đoàn chuyên kinh doanh về nhà hàng khách sạn và bất động sản. Khi ông ấy cho tôi xem tài liệu về tình hình tài chính của tập đoàn, tôi gần như tá hỏa với chỉ số lợi nhuận tăng theo cấp số nhân theo thời gian. Vậy là tôi, từ một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mặc người ta sỉ nhục khinh bỉ. Trong một đêm đã thay đổi số phận trở thành đại thiếu gia của tập đoàn Trường Phong. Tài sản thừa hưởng sau này chẳng khác gì con số khổng lồ. Quả thực lúc ấy tôi đã có ý nghĩ dùng thân phận mới để quay về tìm em. Nhưng nếu em đã không có tình cảm thật lòng với tôi thì tôi có níu kéo cũng chẳng có nghĩa lý gì. Còn tôi cũng mãi mãi không thể sống lại được. Thôi, đành để lại chút tự tôn cuối cùng. Mong em sau này khi nhớ về tôi không còn cảm thấy quá ghê tởm. Từ ngày nhận lại bố mẹ ruột, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới hoàn toàn, không còn là những ngày tháng chật vật lo từng miếng cơm manh áo. Tôi ở trong biệt thự triệu đô, đồ dùng hàng ngày cũng toàn hàng hiệu, đơn giản như giá tiền của đôi giày tôi đi cũng bằng mấy tháng tiền lương tôi làm phó phòng kinh doanh ở công ty cũ. Tôi có thêm một đứa em trai tên là Phong, nó không thích kinh doanh nên trốn bên anh học ngành kiến trúc từ năm 18 tuổi. Vì thế mà bao nhiêu hy vọng về người thừa kế tập đoàn Bố mẹ đặt hết lên người tôi Tôi từ chối cũng không thành Tiếp đó tôi buộc phải đến tập đoàn trường phong giúp đỡ bố vài năm Khoảng thời gian này Trâm vẫn bám theo tôi như đĩa đói Dù tôi đã nói với cô ta rất nhiều lần rằng tôi không có tình cảm với cô ta Trong đầu tôi hình bóng của em vẫn chưa phai nhòa Nhưng nể tình cô ta đã từng đỡ cho tôi một nhát sao Và cũng bị hãm hiếp trên đường từ nhà trọ của tôi trở về Nên tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua 8 năm sau, khi tôi đã ra ngoài mở công ty sản xuất điện tử của riêng mình trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách cuối cùng công ty tôi cũng có chút tiếng tăm và vị thế nhất định trên thương trường thế nhưng tôi biết rõ mình có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể làm em quay lại bao nhiêu lâu nay tôi chỉ nghe ngóng được đúng hai tin tức về em một là mẹ em đã mất vì căn bệnh ung thư vòm họng thời gian bà ấy mất chỉ cách ngày chúng tôi chia tay nhau khoảng nửa năm hai là em đã sang nước ngoài du học tôi biết mình hận em nhưng còn yêu em nhiều hơn rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến duyên phận một lần nữa cho tôi gặp lại em tuy hoàn cảnh hôm ấy có chút khó nói em đang đánh nhau cùng mấy tên thanh niên hư hỏng ngay trước quán bar của bạn tôi nhìn thân hình em bị người ta khống chế tôi không kịp nghĩ ngợi lao đến đấm đá bọn kia túi bụi khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi tôi giả vờ không liên quan cứng miệng nói với em vài lời cộc lốc nhưng rồi sau đó lại trốn vào xe qua tấm cửa kính màu đen tôi nhìn em không chớp mắt 8 năm không gặp lại Em vẫn đẹp một cách đặc trưng quen thuộc Chỉ là vẻ ngây thơ hồn nhiên ẩn sâu dưới đáy mắt em Đã không còn nhiều như xưa nữa Em gọi người đến đưa bạn mình về Xong phân vân một hồi mới ngập ngùng đến chỗ tôi Hỏi han vết thương trên chán Lúc ấy tôi muốn xuống xe ôm chặt em vào lòng Oán trách giận hờn một trận đã đời Sau đó bảo em giờ tôi môn đăng hậu đối với gia đình em rồi Em có muốn quay lại với tôi không? Chỉ tiếc cứ nhìn ánh mắt kiên cường của em tôi lại không đủ dũng khí để thốt ra câu đó. Cuối cùng đành lừa dối trái tim, buông một câu lạnh lùng làm em thương tổn. Nhiều khi tôi nghĩ ông trời thực sự đang đùa giỡn tình cảm của tôi và em. Biết tôi nhớ mong em ngày đêm, nên ông ấy đã cho tôi gặp lại em lần thứ hai sau 8 năm. Lần này, chúng tôi đối diện với nhau trong một hoàn cảnh chớ trêu. Em đến xem mắt với em trai tôi, bố tôi và bố em muốn kết thông ra. Cũng may em trai tôi có người yêu rồi, nên rất xem mắt béo bở đó mới đến phiên tôi hưởng. Sau này tôi nói luôn nói, kết hôn với em vì muốn trả thù cho đứa con còn chưa kịp thành hình người của tôi, chứ em không hề biết tôi thực lòng muốn ở bên em. Tôi nghĩ rằng buộc em bằng một cuộc hôn nhân là cách chắc chắn nhất để em không rời xa tôi, trả thù gì đó chỉ là cái cớ. Tôi nói ra mồm hòng chọc tức em thôi. Tôi thừa nhận chuyện em phá bỏ đứa bé tôi vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bảo tôi hận đến mức không muốn ở bên cạnh em thì tôi không làm được. Tôi yêu em đến không còn thuốc chữa Dù tình yêu ấy hoang đường tới mức nào Tôi cũng sẵn sàng chấp nhận Có vài lần vì muốn thử tình cảm của em dành cho tôi Tôi đã không tiếc lợi dụng châm trở phản ứng của em Chỉ là tôi có thử bao nhiêu lần Em vẫn dừng dưng như không Ấy vậy mà khi anh hàng xóm cũ của em xuất hiện Tôi lại ghen nổ đom đóm mắt Có ai nghĩ Một người đàn ông 32 tuổi Còn ngớ ngẩn mượn việc công trả thù riêng Vì chót uống nước giấm quá đà Biết em từ nước ngoài quay về Việt Nam để đòi lại công bằng cho người mẹ đã khuất. Tôi âm thầm giúp đỡ em từng đường đi nước bước. Công việc của tôi có chất cao hơn đầu, tôi cũng không dám chảnh mảng nửa việc của em. Có những đêm tôi thức trắng để tìm cách thu mua thêm cổ phần cho em. Nhưng sáng mai về nhà thể nào cũng kiếm cớ chọc em ghen. Bởi vì khi ấy tôi mới cảm nhận được chút cảm xúc chân thật từ em. Mẹ kế của em không phải dạng người mưu mô thủ đoạn bình thường, mà bà ta vô cùng thâm hiểm. Sau khi bố em mất, cái đuôi gian trá xảo quyệt của bà ta càng lộ rõ tôi biết thành tích học tập bên nước ngoài của em rất xuất sắc nhưng để em một mình đấu chọi lại với con người đó thì tôi không yên tâm nổi tôi dồn toàn lực giúp em tống cổ hai mẹ con bà ta vào tù rồi mới có thể kê cao gối ngủ cùng em hàng đêm khi tôi biết chuyện con tôi không phải do em phá bỏ mà em bị mang thai ngoài dạ con đứa bé không thể giữ lại tôi sốc đến không thở được trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung ra em không nói cho tôi biết rõ mọi chuyện vì em sợ bố gây thêm phiền phức cho tôi, em vì tôi mà suy nghĩ, nhưng tôi lại oán trách em suốt 8 năm. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ, đáng chết nghìn lần. Tôi muốn dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp cho em, chỉ tiếc còn chưa làm được gì, tôi đã phải bay sang Nhật giải quyết công việc cho bố. Nửa tháng bên đó tôi nhớ em vô bờ, hôm nào trước khi đi ngủ cũng phải mở hình em trong điện thoại, đặt ngay bên cạnh thì mới yên tâm chợp mắt. Ngày tôi trở về Việt Nam, tin tức đầu tiên tôi nghe được là em đang cùng một người đàn ông khác quan hệ thân mật trong khách sạn. Đến nơi chứng kiến cảnh tượng mẹ mình mắng nhiếp em liêm mồm, tôi vừa thương mẹ vừa xót em. Ở phương diện người làm mẹ, chứng kiến cảnh con dâu ngoại tình với người đàn ông khác, đương nhiên bà ấy sẽ mất bình tĩnh. Thêm việc mẹ tôi bị bệnh tim, không thể chịu kích động mạnh, tôi buộc phải đưa bà ấy rời đi. Nhìn ánh mắt châm có phần khác thường, tôi đã ngờ ngỡ đây là màn kịch do cô ta dựng lên. Nhưng trong tay tôi không có bằng chứng, không thể kết tội cô ta đành để em phải chịu ủy khuất vài ngày đợi tôi điều tra mọi việc rõ ràng sẽ thay em đòi lại cả vốn lẫn lời chỉ là tôi không ngờ sáng hôm sau em đã đưa đơn ly hôn cho tôi ngay em nói em muốn đi tìm bình yên hạnh phúc muốn thức dậy bên người toàn tâm toàn ý yêu em muốn cùng người mình yêu đi trên một đoạn đường dài nhất quan trọng nhất là muốn tôi giải thoát cho em không còn cách nào khác tôi buộc phải gật đầu đồng ý khoảnh khắc em quay lưng bước đi Bầu trời trước mắt tôi như muốn sụp đổ xuống Hóa ra tình yêu tôi dành cho em bao lâu nay ngột ngạt đến thế 596 ngày sau Những việc sai trái châm làm tôi đã bắt cô ta phải trả giá đắt Mà tôi vẫn chưa thể quên em Tôi làm bạn với Diệu Với công việc ngổn ngang chất núi Sau cùng không chịu được Tôi tìm đến người bạn thân nhất của em Tôi làm đủ mọi cách xin cô ấy thông tin Biết em vì tôi mà sinh đôi Hai đứa bé bụ bấm kháu khỉnh Tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mua ngay vé máy bay sang canada trong đêm tôi sống ở cô nhi viện lại trải qua cuộc sống khó khăn thiếu thốn trong tâm thức của tôi vốn không thích trời lạnh nhưng vì mẹ con em ở nơi đó nên tôi không ngại đến trời bão tuyết tôi gặp tai nạn giữa đường mà vẫn cố lết xác đến gặp em cho bằng được hôm đầu tiên gặp lại tôi chẳng nói được gì nhiều đã bị đuổi cổ về thẳng khiến tôi mất thêm một khoảng thời gian nữa mới thuyết phục được em đưa hai con trở về việt nam Mọi mâu thuẫn hiểu nhầm của chúng tôi cũng được hóa giải từ đây. Bố mẹ tôi sớm đã nhận ra sai lầm của mình, nên thấy em đưa hai con về ông bà ấy mừng rỡ lắm. Còn bảo cả gia đình chúng tôi sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù xảy ra chuyện gì cũng nhất quyết không rời xa. Một màn hạnh phúc diễn ra ngay trước mặt tôi, y hệt giấc mộng đẹp tôi hằng ao ước mấy chục năm nay. Và tôi hiểu rất rõ đây là món quà vô giá mà ông trời ban cho tôi sau những năm tháng vất vả thiệt thòi. Tôi tin Đôi cánh vững chãi của mình Có thể bảo vệ cho mẹ con em Sống trọn phần đời an yên Các bạn vừa lắng nghe xong ngoại truyện câu chuyện Lẽ nào mình vẫn còn yêu Của tác giả Trinh Hoàng Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thanh Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Ở những câu chuyện tiếp theo